màn đêm phía dưới thương khung ở giữa không thấy mảy may sáng ngời duy nhất một điểm ánh nến đã sớm bị mưa rào chỗ dội tắt không có phi thuyền che chắn thấu xương hàn lưu sen lẫn bạo ngược linh khí không chút kiên kỵ tại trên người của hai người tung hoành cuồn cuộn sóng ngầm phía dưới bên tai chỗ chỉ có thể nghe thấy từng tiếng to rõ gào thét tô bác chăm chú địa siết chặt lấy giữ lấy ngư hồng tụ lưng eo quanh thân đại đạo khí trong nháy mắt tràn ngập tại mình quanh thân ngư hồng tụ cả người tựa như bạch tuộc quấn quanh lấy hắn tận lực thu nhỏ cùng cái này một cỗ hàn lưu ở giữa tiếp xúc. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn chống cự cái này một cỗ giá lạnh. Đếm không hết hư không loạn lưu chui vào hai người trong thân thể, khiến thể nội như rắn đi kiến vọt, vừa đau lại sốt giòn. Rét lạnh, bế tắc, hắc ám. Cùng trên thân thể đau đớn so sánh, những này xúc cảm bàng như gai độc thẩm thấu tô bắc trong thức hải. Hai người nhiệt độ cơ thể càng phát ra địa băng lãnh, trong đó chỗ chảy xuôi huyết dịch tựa như muốn đông kết ngư hồng tụ chăm chú địa cắn răng đầu gắt gao dán tại tô bắc tim hàm răng đánh lấy lạnh run vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện hư côn đi thánh địa con đường hư không bên trên căn bản liền sẽ không xuất hiện loại sinh vật này à tô bắc nắm cả nàng lúc này trong lòng không có nửa điểm kiêu diễm cảm giác cứ việc dưới thân nữ nhân đã sớm không mảnh vải hai người da thịt dính sát hợp lại cùng nhau kiệt lực ngăn cản cái này quái vật khổng lồ phát tán ra yêu khí hư côn hướng du lịch biển cả mộ túc ngô đồng lấy thiên địa vạn vật làm thức ăn, lấy thiên địa làm nơi ở, sinh hoạt tại trên trời cao hư không bên trong. xuất sinh lúc liền có hợp đạo tu vi, thời điểm thành niên nhưng vì cảnh giới đại thừa, chỉ là lại đồng dạng bởi vì sự cường đại của nó mà nhận lấy thiên địa nguyên rủa, cả đời vô vọng hóa hình, chỉ có thể du tẩu cùng treo ngược thiên chi bên trên. tô bác nghi vấn đầy đầu, hai người chỗ nghỉ lại phi thuyền đung đưa kịch liệt, không cần nhìn, tô bác đều đã có thể tưởng tượng ra đến nó giờ phút này phá thành mảnh nhỏ bộ dáng có thể kiên trì lâu như vậy đã là chất lượng thượng thừa trong mắt của hắn mãnh nhưng nhíu lại tiếp theo quanh thân vô ngã cảnh giới phát ra đem hai người khí tức chăm chú địa bao khỏa ở cùng nhau hiển vi chi cảnh trực tiếp hướng lấy phi thuyền bên ngoài nhìn lại tiên mộc kỳ duyên trong nháy mắt đó tô bác gặp được đời này rung động nhất một màn nhìn không thấy cuối hư không phía dưới một con một chút nhìn không thấy cuối to lớn cự vật phe phẩy lưng cánh gần trăm trượng lỗ mũi chỗ thổ tức lấy hàn lưu mây đen xoay tròn nặng nề quấn quanh ở trên người của nó giống như núi cao đuôi cánh mỗi một lần chớp, đều sẽ mang theo một trận dòng lũ gió lốc, đem hết tốc độ tiến về phía trước phi thuyền thổi bấp bênh. Tô Bác cổ họng khô chát chát, rốt cục thăm dò tính hỏi một câu, "Ta nói là, có hay không một loại khả năng, không phải là bởi vì nơi này xuất hiện hư côn, mà là chúng ta đi tới chỗ này?" Ngư Hồng tụ ánh mắt mãnh như ngưng tụ, chấn động trong lòng, bất khả tư nghị nhìn xem Tô Bác. Cắn chặt môi son, run rẩy mở miệng nói, "Ngươi nói là, nơi này là treo ngược trời. Tô bác nhìn qua nàng đột nhiên tái nhợt gương mặt, vén lên đã đông kết tại trên hai gò má tóc, gật đầu bất đắc dĩ. Đúng vậy, Tinh Nguyệt Tông khả năng cũng xuất hiện phản đồ. Ngư Hồng tụ buông thõng tiệp vũ, lông mi bên trên dính đầy tảng băng, khó mà mở ra, khóe miệng của nàng lộ ra một nụ cười khổ, tuyệt vọng nhắm mắt, tự lẩm bẩm, "Tiểu Lục, không nghĩ tới à, bản tông không có nhất nghĩ tới cái kia phản đồ, lại là ngươi." Phi thuyền chỉ có nàng điều chỉnh thử qua, trận pháp cũng là nàng khắc họa, cho nên ngay từ đầu phi thuyền bay lên hư không thời điểm phương hướng liền đã chệch hướng lấy một cái chưa hề từng từng có tốc độ dọc theo hư không loạn lưu một mực lái vào treo ngược trời ngư hồng tụ thể nội linh khí điên cuồng địa tiêu tán cùng tô bắc khác biệt đại đạo của hắn khí có thể chịu đựng được loại này đáng sợ tiêu hao mà ngư hồng tụ công pháp đều là lấy mị hoặc làm chủ cũng không có như này hùng hậu linh hải làm căn cơ tô bắc nhìn ra tình trạng của nàng không tốt từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đan vô lan ném cho mình kia một bình nhỏ bình thuốc đem bên trong hồi phục linh khí đan dược toàn bộ nhét vào ngư hồng tụ trong miệng. Chuyện cho tới bây giờ, cái này hồi khí đan tại không có biện pháp điều tức hư không bên trên, thật là vật quý giá nhất. Chúng ta vứt bỏ thuyền đi. Ở chỗ này rông dài, chỉ có một con đường chết. Tô Bắc hít một hơi thật sâu, nhìn qua ngư hồng tụ đồng lỗ mở miệng nói, liền xem như treo ngược trời, cũng nhất định có biện pháp đi đến thánh địa, cùng ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng đi đụng một cái. Ta vô ngã cảnh giới có thể cam đoan con gà kia không phát hiện được chúng ta khí, thừa dịp nó vẫn như cũ công kích cái này phi thuyền công phu, chúng ta liền có thể hạ xuống đi. Oanh! Phi thuyền lại một lần đung đưa kịch liệt lên, lần này lôi cuốn lấy nóng bỏng lửa lưu, tô bác đã có thể nghe được kẽo kẹt kẽo kẹt khoang thuyền tấm đem nước thanh âm. Ngư hồng tụ bình tĩnh một chút nội tâm, hướng về phía tô bác nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi ngờ nói, con gà kia. Bất quá cũng không có đạt được tô bác hồi phục, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Tô Bắc nói sai, tiếp theo hai tay chăm chú địa còn quấn Tô Bắc. Ngư hồng tụ dung nhan đã là tuyệt sắc, thân thể chi ngạo nghệ yêu dã lại chỉ có hơn chứ không kém, da thịt của nàng bị cái này một cỗ cuồng dã linh khí thấm đến tái nhợt. Dưới da thịt thanh lạc gợn sóng địa hiện lên, đùi ngọc tròn trịa thon dài, lưng eo tú lệ uốn lượn, cái cổ thì cùng xương quai xanh đồng dạng tinh tế thẳng tắp. Nhưng Tô Bắc cũng không có công phu đi cẩn thận quan sát những này, bắt lại trên người nàng nơi nào đó, thở hồn hển nhìn qua nàng mở miệng nói. Ta đếm ba tiếng, chúng ta liền nhảy. a à, ngư hồng tụ nhỏ giọng kinh hô một tiếng, đợi nhìn thấy tô bác nghi hoặc nhìn qua mình lúc, mới phản ứng được hắn hẳn không phải là cố ý. Không có dãy dụ cái gì, thở dốc yếu ớt, cắn răng nhìn qua tô bác đại thủ phân biệt tại mình xương quai xanh cùng trên lưng ngang qua, ôm lấy nàng, ra thịt kề nhau sao, nhẹ gật đầu, ừm. Ba, nhảy. Tô bác ôm lấy nàng, cõng hục kiếm tử thả người nhảy lên tiếng gió gào thét cùng cực lạnh giá lạnh trong nháy mắt hướng phía hai người cuốn tới hư không bên trên cấp tốc hạ xuống cho dù là hợp đạo vẫn như cũ khó mà chống cự loại này kinh khủng khí lưu chợt có thiểm điện sáng lên tiếng sấm vang rền uy lực của nó không thua gì tô bắc đã từng cảm thụ qua cửu tiêu ngọc lôi toàn bộ hư không bên trên như là lôi chỉ tứ ngược tô bắc chăm chú địa nhắm mắt lại cảm thụ được trong ngực nữ nhân kia nhỏ không thể thấy nhiệt độ ngư hồng tụ không phải trí âm chi thể nếu là bên cạnh nữ nhân là nam cơ Tô Bắc liền có thể không chút kiên kỵ dùng ra thể nội trí dương. Độ cao xoay tròn lực ly tâm, trong nháy mắt liền để cho ngư hồng tụ hôn mê đi. Tô Bắc trừng lớn con ngươi, trước mắt là trời đất quay cuồng, cực lực để cho mình không thể đã hôn mê, nếu là mình cũng hôn mê, hai người hạ chàng chính là chia năm xẻ bảy khối khối. Một tiếng to rõ kình minh, tiếp theo hư không bên trên chính là truyền đến một trận tiếng nổ cực lớn. Tô Bắc biết, kia là phi thuyền vỡ vụn thanh âm. Diêu, tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục Tô Bác có thể cảm thụ được quanh mình linh khí không tại như vậy nóng này, căng cứng tiếng lòng rốt cục buông lỏng, sau lưng hộp kiếm tử mở ra, ba kiếm vờn quanh tại hắn bên người, vì hai người triệt tiêu lấy cái này một cỗ xoay tròn cấp tốc lực trùng kích. Đại đạo chi khí tuôn ra, Tô Bác ổn định thân thể của mình, sau đó cả người liền là rốt cuộc không chịu nổi, mang theo trong ngực ngư hồng tụ, giống như một viên sao băng rơi xuống tại trên mặt đất. Phanh, một cái hố to. Nam đô, như đậu ánh nến sáng tắt. Cơ nam giác ngươi là nữ nhân sao? Cơ nam giác đã là lần thứ hai nghe được câu này khẳng định lời nói, lần trước vẫn là bị Lý Tử Quân nhận ra được. Nhưng cho dù là trong lòng có chuẩn bị, muốn tại trục tiên môn kết thúc về sau cùng nữ nhân trước mặt thẳng thắn, nhưng cũng không phải hiện tại à. Cơ nam giác nhỏ bé thần sắc mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng ở trong mắt Lâm cần Du lại là lại quá là rõ ràng, thân là linh lung tâm lại thế nào khả năng không phát hiện được biến hóa của hắn. Lần này, chính là càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng, khóe môi của nàng hơi há ra, thân thể chính là không tự chủ được lui về phía sau trong lòng hơi loạn cả người rõ ràng mờ mịt tự lẩm bẩm ta gả cho một nữ nhân khó trách mấy trăm năm đều không động vào ta khó trách vừa nói nước mắt cũng đã là từ trong mắt của nàng bên trong chảy ra nàng ngẩng đầu sương mù mông lung nhìn qua cơ nam giác nàng chất vấn nàng cơ nam giác ngươi tại sao phải gạt ta ngươi giấu giếm ta giấu giếm trong lòng ta đau quá lần này tất cả nghi hoặc trong lòng của nàng đều đã giải khai vì cái gì một đêm kia cơ nam giác trên thân sẽ có mùi thơm, vì cái gì cơ nam giác cuối cùng sẽ đột nhiên biến mất, vì cái gì cơ nam giác lại đột nhiên có một người muội muội. Cẩn Du, a. À. Cơ nam giác há to miệng, muốn vì chính mình giải thích cái gì, chỉ là lời đến khóe miệng, lại là chậm chạp không cách nào nói ra. Lâm Cẩn Du hai tay còn quấn đầu gối, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, sau đó đột nhiên nở nụ cười, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy thống khổ. Nam giác, để cho ta nhìn xem chân chính ngươi cơ nam giác thở dài một hơi, sau đó nhẹ gật đầu, giải khai tiên duyên thảo ảo giác. Nhìn qua kia một chương tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt, cùng thân là nam tử lúc hắn so sánh, không hề khác gì nhau. Chỉ là nhiều hơn mấy phần sửa đổi rất nhỏ, nhưng vừa vặn là loại sửa đổi này, để nàng cả người xinh đẹp không cách nào nhìn thẳng. Tô bác nói ngươi có một người muội muội, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cái gọi là muội muội chính là ngươi đi. Cơ Nam Giác. Lâm Cẩn Du đột nhiên mở miệng, đánh Đông Hoàng một trở tay không kịp nhìn xem nàng trầm mặc không nói dáng vẻ lâm cần du cười một hồi khóc một hồi chỉ cảm thấy mình chưa hề từng như vậy điên qua các ngươi ngủ cơn nam giác trầm mặc như trước không nói lâm cần du cũng là giữ im lặng chỉ là cứ như vậy nhìn chằm chằm gương mặt của nàng nhẹ giọng mở miệng nói cho nên ngươi yêu hắn cơn nam giác hít vào một hơi thật dài lần này nàng không có trầm mặc mà là nhìn chằm chằm lâm cần du đôi mắt không có chút nào do dự nói đúng vậy ta yêu hắn Lâm Cần Du hai con ngươi ngậm lấy nước mắt, tố thủ vô ý thức chính là nâng lên, chỉ là đến nàng gương mặt trước, lại là dừng tay lại, chỉ còn lại có ôn nhu vút về. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ta, có hay không nghĩ tới thê tử của ngươi, ngươi phản bội ta à? Nam giác, tình cảm là không có giới tính, cho dù ngươi yêu người kia là nam nhân, cơ Nam giác, nàng đè nén nội tâm tình cảm, muốn ôn nhu cùng nữ nhân trước mặt kể ra, chỉ là càng nói, tim đập của nàng liền càng kịch liệt nàng cứ như vậy nhìn chăm chú chương này mấy trăm năm cũng không từng cho mình hiển lộ ra chân thực hình dạng dung nhan rốt cục giấu ở trong lòng tất cả ủy khuất tại thời khắc này bạo phát cơ nam giác ngươi cái này hỗn đản lâm cần du nghẹn ngào cặp kia mắt phượng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng tố thủ run rẩy thanh âm khàn giọng nàng hung hăng đưa tay cái khác gối đầu ném ra ngoài ba bị nện rơi xuống bình hoa nặng nề mà ném xuống đất như cùng nàng trái tim vỡ thành số cánh ta hận ngươi. Quả đấm của nàng nặng nề mà hướng phía nữ nhân trước mặt đập tới. Cơ nam giác tùy ý nữ nhân trước mặt nặng nề mà đấm vào chính mình. Nghe Lâm Cẩn Du một câu lại một câu phàn nàn, siết thật chặt nắm đấm. Thế nhưng là lại có ai có thể hiểu được mình đâu. Mình yêu Tô Bắc, có lỗi sao? Hắn là duy nhất có thể cấp cho mình cứu rỗi người à, ở cùng với hắn thời gian bên trong, để cho mình cảm nhận được mấy trăm năm chưa hề từng có cảm giác. Đó là một loại ấm áp. Nàng mãnh ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt gương mặt kia rốt cục trải qua thời gian dài chôn giấu ở trong lòng oán hận chất chứa cũng tại thời khắc này bạo phát nàng một thanh nắm lấy nàng tay yêu kiểu nói lâm cần du ngươi chẳng lẽ liền không có phản bội ta sao thanh âm xoay quanh tại đại sảnh cứ như vậy vờn quanh tại đồng thời giật mình hai người bên cạnh lâm cần du tay ngừng hai con ngươi không ánh sáng nhìn qua nàng cặp mắt kia là như thế mê ly oanh một tiếng sấm nổ vang vọng phiến thiên địa này lôi quang chiếu ở lâm cẩn du tái nhợt không có chút huyết sắc nào trên gương mặt nàng phát ra sững sờ tiếp theo thanh âm khàn khàn mang theo vài phần nghẹn ngào cùng khó có thể tin nói khẽ nguyên lai like, ngươi cũng biết nhìn qua cả người đột nhiên ngầm đạm xuống dưới lâm cẩn du cơ nam giác trong lòng lập tức một hoàng vừa rồi đang đứng ở lo nghĩ khó mà chịu được trạng thái dưới tình thế cấp bách chính là hoảng không lựa lời nàng đương nhiên biết câu nói này đối với nàng mà nói tổn thương đến tột cùng là lớn đến mức nào thế nhưng là lời đã nói ra. Hai tay của nàng run rẩy, không biết hẳn là thế nào đi an ủi nữ nhân trước mặt. Cẩn Du, ta 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 không phải ý tứ kia. Nàng muốn ngồi xuống, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, đứng lên, nhưng lại chỉ có thể nhìn xuống nàng. Rốt cục nàng tìm được một cái vị trí thích hợp, ngồi xổm ở trước mặt của nàng, lôi kéo tay của nàng, khẩn trương nói. Ta không có quái ngươi, ngươi cũng không phải cố ý, ta ta. Lâm Cẩn Du đẩy ra nàng, vô thần nhìn qua nàng buồn bã nói ngươi nói không sai ta cũng phản bội người. Ta ngươi ta nguyên nghĩ đến ít nhất cũng phải vì ngươi lưu lại dòng dõi về sau tại một người lặng lẽ rời đi rời đi tầm mắt mọi người nhưng hôm nay thanh âm của nàng mãnh nhưng đề cao mang theo trong lòng u ám cùng tuyệt vọng hét lớn cái này tất cả đều là chuyện tiếu lâm cơ nam giác ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy nước mắt không chút kiên kỵ chảy xuôi nàng cứ như vậy nhìn chăm chú lên trước mặt đồng dạng có rơi lệ hạ nữ nhân Lâm Cẩn Du còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hoàng rơi lệ, bất quá không phải lấy một cái Đông Hoàng thân phận, mà là một nữ nhân thân phận. Sau một khắc, Lâm Cẩn Du ôm thật chặt cơ Nam Giác, ghé vào nàng đầu vai, lẩm bẩm nói: "Nam Giác, lòng ta đau quá. Tàn nguyệt giữa trời, núi cao vạn trượng. Mờ tối trên đại điện, kia là một cái thần thánh vương tọa, cùng một chút nhì không thấy cuối tĩnh mịch hành lang." Tô Bắc mờ mịt nhìn qua hết thảy trước mắt, vươn tay muốn đi đụng vào hắc kim sắc hành lang bích chỉ là hai tay còn chưa từng đụng vào lúc, chính là cảm thấy một trận hư ảo gợn sóng, tựa hồ toàn bộ đại điện đều là mộng ảo. Nơi này đến tột cùng là chỗ nào? Ta không phải cùng ngư hồng tụ rơi tại một vùng thung lũng bên trong sao? Người nàng đâu? Tô bác lấy lại tinh thần, tìm kiếm lấy nữ nhân kia thân ảnh, chỉ là tại cái này một mảnh sương mù bên trong. Trừ của mình thanh âm quanh quẩn tại trên vách tường, toàn bộ đại điện tại không có bất kỳ vật sống. Cái kia thần thánh vương tọa phía trên, tựa hồ có một đạo hư ảo thân ảnh chỉ là tô bắc cũng không thể thấy rõ hình dạng của hắn bên tay không ngừng mà quanh quẩn một thanh âm tô bắc ta chờ ngươi đã lâu tô bắc thăm dò tính hướng lấy cái kia vương tọa phương hướng đi đến chung quanh trên vách đá đèn đuốc bỗng nhiên thắp sáng nặng nề không biết chất đống mấy trăm năm cho bụi rơi xuống trong không khí tràn ngập cho bụi hương vị kia từng chiếc từng chiếc đèn sáng sâu kín thắp sáng bọn hắn thình lình vây quanh một tòa cô độc vương tọa mượn đèn đuốc tô bác có thể thấy rõ ràng Vương tọa phía trên cũng không phải là cái gì cái bóng hư ảo. Kia là một tòa băng quan. Tựa hồ kia không ngừng hô hoán thanh âm của mình chính là từ cái này một tòa bên trong quan tài băng phát ra. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ tô bác lưng bên trong toát ra, tô bác hai con người mãnh nhưng trợn to. Trước mắt hình tượng lại là đột nhiên nhất chuyển, biến thành đầy trời sao trời, tĩnh mịch sơn cốc, thanh thúy tươi tốt số lượng, cùng. Nằm sấp trên người mình cái kia không đến mảnh vài nữ nhân. Tựa hồ hết thảy lại về tới hiện thực nhìn lấy mình hạ lạc nện ở trên mặt đất cái rãnh to kia tô bắc từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển một mặt chưa tỉnh hồn vỗ vỗ lồng ngực lẩm bẩm nói nguyên lai là mộng à bất quá trong mộng chàng cảnh vì sao ta sẽ như vậy quen thuộc là cố ý chỉ dẫn mình sao tô bắc không kịp nghĩ nhiều từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ y phục mặc vào người sau đó hai con người phức tạp nhìn qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích ngư hồng tụ một tay lấy nàng yếu đuối không xương thân thể mềm mại bế lên đấu chuyển sao trời phía dưới từ từ rơi ra mưa phùn. Quanh mình nhiệt độ vẫn như cũ là băng lãnh thấu xương, không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy Tô Bắc thể nội linh khí. Ngư Hồng tụ đã sớm hôn mê đi, trắng nõn ngọc thủ băng lãnh giống như băng điêu, vô luận như thế nào đều không thể đem nó che nóng, dưới sơn cốc, khắp nơi đều là rừng rậm, nhờ ánh trăng, Tô Bắc xuyên qua đầm lầy vũng bùn, chậm rãi từng bước hướng phía xa xa một chỗ sơn động phi nước đại. Cúi đầu xuống, Tô Bắc trông thấy Ngư Hồng tụ gương mặt kia gò má tràn đầy tái nhợt chi sắc, bên tai chỗ đỏ ửng một mực lên tới cái chán. Hỏa diễm bị bỏng nóng hổi, thân thể không chỗ ở run rẩy, phong môi không tại màu son, mà là càng phát ra điện tử, giọt mưa đánh vào khẽ run lông mi phía trên, nàng tựa hồ có thanh tỉnh ý thức. Một cái tay sờ lấy chán của nàng, vì nàng độ nhập linh khí. Khụ khụ, ngư hồng tụ ho kịch liệt lên, mở ra hơi khô héo bờ môi, thanh âm thấp như rên rỉ. Nước. Tô Bắc hướng trong cơ thể của nàng không ngừng mà độ nhập linh khí, tiếp lấy không trung mưa phùn cho ăn tại nàng trong miệng. Rốt cục chạy tới cái sơn động kia, không để ý đến sơn động chủ nhân cầu hùng nhìn hàm hàm ánh mắt của mình. Tại nó hướng phía mình mở lớn tanh hôi miệng lớn thời điểm, một kiếm đâm xuyên qua trái tim của nó. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ngư hồng tụ đặt ở trên mặt đất. Hàn Phong vẫn như cũ không ngừng mà gào thét lên, xen lẫn ẩm ướt hồ hồ địa mưa, liền giống như giòi bám trong xương dính tại trên thân thể người, làm cho người toàn thân không thoải mái. Tô Bác lột bỏ cầu hùng còn mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể ra gấu, trải tại trên mặt đất, đưa nàng thả đi lên. Tùy ý địa tìm mấy cái cây gỗ khô nhánh, đốt lên một đống lâm thời đống lửa, trong sơn động nhiệt độ từ từ lên cao, ngoài động vẫn như cũ là hàn phong gào thét, chung quanh lập tức an tĩnh rất nhiều. Hết thảy đều thu xếp tốt về sau, Tô Bác thở dài một hơi, rốt cục có cơ hội nhìn chăm chú mặt của nàng. Gương mặt của nàng đắp lên thương ban cho thế gian nhất cực hạn địa dụ hoặc, cho dù là trên người mỗi một chỗ đều trong lúc vô hình cho người ta một loại yêu dã cảm giác. Nhưng cùng mình ấn tượng bên trong khác biệt chính là, nữ nhân này vốn hẳn nên gạo khí hồ ly hai con ngươi, bị một vòng yếu đuối thay vào đó. Nàng tái nhật hai gò má, giống như một con dễ nát gốm sứ, đỏ tía môi tựa như xương đánh hoa hồng, tàn lụi dễ gãy, lộ ra kinh tâm động phách địa thế lương vẻ đẹp. Tô bác lắc đầu, lắc đi trong óc suy nghĩ lung tung, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra băng gạc, cẩn thận vì nàng băng bó lấy vết thương. Tiểu xảo óng ánh mắt cá chân chỗ giờ phút này nhưng lại có nhìn thấy mà giật mình sưng đỏ, bất quá kinh lịch nhiều như vậy, cũng chỉ là thương tổn tới chân cũng không hạnh bên trong vạn hạnh. Sơn động bên ngoài tiếng sấm âm lần nữa nóng nảy lên, lôi điện giao thoa lóe ra, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Ngư hồng tụ yên lặng mở mắt, mượn đống kia đóng lửa, nhìn qua vẻ mặt thành thật vì chính mình băng bó vết thương nam nhân. Nàng vuốt lên gợn sóng vô số tâm cảnh, trong lúc nhất thời, đúng là không đành lòng đánh vỡ cái này không có nửa điểm kiều diễm ấm áp nhưng có chút rung động hai chân vẫn là đưa tới tô bác chú ý hắn ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn qua ngư hồng tụ mở miệng nói ngư tông chủ ngươi đã tỉnh ngươi trước không nên động trên chân của ngươi kinh mạch đều đoạn mất cần nghỉ ngơi một ngày ngư hồng tụ cái chán tựa như là trôn lấy hỏa lô nóng hổi bất quá cái này đều không trọng yếu chỉ cần mình thể nội linh khí hồi phục về sau hết thảy tự nhiên sẽ khỏi hẳn tô bác vỗ một cái nàng non mịn bắp chân dặn dò đều nói không nên động ngư hồng tụ lại là cười như không cười nhìn xem hắn cặp kia hồ ly con ngươi rốt cục không tại lộ ra yếu đuối mà là hoàn toàn như trước đây địa ngạo khí nhẹ nhàng mở miệng nói tỉ tỉ thân thể xem được không tô bắc có chút yên tâm đã nàng còn có rảnh rỗi điều trị mình vậy đã nói rõ thân thể của nàng cũng không lo ngại Đem trong tay hai con chân ngọc nhẹ nhàng địa buông xuống tỉ mỉ địa ngắm nghía trước mặt bức tranh tuyệt mỹ mặt sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói đẹp mắt ngư hồng tụ nhìn qua nam nhân trước mặt sau đó cười khanh khách, tấm kia mị hoặc đến cực hạn gương mặt bên trên tràn đầy ửng đỏ, cũng không biết có phải hay không bởi vì gió rét duyên cớ, kia nhìn đủ chưa? Tô Bác thành thật lắc đầu, biểu thị mình cũng không có nhìn đủ. Ngư Hồng tụ ửng đỏ đôi mắt lườm hắn một cái, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đầu tấm thảm khoác ở trên người mình, có chút quay đầu đi. Một vòng ngượng ngùng bò đầy mi mắt của nàng, cho dù là nàng cứ như vậy bị nam nhân nhìn thân thể, cũng tuyệt không có khả năng coi như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy hô hấp của hai người âm thanh. Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc. Nơi này là nơi nào? Rốt cục, Tô Bắc Phá vỡ loại này xấu hổ, hỏi một câu nói nhảm. Ta không biết." Ngư Hồng tụ có lễ phép trả lời. Vừa nói, một bên nắm thật chặt trên người tấm thảm, có lẽ bởi vì tấm thảm kích thước quá nhỏ lại hoặc là bởi vì kích thước quá lớn, luôn luôn tránh thoát tấm thảm trói buộc. "Bất quá, căn cứ kinh nghiệm của ta, như thế mỏng manh linh khí cùng hay thay đổi thời tiết nơi này hẳn là treo ngược trời chỗ sâu ngư hồng tụ nhìn qua sơn động bên ngoài mưa to nhìn chăm chú lên bởi vì ẩm ướt mà dẫn đến nhánh cây đốt cực chậm hiện ra đạm lam sắc hỏa diễm nhẹ nhàng mở miệng nói bởi vì mắt cá chân chỗ vết thương nàng thon dài đùi ngọc nhẹ nhàng địa co do chỉ từ tấm thảm lộ ra ngoài ra một điểm oánh nhược ngọc chất mũi chân thân thể nóng hổi lợi hại nàng có thể cảm nhận được hơi thở của mình tựa như là dâng trào ra hỏa diễm tấm thảm khẽ buông lỏng ở giữa vai trần trụi có thể thấy được xương quai xanh nàng tận lực để cho mình biểu hiện tự nhiên một chút tô bắc tựa hồ cũng đã nhận ra thân thể nàng dị dạng vươn tay đưa nàng trên người tấm thảm cẩn thận dịch dịch ngư hồng tụ chỉ là mở to nàng thu thủy hai con ngươi yên lặng nhìn xem tô bắc cảm thụ được hắn nhu hòa cử động đột nhiên nở nụ cười buồn bã nói ta xem như biết tiểu từ ngươi bên người tại sao lại khăng khăng một mực đi theo nhiều nữ nhân như vậy tô bắc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xem nàng Ngư Hồng Tụ lại là nhẹ nhàng địa nhắm mắt lại, không có tiếp tục nói hết. Chúng ta tiếp xuống có tính toán gì? Ngư Hồng Tụ cả người co lại thành một đoàn, ngủ, dò hỏi. Tô bác đảo cổ một chút nhánh cây, lại tại trong đó lấp lên mấy cây củi, thuần thục đem cầu hùng một tay nắm xuyên tại nhánh cây bên trên, một bên nướng, một bên hững hở địa trả lời. Nhiệm vụ chủ yếu là trước dưỡng tốt thương thế của ngươi. Ngư Hồng Tụ dương mắt mắt, gợn sóng mà nhìn xem hắn mở miệng nói. Ngươi phải biết chúng ta lần này ra mục đích. Thương thế của ta là thứ yếu, nếu là đi không được thánh địa, toàn bộ 21 châu sợ là muốn loạn thành một bầy. Tô Bắc chuyển động trong tay tay gấu, rủ xuống cái cổ liễm lông mày, sau đó mặt cười khổ nói, tỷ tỷ của ta à, chúng ta bây giờ ở đâu? Ngươi làm ta không muốn sao? Ta so với ai khác đều muốn đi thánh địa, đồ nhi của ta, ta tất cả lo lắng đều tại Nam Đô. Thế nhưng là chúng ta tại treo ngược trời hạ. Liền xem như từ hiện tại ngựa không ngừng vó đi, không có phi thuyền gia trì, ít nhất cũng phải hơn nửa năm tô bắc không có tiếp tục nói hết hắn hiện tại cũng bất quá là muốn lấy trị liệu ngư hồng tụ làm lý do đầu để cho mình lòng có một cái ý niệm trong đầu chỉ là hai người có thể từ kia hư côn thủ hạ sống sót cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh tuyệt vọng không khí từ từ trong sơn động lan tràn cứ như vậy mãi cho đến tô bắc trong tay tay gấu nấu chín về sau hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện tô bắc cầm lấy tay gấu cẩn thận nếm nếm thân thể bỗng nhiên ấm áp Hắn vội vàng là đưa nó đưa tới ngư hồng tụ trong tay để nàng khôi phục một chút khí lực. Ngư hồng tụ nhìn qua mang mang lục lục tô bác, tiếp nhận trong tay hắn tay gấu, không chút do so dự địa cắn một cái, tiếp theo lông mày cho bỗng nhúc nhích, đột nhiên mở miệng nói. Có lẽ, cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Tô bác nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ngư hồng tụ nắm thật chặt trên người tấm thảm, nhìn qua hắn mở miệng nói. Tàng thiên cung. Tô bác hai con ngươi trong nháy mắt chấn động. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được đến Tàng Thiên Cung, cung nội tất nhiên sẽ có truyền tống đại trận. Tựa hồ đột nhiên liền có động lực, Tô Bác đôi mắt sốt ruột nhìn qua Ngư Hồng tụ, dò hỏi: "Kia Ngư Tông chủ nhưng biết Tàng Thiên Cung vị trí cụ thể?" Ngư Hồng tụ lắc đầu. Tô Bác thần sắc hơi có chút thất lạc, đứng dậy nhìn qua ngoài cửa sổ mưa rào lôi minh. Bất quá chính như Ngư Hồng tụ lời nói như vậy, chí ít còn có một tia hy vọng, chỉ cần có thể tìm được đến Tàng Thiên Cung, thời gian liền còn đủ. Ngư Tông chủ ở chỗ này trước an tâm địa dưỡng thương, tô mỗ đi ra xem một chút. Nếu là có thể tìm kiếm được an mạch dây leo, Ngư Tông chủ ngày mai liền có thể đi bộ. Ngư Hồng tụ môi son nhẹ nhàng địa mở ra, miệng nhỏ địa cắn con kia tay gấu, đôi mắt bên trong lóe ra mấy điểm thỏa mãn nước mắt. Sau đó quay đầu nhìn xem tô bác dặn dò, không muốn cưỡng cầu, treo ngược trời chỗ sâu không biết sinh vật nhiều lắm, cẩn thận một chút. Tô bác tùy ý địa ứng hòa vài tiếng. Cẩn thận dọn dẹp một chút nơi đây hai người lưu lại mùi. Cẩn thận đem sơn động cổng dùng cự thạch nhét vào, đón gió táp mưa rào, tránh chuyển xê dịch ở giữa, thân ảnh chính là biến mất tại chân trời. Oanh! Tiếng sấm không ngừng mà hướng phía đại địa điên cuồng mà phun trào. Tô bác leo lên ngọn núi này đỉnh, con ngươi rung động nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Lúc ấy đang đứng ở sơn cốc chỗ sâu thẳm chưa có cái gì phát giác, cho đến ngày nay mới có thể bao quát treo ngược trời kỳ cảnh. Cả phiến thiên địa chính như kỳ danh, tựa như treo ngược lấy, thác nước ngược dòng, biển mây treo ngược, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, tầng tầng lôi điện xen kẽ tại đỉnh núi trên vách đá. Đây chính là 21 châu thứ nhất bí cảnh, treo ngược trời sao. Tô Bắc hít một hơi thật sâu, nhìn qua xa xa kia vài tòa cao ngất không thấy đỉnh núi non, tựa hồ ở trong trí nhớ, một cái nam nhân liền bị một chính mình khác gắt gao đính tại phía trên. Cũng có chút giống Bất Chu Sơn. An mạch dây leo, như thế đại nhất ngọn núi làm sao đều sẽ có đi. Tô Bác thọc sâu nhảy vào một vùng thung lũng bên trong. Đột nhiên, một tiếng to rõ chu lên từ sau lưng của hắn truyền đến, tiếp theo chính là cảm giác được một trận kình phong lấy một cái mắt thường không thể xem xét tốc độ cực nhanh hướng lấy mình tập kích tới. Tô Bác hai con ngươi ngưng tụ, hộp kiếm bên trong, thanh bình kiếm mãnh nhưng bắn ra, vờn quanh tại hắn quanh thân, một kiếm liền đem kia một đạo hắc ảnh chém thành hai đoạn. Vỗ vỗ chỗ ngực, Tô Bác đẩy ra trước mặt bụi gai, nhìn xem bị thanh bình kiếm chỗ chém vỡ sinh vật, há hốc mồm một con vài chục trượng diều hâu. Lần nữa hoàn hồn, hắn rốt cục chú ý tới ngọn núi này bên trong hết thảy khác biệt. Mây trượng nhện, dài hơn ba trượng chuồn chuồn, cho dù là con mũi đều có ba thước, từng cái mọc ra giữ tợn rác hút, trừng mắt giống như máy móc như chuông đồng hai mắt, mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Hẳn là nơi này hết thảy tất cả đều to lớn hóa. Tô Bắc một bên tránh né lấy những sinh vật này tập kích, một bên nghi hoặc địa suy đoán. Thế nhưng là mình trước đó trong sơn động nhìn thấy con kia gấu, hình thể không phải bình thường sao còn phân đỉnh núi khó trách liền ngay cả ngọn núi này bụi gai đều có thể cao ngất đến mấy chục trượng cách đó không xa truyền đến một trận tiếng nước chảy tô bác con ngươi trong nháy mắt vui mừng chỉ cần có thể nghe thấy tiếng nước chảy vậy liền đại khái xuất sẽ có an mạch dây leo tồn tại loại thảo dược này sinh trưởng tại thác nước nham thạch bên cạnh lập tức tô bác sắc mặt chính là cổ quái nếu là hết thảy tất cả đều là to lớn hóa kia an mạch dây leo đến bao lớn dược hiệu sẽ còn giống nhau sao? Tiếng nước chảy càng ngày càng gần. Tô Bác tiến về phía trước một bước, rốt cục thấy được một mảnh lạnh suối. Ở trong màn đêm chán phóng màu xanh bóng sắc hàn quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bác lông tơ chính là trong nháy mắt dựng đứng lên. Một trái tim trong nháy mắt kéo căng, nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Khô lâu, đập vào mắt một mảnh đều là bạch cốt. Một mực truy đuổi Tô Bác, con mũi tẩu thú nhao nhao là dừng bước, nhìn qua trước mắt bạch cốt hai con ngươi ở giữa tựa như nhận lấy đe dọa, chân chờ không tiến, cứ như vậy vây ở kia nước suối bốn bờ. Tô Bắc thở dài một hơi, những này tẩu thú thân thể to lớn, mặc dù cũng không có cái gì linh trí tu vi, nhưng một mực đuổi theo mình cũng đang không ngừng tiêu hao linh khí của mình. Tại treo ngược trời bên trong linh khí loạn lưu đông đảo, mình tuyệt đối không dám vào nhập xâm nhập trạng thái nhập định. Một khi linh khí tiêu hao quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển nguy cơ. Tô Bắc lội qua lục suối, dưới thân thể ý thức tiến về phía trước một bước tiếp theo cẩn thận quan sát lên trước mặt cốt hải từ khung xương hình dạng bên trên nhìn ngược lại không giống như là người càng giống là một loại nào đó tế tự vật dụng theo thương hải tăng điền biến thiên mà từ từ tan rã chỉ còn lại có trắng phao phao một mảnh khung xương mà bị cái này vô số bạch cốt chỗ vây quanh là một cái tượng thần cái này một cái tượng thần cùng một đạo quán bên trong nhìn thấy khác biệt tại cái này màu xanh bóng sắc nước suối cọ rửa dưới đã sớm thấy không rõ lắm khuôn mặt cho dù là thân thể cũng đã hư thối như nước bùn, một cây to lớn dây thường xuyên qua nó xương tì bà, đem cỗ này tượng thần chăm chú địa chói buộc tại vương tọa bên trên. Tô bác bước qua bạch cốt chi sâm, đến gần tòa này tượng thần, nhẹ nhàng lau đi tượng thần bên trên cho bụi nghi hoặc đánh giá nó. Cũng liền tại tô bác tay tiếp xúc đến tượng thần trong nháy mắt đó, nước suối trong nháy mắt chính là xoay tròn quậy lên một tầng vòng xoáy, không ngừng mà hướng phía dưới phun trào, phát ra trầm thấp tiếng ai minh âm. Trước mắt tòa này tượng thần không ngừng mà hướng phía dưới chấn động rớt xuống lấy bụi bặm trên người. Tô Bác cảm giác được trong cơ thể mình kia một cỗ sát khí đúng là không hiểu kích động, thẩm thấu nhập cái này tượng thần bên trong, tham lam hấp thu tượng thần ý chí. Đây là thứ quỷ gì? Tô Bác bị cái này một cỗ kinh khủng hấp lực không ngừng mà nắm kéo, kia tượng thần mưu toan đem Tô Bác cả người dung nhập cái này một mảnh xương khô bên trong, nhưng cũng may theo Tô Bác thể nội sát khí càng ngày càng dày đặc, cái này một cỗ hấp lực từ từ yếu đi xuống tới. Tô Bác từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển, một mặt chưa tỉnh hồn nhìn qua trước mắt mục nát tượng thần. Đúng lúc này thần hồn của mình chỗ sâu đột nhiên truyền đến một giọng già nua, vĩ đại khôi phục thiên đạo người à, người rốt cuộc đã đến, chúng ta bổ thiên người. Tô Bác bốn phía vẫn nhìn, tại hiển vi chi cảnh phía dưới không ngừng mà tìm kiếm lấy phát ra âm thanh địa phương, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt tượng thần, thanh âm này là nó phát ra. Tiên mộc kỳ duyên khôi phục thiên đạo người. Tô bác không ngừng mà nhai nuốt lấy câu nói này ngữ nghi hoặc nhìn qua trước mắt cổ lão tượng thần chỉ là cũng không có như mình chỗ mong đợi trả lời như vậy mình lời nói thanh âm như vậy yên lặng ngay sau đó tượng thần tính cả lấy chung quanh bạch cốt bắt đầu vỡ vụn biến thành thật dày bụi đất một cỗ màu xanh tức điên cuồng mà tràn vào tô bác thể nội tô bác rên khẽ một tiếng cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện khí không ngừng mà khuếch trương lấy mình khí hải liên hợp lấy trong cơ thể mình các loại linh khí theo cái này một cỗ khí tràn vào tựa hồ ký ức chỗ sâu mảnh vỡ lần nữa khôi phục một chút đoạn ngắn. Lần này, Tô Bác thấy rõ ràng, trong trí nhớ cái kia sương mù nặng nề cung điện chính là mình vừa rồi nằm mơ chỗ mơ tới đại điện. Mái đầu bạc trắng gốc dễ ẩn ẩn có màu đen phát gốc dạ toát ra, Tô Bác song đồng chỗ sâu xuất hiện từng khỏa hỏa trùng, hắn thở sâu thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, nơi đó chính là Tàng Thiên Cung. Tô Bác chăm chú địa từ từ nhắm hai mắt mắt, xếp bằng ở nguyên địa, chuyển hóa bất thình lình lực lượng khổng lồ. Ngao, nước suối chung quanh tẩu thú ỉu xìu xuống tới tiếp lấy liền tựa như ứng kích ra sức gào thét muốn thoát đi tượng thần lôi kéo nhưng mà đây hết thảy trung quy là phí công từng cái ghé vào trên mặt đất khí huyết từ từ khô cạn biến thành từng cỗ xương khô toàn bộ tượng thần cùng kia màu xanh bóng sắc nước suối tựa hồ chính là một trận tế tự mà bị tế tự người chính là ngồi ngay ngắn ở vươn hướng cái khác nam tử tóc trắng sao trời tại trên trời cao du động mưa to lôi mình vẫn như cũ tứ ngược chỉ là cái này cùng một chỗ nho nhỏ tế tự chi địa lại vô cùng bình tĩnh, tựa như ngưng kết mà thành một viên to lớn kén, chỉ có thể lắng nghe gặp mạnh hữu lực tiếng tim đập. Cũng không biết qua bao lâu, trên trời cao ẩn ẩn có một đạo quang minh chợt hiện, bình minh kết thúc đêm. Nam đô, lờ mờ yếu ớt chiếu sáng chạm đất hạ điện đường. Mấy trăm tên đầu đội lấy cổ phát chiếc nhẫn mặt nạ người áo đen tụ tập ở chỗ này, toàn bộ đại sảnh an tĩnh làm người ta sợ hãi, chỉ có thể nghe thấy từng đạo đều đều tiếng hít thở âm rốt cục theo một người áo đen xuất hiện tầm mắt mọi người đều là hướng phía hắn nhìn lại hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía sau đó nhẹ gật đầu ngồi ở trong đại sảnh ở giữa trên ghế một dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn người áo đen đi lên trước quỳ một chân trên đất trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng lửa nóng ánh mắt nhìn qua vua của nàng tiếp theo một tay vịn bả vai cúi đầu xuống mở miệng nói bẩm tôn thượng đinh tám nhiệm vụ đã hoàn thành hiện nay tô bắc cùng ngư hồng tụ cũng đã bị treo ngược hư côn thôn phệ thoại âm rơi xuống trong đại sảnh trong nháy mắt vang lên một mảnh liên tiếp kinh ngạc âm thanh nhao nhao nhìn qua nữ tử kia ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc ngồi trên ghế người áo đen tùy ý cười cười gợn sóng mở miệng nói để tô trưởng lão chết cũng không phải chuyện đơn giản như vậy bất quá nếu là thật sự như như lời ngươi nói hai người bị vây ở treo ngược trời như vậy chỉ ít trong vòng nửa năm cũng sẽ không xuất hiện sự tình làm tốt lắm hắn phất phất tay nữ tử kia chính là lui trở về chỗ cũ đứng dậy ánh mắt vẫn nhìn trong đại sảnh đám người, hít vào một hơi thật dài, tiếp theo cao giọng mở miệng nói. Chúng ta đều bởi vì tín niệm cộng đồng tập hợp một chỗ, không khác, chỉ vì chúng ta đều là khôi phục thiên đạo người. Chúng ta vì bổ thiên người. Mà sau bốn ngày trung thu, chính là chúng ta hướng thế nhân đem ra công khai vào cái ngày đó, nguyện ta chấp trời người chi danh quang huy đột khởi, vĩnh viễn chiếu dọi tại đại địa. Thiên đạo có thiếu, chúng ta tuy là sâu kiến chi dân, nhưng cũng lòng mang chí lớn, lớn tiếng nói cho ta, chúng ta tụ tập ở chỗ này ra sao nguyên do người áo đen thanh âm tại phòng khách này bên trong quanh quẩn ánh mắt chiếu tới chỗ đều là từng đạo tràn đầy lửa nóng ánh mắt nặng nề tiếng hít thở quanh quẩn tại trên vách tường tràn ngập tại cái này dưới đất cung điện sau một khắc tất cả áo bào đen đều là giơ lên cao cao một cái tay giống như thành tín nhất tín đồ quỳ bái lấy bọn hắn cao nhất thần bổ thiên tiếng gào thét sen lẫn không thể nghịch tín niệm Từng gương mặt một bảng phía trên hiện lên dữ tợn nhưng lại ẩn chứa lửa cháy nóng thần sắc. Bổ Thiên. Tôn thượng thỏa mãn nhìn qua người trước mặt, sau đó chính là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tháo xuống viên kia mặt nạ. Tất cả thành kính tín đồ nho nhau tháo xuống khắc lấy chiếc nhẫn cổ pháp mặt nạ, từng đôi quen thuộc đồng lỗ nhìn chăm chú lên trên đài cao nam hoàng. Vì ta 21 châu tu sĩ tương lai, mở một đầu mới tinh con đường. Chúng ta vì nhặt củi người, chúng ta đem nhóm lửa 21 châu ngọn lửa hy vọng bổ thiên gào thét thanh âm trong nháy mắt tại tất cả người áo đen bên trong sôi trào lên cơ nam giác ôm thật chặt trong ngực nữ tử nàng tại bên tai của nàng nhẹ nhàng địa thở dài ngươi nên hận ta chỉ là ta không hối hận yêu hắn lâm cần du ngẩng đầu cứ như vậy nhìn qua nàng kiên định thần sắc nàng đồng lỗ bên trong u ám chi sắc một chút xíu tiêu tán ngón trỏ nhẹ nhàng địa run rẩy muốn đi vút ve tấm kia quen thuộc nhưng lại xa lạ gương mặt cùng ta nói một chút giữa các ngươi cố sự đi lâm cần du cúi đầu xuống đem đầu tựa vào trong ngực của nàng chóp mũi người người trên người nàng truyền đến mùi thơm nàng giải cơ nam giác nàng không thể lại bởi vì một chút chuyện nhỏ cứ như vậy yêu một cái nam nhân như vậy giữa các nàng nhất định trải qua không ít mình chỗ không rõ ràng cùng không cách nào tưởng tượng đi cơ nam giác giữ nàng lại tay khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ không nghĩ tới lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy ôm ấp lấy nàng nắm tay của nàng lúc mình lại là lấy một nữ tử thân phận ta không muốn hắn biết thân phận của ta. Cơ nam giác cân nhắc một chút ngữ khí, nhìn qua Lâm Cẩn Du nhẹ nhàng mở miệng nói. Có thể giúp ta giữ bí mật sao? Lâm Cẩn Du trầm mặc một chút, tại trong ánh nến hiện ra đạm trong mắt màu đỏ lóe ra ánh sáng, sau đó dùng sức địa vồ một hồi cơ nam giác. T. Cơ nam giác không thể tin nhìn qua nàng, một vòng ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt hiện lên ở nàng gương mặt, đưa tay che, môi son hé mở lấy. Ngươi ngươi làm cái gì? Lâm Cẩn Du con ngươi nổi lên một vòng thất lạc, đem đầu bên cạnh tới, thở dài một hơi. Quả nhiên, tính cách của ngươi càng lúc càng giống nữ nhân nữa nha. Ngươi van cầu ta, ta liền giúp ngươi giữ bí mật. Cơ nam giác biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm trước mặt cái này đã bắt đầu không chút kiên kỵ nữ nhân, tiếp theo vùng tay lên. Đúng là đưa nàng một thanh té nhào vào trên giường, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, một tay lấy trên người nàng vẫn như cũ mang theo tử khí chính là đỏ chót nghe thường cười ra. Cư cao lâm hạ nhìn qua nàng, môi son cong lên một vòng gợn sóng địa đường cong tự tiếu phi tiếu nói để chẫm cầu ngươi hoàng hậu ngươi đang dùng loại giọng nói này cùng chẫm nói chuyện vai xương quay xanh lộ bên ngoài trắng nõn giống như mỡ dê nõn ngọc cơ nam giác hô hấp chảy xuôi tại nàng trên gương mặt con ngươi khiêu khích nhìn qua nàng khó gặp thần thái càng có vẻ mê người lâm cần du khinh thường nhìn qua nàng không lưu loát động tác mặc cho mình nghe thường mở sau đó vươn tay tháo ra nàng cổ áo tiếp theo hai tay cùng dạng dùng sức tại nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tay lấy nàng trường sam giật xuống. Quả nhiên, như mình sở liệu nghĩ như vậy, cái yếm của mình liền mặc trên thân nàng. Lâm Cẩn Du sờ lấy kia quen thuộc cái yếm sợi tổng hợp, gợn sóng mở miệng nói. Bản cung cái yếm tốt mặc không? Tìm lâu như vậy, bản cung vẫn cho là lạc đô tiến vào tặc, không nghĩ tới ngày phòng đêm thả, cướp nhà khó phòng. Ngươi đến cùng cầm ta nhiều ý kiện. Cơ nam giác giận dữ, chỉ cảm thấy bây giờ cùng nàng biểu lộ thân phận về sau, Nữ nhân này đã từ từ không nhận tầm kiểm soát của mình, hay là nói bắt lấy mình sơ hở. Giờ phút này nàng kia thân rộng lượng nghe thường mở, vai trái hơi lộ ra, lưng ngọc hơi có vẻ, tú lệ tóc xanh chảy đến lộ xộn. Dãy núi đứng thẳng, mũi chân cứ như vậy hơi điểm giường, tú chân kéo căng thẳng tắp. Đồng thời, mông của nàng mà cũng theo nàng khiêu khích động tác mà có chút nhếch lên, bị eo nhỏ nhắn một sấn, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cho dù là cùng là nữ tử cơ nam giác nhìn qua trước mắt một màn này, cũng không khỏi đến thất thần, chỉ là nhìn xem bộ dáng của nàng. Không thể nhịn được nữa, coi là thật lên giáo huấn chi tâm, hư lạnh một tiếng, tay giơ lên, chính là nặng nề mà vỗ xuống đi. ba Thanh âm thanh thúy Lâm Cẩn Du thân thể trong nháy mắt cứng đờ, thẳng mông cũng thuận thế cong xuống dưới, nàng khẽ run chuyển qua kiểu cái cổ, nhìn về phía cơ nam giác. Đôi mắt bên trong bằng thêm mấy xóa đạm mạc tàn khốc, bằng như trước mặt không còn là nghèo túng nữ tử, mà là cái kia vẫn như cũ độc lập hoàng cung, có uyên đỉnh núi cao sừng sững chi độ hoàng hậu ngươi ngươi đánh ta ngươi dám đánh ta chỉ là câu này kiên cường lời nói vừa nói ra miệng sau một khắc liền lại là truyền đến một trận đỏ đau nhức cơ nam bàn tay lên xuống phía dưới thanh âm thanh thúy nương theo lấy một tiếng bị đau trong phòng vang lên vòng eo nhẹ nhàng địa vặn vẹo đùi ngọc cũng bởi vì đau đớn mà nhẹ nhàng đong đưa dần dần thanh âm của nàng biến thành như oán như mộ thút thít cơ nam giác một mặt cổ quái nhìn qua trước mặt tựa hồ theo động tác của mình biểu lộ càng phát ra địa vũ mị nữ nhân. Trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Tô bác đánh mình thời điểm, mình trong mắt hắn, cũng là dạng này sao? Trách không được hắn như vậy thích. Không khỏi trên gương mặt bò đầy đỏ bừng chi ý, tố thủ rốt cuộc không xuống được, cứ như vậy cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Nàng cúi người nhìn qua dưới thân cái kia tú mặt đỏ bừng nữ tử, miên nếu không có vật thân thể mềm mại địa dán bộ ngực của nàng, y phục nửa chặn nửa che, đùi ngọc nửa rũi nửa khuất, thở dài một cái thật dài, thôi thôi. Cửa sổ nửa mở, dần dần quy tịch tĩnh ánh trăng dần dần chết đi, xuyên thấu cửa sổ đổ tiến đến, tại đôi này vợ chồng trên quần áo rơi xuống một tầng thu xương. Nhìn qua một màn trước mắt, tâm hung ác, cơ nam giác vẫn là kiên cường mở miệng nói, say hay chưa? Còn dám can đảm như vậy khiêu khích chẫm sao? Lâm Cẩn Du xoay người qua, nàng nằm ngửa tại trên giường, nhìn qua cơ nam giác hai con người. Ánh trăng vẩy xuống con người bên trên, viết đầy nàng khuyên thuật. Nam giác, ta đến tột cùng nên đi nơi nào? Đông nước người thừa kế, làm sao bây giờ? Chuyện này chú định không có khả năng ẩn tàng quá lâu, tam vương đã rất không an phận. cơ Nam giác nhìn qua nàng, chăm chú địa cắn môi đỏ, nàng cũng không biết. Rốt cục nàng thăm dò tính địa mở miệng nói, ai nói Đông nước lại không thể có người thừa kế? Ánh nắng từ từ vẩy vào tô bác trên thân, tô bác chậm rãi mở mắt, yên lặng dò xét lấy thể nội khí hải linh khí đã khách quan chi tại trước đó dày đặc địa không phải một đinh nửa điểm, toàn bộ khí hải càng là làm lớn ra hơn hai lần. Hắn hít vào một hơi thật dài, chậm rãi đứng dậy, nhìn qua dưới ánh mặt trời chiếu sáng treo ngược trời. Cùng màn đêm buông xuống về sau, đơn giản chính là hai cái tràng cảnh. Cũng không biết ngư tông chủ thế nào. An mạch dây leo còn không có tìm tới. Tô bác có chút đau đầu, run run rẩy rẩy đứng dậy, nhìn qua dưới thân đã sớm khô cạn nước suối, cùng chung quanh khắp nơi trên đất thi cốt, hết thảy giống như luyện ngục tô bắc không thể tin nhìn qua trước mặt một màn ít hầu mãnh mà run run một chút buồn bã nói đây chẳng lẽ là ta tạo thành hết thảy trước mắt hải cốt trồng chất thành núi tựa hồ bởi vì khi chết gặp phải thống khổ to lớn hai mắt giống như chuông đồng giữ tợn địa mở to Trăng xóa cốt hải phía trên hình người khô lâu cự điểu thi cốt hung thú hải cốt bay ra tại nguyên chỗ một cỗ xâm nhiên sắc khí tràn ngập tại cái này một mảnh hải cốt bên trong để cho người ta sinh ra một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Cho dù là như hôm nay sáng, ánh nắng hừng hực chói mắt lóa mắt, tại cái này nước suối cái khác hài cốt vẫn như cũ rét lạnh vô cùng, không có nửa điểm nhiệt độ có thể nói. Tĩnh mịch một mảnh liên đới lấy bọn hắn ngã xuống chỗ áp sập cổ mộc, cành lá từ xương cốt trong khe hở xuyên ra ngoài, tham lam hấp thu trên người bạch cốt để lại quà tặng. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì. Tô bác đối cái này một cỗ thường nhân khó mà chịu được sắc khí không có nửa điểm khó chịu, thậm chí có thể cảm nhận được khí hải đối với nó thân mật phải lớn qua quanh mình linh khí. Tô Bắc khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi ý, mình đây coi là cái gì? Cùng những cái kia sát người lại có khác biệt gì? Trong mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia mờ mịt, dạng này mình vẫn là mình sao? Một chính mình khác, hắn cũng từng đi qua con đường này sao? Đồ long thiếu niên cuối cùng thành ác long. Tô Bắc hít một hơi, đối quanh mình một vòng bị máu tươi nhiễm đỏ bùn đất bái một cái, mở miệng nói đây cũng là các ngươi gieo gió gặt bão. Xoay người, cẩn thận tìm kiếm lấy nguyên địa, chờ đợi ở chỗ này có thể tìm được tia sợi manh mối. Dù sao cái kia thanh âm thần bí cáo chi mình, đây hết thảy cùng Tàng Thiên Cung có quan hệ, kia tất nhiên sẽ không để cho mình cùng con ruồi không đầu đi loạn đi. Quả nhiên, tại tôn này tượng thần dưới chân, Tô Bắc phát hiện một chỗ lõm bùn đất, thử vươn tay ra đào đưa ra bên trên bùn đất, cùng một chỗ bia đá chính là lọt ra. Tô Bắc cẩn thận đem bia đá đào lên, phát hiện phía dưới là một đầu sâu không thấy đáy đường hầm. Cho dù là ánh nắng cũng thẩm thấu không tiến trong đó bóng ma, Tô Bắc trong con ngươi do dự một lát, vẫn là đứng dậy đặt chân đi vào. Trách không được cho dù là phản hư hợp đạo tại treo ngược trời cũng cực kỳ dễ dàng vẫn lạc. Vô luận là đêm qua những cái kia không thể diễn tả to lớn tẩu thú, hoặc là hôm nay nhìn thấy hài cốt cùng hiện tượng quỷ dị, đều là tại xác minh Tô Bắc trong lòng cái này hỗn độn bí cảnh. Đã cái thanh âm kia xưng ta là bổ thiên người, cũng không cần thiết lại đi thiết kế lừa giết ta đi. Tô bác lầm bẩm lầm bẩm giống như là hỏi thăm lại giống là cho mình động viên. Dù sao đều đã đi vào mảnh này hài cốt, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Ba kiếm đã từ hộp kiếm bên trong bay ra, vờn quanh tại Tô bác quanh thân. Tô bác đưa tay đốt lên một cây bó đuốc, chính là đâm đầu xông thẳng vào đường hầm chỗ sâu. Hắc Ám không ngừng mà thôn phệ lấy yếu ớt hỏa diễm, nhờ ánh lửa Tô bác thấy được đường hầm trên vách tường vẽ đầy bích họa. Kia là một cái dơ hỏa diễm đi ở trước nhất người, phía sau là tùy tùng của hắn vây quanh hắn đi hướng chỗ cao nhất tế đàn. Tiếp theo hắn đem trong tay hỏa diễm đốt lên trước mặt tế tự chi bát, hỏa diễm bay lên, trên trời cao liền có một vệt ánh sáng chiếu xạ xuống dưới. Dãy núi hiện lên, sông biển lao nhanh. Tô bác ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trước mặt bích họa, đây là tại kể ra 21 châu khởi nguyên. Không khí nơi này mang theo mục nát thối nát hương vị, mông lung hắc vụ không ngừng mà ăn mòn Tô bác thân thể. Chỉ là rất nhanh chính là bị thể nội sắc khí thôn phệ, chuyển hóa làm trong khí hải một bộ phận. Hắn xưng hô ta là bổ thiên người, đến tột cùng là có ý gì đâu? Bổ thiên, lại muốn bổ cái nào trời? Cái kia tôn thượng ở trong đó lại đóng vai như thế nào nhân vật? Còn có cái này thần bí cổ pháp chiếc nhẫn đến cùng là cái gì? Tô bác nghi hoặc nhìn qua trước mắt một vài bức bích họa, ý đồ ở trong đó tìm kiếm lấy đáp án, trong lòng của hắn không ngừng mà làm lấy suy đoán, muốn phá giải ảo diệu bên trong. Lần nữa đi về phía trước, đột nhiên một tiếng chói tai giống kêu to vang lên sau một khắc nguyên bản co quắp tại vách đá cái khác từng cái hải cốt đột nhiên đứng lên trống trải trong hai mắt lóe ra hai điểm u ám quang mang cầm trong tay cự cốt run run rẩy rẩy lấy hướng phía tô bắc phương hướng đi tới tô bắc nhướng mày một phát bắt được bên người lượn vòng lấy trường kiếm chính là nặng nề mà hướng phía kia từng cỗ khô lâu chém tới đinh kim thạch va chạm thanh âm trong nháy mắt tại cái này đường hầm bên trong vang vọng tô bắc bắp thịt toàn thân kéo căng tay bị chấn động đến hổ khẩu run lên ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn qua trước mặt đông đảo khô lâu binh sĩ mình mặc dù chỉ là thường thường không có gì lạ một kích nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng sợ là có thể tùy ý địa chém giết một phản hư tu sĩ khả quan chi trước mặt khô lâu chẳng những không có bất cứ dị thường nào thậm chí xương cốt phía trên cũng chỉ là lưu lại một đạo nhỏ xíu vết kiếm tô bắc cũng không lỗ mãng tiến lên mà là vô ý thức lui về sau một bước không ngờ ngay tại cước bộ của mình rút khỏi cái nào đó phạm vi về sau trước mặt một đám khô lâu trong nháy mắt sụp đổ lần nữa biến trở về co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong hài cốt. Bọn hắn là tại thủ hộ lấy cái gì? Tô Bắc tiếp lấy hiển vi chi cảnh hướng phía chỗ càng sâu nhìn lại. Kia là một tòa cao ngất tế đàn, tế đàn chính giữa trưng bày một khối con dấu, mà con dấu phía dưới chính là bò lổng ngổm vô số hài cốt. Có lẽ ngay tại Tô Bắc hướng về phía trước phóng ra một bước sau một khắc, chính là lại biến thành đao thương bất nhập khô lâu thủ hộ giả. Tô Bắc lấy lại bình tĩnh, nếu là mình là được tuyển chọn bổ thiên người, những này khô lâu như thế nào lại cản trước mặt mình. Nghĩ như vậy, Tô Bắc nhắm lại con ngươi, lần nữa mở ra lúc, hai con ngươi bên trong lóng lánh hỏa chủng quang mang. Một cỗ thanh màu đậm khí từ thể nội bay ra, trên dưới quanh người phát ra một mảnh thanh quang. Ngay tại cỗ khí tức này tràn ngập thời khắc, trên mặt đất hải cốt đúng là lần nữa ngưng tụ. Bất quá lần này không có công kích Tô Bắc, mà là từng cái sắp xếp chỉnh tề, phân loại tại tế đàn hai bên, quỳ một chân trên đất. Tế đàn chung quanh đế đèn phía trên, một đóa lam quang u nhiên chợt hiện, ngay sau đó chính là một đóa tiếp lấy một đóa, không ngừng bị lam lửa chỗ thắp sáng đến chiếu sáng cái này hắc ám đường hầm. Hai cốt cung kính bộ dáng, tựa như là đang nghênh tiếp lấy vua của bọn chúng. Tô Bắc thật sâu thở ra một hơi, vượt mức quy định đi tới, tại đi tới tòa kia tế đàn phía dưới về sau, thủ hộ giả khô lâu lần nữa đi lên phía trước. Từng cái quỷ gối Tô Bắc trước mặt, lấy khô lâu thân thể dựng thành thông hướng tế tự chi đài cầu thang. Không có chút nào do dự, Tô bác nhảy lên, sau đó cầm lên viên kia con dấu lao rơi phía trên phụ thổ tô bắc nhìn qua phía trên bên trên cái kia quen thuộc đồ án kia là một cái cổ pháp chiếc nhẫn cùng mình trước đó đã thấy đám người áo đen kia trên đầu chỗ khác giống nhau như đúc con dấu mặt sau khắc họa lấy một hàng chữ nhỏ mở đầu cùng khôi phục tô bắc ma toa lấy con dấu đồ án tự nhủ cho nên cái này đồ án đến tột cùng đại biểu cho cái gì thôn thiên cùng bổ thiên ở giữa lại có dạng gì liên quan ngay tại tô bắc cầm lấy viên kia con dấu về sau toàn bộ tế đàn trong nháy mắt đầu động trăm ngàn năm trồng chất cho bụi giống như thác nước lan tràn mà xuống sau một khắc một đạo bia đá cứ như vậy xuất hiện ở tô bắc trước mắt mượn đèn đuốc tô bắc có thể nhìn thấy trên đó chỗ khắc họa đồ án trong đó dưới góc phải tựa hồ đúng là mình vị trí mà ngoại trừ cái này tiêu chú dấu vết địa phương bên ngoài còn có sáu nơi đồng dạng bị đánh dấu chi địa mà trong đó có một tòa thần điện tựa hồ chôn sâu ở một tòa núi tuyết phía dưới Tô bác không chút suy nghĩ, trực tiếp đem trước mặt địa đồ chữ khắc dấu xuống dưới. Nếu là mình không có đoán sai, kia tất nhiên là tàng thiên cung. Xem ra chính mình mục đích của chuyến này có mục tiêu, chỉ ít mang cho mình một tuyến hy vọng. Đem cái này mai con dấu để vào nhẫn chữ vật về sau. Tô bác xoay đầu lại, lúc này mới phát hiện trước mặt một đám khô lâu thủ hộ giả. Thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, sau đó biến thành vô số bột mịn đồng dạng hướng phía mình trong nhẫn chứa đồ bay tiến đến. Tô bác sững sờ nhìn qua một màn trước mắt. Chẳng lẽ những này khô lâu binh sĩ vẫn là có thể chịu hoán. Bất quá cũng không có thời gian đi thí nghiệm cái gì, Tô Bác vội vàng rời đi tòa này đường hầm, tránh chuyển xe dịch ở giữa chính là hướng phía cách đó không xa khe núi đi đến. Kém một chút quên đi mục đích của chuyến này, là vì cho ngư hồng tụ tìm kiếm an mạch dây leo. Yên tĩnh vô cùng trong núi rừng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng tẩu thú gầm rú. Rất nhanh, Tô Bác chính là phát hiện không thích hợp. Hắn vậy mà thấy được một con bình thường nhện. Lần nữa đi về phía trước. Tô bác phát hiện cũng không phải là hắn phát hiện một con bình thường nhện mà là hết thảy trước mắt đều đã khôi phục nguyên trạng. Đã không còn giống như như núi cao tẩu thú, mây trượng lớn nhỏ chuồn chuồn. Vì sao đêm qua thấy những cái kia phóng đại không biết bao nhiêu lần sinh vật từng cái lần nữa khôi phục được nguyên trạng. Tựa như là mình tối hôm qua trong sơn động chém giết kia một đầu cầu hùng. Mà lại cũng không giống như là tối hôm qua như vậy táo bạo, hết thảy đều là bình thường rất nhiều. Đây hết thảy có cái gì thuyết pháp sao? Tô bác suy tư sau đó chính là tại một chỗ chỗ trũng chỗ phát hiện óng ánh xanh biếc giống như là một đầu đằng như rắn xoay quanh ở trên mặt đất dây leo. An mạch dây leo. Kinh hỉ sau khi, hắn chậm rãi lấy ra vác tại sau lưng hộp kiếm, khẩn trương nhìn chăm chú lên quanh mình hết thảy. Như thế bảo vật tất nhiên sẽ có thủ hộ yêu thú, chỉ là không biết cái này một con là cái gì cấp bậc. Ngay tại Tô Bắc một chân bước vào an mạch dây leo phạm vi không đến 10 trượng chỗ lúc, kịch liệt tiếng va chạm mãnh vang lên, sau một khắc một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, dương lên đầy trời cho bụi. Xuyên thấu qua lượng quanh bóng cây, Tô bác biểu lộ ngưng trọng quan sát, chỉ thấy một đầu hơn 10 trượng thanh xà từ trong rừng trúc sông ra. Màu đỏ xanh lân phiến lóe ra làm người ta sợ hãi u quang, mỗi một phiến lân giáp đều có lấy quạt hương bổ cỡ như vậy. To lớn đầu rắn to lớn nhìn xuống mình, huyết hồng xà nhãn phát ra hung thần rét lạnh quang mang. Trong cái miệng lớn trắng hiếu răng độc giữ tợn địa đóng mở, giống như từng thanh từng thanh đao sắc bén kiếm. Tinh hồng lưỡi rắn nhảy vọt lấy mấy trượng, không ngừng phụt ra hút vào, thân rắn, trực tiếp nằm ngang ở tô bác trước mặt, tựa như là một đầu màu đỏ xanh đê đập, chặn tô bác đường đi. Không chung, nhãn minh thanh âm vang lên, kia là vô số phi cầm bị kinh hãi về sau, hướng phía trời dũng mãnh lao tới gào thét. Tô bác ngừng hô hấp, một thanh cầm thanh bình kiếm, một kiếm mang theo sôi trào mãnh liệt linh khí, chính là hướng phía cự mãng chém tới. Phanh, màu xanh cự ảnh lật qua lại, kia đủ để mở ra kiên sát trường kiếm đúng là không cách nào mở ra vảy rắn. Thanh xà thổ lộ lấy lưỡi rắn, đồng dạng là nhìn chăm chú trước mặt cái này nhân loại, yêu thú bản năng nói cho nó biết nhân loại trước mặt tuyệt đối có thể mang cho mình không nhỏ nguy cơ. Tô Bác nhìn qua trước mặt cự mãng, đột nhiên chính là nghĩ tới điều gì, sau đó bắt đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra kia một khối mà con giấu, đối trong đó độ vào một đạo màu xanh hỗn độn chi khí. Sau một khắc, con giấu bên trong chính là không ngừng mà bay ra bột mịn, sau đó ngưng tụ thành từng cái khô lâu, ngăn tại Tô Bác trước mặt. Tô Bắc con ngươi trong nháy mắt vui mừng, cái này con dấu quả nhiên có loại này công hiệu, những này khô lâu thủ hộ giả có thể bị mình sử dụng. Mang theo thăm dò tính địa chính là đối cự mãng đánh ra một đạo hỗn độn chi khí. Sau một khắc, mười mấy tên hài cốt cầm trong tay xương bổng chính là hướng phía cự mãng huy vũ quá khứ. Mặc cho thanh xà công kích, đều là sừng sững bất động, thân thể trình độ cứng cáp thậm chí vượt ra khỏi Tô bác tưởng tượng. Oanh, phẫn nộ cự mãng dãy dụa lấy, muốn xoắn nát trước mặt đột nhiên xuất hiện từng cỗ hài cốt, thế nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Trên thân nặng nề lân phiến không ngừng mà thừa nhận một lần lại một lần địa trọng kích. T. Tinh hồng sắc đỏ tin, phun ra từng đạo mang theo ăn mòn nọc độc, vẩy vào khô lâu trên thân, chỉ là ăn mòn tốc độ còn kém rất rất xa cái này một đám khô lâu đập nện. Chỉ còn lại có thanh xà đơn phương tê minh. Thừa dịp hai phe quấn quýt lấy nhau thời cơ, tô bác vòng qua cự mãng, bắt lại kia một cây an mạch dây leo, sau đó chính là hướng về nơi đến nhanh phi nước đại mà hậu chiêu trung tướng trong tay con dấu lần nữa thu hồi lại những cái kia khô lâu lần nữa biến mất ngay tại chỗ chỉ còn sót lại con kia thanh xà tại nguyên chỗ phẫn nộ kêu gào tô bác vỗ vỗ bộ ngực mang theo có chút tâm quý nhìn qua trước mặt sơn lâm con cự mãng này thực lực tuyệt đối có hợp đạo đỉnh phong nơi này thật sự là làm cho người rất rung động bực này yêu thú cũng chỉ có thể tại treo ngược thiên tài có thể xuất hiện đi nếu không tùy ý ra ngoài một con sợ là có thể quấy đến toàn bộ 21 châu hỗn loạn tương bừng Rốt cục, về tới bị mình dùng tảng đá ngăn chặn cái sơn động kia, Tô Bác vội vàng đem hòn đá đánh nát, hướng phía bên trong đi đến. Ngư tông chủ, ta tìm được an mạch dây leo. Chỉ là thanh âm cũng không có đạt được đáp lại. Tô Bác kinh ngạc nhìn nhìn qua đổ vào nguyên điện nữ nhân, hai gò má tái nhợt, trong miệng hô hấp càng phát ra địa yếu kém, cặp kia vốn hẳn nên khuyên quốc mặt, mắt trần có thể thấy tiểu tụy. Trong lòng lập tức hoảng hốt, sau đó giống như bay hướng phía ngư hồng tụ chạy tới, một tay lấy nàng ôm ở trong ngực, bám lấy gương mặt của nàng lo lắng mở miệng nói ngư tông chủ ngươi không sao chứ ngư tông chủ trong ngực thân thể nữ nhân mang theo lạnh buốt trên người tấm thảm cũng không có cho nàng cảm giác ấm áp tô bắc cảm thấy mình tựa như là tại ôm cùng một chỗ băng cái này phong hàn vì sao tới đột nhiên như vậy là nơi này nàng không có cách nào khôi phục linh khí mình lại rời đi suốt cả một buổi tối tô bắc một bên lo lắng tìm kiếm lấy trong nhẫn chứa đồ đan dược một bên lay động trong ngực nữ tử bóp lấy nàng người bên trong, muốn gọi tỉnh nàng. Ngay tại Tô Bác trao mày, biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng lúc, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng tinh tế cười. Hoàn toàn như trước đây Vũ Mị xinh đẹp, cười đến nhánh hoa run rẩy, khanh khách, không nghĩ tới đệ đệ quan tâm như vậy tỉ tỉ đâu. Ngư Hồng tụ chậm rãi mở mắt, một cái tay nhẹ nhàng địa vuốt ve Tô Bác gương mặt, cặp kia như thu thủy hồ ly con người bên trong tràn đầy ôn nhu chi sắc. Cứ như vậy tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh nắng chậm rãi gắn tiến đến, chiếu ở tô bắc kinh ngạc trong con người tô bắc nhìn chăm chú ngư hồng tụ hắn chưa hề nghĩ tới trong vòng một đêm một người có thể tiều tụy đến loại tình trạng này kia một chương vốn hẳn nên dụ hoặc đến cực điểm gương mặt hiện tại phủ kín bệnh trạng tái nhợt bò đầy hồng nhiệt hốc mắt cũng mơ hồ lộ ra màu xanh vết tích nhất là chương này câu người đôi mắt tràn đầy mỏi mệt nhưng dù cho như thế nàng vẫn như cũ là phong tình vạn chủng đẹp đến mức kinh người bất quá chí ít đây đều là có thể trị hết Tô Bác đưa nàng cẩn thận địa vị, keo kiệt sán nàng xương cảm giác tú lệ lưng ngọc, tựa vào sơn động một bên trên vách tường, sau đó vỗ vỗ mắt cá chân nàng chỗ. Nhỏ ngư tông chủ cũng đừng xính cường rồi, đến nhấc một chút cái mông, hướng về sau chuyển một chút. Nếu là ngươi chết, tô mỗ còn muốn cho ngươi đào hố vùi vào đi, quái phiền phức. Ngư hồng tụ lông mi nhăn, chân nhỏ vô ý thức thu về, chừng tô bác trên gương mặt bởi vì phong hàn mà chưa từng tiêu tán đỏ ửng, khiến cho nàng cái này một nhỏ bé động tác, vũ mị đến cực điểm, cặp kia hồ ly con ngươi mang theo khiếp người ý vị. Chỉ là một cái tay lại là vô ý thức bắt lấy Tô Bác cổ tay, Tô Bác cảm giác chỗ cổ tay bị bắt có chút đau nhức, cúi đầu xem xét, bị Ngư Hồng tụ nắm chặt chỗ cổ tay bị lưu lại một loạt gợn sóng màu xanh, ẩn ẩn có chút sưng vù. Tô Bác con ngươi rất nhỏ địa híp một chút, nàng thật không có chuyện gì sao? So sánh với mình cái này nho nhỏ đau đớn, hắn vẫn là lo lắng hơn nữ nhân trước mặt, tại treo ngược trời vùng đất xa lạ này. Thêm một người, cho dù là trò chuyện cũng có thể để cho mình tâm tình tốt thụ một chút. Nhỏ ngư tông chủ, ha ha ha, tiểu gia hỏa, tỷ tỷ thế nhưng là không biết lớn hơn ngươi nhiều ít tuổi đâu, câu nói này làm sao cũng là từ trong miệng của ngươi nói ra được đâu. Tu tiên giả có linh khí làm thân thể nội tình, bình thường là sẽ không xảy ra bệnh, nhưng cũng chính vì vậy, một khi linh khí quý mệt tới trình độ nhất định, phát lên bệnh đến cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Ngư hồng tụ hai con ngươi nhìn qua xuyên suốt lên núi đông một màn kia xóa ánh nắng, mở ra môi khô giáo ánh nắng lắc tại trên mặt của nàng, Tô bác có thể thấy rõ nàng chóp mũi tinh tế tỉ mỉ lông tơ. Nghĩ một hồi, nàng nghiêng thân tiến tới Tô bác bên tai, môi đỏ hé mở, như muốn cho hắn nói cái gì bí mật. Tô Bắc nín hơi ngưng thần chăm chú đi nghe, chỉ có thể cảm giác được phần môi của nàng khẽ nhả ra nóng rực khí tức, tựa như một cây tinh tế tỉ mỉ lông vũ tại vành tai của hắn bên tai khang bên cạnh gãi lấy ngứa, thân thể không khỏi căng cứng. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ đều đã có mấy trăm năm cũng chưa từng xảy ra bệnh đâu lần trước chiếu cố như vậy tỷ tỷ người, vẫn là cái kia ngực lớn nữ, không nghĩ tới bây giờ lại đến phiên người. Một cái kia cùng nàng tranh chấp mấy trăm năm nữ nhân, đi lại hai bên cùng ủng hộ mấy trăm năm. Lần này, không có nàng, sư đệ của nàng ngay tại bên cạnh mình. Cái kia nắm cả mình nam nhân, cho dù là xuyên thấu qua băng lãnh tấm thảm, vẫn như cũ là có thể cảm giác được trên người hắn nóng rực. Liền như là mình tại băng thiên tuyết địa bên trong cô độc bôn ba thật lâu lữ nhân, trong lòng không có chút nào mục tiêu tràn đầy mỏi mệt cùng tịch mịch sau đó tại cái này đầy trời tuyết lớn phía dưới rốt cuộc tìm được một gian nhộm lò sưởi trong tường nhà gỗ tô bác có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu một bên đem mình thu được an mạch dây leo để vào trong chén xuất ra một khối đá nhẹ nhàng địa đảo thuốc ma sát đảo thuốc thanh âm tại cái này yên tĩnh trong sơn động quanh quẩn sau đó tô bác đem kia bị nện thành bánh bùn thảo dược đặt ở nơi lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí tại mắt cá chân nàng bên trên thiếp thoa xương bộ vị đã càng lúc càng lớn cái kia vốn nên là lộ ra lưu ly óng ánh mắt cá chân xương thành màn thầu hình lạnh bút an mạch dây leo dán tại phía trên một nháy mắt ngư hồng tụ nhẹ nhàng địa diên khẽ một tiếng nàng cúi đầu tấm thảm bên trong cũng không có mặc quần áo cứ như vậy nhìn qua cái này hết sức chuyên chú điện nam nhân động tác của hắn rất nhẹ nhàng cho dù là cánh tay bị mình nắm đến có chút phát tím lại không chút nào dư thừa động tác liên tựa như tại hoàn thành một kiện rất trang nghiêm sự tình nhỏ ngư tông chủ ngươi đem chân hơi nhấc vừa nhấc Ta muốn thoa một bên khác." Tô Bắc nâng lên Ngư Hồng tụ một đầu có chút uốn lượn bắp chân, sau đó cúi người. Trong nháy mắt ho khan một tiếng, cho dù là mình đã nhìn qua rất nhiều lượt, vẫn như trước là sẽ cảm thấy xấu hổ, Tô Bắc quay đầu đi chỗ khác, nhếch miệng nói, "Cái kia, nhỏ Ngư Tông chủ à, ngươi làm sao liền y phục đều không mặc?" Ngư Hồng tụ hai chân nhẹ nhàng địa khép lại, tiếp theo giao hòa hai chân nghiêng nghiêng mà ngồi xuống, hàm răng cắn môi mỏng, nhìn qua nam nhân ở trước mắt, sau đó cười khanh khách lên, mở miệng nói, ngươi tiểu gia hỏa này thật là hại cái gì xấu hổ đâu cũng không phải lần thứ nhất nhìn tỷ tỷ mặc quần áo thời điểm nghĩ trăm phương ngàn kế địa nhìn lén bây giờ như ngươi mong muốn không mặc ngươi ngược lại là giả thành chính nhân quân tử nàng giữa lông mày vẫn như cũ nóng hổi mê ly đôi tròng mắt kia là tô bác đã thấy nhất là nhiếp tâm con người sau không thấy đáy tựa hồ chỉ cần thẳng tắp nhìn chăm chú lên liền sẽ trầm luân xuống dưới thế nào ngươi là cảm thấy tỷ tỷ lỗ mãng phóng đãng trong lòng của ngươi tỷ tỷ là người như thế nào đâu. Tô Bắc Tâm không khỏi nhấc lên, hô hấp có chút gấp rút. Cho dù là chịu qua ngư hồng tụ phóng đãng trêu chọc, nhưng đa số thời điểm nàng cũng là điểm đến là dừng. Ngay tại suy nghĩ hẳn là trả lời thế nào thời khắc, ngư hồng tụ thân thể hướng phía Tô Bắc có chút cong tới, mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng địa vuốt ve Tô Bắc hai gò má. Thuận mặt của hắn một mực lướt qua cái cổ, một mực kéo dài đến trên vai của hắn, tiếp theo rơi vào hắn lồng ngược chỗ, vẽ lên vòng vòng tấm thảm che không được vai thơm của nàng nhẹ nhàng địa tuột xuống tô bắc dư quang có thể thấy được nàng tuyết trắng cánh tay cùng tiểu gia hỏa nếu là tỷ tỷ ra đời sớm cái mấy trăm năm nói cái gì cũng muốn để ngươi làm tỷ tỷ tiểu nam nhân nàng ôn nhu xoa tô bắc vai mỉm cười nói câu nói này cũng không có dở trò dối trá mà là nàng chân tâm thật ý tô bắc thân thể run nhè nhẹ một chút vô ý thức né tránh nàng ánh mắt mở miệng nói tô mỗ chưa hề từng cảm thấy ngư tông chủ phóng đãng lỗ mãng qua cũng mời ngư tông chủ không muốn ở trong lòng phủ định mình tại tô mẫu trong lòng ngư tông chủ vẫn luôn là một cái đáng kính nể người ngư tông chủ nghe câu trả lời của hắn không khỏi cười khẽ ra tiếng điểm này tiếu dung không giống với dĩ vãng hư giả cực đạm cực đẹp chỉ là sắc mặt của nàng càng phát ra địa tái nhợt trong suốt ngươi cái miệng này à thật sự chính là biết dỗ nữ hài tử vui vẻ đâu thân thể của nàng hướng về sau tới gần đem tấm thảm một lần nữa dịch tốt nhìn chăm chú tô bắc tiếp theo nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, tiếp tục mở miệng nói. Vẫn là thích nghe ngươi gọi tỉ tỉ, nhỏ ngư tông chủ đâu. Thoại âm rơi xuống, trên gương mặt đỏ ửng càng làm, cũng không biết có phải hay không bệnh tình tăng thêm nguyên nhân. Tô bác đã đem nàng hai con chân ngọc cẩn thận thoa tốt thảo dược, lại lấy ra một quyển băng vải. Tỉ mỉ đất là nàng quấn lên, lần này nàng hai cái chân liền hoàn toàn bị bao khỏa thành hai cái lớn bánh trưng, sau đó hỏi, đói không? Ngư hồng tụ hai tay đặt ở có chút hoàn toàn trên đầu gối, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tô bác nhẹ gật đầu đói vậy ngươi ở chỗ này ngồi ta cho ngươi nấu chút cháo tô bác lấy ra một cái lớn cái hũ đưa nó đặt ở trên đống lửa sau đó đi tới cái kia còn chưa biến chất cầu hùng bên cạnh thi thể cắt đứt một khối giò cẩn thận chặt thành thịt băm nhìn xem mình tinh mỹ đao công tô bác thỏa mãn gật đầu mở miệng nói Ừm, nhỏ ngư tông chủ nhưng có phúc tô mỗ làm cho ngươi một nồi cháo trứng muối thịt nạc a à, không có trứng gà à cô đều cô đều cái hũ bốc hơi nóng, bên trong mùi thơm rất nhanh liền phiêu tán ra. Tại ăn vào tô bắc đưa cho mình khí huyết đan về sau, sắc mặt của nàng bắt đầu từ từ bình thường. Tại tô bắc bên người có thể hấp thu đến trong cơ thể hắn đại đạo chi khí, linh khí cũng chậm chậm, chậm trở nên tràn đầy. Một lát sau, ngư hồng tụ cứ như vậy kinh ngạc nhìn nhìn qua chén kia cháo, nhìn qua cái kia chăm chú nấu cháo nam tử, đột nhiên mở miệng nói. Ta từ trên người của ngươi cảm giác không thấy khí tức, ngươi lại mạnh lên. Tô bác quay đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong đem nam cơ cái yếm lục lọi ra, tính cả lấy nàng thích mặc màu trắng váy áo, cùng nhau đặt ở ngư hồng tụ trước người, xoay người mở miệng nói. Nhỏ ngư tông chủ đem những này quần áo thay đổi đi. Kỳ thật lần này ra ngoài, tô mỗ thu hoạch không ít đồ vật, thậm chí còn tìm được tàng thiên cung vị trí chỗ. Ngư hồng tụ nhìn qua một màn này, khóe mắt bên trong lóe ra vẻ cổ quái, nào có người có thể tùy tiện móc ra một thân nữ tử quần áo à. Bất quá nhưng cũng không có cự tuyệt cái gì, đem váy áo chấn động rớt xuống ra. Sau lưng vang lên tinh tế dì rào thanh âm, Tô Bắc có thể nghe được hoa một tiếng, kia là tấm thảm giống như thác nước rớt xuống đất trên mặt phát ra tiếng vang. Tại yên tĩnh trong sơn động lộ ra hết sức rõ ràng, cho dù là không tận lực đi nghe, cũng tại Tô Bắc trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng, trong đầu dẫn xuất cộng mình. Tiểu Tô trưởng lão có thể quay lại, nhỏ ngư tông chủ đã đổi xong. Tiếng cười duyên ở hậu phương vang lên, bất cần đời bên trong lại mang theo vài phần ngọt ngào. Tô bác lông mày nhíu lại, xoay người lại, nhìn qua cảnh sắc trước mắt. Nàng hai tay nắm cả hai đầu gối cứ như vậy ngồi ở đằng kia, một thân huyền màu trắng váy ngắn, tại cái này mờ tối trong sơn động, mượn đống lửa, cùng bắn vào nơi cửa chói mắt ánh nắng, có thể nhìn thấy huyền bạch quần áo cứ như vậy bao vây lấy nàng oánh phong nhã uyển chuyển thân thể. Cũng không tiếp tục là loại kia màu đỏ chót vũ mị lười biếng, mà là một loại mang theo thanh lãnh yêu diễm, nàng cười, tựa như là nở rộ cây dâm bụt hoa, mông lung kiều diễm, giống như là hoa khôi, nhưng khắp thiên hạ đẹp nhất hoa khôi ở trước mặt nàng cũng sẽ tự ti mặc cảm. Nàng tựa như là một con sa đọa tại phàm trần bên trong tiên tử, mặc dù tương tự vũ mị, nhưng trên bản chất vẫn như cũ là tiên. Ngư hồng tụ xong cái này tô bác nháy mắt, trong con ngươi không có tận lực dối trá mị hoặc, có chỉ là nàng lúc đầu diện mục. Nói một chút đi, đều thu hoạch thứ gì, người gặp có phần. Tô bác chỉ cảm thấy cổ họng của mình trong lúc nhất thời hơi khô chát chát, há to miệng, muốn nói cái gì cũng là bị ngăn chặn, rốt cục, cười nói, ngư tông chủ, đây mới là ngươi sao. Ta tìm được một viên con dấu, có lẽ hẳn là cùng tàng thiên cung có quan hệ đi. Vừa nói, tô bác một bên từ trong nhẫn chứa đồ móc ra viên kia con dấu, đưa cho ngư hồng tụ. Nhỏ ngư tông chủ giúp ta nhìn xem, cuối cùng có chỗ lợi gì. Có lẽ là bởi vì ngư hồng tụ bệnh từ từ chuyển tốt rất nhiều, tô bác tâm tình cũng buông lòng. Ừm, cái này mai con dấu còn có thể triệu hồi ra rất nhiều khô lâu thủ hộ giả, sức chiến đấu cao rất, hoàn toàn có thể chống đỡ được một con hợp đạo đỉnh phong yêu thú. Khô lâu thủ hộ giả. Ngư hồng tụ một mặt tò mò nhìn trong tay con dấu, tú mỹ nhẹ nhàng nhăn một hồi, do dự nói. Ta cảm thấy đây cũng là một viên chìa khóa, có lẽ cùng mở ra tàng thiên cung có quan hệ đi. Tô bác nhẹ gật đầu, hắn cũng có loại này suy đoán. Nói trở lại, cái kia cái gọi là tôn thượng, có thể hay không trong tay cũng có loại này con dấu tồn tại. Mà lại, ta đi cái kia tượng thần di chỉ, có một cái thanh âm thần bí xưng hô ta là bổ thiên người. Ngư hồng tụ lắc đầu, đem con dấu đưa trở về mở miệng nói. Hết thảy sợ là đều muốn đến tàng thiên cung sau mới có thể biết được. Lộc cọc lộc cọc cái hũ bên trên cháo đã bắt đầu bốc lên bọt khí. Tô bác bưng lên cháo nóng, nhẹ nhàng địa thổi lạnh. Dùng thìa đưa tới ngư hồng tụ bên miệng, mở miệng nói. nếm thử, hương vị thế nào? Ngư hồng tụ nhìn qua tô bác đưa tới trước mắt thìa, nhẹ nhàng địa há hốc miệng ra giọt giọt óng ánh cháo dịch thuận môi của nàng châu trượt xuống tô bác giơ tay lên lụa vì nàng lau sạch lấy vẫn rất ăn ngon mùi vị không tệ về sau ngươi liền làm tiểu ngư tông chủ chuyên trách đầu bếp đi ngư hồng tụ vươn tay tiếp nhận tô bác trong tay con kia bát cũng không có chẳng biết xấu hổ địa để cái này nam nhân cho ăn mình cầm thìa bắt đầu ăn khó mà làm được đến xếp hàng tô bác bĩu môi đồng dạng bưng lên bát lại nói nhỏ ngư tông chủ à đời này chỉ như vậy một cái người đơn lấy sao không có nghĩ qua tìm cái gì đạo lữ. Ăn một hồi, Tô Bác đột nhiên hỏi hướng về phía bên cạnh nữ nhân. Ngư hồng tụ cắn cái thìa, Vút ve đỏ tươi môi, nhìn qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nghe đầu thu cuối hẻ ve kêu. Trên đời này lại có nam nhân kia xứng làm đạo lữ của ta. Tô Bác bất đắc dĩ cười cười nói, ta biết nhỏ ngư tông chủ thiên hạ nhất bổng, đơn giản chính là nữ đế, nhưng vậy cũng không có khả năng cả một đời dạng này à. Người à, sống lâu, là sẽ cảm thấy cô độc. Ngư Hồng tụ liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, "Văn nhân bình tâm như thế cùng ngươi nói." Tô Bắc lắc đầu, "Cái kia ngược lại là không có." Ngư Hồng tụ cười khanh khách lên, co do chân, tận lực không ép đến mình bọc thành bánh trưng hai chân. "Tiểu gia hỏa, ngươi mới bao nhiêu lớn, ngay tại người này thu buồn cảm giác nguyệt." Tô Bắc đột nhiên xoay đầu lại, nhìn qua Ngư Hồng tụ đôi mắt, mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng nói, "Nhỏ Ngư tông chủ, nếu là chúng ta có thể còn sống đi ra treo ngược trời, nếu là chúng ta còn có thể theo kịp Trung Thu. Trung Thu, liền cùng chúng ta cùng một chỗ qua đi. Ngư hồng tụ sừng sốt một chút, sau đó che miệng, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng địa quạt hương bổ lấy. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là tại mời tỷ tỷ sao? Tô bác nhẹ gật đầu. Vậy ngươi van cầu tỷ tỷ. Tô bác cười nhìn xem nàng, sau đó mở miệng nói. Nhỏ ngư tông chủ, van cầu ngươi. Ha ha ha, ngư hồng tụ rốt cục phá lên cười, cười đến thoải mái. Tô Bác thấy được trong mắt nàng sáng lên ánh sáng, kia là đạm sắc phù màu, u ám lại xinh đẹp. Đôi mắt chỗ sâu kia một mảnh che lấp hết thảy ngăn cách thế tục sương mù xám, tựa hồ đã mở ra, ở nơi đó, nàng có thể triển lộ ra chân chính bản thân. Một lát sau, cười qua về sau, Ngư Hồng tụ cứ như vậy ngắm nghía Tô Bác gương mặt. Sau đó thăm dò tính địa vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt của hắn. Duỗi ra một ngón tay điểm trụ môi của hắn, mỉm cười mở miệng nói: Ngươi chẳng lẽ không biết đồng dạng tại những cái kia trong tiểu thuyết, nói như vậy, bình thường đều không có kết cục tốt sao? Tô bác sừng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại, tựa hồ mình tại trong lúc vô hình lập xuống một cái không nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên, bắt lại ngư hồng tụ đặt ở mình trên môi cây kia ngón tay, mở miệng cười nói, nhỏ ngư tông chủ còn tin cái này. Trên lồng ngực là mềm mềm, bốn bên cạnh đều là ấm. Phần môi giống như có lưu một điểm dư hương, sâu kín, đốt nhân thần. Khanh khách, cũng không phải là tin tưởng. Nếu là tiểu tô trưởng lão thỉnh cầu, kia, nhỏ ngư tông chủ đáp ứng đâu. Ngư hồng tụ hoạt bát chớp chớp con ngươi, cái này có chút thiếu nữ động tác xuất hiện tại nàng trương này phong tình vạn trùng trên gương mặt, lại cũng không không hài hòa, thậm chí cho người ta một loại nàng vốn là ứng nghĩ như thế pháp. Oanh, nguyên bản vẫn là sáng sủa thời tiết, đột nhiên chính là rơi ra mưa to, bất quá chàng cảnh này tựa hồ tại hết thảy đều là hỗn độn treo ngược trời cũng không hiếm thấy. Mưa rào xối xả, cho dù là rừng rậm cây cao tại rậm rạp, nước mưa cũng có thể thẩm thấu qua lá cây che chắn khe hở rơi xuống. Mặc dù trong sơn động cũng không có nước mưa tiến vào, nhưng chỗ cửa hang dây leo phía trên, nhỏ xuống dưới lấy mưa bụi, rất nhanh chính là hội tụ thành từng đầu rèm châu tuyến. Ngư Hồng tụ gương mặt xinh đẹp dán tại trên đầu gối, nghiêng chán, nhìn chăm chú Tô Bắc, trên mặt cực kỳ ôn nhu. Cái này ở bên ngoài để cho mình tránh không kịp nữ nhân, bây giờ hai người tại cùng một chỗ trong sơn động tránh mưa liền để tô bắc cảm giác nàng cũng chỉ là một người đàn bà bình thường cũng có được cô gái bình thường cái chủng loại kia tình cảm hai người trong chén cháo cũng đã uống xong tô bắc đem trong sơn động còn đốt đống lửa dập tắt chỉnh ngay ngắn vạt áo nhìn qua ngư hồng tụ nên xuất phát ngư hồng tụ chống đỡ vách tường ý đồ đứng lên chỉ là kia một đôi bị bao khỏa tựa như là bánh trưng đồng dạng hai chân vừa mới đụng chạm tới mặt đất nàng chính là nhỏ giọng kinh hô một tiếng một lần nữa ngồi về trên mặt đất sau đó một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tô bác nói giống như không đứng lên nổi tô bác hướng phía nàng đi tới mà phía sau lưng đối nàng có chút cong chân hai tay hướng về sau duỗi ra mở miệng nói lên đây đi ta cõng ngươi ngư hồng tụ con ngươi chỗ sâu uyển chuyển mỉm cười sau đó giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm ở tô bác cổ đem khuôn mặt dán thật chặt tại hắn trên thân hô hấp lấy trên người hắn chuyển đến gợn sóng hương vị tô bác chỉ cảm thấy một bộ lửa nóng thân thể trong nháy mắt chính là dán tại trên người mình trong hơi thở nóng rực phun ra tại tai của mình bờ chỗ, mấy sợi tóc xanh rủ xuống, gãi động lên mặt mình, để hắn cảm giác có chút ngứa. Nhỏ ngư tông chủ, ôm ổn sao. Ta muốn đứng dậy. Thân thể của nàng cùng tô bác suy nghĩ đồng dạng là hương mềm, nhuyễn ngọc ôn hương. Tô bác hai tay rất nhanh chính là nâng lên hai mảnh tinh tế tỉ mỉ, có thể nghe thấy hô hấp của nàng trong khoảnh khắc đó dồn rập rất nhiều. Ngay sau đó chính là cảm thấy ngư hồng tụ chán tựa vào trên vai của mình, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cám ơn ngươi. Tô bác tùy ý cười cười, mở miệng nói, cái này có cái gì, tại tô mỗ quê quán, đều gọi tô mỗ là giúp người làm niềm vui sống lôi. Lời nói vẫn chưa nói xong, tô bác chính là cảm giác được một cỗ mềm mại tinh tế tỉ mỉ mang theo một chút ướt át môi, hôn vào gương mặt của mình. Tô bác xoay đầu lại, nhìn qua ngư hồng tụ mặt, cái này phong tình vạn trùng vũ mị đến cực điểm nữ nhân, lúc này trong con ngươi, đúng là còn mang theo vài phần ngượng ngùng vận vị. Đây là ban thưởng ngươi. Ngư hồng tụ đôi mắt đẹp lưu chuyển quay đầu đi, ghé vào tô bắc trên lưng. Chỉ là kia một trái tim lại là tại phanh phanh nhảy lên. Nàng không biết mình vì sao đối mặt với nam nhân ở trước mắt trong lòng sẽ có loại cảm giác này, cũng chỉ là bởi vì hắn cứu mình. Chẳng lẽ mình thích hắn, đây là cỡ nào hoang đường đến cực điểm. Thế nhưng là cái này một loại gợn sóng mập mờ cảm giác lại là thật để trong lòng của nàng cảm nhận được chưa hề từng có cảm giác. Tự hồ lần nữa về tới đậu khấu thời đại, trong mắt dấu đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được tình nghĩa nàng hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng bắt đầu sinh ra quý động không đi nghĩ chỉ là nắm ở tô bác cổ hai tay rõ ràng run rẩy một chút nhỏ ngư tông chủ ngươi dám lấy oán trả ơn tô mỗ đối ngươi như vậy ngươi lại còn chiếm tô mỗ tiện nghi tô bác nhìn qua nàng tấm kia kiều mị gương mặt cau mày một mặt chính nghĩa nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói chỉ là lời nói sau khi nói xong trong lòng ẩn ẩn có chút chột dạ không thể phủ nhận đối với bực này viu vật trong lòng không có khả năng không có muốn chinh phục nàng ý nghĩ, chỉ là nữ nhân này quá nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ là sống ở đó, liền một mình chán phóng ánh sáng chói mắt, như lại như là mạn châu xa hoa, trong lúc vô hình mang theo nguy cơ. Ngư Hồng tụ cười khanh khách, hai chân chăm chú địa kẹp lấy Tô Bắc eo, cười trang điểm lộng lẫy, dãy núi dán thật chặt Tô Bắc nói, "Cho nên à, đây mới là ngươi tiểu gia hỏa này không giống bình thường chỗ à?" Tô Bắc quệt quệt khóe môi, biết mình lại bị nữ nhân này trêu đùa. Đón mưa to, Nện bước bước chân, sâu một cước, cạn một cước không ngừng đi về phía trước. Chúng ta muốn đi bao lâu? Ngư Hồng tụ ghé vào trên người hắn, nhìn qua quanh mình không ngừng biến hóa cảnh sắc, nhẹ nhàng mở miệng nói. Tô bác một cái tay chống đỡ ô lớn, che khuất hai người, một cái tay khác lấy ra mình chỗ chữ khắc dấu địa đồ, cẩn thận quan sát một chút hai người vị trí, sau đó mở miệng nói, ít nhất cũng phải vượt qua năm tòa đỉnh núi, mới có thể đến cái kia vị trí trung tâm, ở giữa tựa hồ còn có thể trải qua một cái tượng thần. Có lẽ bởi vì mưa to, dọc theo con đường này phi cầm tẩu thú con mũi đều là ít đi không ít. Tô Bắc cũng không cần phân tâm đi tránh né, chỉ là tự nhiên hiểm cảnh nhưng cũng là để hắn cảm giác được tê cả da đầu. Ngư hồng tụ lại an nhàn nhiều lắm, chỉ là ghé vào Tô Bắc trên thân, đến lấy dù che mưa rủ xuống rơi rèn trâu. Nhìn qua mưa to mưa lớn phía dưới tuyệt mỹ cảnh tượng, nhìn qua treo ngược màn trời, nhìn qua kia giống như sơn lĩnh to lớn thân cây. Có lẽ, dưới người mình cái này nam nhân, đã là 21 châu chỉ có mấy cái có thể cho cùng mình cảm giác an toàn người đi. Oanh, mưa to không ngừng rơi xuống, phía trước ngọn núi trượt xuống, giống như là một mảnh vỡ nát vùng núi, đất đá trôi cuồn cuộn hướng phía hai người vị trí bạo dũng xuống dưới. Đây là một trận đáng sợ địa chấn, cơ hồ tất cả ngọn núi nhỏ đều phát sinh vỡ vụn, chợt có đứng thẳng núi đá đã từ lâu tràn đầy khe nứt to lớn, đại địa chìm xuống. Nếu như không có gì ngoài những cái kia muốn sụp đổ núi đá bên ngoài, nơi này đem có thể xưng là một mảnh vô cùng rộng lớn bồn địa. Bên trong rất kỳ dị, nham thạch chiếm đa số, mặc dù có thổ nhưỡng khu vực, cũng không có một tia cỏ cây, tĩnh mịch một mảnh. Có, chỉ là ngư hồng tụ hy vọng gặp kia một cây kéo dài đến cuối cùng, nhìn không thấy đáy to lớn thân cây. Xem ra, loại này quy mô địa chấn đất đá trôi đã từng xảy ra không chỉ một lần. Trốn ở gốc cây kia làm phía sau hai người, lòng có dư quý nhìn qua trước mắt vẫn như cũ không ngừng sụp đổ mặt đất. Khó có thể tưởng tượng, nơi này sinh vật đều là làm sao sống sót trách không được tính công kích mạnh như vậy tô bắc cây dù kia đã sớm bị gió mạnh quét thất linh bát lạc bây giờ chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy cây nan dù rốt cuộc không được bất luận cái gì che mưa tác dụng dứt khoát liền đem nó ném xuống đem sau lưng ngư hồng tụ để xuống nhìn qua kia dính đầy nước bùn mặt có chút chột dạ cười cười nhỏ ngư tông chủ cái kia đây đều là ngoài ý muốn ngư hồng tụ ngẩng đầu nhìn một hắn một chút không nói gì chỉ là hướng phía hắn đưa tay ra. Tô Bắc nghi hoặc đi tiến lên, một sợi nhu nhu hương khí đánh tới, mềm mại tay chạm vào cái chán. Ngư hồng tụ một cách tự nhiên vì hắn lau đi cái chán ở giữa bùn ý tưởng. Nàng nhếch môi cười cười nói, tiểu tô trưởng lão, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nghỉ dưỡng sức một hồi, mưa to rốt cục ngừng nghỉ, sắc trời từ từ tạnh. Hai người sấy khô rơi mất quần áo trên người, lần nữa hướng phía tàng thiên cung vị trí đi đến, con đường tiếp theo trình còn tính là bằng phẳng. Tô Bắc cõng nàng, nói chuyện trời đất, quan hệ giữa hai người tựa hồ càng gần một bước, nhưng lại dừng bước tại mập mờ. Bọn hắn không còn là chật vật tìm đường lạc đường người, càng giống là một đôi tỉ mỉ cách ăn mặc qua đi, du sơn ngoạn thủy đạo lữ. Sau cơn mưa nước đọng hội tụ thành nước chảy róc rách. Tại cái này đầu thu thời tiết, hai người rốt cục bay qua một cái đỉnh núi, đi vào một mảnh thu diệp rừng. Mảng lớn rừng lá tại dưới trời chiều chán phóng thương đỏ quang trạch, cùng trên trời cao trời chiều hòa lẫn, hưng hực khí thế phản chiếu tại sau cơn mưa nước đọng bên trong, tựa như đem nguyên một phiến rừng đều đốt lên, nhìn thấy mà giật mình đỏ. Chỉ có ngày lặn về phía tây mới có thể dập tắt trận này lãng mạn đến cực điểm đại hỏa. Ngư Hồng Tụ vươn tay tháo xuống thu diệp, đột nhiên hỏi, tiểu tô, thế nào, nhỏ ngư tông chủ. Ngư Hồng Tụ đem kia cái lá cây cắm vào tô bác trong tóc, đột nhiên mở miệng nói, các nàng biết ngươi đen đủi như vậy lấy ta, có tức giận không? Tô bác chừng mắt nhìn, do dự một chút, có chút không tốt làm nói, thậm chí đều đã có thể tưởng tượng đến Đan Vô Lan cùng Nam Cơ đứng trước mặt mình, một mặt bi phẫn muốn tuyệt của trách mình tràng cảnh. Tiểu Tô, ngươi đem ta buông ra. Tô Bác hơi nghi hoặc một chút, không biết vì sao nàng đột nhiên sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là làm theo. Nàng tựa ở trên cành cây, ngước nhìn thương khung huyết hồng sắc dư huy, nhìn qua treo ngược lấy mây lưu, đồng dạng nhìn qua cúi người xuống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua mình Tô Bắc. Hai chân nhẹ nhàng địa giao hòa, Phong ngừa bọc lấy giống như là bánh trưng đồng dạng chân tương hỗ tiếp xúc. Lá dụng bay xuống xuống dưới, đánh vào trên mặt nước, văng lên từng vòng từng vòng gợn sóng, cắt nát xích hồng sắc cái bóng. Sau đó nàng buông thõng con ngươi, cứ như vậy nhìn lấy mình mũi chân, môi son khẽ mở, tỉ tỉ, giống như có chút thích ngươi. Gió đêm đột nhiên quét, hai người phát đan vào với nhau, thổi đi nàng cắm ở tô bác trong tóc lá đỏ. Tô Bác trong lòng một trận, nhìn qua nữ nhân trước mắt. Vô ý thức há to miệng, tiếp theo chính là cười khổ mở miệng nói nhỏ ngư tông chủ ngươi lại tại đùa bỡn ta ngư hồng tụ con ngươi nhẹ nhàng địa lóe lên một cái sau đó chính là cười khanh khách lên duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng địa điểm một chút tô bắc đầu ngươi tiểu gia hỏa này tỷ tỷ làm sao luôn luôn lừa gạt không đến ngươi đây tô bắc bĩu môi hai tay vác tại sau đầu không mặn không đạm địa mở miệng nói dùng cái mông suy nghĩ một chút đều là không thể nào à đối với nhỏ ngư tông chủ tới nói khắp thiên hạ nam nhân bất quá là đồ chơi thôi lại thế nào có thể sẽ đối nam nhân cảm thấy hứng thú ngư hồng tụ lần nữa nở nụ cười cười đến ngửa tới ngửa lui cười có một chút nước mắt từ khóe mắt chảy ra tiểu ra hỏa ngươi thật sự chính là đem tỉ tỉ nhìn thấu triệt đâu chúng ta tiếp tục đi thôi đột nhiên nàng cảm giác được có chút tâm mệt mỏi đó là một loại không cách nào nói rõ mỏi mệt muốn đi ngủ một giấc cái gì đều không đi nghĩ nhắm mắt lại tô bắc lần nữa nửa ngồi tại nàng trước mặt nàng đưa tay nắm ở cổ của hắn Nando đô sắc trời đã sớm sáng rõ, mà trục tiên môn giải thi đấu vẫn như cũ là tiến hành. Có lẽ là bởi vì quá mức lửa nóng cùng khẩn trương, tất cả mọi người không có chú ý, hoặc là chú ý tới cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, từng cái tông môn luôn luôn thiếu một hai người. Mà tại trong một gian phòng, một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng. Ba. Cơ nam giác quay qua đầu, một cái tay che lấy gương mặt của mình, chỉ là đôi tròng mắt kia vẫn như cũ là như thế nhìn qua nữ nhân trước mắt cơ nam giác, ngươi đến tụt cùng đem ta xem như cái gì rồi. Lâm Cẩn Du thanh âm ngại ngào, gần như cuồng loạn bảo hiếu ra, cặp con mắt kia bên trong tràn đầy nước mắt cùng bọt nước, cứ như vậy nhìn qua cơ nam giác. Ta là Lâm Cẩn Du, là đông nước hoàng hậu, là ngươi đông hoàng nữ nhân, không phải ngươi đồ chơi. Cơ nam giác hít một hơi thật sâu, buông thõng con ngươi, nhỏ giọng mở miệng nói, thật xin lỗi, là chẫm sai. Lâm Cẩn Du có quắp tại cùng một chỗ, trong con ngươi nhìn về phía nàng tràn đầy thất lạc, tự lẩm bẩm đều là nữ nhân ngươi tại sao không đi cùng hắn sinh đứa bé như thế chí ít hài tử cũng là đông nước chính thống người thừa kế ta như vậy đây tính toán là cái gì đông nước truyền thừa cứ như vậy lừa mình dối người đoạn mất sao cơn nam giác không nói gì có một việc nàng không có cùng nàng nói qua chí âm cùng đến dương hài tử cho dù là xuất sinh rất lớn xác suất cũng là sẽ chết yểu mà lại mình nếu là thật mang thai chỗ bạo lộ phong hiểm lớn hơn chuyện này coi như chẫm chưa hề từng nói qua hoàng hậu không cần để ở trong lòng. Đông nước, tạm thời không cần dòng dõi. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, tựa hồ đến mình nhất định phải lộ diện thời khắc, chí ít không thể để cho nam hoàng phát giác được dị thường của mình. Cuối người, dùng khăn lụa ôn nhu lau tận lâm cần du khóe miệng, xê dịch gối mềm, đưa nàng thận trọng buông xuống, tinh tế nắm vuốt chăn sừng, hôn một cái nàng cái chán. Lần nữa ăn vào tiên duyên đan về sau, lần nữa khôi phục nam tính thân phận, cơ nam giác đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lâm Cẩn Du nhìn qua nàng bóng lưng biến mất, nắm thật chặt chân mền trên người. Hai con ngươi thất thần nhìn qua xanh nhạt màn trướng, lâu trưởng dài địa thở dài một hơi, buồn bã nói. Nam giác, ta biết nỗi khổ tâm của ngươi. Chỉ là loại sự tình này trong lúc nhất thời, ta lại thế nào có thể sẽ tiếp nhận. Ta phạm vào sai đã đủ nhiều, lại thế nào khả năng mắc thêm lỗi lầm nữa à? Nàng chậm rãi đứng dậy, uống một chiếc trà nóng, tinh thần dần dần tụ dần dần thanh. Thế nhưng là, đông nước thật cần người kế thừa à? treo ngược trời màn đêm buông xuống, chúng tinh vòng quanh đám mây, sáng chói chói mắt. Dọc theo con đường này, phóng tầm mắt nhìn tới, cổ thụ che trời càng ngày càng dày đặc, trường thanh đại thụ che khuất bầu trời, thô to già nua dây leo kéo dài mấy trăm tấm. Vô số tuyết trắng hài cốt mai táng trong rừng rậm, bừa bộn trên mặt đất lưu lại mảng lớn vết máu, hiển nhiên nơi này phát sinh qua một trận tranh đấu kịch liệt. Tô Bắc cẩn thận nhìn chăm chú trên mặt đất vết tích, vươn tay ra nhẹ nhàng địa chạm đến một chút, cảm thụ được huyết dịch sền sệt, chuyển qua nhìn qua ngư hồng tụ mắt giống như là đang nhìn nhất xuyên u thủy nơi này chiến đấu phát sinh sợ là không cao hơn hai canh giờ tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận một chút chuẩn bị thỉnh thoảng chi chiến ngư hồng tụ dãy dụa lấy từ tô bắc phía sau lưng nhảy xuống tới hai chân dẫm trên mặt đất đại mi nhẹ nhàng địa nhân một chút toàn bộ thân thể chính là cong vẹo hướng phía dưới ngã xuống tô bắc thấy thế vội vàng là vươn tay ra muốn đi nâng nàng ngư hồng tụ lắc đầu sau đó ổn định thân thể cẩn thận địa hủy đi trên bàn chân băng vải đã tại trên lưng của ngươi nằm một ngày, tỷ tỷ đã tốt lắm rồi. Không tin ngươi nhìn. Vừa nói, một bên đem tinh tế tỉ mỉ óng ánh như thấu chân ngọc đưa tới, chân to chỉ hoạt bát nhếch lên, cong ra một cái duyên dáng mu bàn chân. Tô bác phút phút huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ nhìn xem cùng tiểu hài tử đồng dạng nàng, mở miệng nói. Tốt là được, không cần cho ta nhìn à. Ngư hồng tụ thái độ đối với tô bác khịt mũi coi thường, con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái, khanh khách cười nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhìn đâu, chính nhân quân tử. Nói buông xuống đã khôi phục được không sai biệt lắm chân, đi theo tô bác đằng sau, hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Phía trước đã không có bụi gai che kín con đường, một tòa có chừng cao hơn trăm trượng cao ngất vách đá xuất hiện ở trước mặt hai người, cuối cùng một vòng tà dương biến mất, ánh trăng u minh Cũng chính là tại tà dương biến mất một sát na, toàn bộ trong rừng rậm, chính là chuyển đến từng đợt kinh khủng tiếng gào thét âm, thú rít gào thanh âm bên tai không dứt treo ngược trời bàng nếu là đột nhiên thay đổi một cái họa phong mây đen bao phủ ở trên không không ngừng mà nổi lên mưa lớn mưa to đen nhánh hoàng hôn dưới không thấy năm ngón tay phim chính có thể thấy được sơn lâm đều là dung nhập một phương này hắc ám không thấy bất kỳ cảnh vật gì chúng ta muốn tiếp tục đi sao tô bác lôi kéo ngư hồng tụ bò lên trên tòa kia vách đá ở giữa một tòa trong động quật chém dụng ở trong đó ký túc cây con rơi dâng lên một đoàn đống lửa nhìn qua ngư hồng tụ khoảng cách cái thứ nhất tượng thần chỗ ấy vẫn còn rất xa tô bác đem trong tay địa đồ đưa tới chỉ vào hai người vị trí mở miệng nói đêm nay xuất phát lấy hiện tại tốc độ tiến lên tại ngày mai dạng sáng thời điểm có thể đến tới nếu là đêm nay chỉnh đốn ngày mai vào lúc giữa chưa có thể đến ngư hồng tụ hít một hơi mờ tối ánh lửa cua nàng hơi có chút mặt tái nhật gò má chúng ta vẫn là lên đường đi có thể sớm một chút đến là tốt nhất chúng ta còn có ba ngày thời gian cho nên hai ngày sau bên trong nhất định phải đến tàng thiên cung. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất phát thời khắc, đột nhiên động quật phía dưới truyền đến một tiếng điếc tai bảo hiếu thanh âm. Sóng âm chấn động ở giữa, toàn bộ vách núi tựa hồ cũng cùng rung động theo lên, giữa rừng núi nổi lên lên một cỗ quỷ dị cùng phong, hỗn hợp có trận trận máu tanh khí tức hung sát. Tô Bắc Mãnh đem ngư hồng tụ ôm lấy, thân thể nhất chuyển, một cái tay khác nhanh chóng tư diệt đống lửa, trong khoảnh khắc bổ nhào vào tại trên mặt đất. Cùng bóng đêm dung hợp ở cùng nhau, vô ngã cảnh giới vừa mở đồng thời đem hai người bao phủ lại che giấu hai người khí tức kín đáo đi tới tung tích ngư hồng tụ đôi mắt hơi co lại không có dãy ruộng ngưng thần phân biệt rõ ràng lấy động quật bên ngoài hết thảy trong ngực nữ tử chăm chú địa dán tại tô bắc trên thân tô bắc dựa lưng vào vách động hai tay ôm lấy phần lưng của nàng bởi vì cái này động tác cho nên ngư hồng tụ hai chân không thể không bị ép buộc uốn lượn quy gối hắn giữa hai chân nàng cảm thấy có chút không thoải mái hai chân có chút bên cạnh tới Đùi chính là dán tại hắn trên đùi, đùi ngọc cuộn lên, cặp kia vừa vặn lên đẹp đẽ tú chân núp ở váy phía dưới, chỉ lộ ra một điểm oánh nhược ngọc chất mũi chân. Động quật bên ngoài, cả phiến thiên địa bàng như nổ bể ra đến, mưa to giống như lưu sa chợt hạ xuống. Tô Bác cũng không có công phu đi thể hội những này kiều diễm, bên tai khí lưu không ngừng mà tại kịch liệt dung chuyển, còn có thể nghe thấy cự thú thô trọng địa tiếng hít thở âm. Một đêm kia Tô Bác nhìn thấy phóng đại bản tẩu thú lại là thành quần kết đội xuất hiện gần như kinh khủng bao phủ từng tầng từng tầng gợn sóng thanh quang ngửa mặt lên trời bào hiếu tương hỗ xé rách tìm kiếm giống như từng tòa sơn nhạc giống cảm giác được cái thanh âm kia tựa hồ cách hai người từ từ đi xa tô bác thật dài địa thở dài một hơi tiếp theo nhìn xem trong ngực nữ tử mở miệng nói đây chính là đêm hôm đó ta thấy phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là loại này cự thú chỉ là ta rất hiếu kỳ vì sao vào ban ngày chưa từng thấy đến ta còn có ý địa đi tìm tung tích của bọn nó giống như là trống rỗng xuất hiện, lại trống không tan biến mất. Trong ngực cỗ này thân thể mềm mại tựa hồ dần dần trở nên lửa nóng, Tô Bác cảm giác mình mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng bị thiêu đốt lấy. Tô Bác lúc này mới phát giác hai người mập mờ động tác, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, lặng lẽ đem ôm lấy hai tay của nàng để xuống. Thuận tiện còn giúp nàng sẽ có chút nới lỏng dây lưng buộc lại. Ngư Hồng tụ ngược lại là không có để ý Tô Bác để tay tại chỗ nào, ngẩng đầu nhìn qua trên trời cao kia vòng u ám trăng sáng, miệng thơm khẽ mở nói: có hay không một loại khả năng đám hung thú này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện mà là mỗi đến ban đêm liền sẽ biến dị đâu mà hết thảy này tội ác bắt đầu chính là treo ngược trời ánh trăng tô bắc trầm tư một hồi gật đầu nói cũng không bài trừ loại khả năng này cho nên chúng ta đêm nay tiến lên vận tốc độ nhất định phải thả chậm những này cự thú cũng không có rất cường hoành thực lực nhưng nếu là bị trong đó một con chỗ chú ý tới liền sẽ có thành đàn cự thú điên cuồng mà vọt tới lôi kéo tay của ta cẩn thận một chút đừng mất dấu. Tô bác bò dậy, sửa sang lại một chút quần áo, rất tự nhiên đưa tay ra, kéo nhỏ ngư tông chủ chính là tiếp tục hướng bên trên leo lên tới. Bay qua lấy một vách đá, hắn không có chút do dự nào, kéo nhỏ ngư tông chủ chính là hướng phía dưới vách núi nhảy xuống. Bên tai tiếng gió rít gào, nơi xa không ngừng có bị thôn phệ cự thú thống khổ gào thét. Phía dưới vô tận trong rừng cây, tô bác thuận dây leo tụt xuống, có linh khí giảm sóc, thân thể không có chút nào trở ngại hai người thở dài một hơi, tiếp theo ngừng thở cẩn thận tại ban đêm tiềm hành. Bỗng nhiên ở giữa, ngay tại hai người phía trước cách đó không xa, đột nhiên dâng lên một trận đại hỏa. Ánh lửa nhanh chóng hướng phía hai người phương hướng lan tràn, trùng thiên nóng rực phía dưới chính là đếm không hết cự thú kêu rên. Tô bác biến mất, hai người khí tức trong bóng đêm nhìn chăm chú trước mắt phát sinh hết thảy. Trên trời cao không ngừng có sấm sét vang dội, phụ cận cây cao đã bị tích nát một nửa. Hai đạo bóng đen hoảng hốt chạy bừa, chẳng có mục đích phi nước đại ở sau lưng hắn chính là vô số tẩu thú dòng lũ tô bắc kính hiển vi giới mở ra nhìn qua kia hai đạo bóng đen đồng lỗ trong nháy mắt co rút lại một chút ở bên cạnh nhỏ ngư tông chủ đã nhận ra sự khác thường của hắn nhỏ giọng dò hỏi trông thấy cái gì rồi tô bắc quay đầu biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói là những hắc y nhân kia hoặc là nói sát người đây là ngư hồng tụ lần thứ nhất chính diện nhìn thấy sát người bây giờ nghe được tô bắc lời nói không khỏi nhìn thật sâu xa xa bóng đen tiếp tục nói bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Oanh! Một đạo nổ lôi thuấn ở giữa chính là chôn vùi rớt một cái cự thú. Ngư hồng tụ con ngươi trong nháy mắt trợn tròn lên, chậm rãi mở miệng nói. Kia là đạo tông chính dương lôi pháp. Tô bắc sờ lên cõng lên người hộp kiếm, cảm thụ được trong đó truyền đến trận trận kiếm ý, lấy ra trong tay kia một viên con dấu, mở miệng yếu ớt nói. Có lẽ ta biết bọn hắn đến treo ngược trời mục đích. Sợ là vì tượng thần. Chúng ta đi thôi, không chừng tại kia tìm tới tòa kia tượng thần trước đó còn có một trận trận đánh ác liệt ngư hồng tụ nhìn thật sâu thế công càng ngày càng mỏi mệt hai tên người áo đen thân sắc chăm chú mở miệng nói không lưu lại bọn hắn một đầu đầu lưỡi sao có lẽ so với chúng ta ở chỗ này đi loạn muốn tốt rất nhiều tô bác con ngươi nhắm lại bỗng nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì sắc mặt vui mừng một thanh kéo qua bên cạnh nữ nhân chính là đối môi của nàng một hôn sau đó mở miệng nói ta đã biết ngư hồng tụ một mặt mộng nhìn qua hắn vô ý thức sờ lên mình bị hôn môi. Tô bác từ chữ vật giới chỉ bên trong rất nhanh tới địa móc ra hai cái mặt nạ, tại Nam Quốc lúc. Mình gặp quá nhiều sát tu, liền ngay cả y phục của bọn hắn cùng mặt nạ cũng đều góp nhặt không ít. Hắn đem bên trong một bộ đưa cho ngư hồng tụ, dặn dò nàng mở miệng nói. Theo ta quan sát, bọn hắn tổ chức này tại thi hành tiểu nhiệm vụ lúc, luôn yêu thích hai người một tổ. Chúng ta thay đổi bộ quần áo này, mượn cơ hội đánh vào bọn hắn nội bộ, ta rốt cuộc muốn xem bọn hắn đến cùng là dự định làm những gì ngư hồng tụ nhìn xem trong tay trường bảo bán tín bán nghi nói hai cái xa lạ khí tức bọn hắn có tin hay không tô bắc vỗ vỗ bờ vai của nàng trên trán tràn đầy tự tin nói ngươi yên tâm bọn hắn tổ chức này trước mắt đến xem là chia làm hai phái trong đó một phái chính là đơn thuần sát tu mà đổi thành một nửa phái thì là những tông môn khác về sau gia nhập giữa bọn hắn đối thân phận của nhau cũng không hiểu rõ lắm chúng ta cái này trên bảng hiệu mặt có chúng ta thân phận chỉ cần ít nói chuyện liền sẽ không lộ ra chân ngựa liền xem như thật bị phát hiện giết bọn hắn là được ngư hồng tụ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu hắn cái này cách làm hiển nhiên so đơn thuần lưu một đầu đầu lưỡi muốn vững vàng hơn nhiều liền màn đêm đen kịt hai người biến mất ngay tại chỗ oanh một con to lớn trưởng trong nháy mắt đập vào trên mặt đất đem bên trong một người áo đen trong nháy mắt bắn ra ngoài tên kia người áo đen sắc mặt dữ tợn trong tay bụi bặm huy động trong nháy mắt chính là đánh ra một tiếng sấm rền một đạo luyện không chính muốn quán thông trên bầu trời thiểm điện thẳng tàn phá cây rừng không ngừng vỡ nát con kia cự thú trong nháy mắt chính là bị thiêu đốt thành cho bụi hai người dựa lưng vào nhau thở hồng hộc nhìn qua vườn quanh ở trước mặt mình một đám cự thú một người trong đó phun một bãi nước miếng hung tợn mở miệng nói đám đồ chơi này đều không sợ chết sao giết như thế lớn còn cùng như chó điên đuổi theo người cắn ta nhổ vào đó là cái cái gì cầu thí địa phương một người khác lau lau rồi một chút trước ngực vết máu lần nữa phí sức địa đánh ra một đạo thiểm điện giữa cổ họng huyết thủy dâng lên bây giờ thương thế đã dần dần chống đỡ hết nổi cười lạnh nói lão tử liền biết để chúng ta làm không phải là cái gì chuyện tốt cái này không phải liền là rõ ràng phái chúng ta chịu chết tới cho bọn này xúc sinh làm chất dinh dưỡng phanh người áo đen trong tay đại đao trong nháy mắt hướng về phía trước vung ra ngoài chặt đứt một con hung thú lương xương sau đó lau sạch lấy hổ khẩu chỗ vết máu trong con người tràn đầy tuyệt vọng nói lại tiếp tục như thế Linh khí sử dụng hết thời khắc, chúng ta đều phải bàn giao đến nơi này. Đáng chết, tìm cái gì tượng thần à, ngay cả cái tượng thần cái bóng đều không nhìn thấy. Cũng may huynh đệ ngươi đại hỏa có thể đem bọn họ ngăn lại một hồi. Vô tận trong đêm tối, nồng đậm mây đen bao phủ tại trên trời đất. Cầm đại đao người áo đen vừa dứt lời dưới, sau một khắc, mưa rào tầm tã chính là tùy theo hạ xuống, giống như thác nước, tưới tắt hừng hực núi lửa, thiêu đốt lấy hung thú hương vị tại cái này trong không khí tràn ngập trận trận mùi thịt mẹ nó ngươi cái miệng quạ đen này lão tử trước điện giật chết ngươi cầm trong tay chìm nổi người áo đen trong nháy mắt nhảy dựng lên đầy mắt u ám nhìn qua hết thảy trước mặt đúng lúc này chỉ nghe một tiếng kiếm mang gào thét sau một khắc một đạo luyện không trên không trung vung ra một mảnh trói lọi quang mang những nơi đi qua mang theo trận trận hoa đảo hương trên bầu trời có liên miên tiếng sấm nổ vang mãnh liệt kiếm khí lấy một tuyến chi thế xé rách bầu trời một kiếm quét sạch trường dài trăm trượng kiếm mang đem toàn bộ màn trời một phân thành hai như sấm tiếng ầm ầm âm bên tai không dứt úy vi tráng quan theo sát mà đến chính là từng đóa từng đóa nở rộ bỉ ngạn hoa cấu trúc mà thành hoa cầu bay khắp khắp nơi trên đất bừa bộn trói buộc từng cái tẩu thú huynh đệ đi mau tô bắc hướng về phía hai người giống lớn một tiếng hai người con ngươi từ một mặt che đậy lại đến kinh hỉ liền tô bắc chỗ chém ra đạo này lỗ hồng trong nháy mắt vọt ra đi theo tô bắc hai người hướng phía nơi xa phóng đi Tô Bắc cũng không dùng mình thanh bình kiếm, mà là dùng cái kia thanh không có bao nhiêu người thấy qua kiếm gỗ đảo. Lặng lẽ dùng vô ngã cảnh giới che giấu rơi mất bốn người khí tức, sau đó mang theo hai người tới một chỗ sơn động. Chưa tỉnh hồn hai người từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng dạng mang theo mặt nạ hai người, ôm quyền nói: "Đa tạ hai vị huynh đài tương trợ." Tại hạ giáp 11, tại hạ giáp 13. Tô Bắc cùng Ngư Hồng tụ liếc nhau một cái, sau đó đồng dạng ôm quyền đáp lễ, cười ha hả nói: Khách khí, tại Hạ Tân 9, bên cạnh ta vị này là Tân 13. Hai tên người áo đen tương hỗ liếc nhau một cái, đều là từ song phương trong con ngươi thấy được kinh ngạc. À. Đối với Ngư Hồng tụ hai người ngược lại là không có đánh như thế nào lượng, mà là nhìn qua Tô Bắc, chép miệng sừng. Tinh Nguyệt Tông người lão tử ngược lại là gặp qua không ít, Kiếm Tông thật đúng là lần đầu gặp. Chủ yếu là Kiếm Tông cứ như vậy mấy cái trưởng lão. Tên này người áo đen tiếng nói vừa dứt, Ngư Hồng tụ tay trong nháy mắt chính là siết chặt, cắn chặt hàm răng. Tô bác lườm một chút nàng, vươn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng. Ồ, hai tên người áo đen rất hiển nhiên không có phát giác được ngư hồng tụ dị dạng, một người trong đó vẫn tại nói, chật chật chật, để lão tử ngẫm lại, tại kiếm tông, bây giờ có thể có cảnh giới này. Tịch thanh y, là ngươi, đúng không? Giáp thập nhất nhìn chằm chằm tô bác mặt nạ nhìn, ý đầu từ đôi mắt của hắn bên trong xác định chính mình suy đoán. Tô bác ho nhẹ một chút, gương mặt dưới mặt nạ bằng một mặt vẻ cổ quái, không biết hẳn là bày ra một cái dạng gì biểu lộ do dự một chút vẫn là cười cười xấu hổ khàn khàn cuống họng chậm rãi nói nào đó đến tụt cùng là ai cũng không trọng yếu bất quá là tân chín thôi giáp thập nhất khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung căn cứ hắn nhiều năm nhìn mặt mà nói chuyện người đeo mặt nạ này rõ ràng là sửng sốt một chút như vậy thì có hai loại khả năng một loại là người này chính là tịch thanh y bị mình đoán chúng vô ý thức kinh ngạc à? mà đổi thành một loại khả năng thì là bởi vì đối với mình có thể nói ra cái tên này mà cảm thấy chấn kinh mặc dù không xác định đến tột cùng là cái trước vẫn là cái sau nhưng hiển nhiên trước mặt hai người hẳn là đối với mình cũng không có địch ý bây giờ màn đêm phía dưới tẩu thú dòng lũ nhiều như thế nhiều hai người kết bạn sống tiếp tỷ lệ cũng lớn hơn một chút nghĩ được như vậy giáp thập nhất cùng giáp thập tam tương hỗ liếc nhau một cái tiếp theo cười lớn mở miệng nói như thế giáp thập tam xoay người mượn trong một chớp mắt lấp lóe lôi quang đánh giá ngư hồng tụ điều tức lấy thể nội linh khí, nửa tự nói nửa dò hỏi. Ừm, bên cạnh ngươi vị này, tựa hồ cũng không làm sao thích nói chuyện. Các ngươi làm sao biết chỗ này có tránh né động quật? Những cái kia tẩu thú làm sao không đuổi? Tô bác cười ha hả nhìn về phía giáp thập tam cố ý tránh đi cái đề tài này, đem ngư hồng tụ hướng về sau đẩy, mở miệng nói. Lại nói hai vị huynh đài, các ngươi làm sao lại bị kia một đám tẩu thú cuốn lấy hả? Chúng ta tại chỗ rất xa bị bên này tiếng đánh nhau hấp dẫn, giáp thập nhất khinh thường phun một bãi nước miếng lau sạch lấy trong tay đại đao đem trên người áo bào đen cởi ra đem trình độ sấy khô tùy tiện mở miệng nói giáp nhất vì phá vỡ tòa kia tượng thần phía dưới mộ tại này cũng treo trời nhanh bận rộn một tháng để chúng ta đến bên này tìm một cái mang như sừng kết quả chúng ta vừa tìm tới không nhiều lắm một hồi liền bị này một đám hung thú chỗ vây quanh sau đó liền bị bọn này tựa như phát điên quái vật một mực đuổi tới chỗ này tô bắc cùng ngư hồng tụ con ngươi có chút lóe lên một cái xem ra tổ chức này đối với cái này tượng thần nắm giữ tin tức muốn so hai người mình hơn rất nhiều giáp thập tam sửa sang lại một chút bụi bặm hướng phía trong đống lửa điền mấy cây củi lửa trên mặt nghi hoặc mà nhìn xem tô bắc hai người dò hỏi giáp nhất phái các ngươi tới đây mà là tìm cái gì cái kia bên cạnh phá mộ công tác chuẩn bị đã làm tốt rồi ngư hồng tụ con ngươi nhìn chăm chú người trước mặt ngón trỏ tại tô bắc nơi lòng bàn tay lặng lẽ quẹt cho một phát lặng lẽ chuyển âm nói chúng ta trước đó phát hiện kia một chỗ đánh nhau vết tích sợ là chính là những người kia lưu lại cũng không biết cái kia giáp nhất tượng thần có phải hay không chúng ta muốn tìm cái kia tô bắc không để lại dấu vết nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía hai người mở miệng nói các ngươi quá lâu không thuộc về chính là phái chúng ta đi ra ngoài tìm tìm các ngươi còn để chúng ta đi tìm một cái gọi lời nói còn chưa nói hết giáp thập nhất chính là ngẩng đầu dò hỏi gọi các ngươi đi tìm tàng thiên cung tô bắc dùng ánh mắt còn lại viết lấy hai người ngữ khí của bọn nó không hề giống là nói láo trong lòng có chút nghi hoặc vì sao tôn này bên trên không có tàng thiên cung cùng cái khác tượng thần vị trí. Còn cần nhiều như vậy nhân lực vật lực đi tìm các nơi tượng thần di chỉ. Có thể tìm kiếm tượng thần tất nhiên là có được con dấu à, chẳng lẽ bọn hắn không có địa đồ. Vừa nghĩ, một bên trả lời, ừm, đúng, để chúng ta đi tìm tàng thiên cung. Trên đống lửa nướng thịt gấu, hương khí bắt đầu tràn ngập khuếch tán ra tới. Một trận lục chiến xuống tới, hai tên người áo đen sớm đã là bụng đói kêu vang cũng mặc kệ thịt gấu có hay không nướng chín, bắt lại chính là miệng lớn địa gặm nuốt, bóng loáng đem mang trên mặt mặt nạ cọ sáng loáng. Thời gian không còn sớm, chúng ta đến sớm đi cùng những người khác sẽ cùng. Tô Bắc ngẩng đầu nhìn qua động quật bên ngoài mưa to, thổi vào trong động quật kình phong đem đống lửa bên trên hỏa diễm thổi trôi nổi không chừng. Đem kiếm gỗ đào nghiêng đeo tại trên lưng, hướng về phía hai người nở nụ cười, tiếp theo chính là mang theo ngư hồng tụ đi ra động quật bên ngoài. Lần này vừa vặn có thể thuận hai người này dây leo, bắt được hữu dụng nhất lớn dưa. Nhìn qua tô bác dần dần biến mất tại ngoài sơn động thân ảnh, trong sơn động hai người buông xuống trong tay thịt gấu, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo xuống tới. 13. Lão tử đầu óc không thông minh, cũng không biết khác, ngươi cảm thấy hai người này tin được không? Giáp thập nhất đem đại đao đừng có lại bên hông, hướng phía trong miệng mãnh ực một hớp rượu. Giáp thập tam nho nhã ngồi, vuốt cằm sợi dâu, sau đó mở miệng nói. Còn không thể xác định người kia có phải hay không kiếm tông, nếu như là kiếm tông người, ta nghĩ không ra ngoại trừ tịch thanh y bên ngoài còn có thể là ai là hợp đạo cảnh giới. Bất quá chúng ta đã tại treo ngược trời ở một cái nhiều tháng, treo ngược trời chỗ sâu cũng rất ít nhìn thấy qua những người khác. Trong khoảng thời gian này, giáp nhất cũng là không ngừng mà dẫn người tiến đến, chúng ta cũng không biết tại treo ngược trời người đến tột cùng có bao nhiêu. Hẳn là có thể tin, nhưng không thể hoàn toàn tin, hơi đề phòng điểm đi. Nói chính là đứng người lên, đi theo tô bắc sau lưng. Mưa to đã không còn trước đó bàng bạc, từ từ ngừng nghỉ xuống tới. Tô Bắc chỉ nhớ trong óc tòa kia tượng thần vị trí, đi ở phía trước dẫn đường, như thế hai tên người áo đen liền đối với hắn cũng thân phận không có quá nhiều hoài nghi. Có thể rõ ràng như vậy lộ tuyến, ngoại trừ nội bộ nhân viên bên ngoài còn có thể có những người khác sao. Liền bóng đêm, bọn hắn bay qua một mảnh tràn đầy nếp uốn nhô ra nham thạch to lớn, một đầu dòng sông to lớn đột ngột xuất hiện ở bốn người trước mặt. Trào lên giang lưu giống như một thanh mở ra thế gian hết thảy cự nhận, quán xuyên hai ngọn núi ở giữa, phong ba tung hoành, nứt bích nuốt cát, đục ngầu dòng nước cuốn lên tuyết sắc thủy triều thẳng tiến không lùi địa đánh tới thương khung. Không sai, đầu này sông là ngược dòng, từ mặt đất xuyên qua chân trời. Tại con sông này cùng thương khung chỗ giao giới, một nửa thanh tịnh một nửa đục ngầu, toàn bộ dòng sông tựa hồ tại trạm tới thương khung kia một sát na ở giữa, chính là hướng phía hai bên trào lên mà đi. Từng tiếng kình minh ở chân trời ở giữa quanh quần, tiếng sóng xen lẫn sóng gió gầm thét, để Tô Bắc đã không phân rõ trước mặt đến tột cùng là trời vẫn là sông. Xuyên qua con sông này, chúng ta hẳn là đã đến. Tô Bắc hít sâu một hơi, quay đầu, nhìn xem mấy người mở miệng nói. Tượng thần vị trí ngay tại đầu này thông thiên hà về sau. Ngay tại mấy người ngây người thời khắc, mặt sông mãnh như nhấc lên một trận sóng cả, sau một khắc, chính là có một đầu trăm trượng kình xuyên phá mặt nước, hướng về phía bốn người lao nhanh mà tới. Hơi nước tràn ngập ở chân trời ở giữa, bốn người như lâm đại địch, ánh mắt nhìn chằm chặp cái này to lớn cự thú. Thế nhưng đầu kia cá voi còn chưa bổ nhào vào cùng mặt người trước, chính là thống khổ gào thét một tiếng. Sau một khắc toàn bộ thân thể chính là từ trong ra ngoài vỡ ra, bị một vòng đao mang chỗ chém thành hai đoạn. Máu tươi nhiễm thấu sâu không thấy đáy dòng sông, mùi máu tanh bốn phía tràn ngập. Tại kia cá voi thi thể về sau, đột nhiên xuất hiện mười mấy tên người áo đen. Mà vì thủ người kia từ trên thể hình đến xem, Tô Bắc tựa hồ đã từng nhìn thấy qua hắn. Những người kia liếc qua tô bác bọn người, tựa hồ cũng không hề để ý có phải hay không nhiều hai người, xoay người sang chỗ khác, gợn sóng mở miệng nói. Cuối cùng là trở về, vật liệu đều tìm tới rồi sao? Giáp thập nhất đem đại đao vác ở trên bờ vai, lấy ra cái kia còn mang theo vết máu man như sừng, nhẹ gật đầu. Giáp nhất thu hồi ánh mắt, gợn sóng mở miệng nói. Đã như vậy, có thể bắt đầu chuẩn bị phá mộ. Hắn hướng phía hướng phía thương khung vẫy tay một cái, trong tay tế khởi một tôn phương ấn. Tôi bắt con người mãnh nhưng co rụt lại, trong tay hắn viên kia con dấu cùng mình chỗ tìm được vô luận là khí tức vẫn là chất liệu đều giống nhau như đúc, xem ra đây chính là cái khác tượng thần vị trí lưu lại con dấu. Cũng không biết là cái này sáu cái ở giữa cái nào một viên. Đứng ở sóng lớn trung tâm giáp nhất sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay phương ấn chỉ lên trời một chỉ, sắc lệnh mở. Một vòng màu bạc trắng chỉ từ trời mà rơi, chiếu sáng đại địa. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, ảm đạm trên bầu trời đúng là trống rỗng sinh ra một vầng minh nguyệt. Màu bạc trắng ánh trăng nhận lấy trong tay hắn con dấu lực lượng dẫn dắt, đều hội tụ đến giáp nhất đầu ngón tay, dọc theo cánh tay đổ xuống mà xuống, ngưng tụ như mặt gương. Sau đó một bức tượng thần cứ như vậy từ dòng sông đáy chậm rãi hiển hiện, chôn sâu ở dòng sông dưới, nhấc lên đại lượng bùn cát. Khuôn mặt đã sớm bị dòng sông chỗ ăn mòn thấy không rõ lúc đầu diện mục, một cỗ nước mùi tanh truyền ra. Tại dưới chân của nàng, có một cái phong bế hang đá, trên cửa khắc đầy cổ văn, một cái cán cân nghiêng trạng đồ vật bày tại trước cửa. Giáp nhất đem trong tay viên kia con dấu cất đặt tại trong đó một mặt, cán cân nghiêng trong nháy mắt hướng phía một bên nghiêng về. Tựa hồ còn cần cái thứ hai con dấu mới có thể đem đạo này tràn đầy đường vân cửa mở ra. Phượng Vũ, rất sừng, long huyết, tổ phòng, đằng vảy cá. Các loại khan hiếm vật liệu bị giáp nhất từng bước địa cất đặt tại cán cân nghiêng một chỗ khác, mỗi một lần buông xuống, cán cân nghiêng góc chết đều sẽ có chút chết đi mấy tấc rốt cục tại buông xuống sau cùng cùng một chỗ thiên tài địa bảo về sau, cán cân nghiêng hai đầu từ từ ngang bằng, cái kia hiện đầy đường vân đại môn ẩm vang mở ra. Cũng liền tại đại môn này mở ra thời khắc, kinh khủng thú minh thanh âm nhanh chóng truyền tới. "Giống. Tất cả tẩu thú tựa hồ người thấy cái này một cỗ khí tức, điên cuồng hướng lấy thông thiên hà lao qua, chỉ là đi tới kia tượng thần hai bên, chính là dừng bước không tiến, cùng Tô Bác lúc ấy thấy tình cảnh giống nhau như đúc." Ngư Hồng tụ nhìn qua một màn này, kéo Tô Bác tay, ghé vào tai của hắn bờ nhỏ giọng nói. Ta giống như biết vì sao mỗi đến ban đêm đám hung thú này liền sẽ biến dị, mà lại trở nên như thế nóng nảy nguyên nhân. Sợ là làm tế phẩm, hiến tế cho cái này không hiểu tượng thần. Tô bác nhẹ gật đầu, hắn cùng nàng cách nhìn giống nhau. Có như thế to lớn huyết khí làm trèo trống, cái này tượng thần đến tột cùng là cùng người sở thiết, thiết chí mục đích của nó lại là cái gì. Giáp nhất nhìn chung quanh một vòng, nhìn qua sâu thẳm không thấy đáy mộ huyệt, xoay đầu lại nhìn qua đám người gợn sóng mở miệng nói mộ huyệt đã mở ra nay tòa tượng thần tên là công bằng cùng tham lam tượng thần cũng là cái này sáu tòa tượng thần bên trong tương đối nguy hiểm một tòa chỉ cần cầm tới công bằng cùng tham lam con dấu lập tức rút lui không nên ở lâu rõ chưa thoại âm rơi xuống chính là hướng phía mộ huyệt chỗ sâu vọt vào tô bác lôi kéo ngư hồng tụ lẫn vào trong đám người theo sát lấy một bước bước vào mộ huyệt bên trong tràn ngập niên đại xa xưa tanh hôi mùi nấm mốc vừa mới nhập mộ huyệt, chính là có thể thấy được hai đầu có thể so với mãnh voi ma mút cự tượng kích cỡ tương đương không biết tên cự thú phơi thay tại trước mặt mọi người. Đếm không hết hài cốt, đầu lâu cùng thân thể tách rời, chồng rơi vào cùng một chỗ, số lượng ít nhất cũng có mấy trăm đầu. Mộ huyệt nội bộ trống trải to lớn, nếu là đem cái này phong bế mộ huyệt đại môn hoàn toàn mở ra, sợ là đến có vài chục trượng lớn nhỏ. Đám người tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, mượn vách động ở giữa khiêu động màu lam quỷ hỏa hào quang nhỏ yếu, bỗng nhiên ở giữa một cái bò lồng ngổm to lớn sương mù cứ như vậy ngăn cản đám người đường đi trắng phao phao một mảnh cho người ta một loại vô tận thê lương cảm giác kia là một tòa cự đại khung xương tựa hồ là rồng vô số thiên tài địa bảo tại cái này một bộ khung xương ra đời mọc ra chán phóng tĩnh mịch khí tức một người áo đen thấy thế con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên như bay hướng phía những cái kia thiên tài địa bảo bay đi giáp nhất cũng chỉ là cười lạnh nhìn xem hắn quả nhiên tại tiếp xúc đến những cái kia thiên tài địa bảo một nháy mắt hắn dưới mặt nạ đồng lỗ trong nháy mắt co rút lại tiếp theo toàn bộ thân thể quỷ dị co giò mặt nạ chóc ra lộ ra một chương giữ tợn khuôn mặt hắn gào thét lớn đây là thứ quỷ gì từng cây dây leo nhanh chóng cuốn lấy thân thể của hắn hắn ra sức địa dãy dụa lấy nhìn qua trước mặt những này đồng dạng khiếp sợ người áo đen tuyệt vọng vươn tay cứu cứu ta nhưng mà sau một khắc chính là bị những này dây leo thôn phệ hầu như không còn chỉ để lại một câu xương khô. Tô Bắc mãnh địa nuốt nước miếng một cái, cái này phản hư trung kỳ người áo đen, cứ như vậy thần hồn đều tản. Tất cả người áo đen đều là hai mặt nhìn nhau, hít vào một hơi khí lạnh, trong con người tràn đầy kiên kỵ nhìn qua trước mặt xương rồng. Đây là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Kinh khủng quỷ dị không khí trong nháy mắt tràn ngập tại chúng nhân trong lòng. Giáp nhất khóe miệng chỉ là cười lạnh nhìn qua một màn trước mắt, tựa hồ sớm có đoán trước mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên chính là thấy kia một chỗ thiên tài địa bảo trong đó vài cọng vậy mà tự động bắn ra ra. Sau đó cứ như vậy ngã xuống trước mặt mọi người, chán phóng mùi thơm. Giáp nhất sắc mặt bình tĩnh đi lên trước, nhặt lên kia vài cọng tại 21 châu vô cùng chân quý dược thảo, ăn năn đầu đến, nhìn xem đám người, gợn sóng mở miệng nói, công bằng đến cực điểm đồng giá trao đổi. Đây chính là công bằng cùng tham lam con dấu. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Đám người tương hỗ liếc nhau một cái, không có lên tiếng, yên lặng đi theo giáp nhất đi tại đằng sau. Tô Bác biểu lộ ngưng trọng nhìn qua một màn trước mắt, kéo lại Ngư Hồng tụ đi về phía trước bộ pháp, tại nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, vươn tay bưng kín nàng môi son, vô ngã cảnh giới che phủ lên hai người khí tức, mà hậu thân ảnh từ từ giấu ở hắc ám bên trong. Ừm. Ngư Hồng tụ chờ đợi đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hai người ánh mắt về sau, nhìn xem Tô Bác nhỏ giọng nói, "Thế nào?" Tô Bác ngồi xổm ở trên mặt đất, đánh giá này quỷ dị mộ huyệt, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói. Nếu là ta không có đoán sai, cái này trong huyệt mộ cùng một chỗ đều cần đồng giá đổi thành. Là bất kỳ vật gì? Bất kỳ vật gì? Ngư hồng tụ nhai nuốt lấy tô bác câu nói này, nhìn qua tĩnh mịch động quật chỗ sâu, rốt cục con mắt của nàng mãnh địa co rút lại một chút, tiếp theo hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua tô bác, mở miệng yếu ớt nói. Ngươi nói là người kia từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy dự định. Đây chính là có hơn 10 người à. Nàng Minh Bạch Tô Bác muốn biểu đạt cái gì, mà lời của nàng rơi xuống về sau, Tô Bác không chút do dự gật đầu cũng vừa vặn là ấn chứng điểm này. Hai người từ này một đoạn thời gian ở chung đến nay, vẻn vẹn chỉ là một chỗ động tác tinh tế liền có thể ngầm hiểu. Nếu là cái này trong động quật hết thảy đều cần đồng giá trao đổi, như vậy cái này động quật bên trong quý giá nhất chi vật sợ sẽ là viên kia con dấu, mà có thể trao đổi con dấu. Có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều? Chuyện này dù sao quá mức rung động, cho dù là ngư hồng tụ ngồi tại tông chủ trên vị trí này, đã sớm thấy qua các loại thủ đoạn. Thế nhưng là duy nhất một lần đem mười mấy phản hư tu sĩ có dự mưu đưa vào băng lãnh trong huyệt mộ. Có lẽ đi, chúng ta không muốn cùng quá gần, tới gần ta, khí tức của người liền sẽ không bị người kia phát giác được. Tô bác một thanh kéo qua ngư hồng tụ tay, hai người không ngừng mà xâm nhập trong đó. Mộ huyệt bên trong không khí rõ ràng bắt đầu mỏng manh, chỉ là cái này một loại mỏng manh cũng không người cảm nhận được hít thở không thông đau đớn ngược lại cảm thấy thể nội mỗi một tấc gân cốt đều tại thư triển hưởng thụ lấy nơi này hết thảy linh khí vậy mà như thế dày đặc nếu là mang theo ta mấy cái đồ nhi tới linh khí này ngược lại là có thể vì các nàng hảo hảo tạo hình tô bác vòng vòng miệng bây giờ trong cơ thể mình gân mạch gân cốt đều đã định hình nhìn qua cái này nồng đậm đến cực hạn linh khí cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm động quật bên trong tảng đá rất cứng đường xá cũng không bằng phẳng đe nhánh tịch mịch bằng nếu là u minh chi địa ngẫu nhiên có thể gặp được mấy chỗ bạch cốt chỉ là không cẩn thận dẫm lên một nháy mắt liền lập tức vỡ tan hiển nhiên phong hóa lợi hại cái này động quật bên trong không biết mai táng quá ít sinh linh cố gắng tại mình trước đó cũng có người đi vào qua đột nhiên phía trước chuyển đến một trận tiếng giống giận dữ thanh âm mang theo bảo hiếu tiếng như cùng một đầu dã thú chân nhân thần hồn đều muốn vỡ vụn tô bắc cảm giác lỗ tai của mình ầm ầm rung động tiếp theo chính là một trận ồn ào tiếng kinh hô âm đây là thứ quỷ gì? Thi biến. Cho lão tử chết. Tô bác ngừng thở, một cái tay đem ngư hồng tụ khí tức che, hiển hơi cảnh giới cấp tốc triển khai, hướng phía chỗ càng sâu nhìn lại. Chỉ kiến giải trên mặt trưng bày vô số tảng đá quan tài, tựa hồ bị kia một đám người áo đen sở kinh nhiễu, đúng là từng cái ngồi dậy. Khô cạn trên thi thể, cơ bắp dính liền lấy đã dần dần bắt đầu héo rút, chỉ còn lại có một lớp da cùng khung xương tương liên, khô cảo làn ra phía trên hiện ra lấy khối lớn thi ban một cái cổ lão mà thanh âm trầm thấp truyền ra, vô lý kẻ xông vào à. Ngươi có thể dâng ra cái gì đâu. Thay khô từ trong quan tài bò lên ra, bào hiếu thanh âm giống như thủy triều ở trong sơn động này quanh quẩn, đã sớm trống chảy trên hai mắt chớp động lên tâm quý quang mang. Ngao! Đỏ tươi như máu giữ tợn thay khô cứ như vậy hướng phía đám người gào thét mà đi. Một đám người áo đen thể nội bộc phát ra kinh khủng linh khí, lực lượng phóng tới một chỗ, không ngừng mà tiêu diệt lên trước mặt thay khô. Bỗng nhiên ở giữa, trong đó một người áo đen hoảng sợ chừng lớn con ngươi hắn phát hiện trong cơ thể mình linh khí tựa hồ ngay tại phi tốc trôi qua hóa thành từng đạo linh bướm hướng phía cách đó không xa tòa kia tứ phương tế đàn lướt tới theo trong cơ thể hắn linh khí tiêu tán sau một khắc cả người liền là bị bầy tuôn ra mà tới thây khô trong nháy mắt xé nát chỉ còn sót lại từng cỗ trắng phau phau thì cốt con dấu tô bác con ngươi trong nháy mắt nhìn về phía tòa kia tế đàn cùng mình trước đó nhìn thấy mở đầu cùng khôi phục tế đàn giống nhau như đúc Khác biệt chính là, cái này một tòa tế đàn tất cả đều dùng đến cấm thạch chế tạo, vẻn vẹn tới gần tế đàn, quanh thân lực lượng đều sẽ bị hóa giải. Đột nhiên, Tô Bắc cảm giác được bờ vai của mình phía trên đè xuống một cái đầu, tiếp theo bên tai chỗ chính là cảm nhận được một trận nóng rực hơi thở. Xoay đầu lại, chính là phát hiện một mực thật chặt đi theo mình ngư hồng tụ, giờ phút này áo bào đen có chút lộn xộn, áo choàng vạt áo đặt tới chỗ đùi, tuyệt mỹ gương mặt có tái nhợt, cả người cứ như vậy ngã xuống trên người mình. Sụi lơ đồng lỗ co vào, hai mắt nhìn qua tô bác. Tô bác vội vàng là đưa nàng đỡ lên, hướng phía trong cơ thể của nàng độ vào một đạo đại đạo chi khí, sắc mặt của nàng mới hồng nhuận một chút. Thở hồn hển, thấm ướt đôi môi khô khốc, chậm rãi mở miệng nói, trong cơ thể ta linh khí không bị khống chế trôi qua. Nơi này khí có độc. Đây không phải là cái gì tố linh khí, sợ là kia con dấu tản ra mê chướng. Tô bác cảm thụ được trong cơ thể của mình, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng lần nữa hướng phía chỗ sâu nhìn lại quả nhiên kia một đám người áo đen cũng là xuất hiện ngư hồng tụ cái hiện tượng này vô lực ngã xuống mặt đất phía trên đầy mắt tuyệt vọng nhìn qua không ngừng hướng mình đánh tới thây khô lấy linh khí làm môi giới cuối cùng hấp thu đủ linh khí từ đó thức tỉnh quả nhiên cái này giáp nhất ngay từ đầu liền không có dự định khiến cái này người sống ra ngoài tô bắc hít vào một ngụm khí lạnh cứ như vậy nhìn qua động quật bên trong hỗn độn cảnh tượng mình không có chuyện gì nguyên nhân không phải là bởi vì chính mình tu luyện sát khí. Thế nhưng là những người áo đen này cũng đồng dạng tu luyện có sát khí à? Chẳng lẽ là mình có cái này mai con giấu nguyên nhân? Đổ dạp trên mặt đất người áo đen thống khổ gào thét, ánh mắt nhìn qua trước mặt chúng thi, trong con người tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lão tử liền biết, giáp nhất, ngươi chết không yên lành. Giáp nhất, lão tử coi như liều mạng cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cùng lắm thì liền cùng nhau chơi đùa xong. Giáp nhất chắp hai tay sau lưng, nhìn qua hết thảy trước mắt, bọn hắn tất cả dãy ruộng ở chính là phí công sau đó chậm rãi xoay đầu lại hướng phía tô bắc phương hướng nhìn lại buồn bã nói hai vị bằng hữu hiện tại còn không hiện thân thế nào còn phải xem bao lâu giáp nhất tiếng nói vừa dứt cả đám ánh mắt đều là hướng phía chỗ kia nơi hẻo lánh nhìn sang tô bắc con ngươi nhíu lại cái này giáp nhất vậy mà chính xác tìm tới chính mình vị trí là nơi nào bạo lộ rồi chẳng lẽ là mình trong tay cái này một viên con dấu nhưng vẫn là đi ra ánh mắt gợn sóng mà nhìn xem giáp nhất. Tại Tô Bắc thân ảnh xuất hiện một sát na, giáp thập nhất con người bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng nói: "Tân chín huynh đệ, là Tân chín huynh đệ. Lão tử liền biết ngươi không đơn giản, mau cứu ta. Ngươi chỉ cần cứu được ta, ta lưu diệp cái mạng này cũng là của ngươi." Giáp nhất phất phất tay, nơi đây thay khô liền tựa như nghe hiểu hiệu lệnh, đồng thời dừng động tác lại, giống như điêu như bình thường trực tiếp đứng sừng sững ở nguyên địa bất động. Nhìn thấy một màn này, Tô bác minh bạch người trước mặt tựa hồ muốn cùng mình hảo hảo nói chuyện rồi, tiến lên một bước, gợn sóng mở miệng nói. Ngươi ngay từ đầu liền biết. Giáp nhất khinh thường cười cười, từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra viên kia con dấu, trước mặt tô bác lung lay mở miệng nói. Không phải ta biết, là nó biết. Như vậy ta phải gọi ngươi tân chín đâu, vẫn là tô trưởng lão đâu. Thoại âm rơi xuống, động quật bên trong hoàn toàn yên tĩnh chi sắc. Nằm trên mặt đất bên trên giáp thập nhất cùng giáp thập tam đầy mắt khiếp sợ nhìn xem tô bác. Tô Bác nhẹ nhàng cười cười, tháo xuống mặt nạ, tóc trắng nhẹ nhàng địa phiêu động, lộ ra dung nhan. Chúng ta tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Giáp nhất gánh vác lấy xong thu cười ha ha, vuốt vuốt trong tay con dấu, tùy ý cười cười nói. Tô trưởng lão thật sự chính là quý nhân hay quên sự tình à, ta cốc thành cố ra chúng ta xác thực có từng thấy. Bất quá, tô trưởng lão cũng xác thực phong lưu rất đâu, nữ nhân bên cạnh đổi một lứa lại một lứa, cho đến nay còn chưa từng gặp giống nhau. Trước đó một mực đi theo bên cạnh ngươi cái kia độ kiếp nữ nhân đầu. Tô bác từ chữ vật giới chỉ bên trong đem hộp kiếm tử đem ra, cất đặt tại trên mặt đất, hộp kiếm tử mở rộng, trong đó ba kiếm nhao nhao bắn ra, vờn quanh tại Tô bác bên cạnh. Tối hôm qua đây hết thảy về sau, Tô bác rừng dưng nhìn qua giáp nhất, mở miệng nói, đã ngươi đem Tô Mỗ kêu lên, chắc là có lời muốn đối Tô Mỗ nói. Mà không phải ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này. Ô uế tanh hôi gió thổi tới, đây là độc thuộc về động quật bên trong hương vị cảm thụ được tô bắc quanh thân truyền đến sóng linh khí giáp nhất lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái không ngờ tới bất quá một tháng không gặp cái này tô bắc vậy mà đã phát triển đến tình trạng này hợp đạo giai đoạn trước đỉnh phong kẻ này quả nhiên bất phàm giáp nhất liếm môi một cái cũng không có tâm tư cãi lại tô bắc lời nói đứng dậy hướng phía tế đàn dạo bước đi đến mà hậu chiêu bên trong con dấu nổi lên hướng phía trên vách tường hình chiếu ra một màn ánh sáng tô trưởng lão nhưng có biết trong tay tại hạ cái này mai con dấu là tên là gì Tô Bác mặt không thay đổi nhìn xem hắn, như lâm đại địch. Trước mặt nam tử này cũng không phải cái gì a miêu a cầu, nếu như mình không có cảm giác sai, tu vi của người đàn ông này rất có thể là độ kiếp. Nhìn thấy Tô Bác thần sắc hiển nhiên đối với mình chủ đề không có hứng thú gì, Giáp Nhất phối hợp lắc đầu, sau đó mở miệng nói: "Cái này Mai con dấu danh tự vì thế giới cùng cuối cùng con dấu. Ngươi nhưng có biết cái này Mai con dấu nói lên cái gì?" Cũng không có chờ Tô Bác trả lời, Giáp Nhất chính là lần nữa khoát tay, tế đàn trên không có ngân hà thiên địa linh khí nghiêng mà xuống như là giang hà vỡ đê chấn động người hai con người phô thiên cái địa rơi vào tế đàn bên trên tùy theo bị tế đàn hấp thu không còn một mảnh ngay sau đó con dấu chỗ bắn ra ra màn ảnh bên trong chính là nhanh chóng xuất hiện hình tượng giáp nhất nhìn qua trước mắt không ngừng biến hóa hình tượng trầm giọng mở miệng nói nó kể rõ 21 châu cuối cùng thời gian cuối cùng tu sĩ cuối cùng thế giới cuối cùng tô bác ánh mắt bên trong hiện ra một tia nghi hoặc tựa hồ theo giáp nhất lời nói vừa dứt một mực chôn giấu với mình trong thức hải mảnh vỡ ký ức lần nữa hiển hiện ánh mắt của hắn càng phát ra địa mê mang bây giờ 21 châu là một cái thiên đạo không còn tồn tại thế giới hòa thân của đạo trời vì 3.000 đại đạo đại đạo phía dưới là rất nhiều quy tắc mà linh khí thì chính là từ cái này 3.000 đại đạo cùng vô số quy tắc chỗ cấu trúc mà thành một loại môi giới nói một cách khác 21 châu mỗi sinh ra một cái được trời ưu ái thiên phú thể chất Thiên đạo liền sẽ tùy theo suy yếu một chút, mà bây giờ, thiên đạo đã yếu kém đến chạm vào tức phá hoàn cảnh. Tô trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không có phát giác, toàn bộ 21 châu không biết từ lúc nào bắt đầu, sớm đã không còn phi thăng tồn tại sao? Cho dù là cảnh giới đại thừa, cũng chưa từng nghe nói có người có thể đạt tới. Thánh địa thánh nữ Thiên Phú chẳng lẽ không phải cái này 21 châu đỉnh tiêm. Vì sao nàng chậm chạp chưa thể vào tới cảnh giới đại thừa? Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì thiên đạo có thiếu giáp nhất đồng lỗ bên trong từ từ tách ra từng vệt màu nhiệt huyết, thanh âm càng phát ra địa sục sôi, kích động nhìn qua Tô Bắc. Mà hậu thân thể bắt đầu từ trên tế đàn đi xuống, không ngừng mà hướng phía Tô Bắc phương hướng đi tới, hai tay nâng lên, mở miệng nói: "Tô trưởng lão, thiên đạo cần bị bổ khuyết, mà chúng ta chính là cứu rỗi thiên đạo người. Chúng ta là bổ thiên người, là vì 21 châu tu sĩ nhặt lên tân hỏa truyền thừa người." Bây giờ 21 châu đã sớm bệnh nguy kịch, thủng trăm ngàn lỗ, thiên đạo bị suy yếu rất rất nhiều, là thời điểm một lần nữa để 21 châu một lần nữa tỉnh lại. Ngư hồng tụ trợn to mắt, ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ, lại còn có chuyện như thế, lại còn có bực này tân bí tồn tại, cái này khiến nàng cảm thấy rét lạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ xoay người, nhìn qua tô bắc, hắn chăm chú địa cao mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Giáp nhất một lần nữa đi đến tế đàn, cũng không có vươn tay ra đụng vào khối kia con dấu, chỉ là quan sát đến Tô Bác biểu lộ. Tô trưởng lão, đã ngươi trong tay đã có được cùng một chỗ con dấu, vậy ngươi nên minh bạch ta lời nói đến cùng là thật là giả. Gia nhập chúng ta đi, để chúng ta cùng một chỗ bổ khuyết bệnh này nhập bệnh tình nguy kịch thiên đạo. Tô Bác ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm nhìn qua giáp nhất, tiếp theo mở miệng yếu ớt nói, cho nên, vẻn vẹn bởi vì như thế một cái không thực tế, không hợp suy luận đôi câu vài lời, liền tại toàn bộ 21 châu tạo thành to lớn như thế sát nghiệt. Giáp nhất tùy ý cười cười, cúi thấp xuống con ngươi, khinh thường mở miệng nói. Nhặt lên quang minh cùng hy vọng hỏa diễm tóm lại là sẽ có người hy sinh, vì thiên đạo khôi phục mà hy sinh, sao mà vinh hạnh. Cho dù là lại thế nào tu luyện, không có thiên đạo cuối cùng cũng bất quá là hóa thành cắt vàng một bồi. Thông tục điểm tới giảng chính là, chết sớm chết muộn đều phải chết, kia còn sống ý nghĩa thì có ích lợi gì. Vẹn vẹn chỉ là hy sinh một phần nhỏ người, mà đổi lấy toàn bộ 21 châu sinh cơ, đây mới là luật rừng. Giáp Nhất xoay người, đưa lưng về phía Tô Bác chậm rãi nói, không biết Tô trưởng lão có nghe hay không qua một cái cố sự. Tô Bác siết thật chặt thanh bình kiếm, lạnh giọng hỏi, "Cái gì cố sự?" Trương khí phiêu động, nham tương nước tại tế đàn phía dưới sôi trào không ngớt, cái này phảng phất là thông hướng U Minh địa phủ con đường, nơi cuối cùng là tử vong. Con dấu phía trên bụi bặm từ từ rơi xuống, tựa hồ rốt cục muốn thức tỉnh. Giáp Nhất ngẩng đầu lên, nhìn qua Tô Bác cười nói, một mảnh rừng rậm cuột khởi là cần ánh sáng chiếu rọi. Nếu là không có nông phu kịp thời chém đứt dư thừa cây cối mà cung cấp phần lớn kiều mục dương ánh sáng, còn lại cây sẽ chết héo. Giáp nhất đứng ở trong đám người ương, trên thân đen nhánh trường bào phần phật phiêu đáng. Trên khuôn mặt tràn đầy cực nóng chi sắc, nâng lên hai tay lăng không hư chỉ vào, viên kia con dấu chậm rãi dâng lên. Gia nhập chúng ta đi, tô trưởng lão. Lời của hắn tựa như dụ lệnh, theo lời nói vừa dứt trên tế đàn con dấu chung quanh tràn ngập liệt hỏa hừng hực lấy đốt cháy tư thái điên cuồng địa hấp thu mộ thất bên trong hết thảy linh khí vung đi không được dày đặc sương mù rất nhanh bị đốt cháy hầu như không còn tất cả ngã xuống mặt đất phía trên người áo đen sắc mặt càng phát ra địa khô cạn ngón tay từ từ co rút tràn đầy tuyệt vọng nhìn qua đây hết thảy tô tô trưởng lão cứu ta cứu trên mặt đất một đám người áo đen trên mặt đất chậm rãi nằm sấp bò lấy một cái cực kỳ quái dị địa tư thế không ngừng mà hướng phía tô bắc phương hướng nhúc nhích quá khứ đột nhiên trong đám người vang lên một tiếng hét thảm một người áo đen thân thể cực nhanh khô quát xuống linh khí từ hắn đã bắt đầu khô nứt trong thân thể bừng lên sinh mệnh cùng khí huyết hóa thành con dấu chất dinh dưỡng con dấu quang mang càng ngày càng sáng tô bắc mí mắt điên cuồng địa nhảy lên nhìn qua một màn trước mắt màn người trước mặt đều là gieo gió gặt bão hại người người cuối cùng cũng có bị người hại một ngày mình không cần thiết xuất thủ cứu bọn hắn chỉ là bây giờ tình cảnh của mình càng phát ra địa vi diệu, mình có thể từ độ kiếp trong tay trốn được sao? Mà lại không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả mình vác tại sau lưng Ngư Hồng Tụ cũng bắt đầu càng phát ra địa u ám lên, tùy ý cái này con dấu tỉnh lại, sợ là hậu quả khó mà lường được. Có thể đi thì đi, không cần quản ta. Ngư Hồng Tụ tựa hồ đã đã nhận ra hai người tình cảnh, chậm rãi đưa tay ra, nâng lên Tô Bác bả vai, động tác cũng không phải là giam cầm, mà là ôn nhu vút ve nhớ kỹ giúp tỷ tỷ chiếu cố thật tốt tinh nguyệt tông đi ngư hồng tụ môi son miệng thơm run rẩy cứ việc suy yếu ngữ khí lại là mang theo không thể nghi ngờ ý vị lời của nàng lộ ra khó nói lên lời ôn nhu như thế một cái cực điểm xinh đẹp nữ từ hai con ngươi nhìn qua hắn không có bất kỳ cái gì dụ hoặc liền bang nếu là mùa đông nước hồ phá vỡ cứng rắn mặt băng chính là sẽ đắm chìm tại kia ấm áp bên trong chỉ là nàng vẫn chưa nói xong cái cổ ở giữa chính là nặng nề mà chịu tô bắc một cái Tiếp theo hai tay chính là vô lực rũ xuống. Âm vang, tô bác trường kiếm trong tay kêu run một tiếng. Chậm rãi đem sau lưng ngư hồng tụ đặt ở trên mặt đất. Sau đó ánh mắt cứ như vậy nhìn qua giáp nhất, lạnh giọng mở miệng nói. Bất luận kẻ nào đều có quyền lợi sống sót, ngươi không có tư cách làm kia cầm búa tiểu phu, toàn bộ 21 châu cũng không phải vùng rừng rậm kia. Giáp nhất tùy ý cười cười, mà phía sau lưng chấp hai tay, cũng không có đáp lại tô bác lời nói, mở miệng yếu ớt nói. Tô trưởng lão à, ngươi có biết hết thảy biến thành dạng này nguyên nhân căn bản là cái gì không? Là bởi vì một người. Tô bác ma toa trong tay mũi kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Bởi vì ai? Thực yên. Nghe giáp nhất, tô bác không khỏi sừng sốt một chút, tiếp theo cười lạnh nói. Cho cười. Giáp nhất dừng tay lại bên trong động tác, viên kia con dấu từ từ yên tĩnh trở lại. Đối tô bác khinh thường cũng không để ở trong lòng, sâu kín mở miệng nói. Thanh nữ sau khi lên ngôi, trả 21 châu gần ngàn năm yên ổn, không thể phủ nhận, đây là một kiện cực kỳ vĩ đại công tích. Không cho phép giữa các tu sĩ giết chóc, cứ việc vẫn như cũ có chỗ phát sinh, mà ở đầu này mệnh lệnh rõ ràng phía dưới, 21 châu tranh phong thiếu đi đếm không hết. Nhưng chính là bởi vì người này vì can thiệp. Mới từ từ diễn sinh ra được bây giờ cái này thiên đạo cũng không hoàn thiện 21 châu. Tu sĩ cùng thiên địa nhân ở giữa tranh phong là ức vạn năm quy luật bất biến, vẫn lạc tu sĩ một thân linh khí trở về thiên đạo. Hoàn thiện quy tắc, thiên đạo tại hạ xuống mới thiên phú thể chất, dùng cái này tuần hoàn xuống dưới. Tô bác há to miệng đi, trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm sao đi phản bác lời của hắn. Là, tu sĩ cùng thiên địa nhân ở giữa tranh phong chính là một kiện cố định quy luật bất biến, hắn nói không sai, thế nhưng là. Tựa hồ là nhìn ra tô bác trong lòng suy nghĩ, giáp nhất đi lên trước, tháo xuống kia một trương mặt nạ. Kia là một trương tuổi già sức yếu gương mặt, mang theo hiền hòa cười, nếu như vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn gương mặt này, căn bản là không có cách đem hắn trước sau gây nên liên hệ tới châu trưởng lão. Một mảnh bầu trời nhưng rừng rậm tự nhiên không cần tiểu phu, cái này tự nhiên quy luật liền sẽ không để hắn sinh trưởng như vậy rậm rạp. Đất đá trôi, hồng thủy, hỏa hoạn, luôn có chỉnh sửa cái này một mảnh rừng rậm biện pháp. Thế nhưng là người chồng thực rừng rậm là cần đi qua tiểu phu tay, như là đã can thiệp nó sinh tồn, vậy sẽ phải đối vùng rừng rậm này phụ trách tới cùng, không phải cuối cùng cũng chỉ có thể cứ như vậy đi hướng diệt vong. 21 châu chính là như vậy, thánh nữ cải biến trăm ngàn năm qua không đổi quy tắc vậy dĩ nhiên liền sẽ có vung đao người giúp nàng chỉnh lý nàng chỗ chưa từng chú ý đạt được hết thảy. Chúng ta là chính nghĩa, cứ việc không vì thế nhân chỗ lý giải, cứ việc con đường này chỉ có thể đi đến đen, nhưng vẫn như cũ là chính nghĩa. Tại thiên đạo đến xem, chúng ta chính là kia vì 21 châu cầm trong tay tân hỏa người thừa kế, là bổ thiên người. Tô bác trong con ngươi mang theo có chút vẻ mờ mịt, trong tay nắm chặt thanh bình kiếm từ từ nới lỏng. Chính nghĩa. Bọn hắn là chính nghĩa. Thế nhưng là vì sao mình sẽ cảm giác được không đúng chỗ nào? Có chút đầu đau muốn nứt, tựa hồ trong thức hải những ký ức kia đang không ngừng thức tỉnh, Tô bác Mãnh Địa lắc đầu, hướng lui về phía sau, nhìn chằm chằm giáp nhất gương mặt kia. Giáp nhất thanh âm cổ hoặc vẫn như cũ là ở bên tai quanh quẩn, "Tô trưởng lão, chúng ta cần ngươi, 21 châu cần ngươi, thiên đạo cần ngươi." Tô bác ý thức đột nhiên, tựa như tiến vào vực sâu vô tận, thiên băng địa liệt dãy núi sụp đổ kia là phủ bụi tại trong thức hải của hắn sau cùng ký ức hình tượng nhất chuyển hắn một lần nữa xuất hiện ở kia một mảnh tràn đầy thi hài máu tươi phế tích chi địa một người trung niên nam tử nhìn qua một chính mình khác hai người cứ như vậy rằng co lần này tô bắc có thể thấy rõ ràng hai người gương mặt người kia là nam hoàng tựa hồ tại tranh chấp lấy cái gì lại tựa như đang chỉ trích cái gì cuối cùng nam hoàng ngửa mặt lên trời cười lớn hai người nặng nề mà đánh vào nhau âm thanh khủng bố tràn ngập thiên địa ảm đạm không thấy một thân chỉ nghe âm thanh. Cuối cùng, hình tượng rốt cục một lần nữa nối liền, về tới mình ban sơ nhìn thấy một màn kia. Kia một gốc treo ngược, trống lên cả mảnh trời ngọn núi bên trên, một thân ảnh cứ như vậy bị đính tại ngọn núi bên trên. Lần này mình thấy rất thanh, bị đính tại người ở phía trên, là Nam Hoàng. Tô Bắc có thể thấy được Tô Bắc đang cười, vừa khóc, tựa hồ lại tại cười. a à, hắn bởi vì đau nhức mà cuồng, tựa như là giã thú bị thương ngửa mặt lên trời kêu to. Phương xa một sợi thiên lương tiếng địch phiêu phiêu miểu miểu theo gió ngạnh ngào mà đến, tựa như tà dương hạ đỗ quyên đề huyết, lại như hoàng hôn bên trong địa ngục chấn hồn khúc thê thê diên rỉ. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua cái này một mảnh bị liệt hỏa thiêu đốt đại địa, nhìn qua cái này giống như nhân gian luyện ngục hết thảy, hết thảy đều kết thúc rồi à? Hắn chậm rãi đi xuống núi đỉnh, tập tĩnh đi lại chẳng có mục đích đi tại hoàng hôn nhuộm đầy trên đường, đi tại một cái thi thể trước mặt lúc hắn run rẩy quỳ xuống, nước mắt như máu chảy ồ ạt đại sư tỷ hắn vươn tay giống như một cái vừa ra đời hài nhi gào khóc lấy đem đã sớm băng lãnh thấu xương nữ nhân ôm ở trong ngực không chỗ ở vuốt ve nàng trở nên cứng ngắc mặt tại cái này mở to mắt mắt vô thần nhìn qua thương khung nữ nhân bên cạnh là một thanh thanh kiếm dưới kiếm là từng cái kiếm chủng nhị sư huynh tam sư huynh tứ sư huynh lục sư đệ thất sư đệ bát sư muội cửu sư muội xưa nay không khóc nam nhân cảm giác khóe mắt của mình ẩm ướt xưa nay không tin tưởng trời không tin vận mệnh chỉ tin tưởng mình lực lượng nam nhân giờ phút này lại bắt đầu trong lòng nhỏ máu không ngừng cầu nguyện hắn tâm như đao rảo nước mắt rơi như mưa trong vũng máu ngửa mặt lên trời gào thét hắn giống như là đứa bé lên tiếng khóc lớn cho dù là làm một người đứng xem tô bác nhìn qua trước mặt từng màn cũng là im ắng thở dài đây chính là cái kia tương lai sao cảnh hoàng tàn khắp nơi không thấy một người máu chảy thành sông nhuộm đỏ trời khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là trải qua cái gì như địa ngục tử chiến. Tô bác há to miệng, yên lặng đi tới nam nhân bên người, muốn đi chạm đến hắn. Chỉ là mình hư ảo tay xuyên thấu thân thể của hắn, hắn nhìn không thấy chính mình. Tô bác thở dài một hơi, nhìn qua trước mắt từng cỗ quen thuộc thi cốt, chăm chú địa nhắm mắt. Tại cái này mặt trời lặn dưới, hắn bồi tiếp hắn vẫn ngồi như vậy chờ đợi lấy bình minh. Ánh trăng thăng lên, hương thơm giạt rào, ngũ thải tân phân cánh hoa, bay lả tả, đầy trời bay là tả từng mảnh trong suốt như ngọc, trên bầu trời vậy mà rơi ra hoa vũ. Ngay sau đó, trên trời cao vang lên trên bầu trời ngâm tụng cổ kinh phiêu miểu thanh âm, chân thực bao phủ cả phiến thiên địa. Tất đích các, sau đó thiên địa chi tạo hóa thanh âm, cũng đồng thời vang lên, thê lương xa xưa, bằng như đến từ ngàn vạn năm, ung dung hạo đãng mà tới. Cuối cùng lại có tế tự thanh âm phảng phất xé rách bầu trời mà đến bi thương vô hạn. Kia là một đạo thất thải hào quang, từ từ bao phủ cả phiến thiên địa, từ từ hoa vũ tại bay là tả một đạo tiếp dẫn chi quang chậm rãi xuất hiện kia là thiên đạo ý chí mà theo cái này từng sợi quang mang tung xuống nam nhân thể nội linh khí bắt đầu điên cuồng mà phun trào không ngừng mà hấp thu màu xanh tím nhân ôn chi khí một tiếng phá xác thanh âm truyền đến tuyên cáo gần ngàn năm đến cái thứ nhất đột phá đại thừa tu sĩ sinh ra nam nhân đứng dậy cảm thụ được cái này tựa như thuộc về lại không thuộc về mình thân thể đây là tạo hóa phi thăng chi lực hắn đã là tiên nhân chân chính cùng thiên đạo đồng thọ. Ngay lúc này, trong trời đất này xuất hiện người thứ hai, là một nữ nhân, cực đẹp nữ nhân, là một cái có thể được xưng là tiên nữ nhân. Tiên ảnh vẻn vẹn chỉ là một bộ váy trắng, lại thắng qua ngàn vạn dệt kim gấm váy, nàng đứng ở đó một tòa trống lên thương khung sườn đồi bên trên. Bên cạnh thân vừa có tàn nguyệt treo cao, nàng chỗ đứng nhận lấy trong sáng ngọc huy, càng như tại giữa tháng, tiên ảnh cúi đầu, nhìn xuống hắc thương thương dãy núi. Nàng di chuyển lấy óng ánh chưa xuyên thêu dày chân ngọc, chậm rãi hướng phía nam nhân đi tới. Rũi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điện nâng lên nam nhân cái cằm, cặp kia uyển như sao chói mắt con ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn. Ta tiểu nam nhân, ngươi hoàn thành rất xuất sắc đâu. Nam nhân song đồng xích hồng nhìn qua nàng, hô hấp nóng rực một tay lấy nàng áp đảo tại trên mặt đất. Ngươi hài lòng. Đây chính là ngươi muốn xem đến. Tô bác sững sờ nhìn qua nữ nhân kia, lúc trước trong trí nhớ, hắn nhìn thấy qua nàng, tựa hồ là gọi là hoang phi. Nữ nhân bình tĩnh nhìn tô bác, chỉ là bình đạm mở miệng nói ta chỉ là tại thực hiện thiên đạo chỗ giao cho ta nhiệm vụ thôi đây là thiên đạo nhất tộc sinh ra số mệnh nam nhân buông lỏng chăm chú kẹp lại cổ nàng đại thủ ngồi tại nguyên chỗ nhìn qua cái kia có thể thông hướng thương khung thiên môn nơi đó chính là sau khi phi thăng thế giới sao nữ nhân nhẹ gật đầu ngươi còn có thời gian một ngày nam nhân cười cười tùy ý địa mở miệng nói tất cả mọi người chết rồi thế giới như vậy lại có tồn tại gì tất yếu đâu nữ nhân vươn tay vuốt ve gương mặt của hắn phảng phất là đang nhìn một cái tân sinh hài nhi trong ánh mắt tràn đầy từ ái tri sắc cho nên ngươi còn nhớ rõ khi đó ngươi nói như thế nào sao vẫn là nói ngươi đổi ý rồi dù sao nơi đó thế nhưng là tiên cảnh đâu một cái thế giới vĩnh sinh tu sĩ chỗ hướng tới cuối cùng kết cục nam nhân đồng lỗ nổi lên sáng ngời kinh ngạc nhìn nhìn qua nàng chậm rãi mở miệng nói ta chưa hề đều không có quên trở thành thiên đạo về sau ta sẽ thay đổi thời gian cuối cùng ta sẽ xuyên qua thời không bị ngạn nữ nhân mỉm cười nhìn qua hắn kia cực kỳ giàu có vận vị môi son hôn lên trán của hắn hảo hài tử sau đó nhẹ nhàng nâng lên tô bác kiếm trong tay cứ như vậy đối lồng ngực của nàng chỗ dịu dàng nhìn qua tô bác nói cho nên giết thiên đạo thủ hộ giả đi nam nhân nghi hoặc mà nhìn xem nàng nàng cứ như vậy nhìn chăm chú tô bác đồng lỗ trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi tựa hồ tại hớn hở nhận lấy vận mệnh của nàng chỉ có giết ta ngươi mới có thể không bị phương này thiên đạo trói buộc, chính ngươi trở thành thiên đạo. Giết thiên đạo thủ hộ giả đi. Làm thay đổi thời gian đại giới, thiên đạo sẽ phong tồn ngươi toàn bộ ký ức, tan học tới ngươi tất cả tu vi. Nhưng tu vi của ngươi lại có thể chuyển hóa làm một đạo môi giới, một mực đi theo trên người của ngươi, tại một cái kia khởi động lại kỷ nguyên, thủ hộ lấy ngươi một lần nữa đi xuống. Tô Bắc không lời nhìn qua nàng, khóe miệng bên trong liệt ra một nụ cười khổ. Nguyên lai, cuối cùng ngay cả ngươi cũng sẽ cách ta mà đi à hoang phi trong huyệt mộ một sợi màu xanh tím kiếm khí từ từ lan tràn ra gõ tỉnh tô bắc thức hải tô bắc mãnh địa từ vừa rồi trong trí nhớ đã tỉnh lại đầy đầu mồ hôi lạnh bờ môi nhẹ nhàng địa run rẩy nhìn qua trước mặt người hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mình sẽ vừa mở mắt lúc liền có hóa thần tu vi vì cái gì vẫn như cũ tồn tại lấy lam tinh ký ức nguyên lai tại mình giáng lâm thế giới này tên là tô an nam một đời kia ký ức đã sớm bị toàn bộ phong tồn cái kia từ nam quốc hẻo lánh nhất thành nhỏ một đường hướng bắc gặp cầm kiếm thượng quan vấn đạo đi vào kiếm tông tu thành kiếm tiên tô an nam bây giờ gọi tô bắc một đường hướng bắc ta bây giờ gọi tô bắc cái kia trong trí nhớ tiểu nam hài siết thật chặt trong tay bao khỏa thân sắc một mặt kiên nghị tô bắc chậm rãi ngẩng đầu trong thức hải giống như nghiêng trời lệch đất theo đại lượng ký ức dòng lũ lướt qua tựa hồ chính như nữ nhân kia nói tới sẽ lấy một loại khác môi giới khởi động lại mình kỷ nguyên này Nương theo lấy ký ức mà đến, còn có hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ. Trong con ngươi không còn sen lẫn vẻ mờ mịt, tóc trắng nhuộm mực, trong huyệt mộ một màn kia trướng mắt bạch rốt cục biến mất, chuyển biến làm ngầm đạm hắc. Mắt đen, tóc đen, áo đen. Giáp nhất híp con ngươi, một mặt ngương trọng nhìn qua trước mặt Tô Bắc, không biết nguyên nhân gì, người trước mắt tựa như đột nhiên đổi thành một người khác. Thân sắc ở giữa cũng không còn trước đây vẻ do dự, Tô Bắc hư không mà đứng, đắm chìm trong viên kia con dấu tản ra quang trạch phía dưới tay phải hướng lên dơ lên, năm ngón tay mở rộng. Từng sợi màu xanh tím chỉ từ nơi lòng bàn tay của hắn từ từ bay lên, vẩy xuống thanh liên phủ quang vô số. Liên giống như một đạo nguyên bản trói buộc tại trên người hắn gông xiềng, bây giờ rốt cục giải xuống dưới, hắn cầm kiếm mà đứng, nhìn qua giáp nhất, lạnh giọng mở miệng nói, nhặt củi người. Cho cười. Bị lợi dụng mà không biết thôi. Giáp nhất sững sờ, tiếp theo thu hồi nụ cười trên mặt, mặt không thay đổi nhìn qua tô bắc, mở miệng yếu ớt nói, Tô trưởng lão đang nói cái gì? Tô bác lau sạch lấy trường kiếm trong tay, nhìn qua giáp nhất, âm thanh lạnh lùng nói. Tô mỗ nói các ngươi hết thảy gây nên, đều là chuyện tiếu lâm. Đang nghe được tô bác câu nói này về sau, giáp nhất lông mày trong nháy mắt vặn thành một đoàn, khan khan cuống họng, sắc mặt phía trên rốt cục có vẻ động dung. Tô trưởng lão, nhục lão phu có thể. Duy chỉ có trận này thần thánh chiến tranh không thể vũ nhục. Đã tô trưởng lão quyết tâm muốn cùng lão phu đối nghịch, như vậy hôm nay liền cùng bọn hắn cùng một chỗ, mai táng tại cái này mộ huyệt chỗ sâu, hóa thành con dấu chất dinh dưỡng đi. Lời nói vừa dứt, trong nháy mắt giáp nhất quanh thân kinh khủng linh khí lan tràn ra, hắn hướng phía Tô Bắc phương hướng vẻn vẹn chỉ là bước ra một bước, liền để cho Tô Bắc quanh thân kéo kẹt kéo kẹt địa rung động, kia là đến từ độ kiếp kỳ cường giả tựa là hủy diệt nghiền ép. Một đạo màu xanh tím kiếm quang từ Tô Bắc trong tay gào thét mà tới. Kiếm bảy, không tố ly thương, đây là tô bác đã thức tỉnh ký ức về sau lần thứ nhất dùng ra một kiếm này. Xe lẫn thể nội không ở phun trào hỗn độn khí tức, hướng phía giáp nhất gào thét mà tới. Giáp nhất dừng bước, nhìn qua đạo kiếm quang này, có một lát không đúng lúc hoảng hốt thất thần. Đối với hắn mà nói, đạo này kiếm quang thật là đã lâu không gặp. Xa xa năm đó, có một vị độ kiếp kiếm tiên, phục họ thượng quan tên Biệt Ly. Lần trước nhìn thấy đạo kiếm quang này, cách nay sắp có gần ngàn năm, vẫn là tại kia thương giang bờ thượng quan biệt ly một kiếm đoạn thương giang đối cứng động mấy ngàn đại hoang tu sĩ không được tiến lên nửa bước đáng tiếc là như thế một vị độc bộ thiên hạ đại kiếm tiên cuối cùng chết tại huyết luyện đại trận hạ thời gian qua đi mấy cái giáp rốt cục tạm biệt một kiếm này xa xa bay lên tại sát na ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất toàn bộ trong huyệt mộ gió nổi mây phun một vòng màu xanh tím trường hồng trong nháy mắt xuyên qua đến giáp nhất trước mặt giáp nhất một tay cản lại gào thét mà tới trường kiếm lại một lần nữa nhìn chăm chú lên trước mặt mình người trẻ tuổi nhìn thật kỹ bây giờ cõng hộp kiếm hắn ngược lại là giống như trên quan biệt ly có mấy phần tương tự giáp nhất bỗng nhiên cười cười một đời nhân tri sau lại là một đời người luôn có sóng sau đẻ sóng trước năm đó mình giống như trên quan biệt ly tranh phong bây giờ đúng là muốn tự tay chém dụng hắn hậu nhân giáp nhất đứng chắp tay đối tô bác mây đạm gió nhẹ mở miệng nói bất quá một trăm hai mươi năm liền có như thế cảnh giới tu vi cho dù là dựa vào ngoại vật chi lực, cũng rất không dễ dàng. Ngươi ngược lại là cùng lão phu cố nhân có mấy phần tương tự, tại cái này thiên đạo có thiếu dưới điều kiện. Vẫn như cũ có thể tu thành hợp đạo đúng là không dễ, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập chúng ta, nếu không. Hai tay của hắn trước người một vòng, một bộ cẩm tú bức tranh ở trước mặt của hắn chậm rãi triển khai. Bức tranh tổng cộng chia làm trên dưới hai quyển, trong đó quyển hạ ghi chép lít nha lít nhít mọi người tên, mà lên bảng lại là ngưng tụ ra từng cái giống như chân nhân thân ảnh có cầm trong tay thư quyển lên cao mà trông nho thánh, có tóc trắng ba ngàn cầm kiếm mà đứng thượng quan vấn đạo, có nhẹ dung thủy tụ như nữ tử đông quốc hoàng đế cơ nam giác, có ngồi cao thánh địa đài sen giảng đạo thánh nữ thực yên, có ngồi ngay ngắn vương tọa đao tông tông chủ hoàn nhan tông, có thừa hạc xuống núi đạo tông tông chủ đạo tử. Chính là như hôm nay cơ bảng 10 người. Tô bác con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ, nhìn qua lão giả trước mắt, không thể tin mở miệng nói. Thiên cơ quyển, ngươi là thiên cơ các người ngươi là thiên cơ tử. Giáp nhất không thể phủ nhận cười cười nói, tô trưởng lão, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tô bác nắm thật chặt trường kiếm trong tay, cảm thụ được người trước mặt cường đại áp bách. Hắn chưa hề từng muốn đến nguyên lai 10 đại tông môn một trong toàn bộ thiên cơ các đều đã đầu nhập vào cái tổ chức kia. Càng không nghĩ đến, nguyên lai cái kia được xưng là tôn thượng nam nhân, chính là cái kia sắc mặt hòa ái nam hoàng. Như thế nói đến, nam đô mức độ nguy hiểm quả thực là khó mà đoán trước, nếu là mình không thể kịp thời đem thánh nữ mời đến, sợ là toàn bộ Nam Đô đều sẽ biến thành một cái biển lửa. Kia Nam Hoàng âm thầm bố trí nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục chờ đến cơ hội, lại thế nào khả năng buông tha. Nhưng hơi, âm thầm đầu nhập vào Nam Hoàng, đến tột cùng có bao nhiêu. Tô Bắc cắn răng, trong tay nắm thật chặt viên kia mở đầu tại khôi phục con dấu, thời khắc mấu chốt, trong đó thủ hộ giả có lẽ khả năng giúp đỡ mình ngăn cản một hai. Thế nào, Tô trưởng lão là dự định gia nhập chúng ta sao? Thiên cơ tử đưa tay hướng phía trước một điểm, thiên cơ bảng bắt đầu chậm rãi chuyển động linh khí cuồn cuộn bụi bặm hất lên tơ bạc bỗng nhiên tăng vọt hình như có mấy trăm trượng chi trường, xen lẫn liên miên tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời hướng phía tô bắc phương hướng cuốn tới đối mặt với cái này gần như tuyệt vọng thực lực áp chế tô bắc mồ hôi lạnh không ngừng mà từ phía sau sông ra đây là độ kiếp đối mặt mình qua nam cơ mấy lần thế nhưng là nàng đối mặt mình chưa hề từng lộ ra hơn phân nửa điểm sát ý mình cũng chưa từng cảm nhận được cái này một loại đầy trời khí tức thẳng đến chân chính đối mặt mới có thể cảm giác được mình nhỏ bé. Độ kiếp phía dưới đều sâu kiến. Phốc xích, Tô Bắc không chịu nổi cỗ này kinh khủng uy áp, lồng ngực trong nháy mắt vỡ vụn, tiếp theo cả người liền là trùng điệp nửa quỳ tại trên mặt đất. Mình nhất định phải đào tẩu, không chỉ là vì mình, càng là muốn tìm tới Tàng Thiên Cung, trở lại Nam Đô, đem mình trí thân yêu nhất hoàn chỉnh mang về. Một thế này mình làm sao có thể tại một lần dẫm vào che triệt. Loại kia đưa mắt không thấy một người chàng cảnh mình cũng không tiếp tục muốn gặp được. Muốn lực lượng sao? Ta có thể cho ngươi, bất quá có một cái điều kiện. Một thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại tô bác trong thức hải, giống như là ma quỷ dụ hoặc lấy hắn làm ra lựa chọn. Hết thảy đều là công bằng, muốn đoạt được trước hết phải bỏ ra. Mau mau quyết đoán đi. Tô bác truy tìm lấy trong thức hải thanh âm này, rốt cục ánh mắt khóa chặt tại cao cao trên tế đàn, kia một viên thổ lộ lấy quang trạch thế giới cùng cuối cùng con dấu ta đem giao phó ngươi đủ để tan tác lực lượng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt vô luận là chân lý đạo đức hoặc là dục niệm đều chẳng qua một tay như nát có lực lượng của ta ngươi có thể muốn làm gì thì làm chúa tể đây hết thảy bên tai không ngừng mà truyền đến lấy con dấu lẩm bẩm ngữ tô bác lẳng lặng nghe một mực qua thật lâu mới mở miệng nói cần nỗ lực cái gì một cái giáp thọ nguyên đây hết thảy đều rất công bằng muốn đoạt được chứ phải nỗ lực Tăng thương lời nói tựa hồ đem Tô Bắc cả người đưa vào xa xưa trong hồi ức. 200 năm thọ nguyên đổi lấy một lần lực lượng à. Tô Bắc nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nếu như không thể bảo vệ mình muốn bảo vệ người, bỏ không thọ nguyên thì có ích lợi gì. Giao dịch bắt đầu đi. Thu lấy ngươi một giáp thọ nguyên, đổi lấy hai khắc đồng hồ lực lượng. Trong huyệt mộ, đột nhiên nở rộ lên từng đạo màu trắng hồng quang. Chiếu sáng toàn bộ mộ huyệt, để vùng không gian này đều là trói lọi vô cùng. Tô Bắc lẳng lặng địa nửa quỳ tại trên mặt đất, đen như mực phát từ từ trở nên khô cạn. Nhan sắc từ đen như mực hướng về hoa dâm chuyển biến, cuối cùng lại chuyển hướng tuyết trắng, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã tóc trắng như tuyết. Phủ bụi đã lâu ký ức để hắn tóc trắng biến thành đen phát. Mà lần này lực lượng trao đổi lại lần nữa như tuyết. Một tuyến hạo đã hỗn độn chi khí từ trời rơi xuống, chiếu sáng lần này thiên địa, sáng như ban ngày. Trên tế đàn viên kia con dấu hào quang tỏa sáng, cả viên con dấu bày biện ra óng ánh sáng long lanh mượt mà cảnh tượng đầu mối then chốt phía trên có 9 đạo linh khí giao nhau lưu chuyển tiếp theo hóa thành chín đạo hỗn độn khí tức rủ xuống cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào tô bắc thể nội tô bắc quanh thân bị hỗn độn chi khí quanh quẩn thể nội linh khí tăng lên một bậc dung mạo chưa biến nhưng là kia như lưỡi đao sắc bén ánh mắt lại ngầm đạm không ít cả người nhìn tăng thương cùng tiểu tụy rất nhiều tô bắc không chút kiên kỵ hấp thu đến từ con dấu bên trong khí tức cảnh giới kéo lên tiến triển cực nhanh thiên cơ tử kinh ngạc nhìn nhìn qua nam tử trước mặt trong tay chìm nổi muốn huy động ngăn lại tô bác dị biến cũng là bị viên kia con dấu lấy vô hại thần lực ngăn cản trong mắt của hắn trợn tròn lên quát ngươi điên rồi cùng cái này mai con dấu làm giao dịch mau dừng lại tế đàn trước mặt bị bằng bạc con dấu chi khí ra thân tô bác đầy người hỗn độn thân hình phiêu diêu không chừng khí thế bằng bạc hắn lúc này cảnh giới đã nhập độ kiếp hắn mở mắt ra mỗi một lần hô hấp đều là từ trong lỗ chân lông ra bên ngoài tràn ra hỗn độn huyền hoàng chi khí Tô Bắc tinh tế cảm thụ được tràn ngập toàn thân các nơi linh khí, thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Thiên hạ không ai có thể ngăn cản mình một kiếm, một kiếm nơi tay, liền có thể tung hoành thiên hạ. Đỉnh đầu cao khoát thanh minh, dưới chân mặt đất bao la, đều có thể một kiếm chảm chết. Cái này, chính là vô số tu sĩ chỗ thần chi hướng tới độ kiếp cảnh giới sao. Đường Tô Bắc lần nữa nhìn về phía thiên cơ tử lúc, thiên cơ tử cũng ngược lại nhìn về phía hắn, hai người liếc nhau về sau, thiên cơ tử đúng là bật cười. Năm đó lão phu giống như trên quan biệt ly tại hợp đạo cảnh giới lúc từng một trận chiến, hẹn xong độ kiếp ở giữa tái chiến, không ngờ hắn đi trước một bước. Thôi được, hôm nay liền cùng đệ tử của hắn hiểu rõ một đoạn này duyên đi. Tô Bắc hít một hơi thật sâu, tư biệt ly từ phía sau bay ra, vạch ra một đạo trường hồng lao thẳng tới thiên cơ tử. Thiên cơ tử đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, chỉ là buộc lên một ngón tay. Đạo này kiếm khí trường hồng tại khoảng cách thiên cơ tử còn có ba trượng khoảng cách thời điểm im bặt mà dừng cũng không còn có thể tiến lên mảy may. Thiên cơ tử chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, tư biệt ly trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Tô trưởng lão, coi như bây giờ ngươi vào độ kiếp, liền xem như lão phu thực lực giàu gì. Ngươi muốn từ tay của lão phu dưới đáy đi xuống một lần cũng không có dễ dàng như vậy, những thứ lặt vặt này cũng không cần phải loay hoay. Trực tiếp mời ra ngươi thanh bình kiếm đi, có lẽ ngươi còn có thể có mấy phần thắng. Tô bác bất vi sở động, trong lòng của hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu, đó chính là mang đi ngư hồng tụ, nếu là có thể mang đi kia một viên thế giới cùng cuối cùng con dấu không thể tốt hơn. Hắn đưa tay trước người nhẹ nhàng một vòng, ba kiếm toàn bộ xuất hiện ở trước người hắn. Một kiếm như sấm, vô số tiêu tán kiếm khí như bóng với hình, lăn đi như sấm. Thiên cơ tử dơ cánh tay lên, bình tĩnh nhẹ nhàng vừa gõ, toàn bộ mộ huyệt bên trong bỗng nhiên vang lên chuông thanh âm. Vượt trên như sấm kiếm minh, tô bắc một kiếm này cứ như vậy tan thành mây khói, cả người không bị khống chế hướng về sau bay ngược ra ngoài ngừng lại lui thế về sau tô bắc rốt cục đã nắm giữ bây giờ trong thân thể trạng thái lại lần nữa trước chạy mặc niệm nói kiếm tới hai màu tím đen sông lên trời không phát sau mà đến trước một người một kiếm tề đầu tịnh tiến tô bắc tóc trắng phơ bay múa giống nhau hắn tại còn nhỏ thời điểm tại viên kia dưới cây hòe lớn nhìn thấy lão kiếm tiên hôm đó trong tay hắn bưng lấy hộp kiếm hỏi mình nhìn thấy cái gì chính mình nói thấy được kiếm tiên rốt cục tìm về trong trí nhớ mình tìm về mình mất đi 120 năm ký ức, từ Nam Cương thành nhỏ mở đầu, sau đó tại Trung Châu, Lương Châu, Tây Châu, Hoa Châu, cuối cùng tại Kiếm Tông Tuyết Châu. Trong đồng ngực cao trúc phiền muộn, một lời tích tụ không chỗ phát tiết. Giờ khắc này, Tô Bắc Kiếm Tâm thông thấu chỉ toàn minh, lại không nửa phần tỳ vết tạp chất. Giờ khác này, Tô Bắc biết mình cầm kiếm ý nghĩa. Một thế này, hắn muốn một kiếm đánh rơi Nam Hoàng kia một đỉnh đế quan, hắn muốn chém đứt thiên đạo gông xiềng, cũng muốn thủ hộ kiếm tông hết thảy. Muốn chính thủ hộ nữ nhân, chính thủ hộ đồ đệ, chính thủ hộ sư tỷ, chính thủ hộ mong muốn bảo vệ hết thảy. Tô bác nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí, dường như muốn đem đầy ngập tích tụ phun một cái mà không, sau đó đưa tay nắm chặt cùng mình sóng vai tề khu thanh bình kiếm, thét dài một tiếng, bèo tấm. Một cỗ không ngừng kéo lên to lớn kiếm ý tại cái này trong huyệt mộ không ngừng mà phóng đại, phóng đại, phóng đại. Tô Bắc tay nắm lấy thanh bình kiếm, còn lại hai kiếm đi sát đằng sau tại phía sau mình, kiếm khí hạo đãng, kiếm ý to lớn, người theo kiếm đi, người cùng kiếm tức là một kiếm. Thiên cơ tử sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Tô Bắc, giang hai tay ra, bằng nếu là ôm cả vùng. Mộ huyệt bắt đầu sụp đổ, đá vụn không ngừng mà chút xuống. Treo ngược thác nước có nước thẩm thấu tiến đến, đại địa chấn chiến. Thiên cơ tử tiến về phía trước một bước, trong lúc nhất thời, toàn bộ mộ huyệt thiên hôn địa ám, vân giả vụ nhiễu. Tô Bắc trong tay ba kiếm đụng nhau tiến vào thiên cơ tử một phương thiên địa. Một kiếm này là Tô bác không giữ lại chút nào một kiếm, cũng là gần như cử thế vô địch một kiếm. Xinh xinh xé mở thiên cơ từ chỗ cấu trúc phiến thiên địa này dị tượng, tiến vào bên trong. Tô bác trên thân từ từ nổ tung một đoàn huyết vụ, nhất là cầm kiếm hai tay, mỗi tiến lên một phần liền thêm ra một đạo huyết nhục mô hình hồ vết thương. Sau một lát đã lộ ra xâm nhiên bạch cốt, nhưng hắn lại không hề hay biết, vẫn như cũ là một kiếm hướng về phía trước trời rung động mà run lên, kế hai tay về sau, tô bắc ống tay áo vỡ vụn, hai tay cũng như đao róc thịt huyết nhục mô hình hồ, to lớn từ thanh sắc kiếm quang đi ngược dòng nước, tử thanh sắc kiếm khí vô cùng vô tận như hồng thủy triều cường. Một kiếm này, ba kiếm tề xuất, là thượng quan vấn đạo hôm đó tại động đình khe lưu lại, trảm tiên kiếm điển, kiếm thập tam, không hối hận. Một kiếm này nhanh đến để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ. Ba thanh kiếm tại thời khắc này giống như là kinh thiên trường hồng chiếu sáng toàn bộ đen nhánh động quật quá mức sáng chói kiếm mang giống như tấm lụa trên không trung giống như là từng đạo kinh lôi tích rơi xuống lôi quang trướng mắt trói lọi trói mắt hừng hực kiếm mang dao dệt thành một mảnh lưới tử vong thanh thế to lớn tri cực oanh chỉ nghe giữa thiên địa bỗng nhiên vang vọng một tiếng đâm người màng nhĩ bén nhọn thanh âm tiếp theo trong huyệt mộ cùng chống đỡ không nổi khủng bố như thế ba động bắt đầu từ từ sụp đổ đá vụn hạ lạc xe lẫn mãnh liệt không thể đỡ mưa như chút nước ngược dòng chi thủy chôn giấu lấy một phương này tối tăm không mặt trời mộ huyệt. Một kiếm đi theo một kiếm, tại khoảng cách thiên cơ tử chỗ ngực còn có ba tắc lúc đột nhiên ngừng lại thế đi. Kiếm khí đã tới, thiên cơ tử chỗ ngực một mảnh đỏ tươi. Không nhúc nhích tí nào thiên cơ tử rốt cục lui về phía sau một bước, hai bước, ba bước. Tô Bắc mượn cơ hội duỗi ra huyết nhục mô hình hồ bàn tay trái, mãnh địa đặt tại thiên cơ tử trên lồng ngực. Phốc xích, thiên cơ tử quanh thân kinh khủng khí lưu bỗng nhiên tiêu tán, thân hình hướng về sau lướt gấp trở ra, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát theo sát mà đến một kiếm này. Cùng lúc đó, thiên cơ bảng từ trên trời giáng xuống, hóa thành bốn đạo lăng lệ đến cực điểm hư ảnh, hướng phía Tô Bắc Bảo Hiếu mà đi. Tô Bắc lại là mượn cơ hội buông ra đã là máu me đầm đìa bàn tay, cầm trong tay thanh bình kiếm kiếm đối phía kia tế đàn một kiếm hung hăng tích dưới, cắn chặt đổ máu đôi môi, giận dữ hét, kiếm 10. Sóng lật đảo. Cho ta nát. Không trung bộc phát địa thứ mục đích quang mang, để cho người ta căn bản là không có cách mở to mắt kịch liệt sóng linh khí quét ngang lấy trong huyệt mộ hết thảy như sóng lớn biển sóng cuồng bạo đại địa không ngừng giãn nứt thiên diêu địa động hưng hực kiếm mang va chạm tại từ cấm thạch chế tạo trên tế đàn từng mảnh từng mảnh linh khí sóng lớn tứ ngược trong huyệt động đem bên trong hết thảy quang minh chỗ chôn vùi oanh đây là tới bắt nguồn từ độ kiếp lực lượng kinh khủng cứ việc tô bắc bây giờ nắm trong tay vẫn như cũ không hoàn thiện nhưng một kiếm này đã có thể phát huy ra hắn có khả năng phát huy cực hạn tế đàn băng liệt mộ huyệt không ngừng mà băng liệt đã có thể nghe thấy bảo hiếu tiếng nước chảy hội tụ thành một cái vòng xoáy không ngừng mà hướng phía mộ huyệt vỡ vụn chỗ chảy ngược sau một khắc một cỗ khó tả kiềm chế cảm giác trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ mộ huyệt bên trong tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua kia đập vào mặt treo ngược chi thủy bên tai chỗ đã có thể nghe gặp hư côn thanh âm cùng kình minh thiên cơ tử chậm qua thần đến nhìn chăm chập tô bắc bây giờ rốt cuộc biết hắn muốn làm gì trong mắt của hắn trong nháy mắt chừng lớn Sắc mặt phía trên tràn đầy vẻ kinh nộ, "Tô Bắc, ngươi là muốn chôn vùi một phương này mộ huyệt? Ngươi điên rồi. Trong huyệt mộ tất cả mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này. Đây chính là treo ngược chi thủy, nếu là một phương này mộ huyệt sụp đổ, toàn bộ treo ngược trời dòng nước trọng lượng đều sẽ hội tụ ở chỗ này, hẳn phải chết không nghi ngờ." Tô Bắc bàng nếu là không có nghe thấy, hai tay cầm kiếm vẫn như cũ là không ngừng hướng phía mộ huyệt tích chém. "Hắn biết, cho dù là mượn cái này con dấu lực lượng" đem mình một thân linh khí tăng lên đến độ kiếp, nhưng như thế nào khả năng địch nổi trước mặt cái này thành danh đã lâu thiên cơ tử. Muốn chạy đi, muốn mang đi ngư hồng tụ, muốn cầm xuống cái này mai con dấu. Hắn chỉ có làm như vậy. Dừng tay. Thiên cơ tử thân ảnh hướng phía tô bác bạo vút đi, ngàn vạn đạo chỉ riêng trong tay hắn bụi bặm bên trong lướt qua, tại đen nhánh trong huyệt mộ nở rộ. Tô bác chắp tay trước ngực, liều lĩnh hướng phía trước mặt tế đàn tích chém. Thể nội hỗn độn khí, đại đạo khí, thánh hiền khí, hạo nhiên khí. Điên cuồng mà phun trào mà ra, không ngừng mà chống đỡ lấy mình cái này kinh khủng tiêu hao Kiếm 9, định phong 3. Kiếm 8, đến bỉ ngạn. Kiếm 7, không tố ly thương. Kiếm trong tay không ngừng hướng về phía trước chém tới, đối chạm mặt tới thiên cơ tử tránh cũng không tránh, phát cuồng, bạo chém. Chỗ cổ tay đã gãy xương, tràn đầy sinh mệnh lực tuôn hướng gãy xương chỗ cổ tay, sau đó tại rắc xem xét rắc xem xét tiếng vang bên trong. Xương bàn tay bị tiếp tục đương nhiên không có khả năng lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng là đủ để cho hắn có thể xuất thủ. Thiên cơ tử hoàng sợ nhìn qua càng lúc càng lớn lỗ hồng, nếu là mình xuất thủ, sẽ chỉ làm cái này lỗ hồng vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhất định phải giết hắn. Thiên cơ tử bất quá hết thảy hướng lấy tô bắc vị trí phi nước đại mà tới, mây đen như mực, ẩn ẩn có thiên lôi cuồn cuộn thanh âm. Từng viên hỏa lưu tinh vạch phá màn trời, hướng phía tô bắc vị trí ẩm vang rơi xuống. Tô Bác chăm chú địa nhắm mắt lại, cũng nhanh, cũng nhanh mở ra. Hắn đem trong tay viên kia con dấu mãnh địa xuất ra, nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn hắn lại cho ta. Mười mấy tên khô lâu thủ hộ giả trong nháy mắt từ không trung ngưng tụ mà ra, hướng phía thiên cơ tử phương hướng ngăn cản mà đi. Chết đi cho ta. Thiên cơ tử trong tay bụi bặm mãnh địa khẽ huy động, những này không thể phá vỡ khô lâu, trong khoảnh khắc giống như bụi bay tứ tán, nhưng cũng là ngăn trở hắn một hơi thời gian. Ngay tại lúc thiên cơ tử hướng phía tô bắc lao xuống trước một khắc, chỉ nghe một tiếng tiếng vang to lớn. Tô Bắc rốt cục phá vỡ mộ huyệt. Treo ngược chi thủy trong khoảnh khắc bảo hiếu lấy chảy ngược nhập mộ huyệt bên trong, xông vào trong huyệt mộ, treo ngược chi thủy bên trên kia một bức tượng thần ẩm vang sụp đổ. Vỡ nát phế tích, kia từng mảnh từng mảnh gạch ngói vụn, kia từng khối nền tảng thạch, kia từng đầu đoạn chuyên, toàn bộ trôi nổi mà lên. Trong nháy mắt lực lượng kinh khủng, đúng là đem thiên cơ từ cả người sông bay ra ngoài, tiếp theo hung hăng đặt ở dưới mặt nước. Tô Bắc cúi đầu xuống, Mượn bụi bặm cùng đá vụn che chắn, đem hôn mê ở trên mặt đất ngư hồng tụ một thanh ôm lấy, đưa nàng cả người chăm chú địa cột vào phía sau lưng của mình phía trên, sau một khắc, treo ngược trời nước, chính là quán chú toàn bộ mộ huyệt động quật. Dòng lũ bảo hiếu lấy lao nhanh mà xuống, trên tế đàn kia một viên con dấu chậm rãi hướng phía Tô Bắc phương hướng bay tới. Bị dòng xoáy mai táng tại mộ huyệt dưới đáy thiên cơ tử, đau khổ chống đỡ lấy tự thân, nhìn qua trước mặt một màn, biến sắc, giận dữ hết. Tô Bắc buông xuống viên kia con dấu. Tô Bắc không có phát giác viên kia con dấu tự động đi theo mình, cũng không có nghe được thiên cơ tử gầm thét thanh âm, trước mắt chỉ còn lại có một chút nhìn không thấy đáy kinh khủng dòng xoáy. Thể nội đến từ độ kiếp lực lượng càng ngày càng yếu, Tô Bắc biết viên kia con dấu cấp cho mình lực lượng thời gian không nhiều lắm. Cho ta đi. Tô Bắc hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể mình toàn bộ linh khí quán trú tại trong thân kiếm, mãnh địa đánh phía trước mặt ngăn chặn ngược dòng, ngạnh sinh sinh địa tích mở một con đường. Ùng ục ục, Vô tận treo ngược chi thủy quán chú tiến vào Tô Bác phổi khang, đe xuống nội tạng của hắn. Tô Bác chỉ cảm thấy đầu não mê man, nhưng cầu sinh ý thức cùng cái kia tín niệm lại là không ngừng mà khu xử hắn hướng thượng du động. Bên tai chỗ tựa hồ có thể nghe thấy bi thương tiếng nghẹn ngào âm, hết thảy trước mắt đều là màu đỏ, Tô Bác biết kia là máu của mình tràn ngập tại này cũng treo chi thủy bên trong. Không thể chết ở chỗ này. Nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống, khô kiệt linh mạch bên trong không có nửa phần linh khí hắn hiện tại cùng phàm nhân không khác. Tựa hồ loáng thoáng có thể thấy nửa điểm quang mang, Tô Bắc mở hai mắt ra ho ra non nửa ngụm máu tươi, dùng dính đầy vết máu bàn tay vỗ vỗ lưng tại sau lưng đã sớm hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Chúng ta phải sống sót à? Rốt cục sông ra vô tận hắc ám, hơi thở ở giữa là một cỗ không khí mới mẻ, Tô Bắc trên mặt mang vẻ tươi cười, sau đó chính là mắt tối sầm lại, ngất đi. Hai người theo cái này dòng lũ chập trùng, biến mất ngay tại chỗ, nước chảy bèo trôi không biết qua bao lâu, cùng một chỗ bùn đất bị vỡ nát ra. Mai táng tại mộ huyệt chỗ sâu nhất thiên cơ tử rốt cục đem hết thảy trước mặt chỗ đẩy ra, nhìn qua đã biến mất không thấy gì nữa đến tô bắc, mặt mũi tràn đầy âm vụ chi sắc. Trong tay của hắn nhặt lên cùng một chỗ từ tô bắc trên thân rơi xuống lệnh bài, nhìn thoáng qua về sau, hai tay hung hăng bóp nát, đem trong tay bụi bặm nặng nề mà ném xuống đất. Hoa châu, một con phi thuyền cấp tốc ở trên bầu trời không hành xử, bởi vì đi quá vội vàng, đến mức thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái nào một nhà tông môn trong khoang thuyền vây quanh một cái cự đại cái bàn làm suốt một vòng người vây quanh cái bàn ngồi chính là vội vàng hướng phía nam đô phương hướng tiến đến kiếm tông đám người văn nhân bình tâm ngồi tại chủ vị tựa ở trên ghế bành tay trái nhẹ nhàng vuốt ve đặt ở trước mắt tay phải trên trán tràn đầy cháy bỏng chi ý nhìn qua đám người thở dài một hơi nói cái này phi thuyền tốc độ liền không thể tại nhanh một chút sao còn có thể hay không đến nam đô rồi từ khi tiếp vào Tô Bắc tin tức đến nay, Văn Nhân Bình Tâm chính là lập tức hiệp đồng lấy kiếm tông tất cả trưởng lão cùng một chỗ hướng phía nam đô phương hướng chạy tới. Bây giờ kiếm tông liền chỉ có thượng quan vấn đạo một người. Trong khoang thuyền đám người nửa híp mắt, chớp mắt, vĩnh lỗ tai lên nghe Văn Nhân Bình Tâm nói rông dài. Câu nói này dọc theo con đường này nàng đã nói không hạ 10 lần. Ngồi tại nơi hẻo lánh quân vô tà mãnh địa ực một hớp rượu, nghiêng mắt liếc nhìn một bên ngủ gật ngọc tà, ở một hơi rượu. Đại sư tỷ cái này phi thuyền bên trên đồ vật đều nhanh để ngươi ném không có. Muốn tại nhanh, đoán chừng cũng chỉ có thể đem cái này ra hỏa ném xuống. Ngọc ta tỉnh táo lại, vươn tay hung hăng đánh một cái quân vô tà đầu. Làm sao không đem ngươi ném xuống? Tịch thanh y hung hăng chừng mắt liếc quân vô tà, sau đó đứng lên nhìn qua phi thuyền phía dưới cảnh tượng, mở miệng nói. Bây giờ đã là hoa châu địa giới, qua hoa châu liền có thể nhìn thấy Nam Quốc. Lấy cái tốc độ này, muốn đến Nam Đô, sợ là còn muốn hai ngày cũng không biết còn có thể hay không theo kịp. Bất quá trung thu trước đó hẳn là có thể đạt tới. Văn Nhân Bình Tâm nắm thật chặt trên người váy dài, bọc lại trước ngực vĩ ngạn, nhíu lên lông mày. Không biết vì cái gì, từ lúc mình từ Kiếm Tông tiến về Nam Đô tới trên đường đi, mí mắt phải chính là một mực nhảy không ngừng, trong lòng cũng là bối rối không thôi. Luôn luôn cảm giác như có cái đại sự gì muốn phát sinh. Đứng dậy, đi ra buồng nhỏ trên tàu, ngồi tại thuyền trên mái hiên, hai chân rủ xuống không lay động. Hàn Phong gợi lên lấy nàng váy, được không lóa mắt. Không ngừng gào thét Hàn Phong đánh vào hai má của nàng phía trên, gợi lên lấy mái tóc của nàng, nàng nhẹ nhàng địa cắn môi son. Ngay lúc này, mắt phải của nàng ra ngừng đập. Trong lòng tựa như đột nhiên có cảm ứng, kia một sợi một mực cùng mình tương liên ý thức mãnh nhưng ở giữa vỡ vụn. Văn nhân bình tâm con ngươi trong nháy mắt chính là trợn tròn lên, nhịp tim trong nháy mắt chậm nửa nhịp, càng thêm mê mang. Tại cái kia ở sâu trong nội tâm, mình đã không cảm giác được linh hồn của hắn. Tựa hồ là vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Văn Nhân bình tâm bình tĩnh một chút nỗi lòng, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra kia cùng một chỗ lệnh bài, chăm chú địa nhắm lại con người. Chậm rãi đem một sợi thần thức tham tiến vào, không ngừng mà kêu gọi lấy, "Bắc Bắc, Bắc Bắc, Tô Bắc, ngươi ở đâu, Tô Bắc?" Bên tai truyền đến không ngừng gào thét Hàn Phong, lời của nàng cũng không có đạt được đáp lại. Kia cùng một chỗ vốn là sáng tỏ linh châu từ từ ngầm đạm xuống tới, dần dần dập tắt. Kết quả này vì có hai cái khả năng trên linh hồn tĩnh mịch hoặc là kia một sợi dấu ở trên lệnh bài linh hồn vỡ vụn văn nhân bình tâm sững sờ đứng tại chỗ hai tay hơi cầm tiếp theo chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn hai hàng nước mắt chính là thuận tâm mắt tuột xuống cả người nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất hai con ngươi vô thần nhìn qua lệnh bài trong tay tô bắc ngươi đừng dọa sư tỷ à đám người nghe được ngoài khoang thuyền tiếng vang vội vàng đi ra buồng nhỏ trên tàu bên ngoài nhìn qua ngã trên mặt đất văn nhân bình tâm đều là hốt hoảng đi tới một tay lấy nàng đỡ dậy dò hỏi đại sư tỷ ngươi thế nào mặc hành giản từ chữ vật giới chỉ bên trong vội vàng địa móc ra một viên nhất phẩm đan dược nhét vào nàng trong miệng linh khí quán thâu phía dưới văn nhân bình tâm trên gương mặt khí sắc từ từ chuyển tốt nhưng nàng vẫn như cũ là vô thần nhìn qua đám người chậm rãi đem trong tay lệnh bài đưa ra ngoài nhìn qua cái kia ngầm đạm không ánh sáng linh châu tất cả mọi người đều là trầm mặc không nói lạnh lẽo hàn phong gào thét lên văn nhân bình tâm đẩy ra trợ giúp nàng đám người lảo đảo đứng lên, lau lau rồi một chút khóe mắt vệt nước mắt. Khóe miệng nổi lên một tia miễn cưỡng ý cười. Có lẽ chỉ là ta suy nghĩ nhiều, tô bắc như thế nào lại có việc. Cái kia tai họa thế nhưng là sẽ còn sót lại ngàn năm. Chỉ là tất cả mọi người có thể thấy được, nàng run không ngừng lấy hai tay. Nam đô. Không ve hồ bây giờ hồi lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Chúng nữ nhao nhao tụ tập tại cùng một chỗ, nhìn qua trước mắt chuẩn bị xong đủ loại bố trí, lưu diêu nói không ngừng nhìn xem vẫn như cũ là đang nhắm mắt dưỡng thần tiêu nhược tình mạc ly đi lên trước nhìn xem nàng sau đó lấy ra cùng một chỗ quả làm đưa tới môi của nàng bên cạnh tiêu nhược tình duỗi ra đầu lưỡi trực tiếp đem quả làm quấn vào trong miệng mạc ly nheo lại mắt ý cười giạt rào có loại đang đút nuôi tiểu động vật cảm giác tùy ý địa dò hỏi cảm giác như thế nào tiêu nhược tình chậm rãi mở ra con ngươi mở miệng nói cũng không phải là rất có nắm chắc đạo tông thánh tử so ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều đúng lúc này Lý Tử Quân nở nụ cười đi tới, mà hậu chiêu bên trong lấy ra hai chuông hãm liêu, mở miệng nói. Sư tỷ cũng nghỉ ngơi một chút đi, lúc này liền muốn thả lòng à. Hậu thiên chính là Tết Trung Thu nữa nha, các ngươi muốn ăn ngọt miệng, vẫn là mặn miệng. Lời nói vừa dứt về sau, tiêu nhược tình lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, sau đó trên mặt nổi lên một cái biểu tình cổ quái. Đương nhiên là ngọt bánh Trung Thu, mặn làm sao lại ăn. Sẽ không thực sự có người có thể nuốt trôi đi mặn miệng bánh Trung Thu đi lý tử quân ngơ áp một chút nhìn qua trong tay trứng vịt hoàng tuyết má hơi trống a à, ngọt làm sao ăn đảo huyền thiên lôi điện cùng hỏa diễm không ngừng mà tại trên trời cao đan sen ngược dòng chi hà bên trên cùng một chỗ cũ nát trên ván gỗ tung bay hai người tô bắc chăm chú địa ôm lấy nữ tử eo thon chi động tác của hắn như thế nhu hòa như tại buổi chiều ôm lấy một con kiều diễm mèo hai cái con dấu đem bọn hắn thân thể bao phủ tại nam nhân quanh thân không ngừng mà nổi lơ lửng tản ra ánh sáng yếu ớt, không ngừng mà từ trên người hắn hấp thu hỗn độn chi khí, mà đồng thời làm phản hồi một cỗ linh khí câu thông lấy tô bắc các lớn kinh mạch mạnh cất giấu sinh mệnh chi năng rất nhanh để hắn toàn bộ thân thể tắm rửa tại chói lọi hà huy bên trong băng liệt mạch máu cùng tiếp tục vỡ vụn ra thịt đang không ngừng khép lại đứt gãy địa xương cốt tại gây dựng lại ra trên người lóe ra điểm điểm hào quang cùng thiên cơ từ một trận chiến trên thân chỗ dính đầy vết sẹo bị cái này từng đạo kỳ dị linh khí sở tu bổ bàng như dục hỏa trùng sinh bóng loáng tinh tế tỉ mỉ hôn mê hai người cứ như vậy phiêu đãng hai cái con dấu lại lôi cuốn lấy hai người không ngừng mà cải biến hướng đi theo ngược dòng một mực lao nhanh tiến vào một chỗ bằng phẳng sông băng sau đó hai người từ từ mắc cạn tại một chỗ trên mặt đất nhiệt độ không khí càng phát ra dưới đất thấp mê đây không phải bình thường nhiệt độ thấp mà là kia một loại sâu tận xương tủy không cách nào chống cự rét lạnh tô bắc ý thức ở trên đường đứt quãng khôi phục qua mấy lần nhưng đều bởi vì kinh mạch cùng xương cốt gây dựng lại đưa đến kịch liệt đau nhức mà lần nữa hôn mê đi. Hắn cũng không biết đến tụt cùng muốn bay tới chỗ nào, thân thể mỏi mệt cùng đau đớn đã để hắn ngay cả động một chút ngón tay đều không thể làm được. Mãi cho đến sau cùng kiệt lực, hắn rốt cục mê hồ trông thấy cái này sông băng. Nước rửa bầu trời xanh, đây là tại đảo Huyền Thiên cơ hồ nhì không thấy ngày nắng trói trang. Không có chút nào tạp chất, như là một khối cự đại mà bảo thạch cách đại địa là gần như thế, làm cho người ta vô hạn tự nhiên cảm giác, giống như là khảm nạm bên trên cùng một chỗ chân bích. Một đầu kẹp lấy cái này treo băng dòng suối giống như đai lưng ngọc uốn lượn xuyên qua mảnh này bị đông cứng thổ địa, phát ra đinh đông nước suối thanh âm. Hoảng hốt ở giữa, Tô Bắc nhớ kỹ mình tới qua nơi này. Kia là mình lần thứ nhất gặp phải hoang phi địa phương, tựa hồ ngay tại đầu này lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được sông băng chỗ sâu. Rốt cục rốt cuộc nhịn không được tự thân mỏi mệt, nặng nề mà ngã xuống. Lạnh quá à, sư tỷ. Đây là hắn đổ xuống sau câu nói sau cùng. Tô Bác hộp kiếm bên trong trường kiếm phát ra vù vù, rất nhanh hai người đổ vào nước đá trên mặt chính là dung ra gợn sóng. Thấu xương băng lãnh để một mực bị Tô Bác chăm chú vác tại sau lưng ngư hồng tụ nhíu nhíu mày lại, chậm rãi mở ra gần như bị đông cứng ở cùng nhau con người. Nàng nhìn qua dưới thân nam nhân, kinh ngạc nhìn nhìn qua cách đó không xa, vô ý thức nắm thật chặt quần áo, trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Đây là nơi nào? Nàng môi son phun ra mang theo băng xương hà hơi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy chặn ngang ôm lấy dưới thân nam tử này, sau đó đem hắn từ con sông này bên trong cẩn thận giúp đỡ ra. Lông mi phía trên dính đầy băng xương, kia là hơi nước ngưng kết tại nàng tầm mắt phía trên. Cặp kia đồng lỗ bên trong tràn đầy ôn nhu chi sắc, so với dĩ vãng phong tình vạn chủng mà nói, nàng cố gắng để cho mình bày ra một tia ôn nhu mỉm cười. Ta tiểu nam nhân à, tỷ tỷ thật vô dụng. Ở bên cạnh ngươi chỉ là một cái vướng víu đâu. Nàng thay đổi áo bào đen đã sớm vỡ vụn, kia một kiện nam cơ váy trắng xuyên tại trên người nàng, tóc xanh phật loạn thon dài đùi ngọc chỗ đầu gối bởi vì va chạm lên mấy chỗ máu ứ động tại trong làn váy giao thoa như dãy núi chập trùng thân thể bị mặt trời rực rỡ phát họa sáng tỏ nàng vẫn như cũ là cái kia 21 châu phong vân thướt tha nữ tử một cái nhăn mày một nụ cười đều là đẹp kinh hồn động phách chỉ là tại cái này đảo huyền thiên nàng chỗ dựa vào y tồn tình báo cũng không thể vì nàng cung cấp che chở ngư hồng tụ đem tô bác chậm rãi đặt ở một cái bằng phẳng địa phương phất ở trên người hắn cảm thụ được trên người hắn băng lãnh hắn tóc trắng tăng thương giống như là một đoàn cỏ khô khóe miệng khô giáo không có một tia nước nhuận nước trên người đã ngưng kết thành băng tinh đem hắn thân thể cùng hắn gắt gao đông kết ở cùng nhau nhìn qua tô bác mặt tái nhợt ngư hồng tụ vươn tay thăm dò tính địa sờ lấy mạch đập của hắn làm nàng cảm thấy ngạc nhiên là cũng không có nàng suy nghĩ như vậy hỏng bét ngược lại là một loại không nói được trật tự thân thể của hắn tựa như là một cái vòng xoáy không ngừng mà hấp thu quanh mình linh khí nhưng linh khí này cũng không có tràn đầy hắn linh hải ngược lại là không ngừng mà hướng phía kinh mạch của hắn tan đi. Cho nên hắn mới có thể vẫn như cũ là bộ này bộ dáng yếu ớt sao. Nàng không dám tùy tiện đánh gãy tô bác loại trạng thái kỳ diệu này, nhưng lại không thể không để ý tình trạng cơ thể của hắn. Nếu là linh hải bên trong không thể kịp thời bổ sung đầy đủ linh khí, tại loại này cực độ nhiệt độ thấp phía dưới, hắn là sẽ bị chết cóng. Nàng nuốt vào mấy khỏa hồi khí đan, cứ việc lực lượng cũng không có khôi phục, nhưng cũng đầy đủ dùng hai cái kia con dấu tại hai người cách đó không xa lập loè tỏa sáng ngư hồng tụ đưa chúng nó nhặt lên sờ lấy phía trên đường vân cười khổ nói tất cả đều là tại ngươi nhóm à ngươi nhìn bất quá là hai cái con dấu mà thôi kết quả là cho dù là đem các ngươi còn tại chỗ này cũng sẽ không có người phát hiện ngư hồng tụ đem con dấu đặt ở trong nhẫn chứa đồ sau đó một tay lấy tô bác vác tại sau lưng nhìn qua trước mắt nhìn không thấy cuối một mảnh bạch ngai hô hấp lấy gió rét thấu xương nện bước tập tĩnh đi lại chật vật đi về phía trước mặt trời rực rỡ vẫn như cũ cao chiếu, thế nhưng lại không chút nào có thể mang cho cái này một mảnh sông băng ấm áp, một mảnh bình nguyên, thậm chí để ngư hồng tụ muốn tìm một cái sơn động tạm thời chỉnh đốn một chút cũng không thể. Chỉ có thể không ngừng mà đi về phía trước, nếu là dừng lại, cái này một cỗ gió chính là sẽ đem hư nhược hai người triệt để lưu tại mảnh này sông băng phía trên. Ngư hồng tụ đem trong giới chỉ tất cả quần áo đều đem ra, đắng chát mặt nhìn qua trước mặt các loại nghe thường váy sam đều là 21 châu nhất là quý báu xa hoa kiểu dáng. Mỗi một kiện đặt ở 21 châu đều đủ để gây nên ngàn vạn nữ tử truy phủng, chỉ là ở chỗ này thậm chí không bằng tấm kia ra gấu. Ngay cả một kiện có thể ngăn cản gió rét đều không có. Về sau nhất định phải lưu thêm mấy món áo bông đặt ở trong giới chỉ. Tốt nhất tại khắc xuống cái gì pháp trận. Nàng mặc vào không biết bao nhiêu tầng quần áo, cũng may thân thể của nàng đầy đủ tinh tế, sau đó chăm chú địa trùm lên tấm kia ra gấu. Nhìn như vậy, giống như là một cái cõng người bánh trưng tại sông băng phía trên hành tàu ngư hồng tụ chăm chú địa cắn đã phát tím môi son nàng đưa nàng thể nội đủ khả năng điều động linh khí toàn bộ bảo hộ ở tô bắc trên thân mình lấy phàm nhân thân thể chống cự lấy cái này một loại thấu xương vừa đi một bên nói rông dài lấy tiểu nam nhân à tỷ tỷ ta nhưng cho tới bây giờ không có như thế quan tâm một cái nam nhân qua ngươi vẫn là thứ nhất để tỷ tỷ ta cõng ân thế nào tỷ tỷ trên thân có phải hay không rất thơm rất thơm a à, quên đi trên người của ta bọc lấy da gấu, ngươi ngửi không thấy. Không được, vậy ngươi cũng nhất định phải nói hương. Cũng không phải là nàng muốn như thế nói rông dài, chỉ là nàng muốn tìm cho mình một ít chuyện làm. Bộ dạng này chỉ ít đầu óc của nàng có thể bảo trì thanh tỉnh, sẽ không nghĩ như vậy phải ngủ xuống dưới. Nàng chân ngọc hành tẩu tại sông băng phía trên, nóng rực nhiệt độ cơ thể có thể tại sông băng bên trên lưu lại liên tiếp dấu chân. Nhưng rất nhanh chính là bị gió thổi lên một trận tuyết mê chỗ che lại, liền ngay cả phương hướng cũng không có cách nào phân biệt. Nàng cũng không biết muốn hướng phía chạy đi đâu, chỉ là không thể dừng lại mà thôi. Tiểu Tô à, ngươi nói chúng ta có thể hay không sống sót? Chúng ta không thể cứ thế mà chết đi à. Khó mà làm được. Tỷ tỷ đời này bị 21 châu người không ít mắng, dễ nghe không dễ nghe nghe mấy lần, nhưng tất cả mọi người cảm thấy tỷ tỷ ta a à là cái hành vi phóng túng nữ nhân, chí ít về điểm này được công nhận không có cái gì chất vấn. Cái này không công bằng, quá không công bằng đời này ta ngay cả nam nhân mùi vị đều không có nếm đến qua bọn hắn dựa vào cái gì nói như vậy lão nương ngư hồng tụ hàm răng đông rung động rung động phát run càng nói càng tức kia nâng lên tới quai hàm lại là đang vì mình tức giận bất bình vươn tay gõ gõ tô bắc đầu tô bắc lão nương biết ngươi cũng nghe thấy đừng cho lão nương vừa ngủ ngươi ngược lại tốt ngủ được nặng như vậy lão nương đều muốn đông bài tiết không kiềm chế nhanh lên cho ta mở Tô bác ngủ say mặt theo đầu vai của nàng đung đưa, dán tại tóc mai tia hơi loạn bên tai, cho nên cũng giống như tại đối nàng thì thầm. Cũng không có như nàng chỗ mong đợi như vậy đạt được đáp lại, ngư hồng tụ trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ mất mát, kia một mực nói rông dài không ngừng môi son, rốt cục cũng ngừng lại. Trong miệng không ngừng ăn hồi khí đan, ở loại tình huống này phía dưới, nàng linh khí tiêu hao vô cùng kinh khủng. Rốt cục, một viên cuối cùng hồi khí đan ăn hết, nàng nhìn qua rỗng tuếch hầu bao, tuyệt vọng nhắm mắt lại nàng đi không được rồi tiểu tô ta buồn ngủ quá à cái kia bánh trưng ngã xuống trên mặt tuyết tính cả lấy cõng lên người nam nhân ngư hồng tụ run run dày dày vươn tay hơi thở ở giữa hà hơi không ngừng mà hướng ra phía ngoài bốc lên nàng phát lên hiện đầy tảng băng một mực rủ xuống tới chóp mũi chỗ tấm kia khuyên thành trắng nõn gương mặt bây giờ hiện đầy tơ máu đó cũng không phải đỏ hồng tàng thiên cung đến cùng ở đâu à thật tốt cười hai cái hợp đạo tu sĩ không có chết tại độ kiếp thủ hạ ngược lại là chết cóng tại mảnh này sông băng phía trên. Nàng vươn tay vuốt ve Tô Bác gương mặt kia, hắn chăm chú nhắm con ngươi, lông mi thật dài che lại tầm mắt. Thật là dễ nhìn. Trách không được nhiều như vậy nữ tử thích ngươi. Ta, đại kiếm tiên. Tỷ tỷ không có linh khí đâu, bảo hộ không được ngươi. Ngư hồng tụ nhiệt độ cơ thể kịch liệt hạ xuống, không có linh khí che chở, Tô Bác sắc mặt cũng từ đây trước hồng nhuận trở nên càng phát ra địa trắng bệch. Nhìn qua trước mắt một màn này, Ngư Hồng Tụ hít vào một hơi thật dài, dùng con sót lại linh khí nặng nề mà hướng xuống đất bên trên đánh xuống. Một nửa trượng tuyết hố cứ như vậy xuất hiện ở hai người dưới thân, hoặc là nói cũng không phải là tuyết hố, mà là hố băng. Làm sao tuyết này đều cứng như vậy à? Nàng thuận thế trượt tại tuyết hố dưới, đem một đầu tảng băng phát ghim, sau đó chậm rãi cởi trên người ra gấu, một kiện lại một kiện váy sam. Thân thể hơi gấp, tu má lúng đồng tiền lộ ra hơi ngại ngùng dáng hồng, yên tĩnh đôi mắt bên trong ngậm lấy thủy quang, đây không phải là nước mắt mà là lạnh thấu xương hàn phong kích thích nàng tuyến lệ rốt cục trên người nàng không có nửa cái quần áo núi tuyết hồng liên phía dưới là mây đen mảnh nguyệt sau đó nàng hai tay run run đem tô bắc trên núi quần áo chậm rãi cởi chăm chú đem hắn đặt ở dưới thân kia một kiện da gấu trùm lên trên người của hai người theo tay của nàng vung lên cuối cùng linh khí hô đến tuyết lớn đem cái hố sâu này chỗ vùi lấp thân thể nàng nóng bỏng cùng tô bắc nóng bỏng đan vào với nhau đây là Ngư Hồng tụ có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất, nàng từ từ nhắm hai mắt mắt, không ngừng mà để ra gấu phía dưới nhiệt độ cơ thể lên cao. Hơi thở của nàng vẩy vào tô bác bờ môi, hắn so với nàng cao hơn như vậy một chút, mình cứ như vậy ôm eo của hắn, dán tại bộ ngực của hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ là một cái yêu hận rõ ràng người, kỳ thật có mấy lời không biết nên nói không nên nói. Đối với Tinh Nguyệt Tông tới nói, nữ tử động tình là thế gian khó chịu nhất một kiếp chúng ta cả một đời đều đang nghiên cứu như thế nào đi mị hoặc cái này một phần chân tình nhưng xưa nay không cách nào nói hết hay là nói đối với tình cảm chúng ta mỗi giờ mỗi khác đều đang trốn tránh ta không có thích qua một người kinh lịch thế nhưng là ta biết nhìn thấy một người lúc trong mắt sẽ có ánh sáng sẽ không tự giác địa muốn tới gần hắn muốn bảo hộ hắn tại không giữ lại chút nào nghiêng tất cả dựa vào tại bờ vai của hắn ở giữa ngón tay của nàng không ngừng mà tại bộ ngực của hắn vẽ lên vòng vòng da gấu phía dưới nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp. Cứ việc nàng không ngừng mà vẻn vẹn đè ép Tô Bắc, vẫn như cũ chỉ có thể chậm rãi ngăn cản lấy nhiệt độ trôi qua. Nếu như ta nói, lòng ta vậy mà đối ngươi có cảm giác, vậy nhất định sẽ bị văn nhân bình tâm trò cười hà. Thế nhưng là, tỷ tỷ chính là động tình à. Cùng với ngươi mấy ngày này, tỷ tỷ rất vui vẻ chứ. Ngư hồng tụ nhếch môi cười, hé miệng hung hăng tại tô bắc giữa bộ ngực cắn một cái. Ta đã từng biểu lộ đa nghi ý, không nghĩ tới ta đường đường ngư hồng tụ, vậy mà cũng có sẽ bị cự tuyệt một ngày. Ngươi làm ta không biết ngươi đang giả ngu, ở mảnh này rừng lá phong thời điểm, ngươi liền biết tất cả. Chỉ là ngươi không muốn đáp lại thôi, cho nên mới xóa quá khứ. Ngư hồng tụ lời nói càng nói càng chậm, mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, nam nhân ở trước mắt cũng càng mệt mỏi càng mô hình hồ. Nàng tại sau cùng thanh tỉnh thời khắc, tìm một cái tư thế thoải mái, giống như là mèo con đồng dạng co quắp tại tô bác trong ngực, lẩm bẩm nói. Đúng vậy à, tỷ tỷ thân phận ở đây này, tha thứ ngươi. Sau đó chính là ngủ thiếp đi. Gào thét hàn phong không ngừng mà thổi qua mảnh này một chút nhìn không thấy cuối sông băng. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh vật, chỉ có nhìn một cái vô tận bạch ngai. Trên mặt đất kia một chỗ lõm tuyết hố, rất nhanh chính là bị tùy theo mà đến bão tuyết che đậy lên, một khắc đồng hồ về sau, bình tĩnh giống như là chưa hề từng phát sinh qua. Nơi này là đảo huyền thiên, băng thiên nguyên. Tô Bắc nặng nề đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn lại một lần nữa gặp được cung điện kia, lần này mộng cảnh của hắn càng thêm rõ ràng hắn có thể rõ ràng trông thấy kia bên trong quan tài băng nữ tử giống nhau hắn gặp như vậy khuyên thành thần thái an tường địa phong cấm tại kia bên trong quan tài băng tô bắc ngươi đã đến ngươi rốt cuộc đã đến tô bắc cúi đầu xuống nhìn một chút hai tay của mình cùng hắn thân ở hư không sau đó đi lên trước nhìn qua kia không ngừng hô hoán mình nữ tử hoang phi an táng tại bên trong quan tài băng nữ nhân chậm rãi mở mắt trong chốc lát sáng chói xuất vào tô bác đồng lỗ bên trong. Tô bác há hốc mồm, hắn không biết cô gái trước mặt là chân thật vẫn là chỉ là từ giấc mơ của mình chỗ cấu thành, hắn hướng phía trước đi một bước, hai tay sờ lên cái kia băng quan. Trong nháy mắt, giá rét thấu xương truyền khắp tô bác toàn thân, đối lập tức mà đến chính là có một loại như có như không ấm áp, tựa hồ tại hết sức để cho mình thân thể ấm hợp lại. Ta làm sao lại ở chỗ này? Tiểu ngư. Tô bác nhìn qua trong quan tài băng nữ nhân, dò hỏi. Hoang Phi chỉ là nhìn xem hắn, không có trả lời lời của hắn. Sau đó trong quan tài băng tay có chút nâng lên, cái này mờ tối trên đại điện, chính là có một đạo linh khí điên cuồng hướng lấy Tô Bắc thân thể tràn vào, giống như đục xuyên bầu trời tinh. Đây là hỗn độn bản nguyên chi khí, bắt nguồn từ con dấu bên trong hỗn độn bản nguyên. Theo trong mộng cảnh linh khí quán thâu, chôn ở hố băng phía dưới Tô Bắc kinh mạch trong cơ thể rốt cục lần nữa tạo dựng hoàn thành. Băng thiên nguyên phía trên linh khí giống như từng cái vòng xoáy, điên cuồng hướng lấy thân thể của hắn tràn vào. Tùy theo mà đến, còn có từng tia từng sợi đối với thiên đạo trưởng khống, Tô Bác nhắm mắt lại, khoanh chân tại nguyên chỗ tiếp thu cái này to lớn linh khí. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Tô Bác cảm giác được máu của hắn đang sôi trào, rất nhanh cái này một cỗ cảm giác nóng rực chính là biến mất. Tiếp theo Tô Bác trên thân xuất hiện một cỗ đường vân, tại Tô Bác trên thân hóa thành lạc ấn. Hai đạo cổ phát chiếc nhẫn lạc ấn đồng thời hiện lên ở Tô Bắc trên cánh tay, đồng thời Tô Bác cảnh giới như xe qua núi điên cuồng hướng bên trên tăng trưởng. Hợp đạo trung kỳ, hợp đạo trung kỳ đỉnh phong, hợp đạo hậu kỳ. Mãi cho đến hợp đạo hậu kỳ đỉnh phong mới khó khăn lắm dừng lại. Tô Bác mở to mắt, khó có thể tin cảm thụ được bên trong thân thể mình lực lượng kinh khủng. Không nghĩ tới cái này cái thứ hai con dấu vậy mà đem thực lực của mình ngạnh sinh sinh tăng lên đến hợp đạo hậu kỳ đỉnh phong. Dòng dã hai cái đại cảnh giới vượt qua. Toàn thân mạch lạc cùng dĩ vãng khác biệt, tựa hồ đã làm tốt có thể gánh chịu lấy thiên đạo chuẩn bị, Tô bác nhìn chăm chú nhục thân của mình, hắn biết mình đã trở thành thiên đạo chuẩn bị tuyển vật chứa. Ngay tại Tô bác tự hỏi cái gì thời điểm, trong quan tài băng nữ nhân đột nhiên mở miệng nói ra: "Ngươi nên rời đi nơi này. Đồng bạn của ngươi trạng thái cũng không phải rất tốt." Tô bác mãnh nhưng tỉnh ngộ lại là, ngươi Hồng Tụ còn đi theo mình đâu, cũng không biết nàng thế nào. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn thoáng qua Hoang Phi, nàng đông lỗ chính như mình mới gặp nàng lúc bộ dáng, không có bất kỳ cái gì tình cảm bằng nếu chỉ là tại máy móc hoàn thành thủ thiên nhất tộc chỗ bàn giao cho nàng nhiệm vụ là tô bắc cười khổ một cái trí nhớ của mình thức tỉnh thế nhưng là nàng nhưng không có một đời kia ký ức băng thiên nguyên tàng thiên cung theo nàng chưa từng nói xong lời nói nương theo mà đến còn có một loại khó mà chịu được giá lạnh tô bắc trước mắt ánh mắt không ngừng mà mô hình hồ cái kia băng quan cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa lần nữa mở mắt lúc trước mắt chính là một mảnh đe nhánh Tô Bắc cảm giác được lồng ngực của mình chỗ giống như rất nặng, tựa hồ bị cả một cái đè lại. Hắn thăm dò tính hướng bên trên lục lọi, vào tay chỗ là một mảnh tinh tế tỉ mỉ mềm mại, tiếp theo thân thể chi giác tất cả đều khá hơn. Tô Bắc thở hổn hển, nóng rực hơi thở không ngừng mà phun tại nằm trên người mình bóng người trên thân, rốt cục tại thích ứng cái này một cỗ hắc ám chi hậu, Tô Bắc rốt cục có thể thấy rõ ràng. Ngư Hồng tụ cứ như vậy đặt ở trên người mình liên đới lấy kia một trương da gấu chăm chú địa quấn tại trên người của hai người. Trên người nàng không có nửa điểm che đậy, chỉ dựa vào lấy yếu ớt nhiệt độ cơ thể duy trì lấy hầm băng phía dưới nhiệt độ. Tô Bắc ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn qua nữ tử trước mắt, vươn tay ra sờ mặt nàng gò má, đi dò xét hơi thở của nàng. Hắn thở dài một hơi, cũng may còn có mấy phần yếu ớt khí tức. Tô Bắc ôm trong ngực không nhúc nhích nữ tử, ngồi dậy, nhìn qua tấm kia mặt tái nhợt gò má, thật dài thở dài một hơi, "Tiểu Ngư tông chủ à," trong hôn mê ký ức toàn bộ giống như thủy chiều hướng phía trong thức hải của chính mình lao qua tô bắc nhìn qua nàng một người chật vật đi tại băng thiên nguyên phía trên lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được đều là phong tuyết trắng ngần nàng cứ như vậy đi lại tập tễnh đi về phía trước thẩm thấu quần áo đã sớm treo đầy vụn băng nàng theo bạo ngược gió đang sông băng bên trong chìm chìm nổi nổi chỉ là cố gắng của nàng tựa như là con kiến ngậm đống đất thành gò nhỏ một hơi liền có thể thổi tan chỉ có yếu ớt linh khí không ngừng mà hội tụ tại trên người mình sắc mặt của nàng đông tái nhợt, hàm răng không ngừng đang run rẩy, nói một chút nói liên miên lải nhải lời nói. Tiểu tô nha, ngươi nặng quá hả? À? Tiểu tô, tỉ tỉ mệt mỏi quá. Tiểu tô, chúng ta nghỉ một lát có được hay không? Ngươi ngược lại là mở miệng nói một câu à. Miệng của hắn nhuyễn động nửa ngày, muốn nói lời toàn bộ ngăn ở trong miệng, nói không nên lời. Nàng cứ như vậy cõng thân thể của mình, tại tuyết này trên mặt đất đi lại ba ngàn dặm đường. Có thể tưởng tượng đến, nếu là dọc theo con đường này không có chiếu cố cho nàng, mình sợ là đã chết đã không biết bao nhiêu lần, tại mảnh này nhìn không thấy cuối băng thiên nguyên. Hắn nghe được nàng tại mình trong mê ngủ nói tất cả lời nói. Tô bác lòng tham nhẹ rất nhẹ, nhẹ giống như là một cây phiêu phù ở trên bầu trời lông vũ, mà thanh âm của nàng thì giống như là một trận gió. Nhẹ nhàng điện nâng lên mình viên này tâm, nâng cái này một cây yếu ớt lông vũ, ngăn cản nó rơi xuống. Hắn đưa tay đưa tới từng đạo vẫn như cũ không ngừng mà hướng phía bên trong thân thể của mình quán thâu linh khí chuyển vận đến ngư hồng tụ trên thân thể theo đại lượng linh khí tràn ngập nàng linh hải nàng sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận kia một mực dừng lại tại hợp đạo trung kỳ cảnh giới cũng từ từ buông lỏng rốt cục tại vòng xoáy linh khí hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của nàng về sau ngư hồng tụ thể nội bạo phát ra một cỗ cường hoành khí tức nàng chậm rãi mở mắt đối diện lên tô bắc ôn nhu đôi mắt môi son có chút đóng mở trong con ngươi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng tiểu tô ngươi lại cứu tỷ tỷ đâu ngư hồng tụ cảm thụ được tiến vào hợp đạo hậu kỳ cái này cảnh giới toàn mới mặt may cong cong đưa tay vỗ tô bắc gương mặt bị nàng cắt nước đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào hơi thở của nàng không ngừng mà quanh quẩn tại khóe miệng của mình một bên trên thân nàng nóng bỏng không ngừng mà tại trên người mình truyền đến chương này ra gấu bên trong chưa từng có như thế cực nóng cái kia ta ngủ thật lâu sao tô bắc lệch ra qua đầu không có thật lâu đại khái là thời gian một ngày đi ngư hồng tụ hàm răng cắn môi son thân thể tại tô bác trên thân nhẹ nhàng ngọ nguậy tú ma lúng đồng tiền lộ ra hơi ngại ngùng dáng hồng tô bác rất khó tưởng tượng nữ nhân trước mặt còn sẽ có như thế ngượng ngùng khó gặp thần thái càng có vẻ mê người một tay lấy nàng ôm vào trong ngực mỉm cười hỏi tại ta lúc ngủ ngươi có hay không làm một chút cái gì khác sự tình một cái tay đã lưu tại nàng trơn nhãn trên bụng nhẹ nhàng địa lượn quanh tinh tế tỉ mỉ xúc giác truyền vào nơi lòng bàn tay giống như như đồ sứ tỉ như chiếm ta tiện nghi cái gì Ngư Hồng tụ một mặt cổ quái nhìn xem nàng, tiếp theo xì một tiếng khinh miệt, chính là dãy dụa lấy muốn từ trên người hắn bỏ lên. Tiểu tử thúi, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Tô bác con mắt phủi nàng một chút, tiếp theo cười lạnh một tiếng, đại thủ một thanh đập trên thân nàng. A. À, ngư Hồng tụ kinh hô một tiếng, sau đó đỏ mặt che lấy sau lưng. Tô Bắc cầm bốc lên cổ họng, học nàng ngữ điệu, mở miệng nói: "Thế nhưng là, tỷ tỷ chính là động tình đâu." Ngư Hồng tụ toàn thân chấn động, cảm giác được chấn động tê dại, duỗi ra ngón tay đầu chính là hung hăng bấm một cái tô bắc bên hông, sau đó đem toàn bộ đầu chôn vào tô bắc lồng ngực ở giữa. Ngươi cũng nghe được rồi. Vậy sao ngươi không mở mắt, cười nhạo ta? Mảnh như mèo ngâm tiếng cầu khẩn để tô bắc cảm giác được tâm thần dập dờn, cười nói, ấu, tiểu ngư tông chủ đây là ý gì? Thẹn thùng, cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi à? Vừa nói, một cái tay khác liền đặt ở nàng thon dài cái cổ ở giữa, chạm đến tinh tế tỉ mỉ phong mềm da thịt. Ngư Hồng tụ tránh khỏi hắn làm nhiều việc ác đại thủ, một tay bịt Tô Bắc miệng, không cho hắn nói tiếp, sau đó cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, bày ra một bộ ngư tông chủ phong phạm. Thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Ừm, nhìn ngươi, một chút cũng không có thời gian quan niệm. Vừa nói, liền đem trên người ra gấu lột xuống tới, co quắp phía dưới quên đi trên người mình không mảnh vải, một quyền đem phía trên hầm băng đánh một cái lỗ thủng. Ngày nắng trói trang chính là như thế chiếu ở sông băng phía trên. Trên người nàng không có nửa điểm che chắn, đen nhánh nồng đậm mái tóc rối tung tại trắng noãn trên thân thể mềm mại. Xa xa núi tuyết ngạo nghễ đứng thẳng, eo thon chi phẳng phất duy trì không nổi cảm giác, bờ mông doanh như trăng tròn, một đôi thon dài đùi ngọc gấp cũng. Tô bác nháy nháy mắt, ho nhẹ một tiếng, tiểu ngư tông chủ, ngươi thật là. Ánh mắt không có chút nào né tránh, không chút kiên kỵ thưởng thức nàng. Ngư hồng tụ sừng sốt một chút thần, rồi sau đó mới phản ứng lại bây giờ thân thể của mình hoàn toàn bạo lộ tại hắn trước mặt hắn đang dùng một chương ánh mắt hài hước nhìn mình cằm chằm bất quá nhưng cũng không có như là cô gái tầm thường như vậy kêu to chỉ là trên mặt đất nhặt lên một kiện nê thường bọc tại trên thân thể sau đó đôi mắt đẹp nghiêng liếc nhìn tô bác nói đều nhìn bao nhiêu lần còn nhìn không đủ nếu nhân thân thể đối ngươi cứ như vậy có lực hấp dẫn sao sau đó nhặt lên trên mặt đất tô bác trường sam nửa quỳ ở trước mặt của hắn vì hắn cẩn thận mặc quần áo động tác là như thế thành thạo cùng tự nhiên, liên bang nếu là tại làm một kiện tầm thường nhất sự tình. Tiểu ngư tông chủ. Tô bác nhìn xem cô gái trước mặt, đột nhiên mở miệng hỏi. Ừ. Ngư hồng tụ ngẩng đầu, dừng tay lại bên trong động tác. Nếu như, ta nói là nếu như, ta không hồi tỉnh đến, ngươi sẽ còn một mực cõng ta đi ba ngàn dặm đường sao. Ngư hồng tụ lần nữa khôi phục ở trong tay động tác, sửa sang lại một chút tô bác vạt áo cổ áo, tùy ý địa mở miệng nói. Ở đâu ra nhiều như vậy nếu như? cứu ngươi thời điểm ai sẽ nghĩ nhiều như vậy ngươi chẳng lẽ cứu ta thời điểm cũng tại đắn đo được mất sao tô bác đứng dậy cứ như vậy nhìn qua con mắt của nàng bình tĩnh một chút tâm cảnh đột nhiên mở miệng nói làm nữ nhân của ta đi không muốn ngươi hồng tụ vì hắn chỉnh lý tốt quần áo về sau lui về phía sau một bước đưa tay phật một chút tai của mình bờ bên cạnh bị gió thổi động phát câu này cự tuyệt không do dự chút nào tô bác nghi hoặc mà nhìn xem nàng Ngư Hồng Tụ đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, hững hờ mở miệng nói. Ai muốn tiến ngươi trong hậu cung, cùng kia một bọn nữ nhân tranh giành tình nhân. Ngươi nếu là có tâm, liền nhiều đến xem tỷ tỷ, ngươi nếu là vô tâm, tỷ tỷ cũng không phiền ngươi. Ta nói, nhanh lên đi tàng thiên cung đi, chỉ còn lại không đến hai ngày. Chỉ là đưa lưng về phía gương mặt của hắn lại là cười yên nhiên. Tô bác cùng sau lưng nàng, vòng vòng miệng, đột nhiên cũng là nở nụ cười. Đây chính là nàng à, nếu là bởi vì giữa hai người sự tình mà đột nhiên liều lĩnh yêu mình vậy thì không phải là nàng đây mới là ngư hồng tụ à ngươi có biết đường đi sao vẫn hướng bên kia đi a à, vậy ngươi đi ở phía trước tô bắc kéo lại tay của nàng lần này cùng dĩ vãng túm khác biệt hắn năm ngón tay chăm chú địa chụp lấy nàng năm ngón tay cứ như vậy hành tẩu tại băng thiên nguyên phía trên giống như là một đôi chân chính thần tiên quyền lữ ngư hồng tụ đem đầu tựa vào trên bờ vai hắn mím môi mỉm cười khiến một cái tay đưa về phía bầu trời, nắm thành dạng cái bát, từ góc độ này, nàng có thể nhìn thẳng kia mặt trời rực rỡ. Một cái ý niệm trong đầu đúng là đột ngột từ trong đầu của nàng hiện lên ra. Nếu là hai người cứ như vậy bị vây ở đảo Huyền Thiên, thật là tốt biết bao. Ngươi không phải từ chưa có tới đảo Huyền Thiên sao? Tại sao ta cảm giác cái này băng thiên nguyên tựa như là nhà ngươi hậu hoa viên đồng dạng? Ngư hồng tụ đi theo tô bác tránh thoát năm lần tuyết lở, vượt qua ba khu bức tường đổ, bước qua sáu nơi tuyết hố. Tô Bắc liền bàng nếu là dạo chơi nhàn nhã, tại băng thiên nguyên đi lại. Ừm, một thế này chưa có tới. Một thế này. Ngư hồng tụ biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn, do dự một hồi lâu, rốt cục thăm dò tính địa mở miệng nói. Ngươi không phải là luân hồi giả hà. À? Này cũng cũng không phải là như vậy không thể lý giải, cái này Tô bác hết thảy không hợp lý chỗ đều có thể nói thông được. Tại sao muốn che giấu mình tu vi tại kiếm tông, có nhiều như vậy mới lạ cổ quái ý tưởng, mà lại mười phần đột ngột muốn tới tìm tàng thiên cung. Ta cũng không biết có tính không bên trên là luân hồi giả, cũng không tính đi. Tô Bắc cân nhắc một chút, cẩn thận tự hỏi mình cái này một loại tình huống. Ừm, chúng ta hẳn là đến. Ngư Hồng tụ nhìn qua trước mắt trống không sông băng, cũng không có hoài nghi lời của hắn. Tô Bắc vươn tay ra, nhẹ nhàng địa gõ gõ mặt đất. Oanh, sau một khắc toàn bộ mặt tuyết chính là trong nháy mắt vỡ nát, đại địa tại rơi vào một cái vạn trượng hố sâu cứ như vậy xuất hiện ở chân của hai người hạ. Vô tận Hàn Phong gào thét lên, xen lẫn đầy trời tuyết mê. Hố sâu phía dưới là một tòa liên miên chập trùng cung điện. Toàn thân thủy tinh hình, u màu xanh hoa văn cổ phác thời khắc, có dấu vết tháng năm, hào quang màu u lam bao phủ tại cung điện quanh thân, nhiều hơn mấy phần thần bí trang nghiêm cảm giác. Cách cung điện kia rất xa, hai người chính là có thể cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn phía trên trấn nhiếp. Phảng phất trước mặt cung điện chính là vô thượng trí cao thần, lẽ ra để một đám phàm nhân chỗ cúng bái tô bác nhìn qua cái này xuất hiện tại mình trong mộng cảnh vô số lần to lớn cung điện hít một hơi thật sâu buồn bã nói tàng thiên cung ta trở về chúng ta bây giờ muốn xuống dưới sao ngư hồng tụ hít một hơi thật sâu ổ bụng bên trong tràn đầy băng hàn cho dù là như nàng thấy qua thế giới rất nhiều xa hoa cung điện nhưng nhìn thấy mặt trước tàng thiên cung vẫn như cũ là vì chi rung động kia là bắt nguồn từ trong thần hồn sùng kính khiến người không nhịn được muốn đối quỷ bái tô bác trầm tư một hồi lắc đầu mở miệng nói chúng ta bây giờ trước không đi xuống trước theo giúp ta đi lấy một thanh kiếm cầm một thanh kiếm ngư hồng tụ nghi hoặc mà nhìn xem tô bác ừm tiểu ngư còn nhớ rõ tại thánh địa ô thành thời điểm thánh nữ bày kia cùng một chỗ kỳ thạch sao ngư hồng tụ nhẹ gật đầu tô bác vì thế còn trở thành thánh địa mười cửu trưởng lão chỉ là đột nhiên lại phản ứng lại siết chặt nắm đấm tay giơ lên liền hướng phía tô bác đầu đánh một cái một mặt nghiêm túc nói không lớn không nhỏ muốn gọi ngư tông chủ hoặc là tỷ tỷ. Bất quá ngươi nâng lên cái này, tỷ tỷ ngược lại là đột nhiên hứng thú. Ngư Hồng tụ xích lại gần Tô Bắc, chống nạnh, con ngươi sáng tỏ, chung quanh chớp động lên hơi nước, trắng nõn trên hai gò má là nhấp thành một đầu đỏ thắm môi son. Tại kia cùng một chỗ kỳ thạch bên trong, ngươi thấy được cái gì? Tô Bắc thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói, kỳ thạch bên trong có hai thứ, một trong số đó là một cái tên là Thôn Thiên Công Pháp, mà đổi thành một cái thì là dùng để giúp ta tìm về ký ức Đại Hoang Kinh về phần cái kia cái gọi là thôn thiên hiện tại đến xem căn bản cũng không phải là công pháp gì nó sợ là sáu cái con dấu một trong số đó dung hợp cùng bản nguyên con dấu chỉ là cái này con dấu tương đối đặc thù trong đó một bộ phận tại trên người của ta mà đổi thành cùng một chỗ xem ra ngay tại nam hoàng trong tay bởi vì một lần nữa thu hồi ký ức những cái kia ngày xưa đủ loại bí ẩn từ từ minh lãng ngư hồng tụ nhìn tô bắc một chút sau đó mở miệng nói cho nên Nam Hoàng sở dĩ tạo thành như thế lớn sát nghiệt là đạt được kia một viên dung hợp cùng bản nguyên con dấu. Hắn muốn đem thế giới pháp tắc từng chút từng chút một lần nữa hội tụ vào một chỗ, một lần nữa cấu trúc thiên đạo. Tô Bắc cười lạnh một tiếng, tiếp theo ngồi sổ người xuống nắm một cái tuyết, bình tĩnh mở miệng nói. Ngược lại là hy vọng hắn có thể có như thế cao thượng giác ngộ. Bất quá là mượn lý do này, thỏa mãn mình muốn phi thăng ý nguyện thôi, cấu trúc thiên đạo cũng liền mang ý nghĩa bị thiên đạo trói buộc, một lần nữa kế thừa thiên đạo mà phương thế giới này thiên đạo người lại thế nào khả năng phi thăng ngư hồng tụ đối với cái này thật không có quá nhiều chấn kinh ngược lại là đột nhiên có chút đáng thương những cái kia bị nam hoàng chỗ mê hoặc người có lẽ bọn hắn trong đó không thiếu thật sự có loại này cao thượng lý tưởng người ta nghịch chuyển thời gian lưu lại một thanh đoạn tham thận cắm vào khối kia tảng đá bên cạnh làm ký hiệu hy vọng không có gì xét tô bắc vỗ vỗ trên người tuyết đứng dậy hướng phía tàng thiên cung phương hướng ngược nhau đi đến hai người hướng phía cao ngất băng bích bò đi phía trước nguyên bản một mảnh sông băng uốn lượn tạo thành một con đường cũng may tô bắc nói tới vị trí cũng không xa hai người rất nhanh chính là đi tới một ngọn núi động chỗ còn chưa từng đi đến nó bên cạnh lúc ngư hồng tụ chính là mở miệng nói chính là cái sơn động kia đi tô bắc nghi hoặc mà nhìn xem nàng ven đường nhiều như vậy sơn động băng bích nàng làm sao sẽ biết là cái này ngư hồng tụ hướng phía hắn nháy mắt thuận ánh mắt của nàng tô bác thấy được mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn thực yên từng du lịch qua đây trải qua tuế nguyệt ăn mòn mấy cái kia chữ lớn cũng không có bị phong tuyết chỗ sàn bằng bằng như một thanh đao nhọn một nửa khắc ở trên sơn động cho dù là cách rất xa vẫn như cũ có thể cảm thụ được trong đó bao hàm đạo ý nhìn qua cái tên này tô bắc trong con ngươi nhiều hơn một vòng ấm áp cũng nhanh muốn gặp được nàng đâu cũng không biết tâm ma của nàng đến tụt cùng có hay không khám phá đẩy ra rủ xuống đông lạnh dây leo hai người đi vào trong sơn động trong đó còn còn sót lại lấy có người sinh sống vết tích mấy cây còn không có hoàn toàn đốt đoạn củi thưa thớt địa trôn ở tuyết bên trong cùng hai cái tĩnh tọa bổ đoàn lơ mơ có thể thấy được kỳ thạch chỗ trưng bày vết tích tại dấu vết đằng sau một thanh đã thấy không rõ bộ dáng ban đầu kiếm cứ như vậy cắm ở trên mặt đất phong tuyết băng xương hiện đầy lưỡi kiếm tô bác đi lên trước vươn tay vuốt ve chui kiếm lẩm bẩm nói lão hỏa kế chờ nhiều năm như vậy ta không có tới muộn đi vươn tay ra đem trường kiếm một thanh rút ra băng xương vỡ vụn thành từng mảnh che kín ăn mòn dấu vết chuôi kiếm cũng từ từ lộ ra nguyên bản diện mục đoạn tham thận ba chữ khắc vào trên chuôi kiếm chớp động lên sâm nhiên lệ khí hộp kiếm mở rộng tô bác trịnh trọng đem đoạn tham thận cắm vào khép lại hộp kiếm lần nữa vác tại trên thân quay đầu nhìn xem ngư hồng tụ mở miệng nói chúng ta đi thôi tiến tàng thiên cung mặt trời rực rỡ vẫn như cũ cao chiếu bọn hắn dọc theo đầu này thông hướng tàng thiên cung trên đường đi tới bằng nếu là đặt mình vào một chỗ giếng cổ dưới đáy theo không ngừng mà xâm nhập càng hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, cái này một luồng hơi lạnh càng là sâu tận xương tủy băng lãnh. Băng triệt nhập tâm, thấu xương chi lạnh. Thẳng đến cuối cùng, hai người bất đắc dĩ chỉ có thể đem linh khí bao trùm tại toàn thân mới có thể khó khăn lắm ngăn trở kia rét lạnh. Là băng nguyên thạch. Ngư Hồng tụ nhìn qua thông hướng cung điện cuối con đường, kia từng cây giống như cây cối sinh trưởng tại cung điện hai bên tảng đá. Băng nguyên thạch mặc dù cũng không có cái gì đại dụng, như là có đại lượng băng nguyên thạch địa phương liền mang ý nghĩa nhất định sẽ có băng hàn suối nhất là đối với tu bổ thần hồn cùng củng cố tự thân có tuyệt hảo diệu dụng tô bác nhìn xem trải rộng trên mặt đất chất lượng càng ngày càng tốt óng ánh sáng long lanh như là thủy tinh đồng dạng tại cái này lạnh lẽo trong sơn động tản ra gợn sóng địa ánh sáng nhạt băng nguyên thạch nhẹ gật đầu mở miệng nói trong cung điện xác thực có một vũng băng hàn suối ngươi hẳn là còn có thời gian đi ngâm một hồi truyền tống trận cũng tại cung điện chỗ sâu hẳn là có thể thẳng tới nam rời mà nam rời khoảng cách thánh địa không cần nửa ngày liền có thể đến. Ngư Hồng tụ con ngươi lộ ra một tia màu nhiệt huyết, cái này băng nguyên suối đối nàng thân thể cũng có chỗ tốt rất lớn. Nhiều ngày đến nay Bôn Ba cùng mỏi mệt tựa hồ rốt cục có thể tại lúc này hóa giải, truyền tống trận cũng tìm được, chuyến này chật vật đường đi liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Con đường này hai bên tràn ngập các dạng cổ kiến trúc, bị đông cứng thi cốt vẫn như cũ có thể nhìn ra được khi còn sống bộ dáng. Dọc theo cổ pháp bậc thang đi, rốt cục đi tới Tàng Thiên cung trước mặt băng nguyên thạch tạo thành liền căn cơ vạn năm không ngã tại cái này to lớn trong sơn động không biết giấu bao nhiêu vạn năm ngư hồng tụ cẩn thận đánh giá tòa cung điện này sau đó không dám tin tưởng buồn bã nói có thể trên băng thiên nguyên tu kiến ra như thế một tòa hành cung năm đó vị kia tồn tại đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào hai người xuyên qua kia cao tới mấy chục trượng cung điện đại môn đẩy ra phủ bụi không biết bao nhiêu cái giáp đại môn cứ đi như thế đi vào lọt vào trong tầm mắt địa chính là mấy chương bích họa trên tấm hình ghi chép Tô Bắc đã sớm tại mở đầu tại khôi phục con dấu bên trên nhìn qua 21 châu khởi nguyên. Trên mặt đất toàn bộ từ băng nguyên thạch chỗ trải, phía trên cung điện là lại không biết làm bằng vật liệu gì chế thành to lớn mái vòm. Băng Hàn Ngọc. Ngư Hồng tụ giật mình nhìn qua hành cung bên trong đại sảnh chỗ trưng bày một tòa băng tuyết tạo thành liền giường. Dương Hàn Ngọc. Mặc dù không phải thế giới trí hàn chi vật, nhưng cũng tuyệt đối là 21 châu có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật, có thể dùng tới áp chế tâm ma, ngăn cản tâm hỏa tạo ra. Tô bác nháy mắt nhìn qua cái kia giường, thế nào chật lưỡi ba. Tại sao không có ngọc nữ tâm kinh à? Cái gì ngọc nữ tâm kinh? Ngư hồng tụ xoay đầu lại, một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Tô bác ho nhẹ một tiếng, tùy ý giải thích một chút. Ừm, không có gì, chính là một bản tâm pháp, không có cái gì trọng yếu. Trong cung điện vô số thiên tài địa bảo chất đống, đếm không hết đủ loại đan dược. Nhiều như vậy thọ nguyên cỏ. Ông trời ơi! Đây đều là cái gì à? theo hai người không ngừng mà đẩy ra từng cánh cửa, từ ban đầu kinh hô cho tới bây giờ đã là chết lặng. Nói thật ngư hồng tụ cũng không nhận ra được trước mặt một đám linh đan rượu dược đến tột cùng là cái gì. Kia phong tồn tại từng cái bạch ngọc trong hộp đan dược hoặc là thảo dược tuyệt đối đều không phải là cái gì phàm vật. Hiện tại tô bắc cùng ngư hồng tụ tựa như thổ phỉ vào thôn, nhìn thấy cái gì lấy cái gì. Đây là nhất phẩm phù dung đan. Cái này ta biết. Tô bắc cầm lên một viên đan dược đấm vào miệng mở miệng nói mặc dù không có cái gì dùng, nhưng là đối nữ tử tới nói lại là hiếm có thần vật, chú nhan ngàn năm không suy. Chỉ lần này một đầu đặt ở 21 châu phòng đấu giá, tuyệt đối sẽ bị một đám lớn tuổi thẳng nữ phong thưởng a à, đây là nhất phẩm thận bảo đan, thật là kỳ quái tại sao có thể có người luyện chế nhiều như vậy vật này. Ngư hồng tụ tùy ý cầm lấy một viên đỏ bừng viên thuốc, chính là tiện tay ném vào một bên. Tô bắc một mặt đau lòng nhặt lên, hướng phía trong nhẫn chứa đồ không ngừng mà đút lấy cái này lại không có ích lợi gì ngươi thăm dò nhiều như vậy làm gì ngư hồng tụ ánh mắt vẻ mặt mập mờ nhìn xem tô bắc sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tô bắc bả vai buồn bã nói phải hiểu được tiết chế à tô bắc nhìn qua trước mặt đây hết thảy ngư hồng tụ đều cảm thấy có chút không quá hiện thực như thế một tòa hành cung làm sao có thể gần ngàn năm đều không có bị người phát hiện qua mà lại thực yên đều đi tới kề bên này chẳng lẽ liền không có phát hiện tàng thiên cung sao cẩn thận tìm một chút nơi này có hay không ngũ thải lưu ly kim hoặc là lưu ly thần cốt ngũ ẩn huyền lộ ngư hồng tụ nói một hơi thật nhiều thiên tài địa bảo danh tự trong con ngươi ẩn ẩn có vẻ chờ mong nếu là thật sự có những này thiên tài địa bảo vậy mình chẳng lẽ có thể vì tinh nguyệt tông luyện chế lại một lần một khung phi thuyền hai người đi ra gian phòng này sau đó dọc theo u ám băng tuyết hành lang một đường tiến lên không biết đi bao xa lại là một tòa cự đại gian phòng xuất hiện ở tô bắc trước mặt Bất quá nơi này cùng trước đó uy nghiêm hạo hãn so sánh xác thực có vẻ hơi cũ nát, chống đỡ lấy căn phòng kia mái vòm phía trên một viên thông thiên trên trụ đá khảm nạm lấy từng cái tinh thạch. Vô cùng chói lóa mắt. Hiên viên thạch. Ngư hồng tụ hít vào một hơi, nhìn qua viên này trên cây cột sáng chói tinh thạch. Đây là bố trí tông môn đại trận nhất định tinh thạch. Phẩm chất càng cao, đại trận uy lực càng mạnh. Kiếm tông tại ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia bên trong tử thương cường giả vô số, nhưng là chính là ngạnh sinh sinh địa nương tựa theo năm đó già tông chủ lưu lại kiếm tông đại trận ngạnh sinh sinh giữ vững kiếm tông căn cơ thôi động đại trận đại giới xác thực 10 phần đắt đỏ chính là loại này hiên viên thạch hiên viên trong đá tích chứa thiên địa chi lực có thể đoạt thiên địa tạo hóa mà hóa thành đại trận thôi động lực lượng nhưng không có nghĩ đến như thế chi chân quý hiên viên thạch lại là bị hành cung này dùng để tô điểm cung điện cột đá không được đụng cái này tô bắc thần tình nghiêm túc nhìn xem nàng sau đó cẩn thận tránh đi hiên viên thạch mở miệng nói sẽ phát động tàng thiên cung đại trận hiện tại bắt đầu phòng này bên trong tất cả mọi thứ tuyệt đối không thể tùy tiện đụng vào chúng ta cũng đã đến cái này tàng thiên cung trung tâm tiếp tục hướng phía trước đi tới trên mặt đất bắt đầu từ từ xuất hiện tản mát binh khí pháp bảo đủ loại cực kỳ cường đại vật liệu cũng không ít bức họa trên vách tường khác lấy bí văn cùng chữ viết cho dù đã qua vạn năm lâu hết thảy đều vẫn là bảo tồn phi thường hoàn hảo rốt cục hai người đi tới gian phòng này cuối cùng nơi cuối cùng có một đại môn. Cực kỳ cổ phác cổ xưa, mà trên cửa thì là những mấy cái này cổ phác chữ lớn. Dấu thiên khuyết, tế điện chúng thần. Mấy chữ này cứng cáp hữu lực, trong đó phảng phất ẩn chứa quỹ tích của đạo, để cho người ta nhìn một chút thật giống như không cách nào tự kiềm chế, lâm vào trong trầm tư. Tô bác nhíu mày, hắn không nhớ rõ năm đó mình có hay không nhìn thấy qua mấy chữ này, nhưng cũng không có quản cái gì, đem kia cổ phác chi môn chậm rãi đẩy ra, thẻ xem xét tiếng vang truyền ra ở bên trong kia cổ xưa đại điện bên trong có từng mặt vách đá cùng mấy cái điêu giống sinh động như thật oanh nhìn thấy tôn này điêu giống thời điểm tô bắc vô ý thức dùng thần thức điều tra sau một khắc chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng rung động vang phảng phất có vô thượng vĩ lực trực tiếp khắc sâu vào trong đầu của hắn bên trong để tô bắc linh hồn cũng vì đó run rẩy điêu giống có được đáng sợ ý chí cực kỳ cường hãn chỉ là nhìn một chút liền để linh hồn của mình đều run rẩy lên lại lần nữa ngẩng đầu Tô Bác đôi mắt tách ra huyết hồng sắc phong mang, đôi mắt nhìn chòng chọc vào kia sáu tòa điêu giống, chỉ cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác truyền đến, toàn thân run rẩy không ngừng, hô hấp khó khăn, phảng phất bị người bóp lấy ít hầu, muốn sống sinh sinh bị người hủy diệt đồng dạng. Tô Bác chưa tỉnh hồn, có chút sợ lẩm bẩm nói, thật là khủng khiếp uy áp. Ngư Hồng tụ cẩn thận nhìn chằm chằm điêu giống, châm trước một phen, không quá xác định mở miệng nói, Tinh Nguyệt Tông tông điển bên trên có ghi chép qua, tại 17 vạn năm trước thiên đạo ý chí phía dưới có sáu vị được xưng là thần minh chiến tướng bọn hắn thủ hộ lấy toàn bộ đại lục không đơn giản chỉ là 21 châu tây hoang nam man bắc hải đều có bọn hắn thủ hộ giả chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì tất cả thần minh đều là tiêu vong giữa thiên địa tại không còn bọn hắn tồn tại hai người đi vào tòa đại điện này nhìn qua bốn phía lục đạo điêu giống tôn thứ nhất điêu giống trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ lưỡi búa tràn đầy khinh thường hoàn vũ chi năng ánh mắt muốn đâm phá thiên địa trong mắt hắn vô pháp vô thiên phảng phất một búa chính là có thể chém vỡ cái này thương khung chỉ là gợn sóng xem bên trên một chút chính là có thể cảm nhận được nội tâm chỗ sâu đến rung động khó có thể tưởng tượng vẻn vẹn chỉ là gánh chịu năm đó thần minh một đạo ý chí vậy mà liền sẽ như thế kinh khủng Ngư hồng tụ ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này sáu tòa tượng thần nhìn qua trước người bọn họ cái kia lỗ thủng vị trí đột nhiên phản ứng lại mở miệng nói kia con dấu có hay không có thể bỏ vào nam đô cái nào đó dưới mặt đất hoa mỹ trong cung điện một vị người áo đen vội vàng địa đuổi tới tiếp theo ghé vào ngay tại vương tọa bên trên ngủ trung niên nam nhân bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm nói tôn thượng giáp nhất truyền đến tin tức tại đảo huyền thiên phát hiện tô bắc tung tích đồng thời kia một viên thế giới cùng cuối cùng con dấu còn bị hắn cho cướp đi trong tay của hắn còn có một viên mở đầu tại khôi phục con dấu nam hoàng đôi mắt chậm rãi mở ra diện mục không ngừng mà biến đổi kia một đôi tròng mắt chỗ sâu lưu chuyển lên mấy phần ánh sáng bảy màu được nghe đến tên này, người áo đen tấu về sau, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, "Ừm, ta đã biết." Người áo đen sắc mặt không khỏi kinh ngạc, "Tôn thượng, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc kia tô bắc? Trong tay hắn có con dấu, tất nhiên biết được cái khác con dấu tác dụng à, cứ như vậy đặt vào mặc kệ, ngày sau tất nhiên trở thành họa lớn. Nam hoàng liếc mắt nhìn hắn, hai con ngươi bên trong lóe ra lưu quang, khàn khàn cuống họng mở miệng nói, "Ngươi đang sợ cái gì?" Người áo đen vội vàng cúi đầu xuống, không dám đi đối mặt cặp con mắt kia lại chỉ nghe được bên tai chỗ quanh quẩn thanh âm hắn bất quá là lâm vào lạc đường thôi trên đời này thiên đạo đã vong vô nhân vĩnh sinh không có gì bất diệt cần chúng ta đúc lại thiên đạo đã xây thiên đạo trật tự thanh âm như lão nhân già nua lại đồng thời bao hàm nam nhân trầm thấp tuy chỉ là một tiếng lại giống như là ngàn ngàn vạn vạn người cùng một chỗ tuyên đọc tuyên đọc tuyên cổ bất biến trí lý tại trong đại điện cuồn cuộn quanh quẩn ngươi đi đi nói cho thái tử chờ không được trung thu ngày mai giờ tí vừa đến, khởi động trí dương khóa tiên đại trận. Người áo đen sắc mặt trong nháy mắt chấn động, nhìn qua Nam Hoàng cung kính nói, rõ. Nhìn qua người áo đen biến mất thân ảnh, Nam Hoàng một lần nữa tựa vào vương tọa phía trên, trong tay vuốt vuốt cùng một chỗ đen nhánh con dấu, híp con mắt lẩm bẩm mở đầu cùng khôi phục con dấu bị hắn lấy được sao. Sau cái con dấu bên trong cái thứ nhất, ghi chép toàn bộ 21 châu khởi nguyên, không ngoài dữ liệu, hắn cũng đã có tất cả tượng thần vị trí, cùng kia tồn tại ở trong truyền thuyết Tàng Thiên Cung. Xem ra hết thảy kế hoạch đều muốn sớm, không có cách nào tiếp tục chờ đi xuống. Nam hoàng nhìn qua xa xa Thương Khung đại điện, trên đó khắc họa lấy tuyên cổ nguồn gốc, thật dài thở dài một hơi. Nguyên bản định đột phá đại thừa về sau, lấy một cái vạn vô nhất thất tư thái mở ra Tàng Thiên Cung, hội tụ thế gian bản nguyên, bây giờ cũng là bị không hiểu thấu làm rối loạn tất cả tiết tấu. Kế hoạch có biến, liền đại biểu cho nguy hiểm tồn tại. Mà mình vừa vặn ghét nhất chính là loại này hết thảy không tại trong lòng bàn tay mình cảm giác. Hắn đem kia một viên dung hợp cùng bản nguyên con dấu cầm trong tay, tỏa ra trên trời cao dần dần dâng lên quang mang, hấp thu giữa thiên địa linh khí, nương theo mà đến còn có dưới mặt đất không ngừng hướng không trung rỉ ra ám sắc, tựa như người thổ tức. Nam Hoàng liền tuân theo lấy trong đó quy luật phun ra nuốt vào lấy linh khí, ánh nắng xen lẫn ám sắc giống như sợi tơ, vây quanh thân thể của hắn không ngừng quấn quanh. Chôn giấu tại đại điện chỗ sâu bình vỡ vụn, bị đặt ở dưới mặt đất thiên phú hài cốt không ngừng mà tan rã. Lúc mới đầu, thu nạp tốc độ vẫn còn so sánh không lên hắn toàn lực thu nạp tốc độ, nhưng rất nhanh liền tới ngang hàng, đồng thời vượt qua hắn bình thường thu nạp linh khí tốc độ. Trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng mà phun trào, hai con ngươi bên trong thất thải quang mang càng ngày càng lóa mắt. Thu nạp xong linh khí về sau, hắn đi tới phía sau vách đá viên kia kình thiên chi thạch, cái này một hòn đá kết nối lấy tâm mạch của mình. Hắn nhìn qua trên đó giống như dòng nước quang mang, theo mình hấp thu hết một chút cướp bóc đi thiên phú về sau, trên đó quang mang càng trói mắt mấy phần. Cho ngươi mượn đúc lại chẫm phi thăng đại đạo. Tại làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại lần nữa mở mắt ra, đứng dậy đi ra cung khuyết, nhìn qua đã bị gọi đến đến bên cạnh thái tử, mở miệng nói. Triệu tập tất cả bổ thiên người, kế hoạch có biến. Tàng thiên cung nội bộ. Thuận ngư hồng tụ ánh mắt, tô bác nhìn xem tượng thần phía dưới mấy cái kia lỗ thủng, nhẹ gật đầu. Trong tay chúng ta hiện tại chỉ có hai cái, Nam Hoàng trong tay cũng có hai cái, bất quá muốn đi vào cái này nội bộ, cũng không nhất định cần toàn bộ sáu cái con dấu. Chỉ cần một viên mở đầu tại khôi phục con dấu là đủ rồi. Ngư hồng tụ từ trong nhẫn chứa đồ đem hai cái kia con dấu đem ra, đưa tới. Theo tô bác đem cái thứ nhất con dấu để vào, tôn này điêu giống trong tay lưỡi búa rơi xuống, sau đó ẩn tàng sau lưng hắn một đạo cửa đá ẩm vang mở rộng. Oanh, lạnh thấu xương hàn phong thổi vào. Gào thét loạn lưu thanh âm quanh quẩn tại hai người bên tai. Tô Bắc hít vào một hơi thật dài, trong con người lóe lên mấy phần khẩn trương cùng vẻ kích động, tựa hồ theo mình ký ức thức tỉnh. Từ nơi sâu xa cái này chưa hề từng thấy từng tới nữ nhân, trong lúc vô hình lại chiếm cứ trong lòng mình một cái rất trọng yếu vị trí. Mình liền muốn lại một lần nữa nhìn thấy nữ nhân kia sao. Hết thảy hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy, hoang đường. Tô bác nhớ mang máng, cùng nàng nhìn thấy một lần cuối. Trường kiếm xuyên thấu trái tim của nàng, nàng lại là ôn nhu mà cười cười, vì chính mình lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Nhưng Tô Bắc có thể gặp đến nàng trong con ngươi rơi xuống hai hàng thanh lệ so với mình muốn càng nhiều. Thủ chơi người là không thể có cảm tình. Ta không phải một cái hợp cách thủ chơi người. Đắm chìm ở một đoạn này tình cảm bên trong người, không chỉ là Tô Bắc một người. Đoạn trí nhớ kia phảng phất như là vĩnh vô chỉ cảnh mộng, thế là vì để cho một đoạn này mộng viên mãn, Tô Bắc không thể không dùng càng nhiều hoang đường đến bổ khuyết giấc mộng này lỗ hổng. Xuyên qua thời gian bỉ ngạn, chính là có một thế này chính mình. Nếu là ta thay đổi thời gian, ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta sao?" Tô Bác chấp nhất mà nhìn xem nàng. Bên người bày đầy từng cái kiếm trùng, trong đó chôn giấu lấy đều là mình người thân nhất. Bị Thiên đạo lựa chọn người nhất định là cô độc. Tô Bác trên môi truyền đến một trận mềm mại, nàng màu son môi bao trùm tại Tô Bắc cánh môi phía trên, khí tức của nàng càng ngày càng yếu ớt, Thiên đạo bản nguyên khí tức từ từ hòa tan vào Tô Bác thể nội. "Tô Bác, vô luận ngươi như thế nào lựa chọn, đều chú định sẽ tồn tại có tiếc núi." bởi vì hoàn mỹ vô khuyết mỹ lệ là sẽ không xuất hiện tại dạng này một cái thế giới bên trong, chỉ có thể lưu tồn ở trong tưởng tượng. Hoàng Phi cũng không có trực tiếp trả lời mình, nhưng trả lời như vậy cũng đã là trả lời chắc chắn. Đây là một viên đỏ tươi trái tim. Phanh phanh phanh, trái tim của nàng yếu ớt nhảy lên. Thủ thiên nhân sẽ không có tâm, cũng không nên tồn tại cảm tình, nghĩ đến đây mới là ta không hợp cách nguyên nhân đi. Lần sau gặp ngươi, ta sẽ làm một cái hợp cách thủ thiên nhân. Trái tim của nàng biến mất cùng nhau biến mất, còn có thân là thủ thiên nhân tình cảm cùng người muốn. Nhưng một thế này là một cái không hợp cách thủ thiên nhân, ta không hối hận. Vì sao lại trầm mê tại hắn ôn nhu bên trong đầu? Có phải là hay không bởi vì trong lòng cũng của nàng có một tia mong ngóng, có thể vĩnh vô chỉ cảnh đem cái này mỹ hảo kéo dài tiếp. Môi giới, liên hóa thành hệ thống đi. Tô Bắc hướng về phía nàng cười, hai con ngươi rưng rưng cười lớn, cầm nàng dần dần lạnh buốt tay. Mang theo sau cùng ý nghĩ, nàng chăm chú địa nhắm mắt lại, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Tô Bắc thể nội, biến thành Tô Bắc nghịch chuyển thời gian môi giới, lưu tồn ở trong đầu của hắn, tạo ra biểu hiện giả dối. Thu đồ tối cao vạn lần trả về hệ thống. Tô Bắc thật sâu hít một hơi, trong con người mê mang cùng hồi ức chi sắc từ từ lắng xuống. Hắn chậm rãi đi vào, Ngư Hồng tụ nhìn ra Tô Bắc tâm tư, đi theo Tô Bắc bộ pháp, nhẹ nhàng địa nhéo nhéo Tô Bắc ngón út, Tô Bắc hướng về phía nàng cười cười nơi này mới là tàng thiên cung chỗ sâu nhất. Đạo này cửa đá về sau cũng không phải là cái gì mỹ lệ cung điện, mà là một mảnh sâu không thấy đáy vách núi. Một đầu băng long hải cốt chế tạo mà thành cầu lớn, xương tuyết che kín trên đó, đã sớm nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Xuyên qua xương cầu, phía trước chính là một cái cự đại lạnh ao, tại cái này cực độ nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Không có một tia vụn băng, giống như cùng một chỗ nhẹ nhàng tấm gương đổ vào cái này hàn lưu chi địa. Ngư hồng tụ dừng bước, ngạc nhiên nói ra, là băng hàn suối quả nhiên có băng hàn suối tồn tại chỉ là đáng tiếc chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian ngư hồng tụ có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua bên cạnh tô bắc nhìn qua có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vật thở dài một hơi hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới rốt cục đi tới một tòa cung điện đèn đuốc hơi ngầm nhẹ lai động nhẹ lai động nguyệt đêm đầy chưa đầy cao cao treo ở chân trời bị kia thưa thớt tinh quang lai động trong nháy mắt phô thiên mà vẩy rơi vào u hành lang bên trên một mảnh Tô Bác lôi kéo Ngư Hồng tụ tay, dẫm lên bóng loáng như nước sàn nhà, đi tại tháng này hoa bên trong. Không ngừng mà xâm nhập trong đó, rốt cục gặp được Tô Bác ở trong giấc mộng thấy qua vô số lần hình tượng. Vương tọa bên trên băng quan, trong đó băng phòng lấy nữ tử. Đầy mắt phủ quang ánh trăng, lộ ra cách đó không xa vương tọa phía trên băng quan. U ám cung điện bên trong, không có chút nào âm thanh nữ tử lẳng lặng địa nằm tại bên trong quan tài băng. Nàng sáng long lanh trên thân thể tản ra ánh sáng dịu dịu, trang nhã váy dài, vai trần trụi, đầu đầy tóc xanh sắn ở sau lưng, chỉ làm ô tuyết loạn vậy. Cho dù là cùng là nữ tử ngư hồng tụ nhìn qua bên trong quan tài băng nữ tử cũng là trong chốc lát thất thần. Thần thánh cùng yêu dã ở trên người nàng hoàn mỹ lộn xộn, mang theo một vòng không giấu được thánh nhưng. Nàng là. Ngư hồng tụ quay đầu nhìn qua tô bắc. Tô bắc đi ra phía trước, hai tay thăm dò tính địa vút ve kia băng quan. Chỉ là cũng không có đạt được phủ bụi ở trong đó nữ tử đáp lại, nàng đóng chặt lại hai con ngươi, Tựa như ở trong giấc mộng ngủ say, nàng gọi Hoang Phi. Tô Bác mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng địa hô hoán, cũng giống như lại trả lời Ngư Hồng tụ lời nói. Nàng chính là thủ vệ thiên đạo nhất tộc sau cùng một người, cũng có thể xưng là thủ thiên nhân. Ngư Hồng tụ đứng ở một bên, rủ xuống cái cổ liễm lông mày nhìn qua trong quan tài băng nữ tử, dò hỏi: "Chúng ta muốn tỉnh lại nàng sao?" Trực giác của nàng nói với mình, Tô Bác từ tiến vào nơi này về sau, đột nhiên tinh thần xa sút đi xuống cảm xúc tất cả đều cùng nữ nhân này có quan hệ. Không biết nữ tử này lại hắn một đời kia, đến tột cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Ừm, tỉnh lại nàng. Tô bác để cho mình suy nghĩ bình tĩnh trở lại, sau đó cắn nát ngón tay của mình. Máu tươi nhỏ xuống tại băng quan phía trên, óng ánh trong suốt tảng băng nhiễm lấy tô bác huyết dịch, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ô chọc, ngược lại đem bên trong nữ tử chỗ tôn lên càng thêm thánh khiết. Hoang phi. Theo vài tiếng kêu gọi, cái kia băng quan bắt đầu từ từ vỡ vụn, nữ nhân con người có chút rung động, chậm rãi mở mắt ra, như sao lóa mắt, chỉ là nàng đồng lỗ bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có một mảnh thanh minh. Nhìn qua dáng dấp của nàng, Tô Bác đầu não phảng phất bị một tuyến xuyên qua, toàn bộ thế giới phảng phất đã nứt ra một cái khe. Sau đó cứ như vậy Ôn Nhu nhìn xem nữ nhân này, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, ngươi sẽ là một cái hợp cách thủ thiên nhân đâu. Một đời kia, làm thôn Thiên Ma công người sở hữu máu họa chi loạn kẻ đầu tiêu, mình bị toàn bộ 21 châu chỗ truy sát. Mặc dù đây hết thảy đều là từ gặp phải nàng bắt đầu, nhưng mãi cho đến cuối cùng, làm bạn tại bên cạnh mình cũng chỉ có nàng. Trong lòng của hắn ẩn giấu một tia bất luận kẻ nào đều không thể phát giác khát vọng, khát vọng trở lại đã từng thế giới. Chỉ là đáng tiếc, nàng không còn có được một đời kia ký ức, đồng thời, đã mất đi nhân loại vốn có thất tình lục dục, duy chỉ có còn lại giống như máy móc hoàn thành nhiệm vụ sứ mệnh. Đây là Tô Bắc nghịch chuyển thời gian chỗ chú định không cách nào chạy trốn số mệnh. Nếu như nói, tại mình giáng sinh đến thế giới này đến nay, thượng quan vấn đạo là mang mình đi hướng tiên lộ người tiếp dẫn, kia tại 21 châu, mình lại là bởi vì Hoang Phi xuất hiện mà có chỗ khác biệt. Tô Bắc cảm thấy mình trên mặt có một trận ướt át, nàng thanh lãnh con ngươi không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu, không nháy mắt nhìn xem động tác của mình. Theo sau cùng tảng băng vỡ vụn, thân thể của nàng hiện lên ở vương tọa phía trên. Tô Bắc trong mắt đột nhiên rơi xuống hai hàng nước mắt, nhẹ nhàng địa đứng dậy, nhìn qua trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ nữ nhân, mang theo vài phần nghẹn ngào, chậm rãi mở miệng nói. Trên thế giới này, lại làm sao có không phù hợp suy luận hệ thống đột nhiên tồn tại à? Tỉnh dậy đi, ta đến chậm kim thủ chỉ. Thần nữ cao cao ở vương tọa phía trên, tóc dài vũ động, cũng vũ động ngàn vạn băng bụi, lộng lẫy. Nàng nhìn qua dưới thân nam tử, cúi người đạm mạc địa mở miệng nói. Tiếp nhận ta triệu hoán người, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta vì thủ thiên nhất tộc cuối cùng người, tên ta Hoàng Phi. Nàng hai tròng mắt bên trong quyết tuyệt bộ dáng, đóng băng Tô Bắc nhiệt tình. Ngay tại thanh âm của nàng rơi xuống về sau, phía ngoài cung điện đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ khủng bố tiếng nổ vang. Sau một khắc chính là từng đạo kình phong mãnh địa truyền tới, nương theo lấy người gầm thét, "Tô Bắc, rốt cuộc tìm được ngươi." Oanh, kình phong nặng nề mà công kích tại phía trên cung điện. Tô Bắc cùng Ngư Hồng tụ con ngươi tương hỗ liếc nhau một cái, đều là từ đó thấy được một tia ngưng trọng. Là thiên cơ tử, hắn vậy mà đuổi tới nơi này. 12 đạo gió xoáy phóng lên tận trời, như là trụ lớn nối liền đất trời, tại cung điện trên không tạo ra được một bộ gió nổi mây phun dị tượng. "Tiểu Ngư, ngươi để Hoang Phi dẫn ngươi đi truyền tống đại trận. Đây là ta thánh địa lệnh bài, ngươi cầm, trước hết nghĩ biện pháp đi thánh địa tìm tới thánh nữ, ta tại giải quyết thiên cơ tử về sau, liền đi tìm ngươi." Ngư Hồng tụ khẽ cắn môi mỏng, thật sâu nhìn thoáng qua Tô Bác. Sau đó ôm lấy Tô Bác gương mặt đối đôi môi của hắn chính là thật sâu một hôn, nhìn qua trong mắt của hắn, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, mở miệng nói, nhớ kỹ cho lão nương lông tóc không tổn hao gì trở về. Tàng thiên đại điện, hai người đứng đối mặt nhau. Một người tay vịn hộp kiếm, một người tay nắm lấy thư quyển. Thiên cơ tử đem ánh mắt từ hộp kiếm tử chuyển hướng tô bác nói, mặc dù không biết tô trưởng lão gặp kỳ ngộ gì, trong khoảng thời gian ngắn có thể đem cảnh giới chứng thực tại hợp đạo hậu kỳ. Nhưng tô trưởng lão sẽ không cho là ngươi bây giờ có thể có tư cách cùng lão phu một trận chiến đi. Tô bác nhìn chằm chằm hắn con mắt, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi, tiền bối sao không thử một lần. Thiên cơ tử nhìn qua đã biến mất ngay tại chỗ ngư hồng tụ, lại nhìn một chút cái kia cũng không cùng lấy nàng cùng nhau biến mất nữ tử, lông mày nhướng lên, mở miệng nói, nữ nhân kia chính là một mực trốn ở tàng thiên cung bên trong thủ thiên nhân. Tô bác nghe vậy, nhướng mày, quay đầu lại nhìn xem hướng phía mình đi tới nữ nhân, vẻ mặt nghi hoặc, làm sao không đi. Hoang phi phối hợp hướng phía tô bắc phương hướng đi tới, sau đó đi hướng vương tọa, lộ ra rét lạnh khí tức mực lơ mơ vòng quanh, dĩ địa váy dài long phi phượng quấn sau lưng nàng, bình đạm địa mở miệng nói: Thủ thiên nhân sẽ một mực đi theo tỉnh lại nàng người, không cần phải lo lắng ta. Tại cái này tàng thiên cung bên trong không có bất kỳ người nào có thể đã thương được ta. Hoang phi ngồi về vương tọa phía trên, hai chân giao hỏa, một cái tay chống đỡ gương mặt của mình bên trái, thân thể của nàng mặc dù yếu đuối, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ cúi liếc nhìn tô bắc từ trong ánh mắt của ngươi ta thấy được một tia dục vọng nhưng rất kỳ quái ta đối với cái này cũng không cảm thấy phản cảm sau khi nói xong nàng không có đang nói cái gì đem ống tay áo huy động một chút nhẹ nhàng địa bao trùm tại nàng trên đùi lời nói không có bất kỳ cái gì ngữ khí chỉ là máy móc nói hết hoàn toàn như trước đây kiêu ngạo liền như là tô bắc lần đầu cùng nàng gặp mặt lúc như vậy yêu dã thân sắc đạm mạc mà mê ly thiên cơ tử trong tay thiên cơ quyển từ trong tay triển khai từng tia từng sợi sương mù lượn lờ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia vương tọa bên trên nữ nhân hắn thấy không rõ lắm nàng sâu cạn cũng không hiểu nàng cùng tô bác quan hệ trong đó trong lúc nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ rốt cục tại xác định nữ tử kia sẽ không nhúng tay bên trong mắt hắn híp lại đến giơ tay lên bên trong bức tranh sư tổ của ngươi thượng quan biệt ly là làm chi không thẹn thiên hạ đệ nhất nhân kết quả lại là không được chết tử tế cớ gì ngươi kiếm tông kiếm pháp bất kính thiên địa chỉ tu tự thân nhưng trời cao đất rộng uy thế lại cao hơn, cuối cùng bất quá trời, người ở vào giữa thiên địa. Đối với thiên đạo tóm lại là phải có mấy phần lòng kính sợ, bất kính thiên địa, xem thường trời xanh, thượng quan biệt ly chính là kiếm tông tương lai. Tô trưởng lão, mặc dù ngươi vì cố nhân về sau, nhưng bây giờ tay ngươi nắm hai cái con dấu, ngươi cự tuyệt lão phu mời, hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa. Đối với trước mặt vị này dị bẩm thiên phú cố nhân về sau, trong lòng của hắn luôn có chút phức tạp khó hiểu cảm nhận hắn gần ngàn năm thời gian mới khó khăn lắm tu đến độ kiếp mà người trẻ tuổi này mới bất quá mấy cái giáp cũng đã đặt chân hợp đạo hậu kỳ hắn đã có ghen ghét hận không thể lập tức liền đem người này chặn ngang xóa đi cũng có hâm mộ hâm mộ mình đời này chỉ có thể ký thác với thiên đạo thiên đạo không còn phi thăng vô vọng tô bắc vung tay lên hộp kiếm trong nháy mắt mở rộng năm ngón tay xoay tròn bốn kiếm bắn ra hắn bình tĩnh nói vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không Tô Bắc làm ra một cái rút kiếm tư thái, bốn kiếm vốn không vỏ, nhưng kiếm quang lóe lên, kiếm lên, mũi kiếm chính là bắn thẳng đến thiên cơ tử. Trong một chớp mắt, kiếm khí hội tụ thành một tuyến, thẳng bức lão nhân mặt, căn bản không có một tia lời thừa thải kiếm sắt liền đại biểu tâm nói ý. Trong tay vác lên bèo tấm giống như thiên ngoại như phi tiên, tích ra kinh tài tuyệt diễm một kiếm. Một kiếm này, trường hồng sáng sủa. Kinh thiên mà qua lưu lại một đạo thật dài bóng hình thẳng chạm thiên cơ tử. Thiên cơ tử sắc mặt ngương trọng nhìn xem một kiếm này, quanh thân khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong, trong nháy mắt hướng về phía trước vỗ ra một đạo trường khí. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp toàn bộ đại điện, giữa hai bên kích xô ra từng chuỗi phức tạp sóng linh khí. Tại Tô Bác trong tầm mắt, hết thảy tất cả toàn bộ đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có đầy trời trường ấn, trường ấn không ngừng mà mở rộng, mãi cho đến chiếm cứ Tô Bác toàn bộ tầm mắt. Kiếm một. Một hướng mà sâu. Tô Bác hét lớn một tiếng, thể nội hỗn độn chi khí điên cuồng hướng trào ra ngoài động mà ra, hội tụ tại bốn kiếm phía trên, tại trên trời cao trượt xuống, cùng kia đầy trời trưởng ấn đan vào với nhau. Bốn kiếm cong ra một cái kinh khủng đường cong, kiếm minh khuấy động, đâm người màng nhĩ. Kinh khủng linh khí áp lực trong nháy mắt bao phủ tại Tô Bắc toàn thân, đối mặt với độ kiếp lực lượng kinh khủng, nhỏ bé giống như biển cả phiêu thuyền, tùy thời có thể lấy lật úp. Một dòng nước ấm từ Tô Bắc ít hầu bừng lên, kia là tại cái này trào lên linh khí đè ép phía dưới, nội tạng tổn hại lưu lại vết thương. Phốc, rốt cục tại cũng không chịu nổi hắn cái này một loại phô thiên tu vi linh khí nghiền ép. Tô Bắc cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun ra liên tiếp huyết hoa, mới ngã xuống vương tọa phía dưới vũng máu bên trong. Tô Bắc phí sức chậm rãi đứng lên lau đi khóe miệng lộ ra máu tươi, lộ ra đầy miệng tuyết trắng răng. Tô trưởng lão, lão phu cho ngươi thêm một cái cơ hội. Đưa ngươi trong tay hai cái con dấu giao ra, sau đó tự đoạn kinh mạch, lão phu liền tha cho ngươi nửa cái mạng, tu vi của ngươi đầy đủ ngươi lấy người bình thường thân phận, sống thêm 120 năm. Thiên cơ tử thu hồi thiên cơ quyển, đứng chắp tay nhìn qua Tô Bắc. Người ta ở giữa chênh lệch quá xa, lão phu khoảng cách độ kiếp hậu kỳ cũng bất quá là lâm môn một cước. Thiên hạ có thể đỡ nổi lão phu có lẽ có, nhưng chỉ tay có thể đếm được, ở trong đó tuyệt đối không có người. Tô Bắc vô ngã cảnh giới cùng kính hiển vi giới trong nháy mắt mở rộng, nhìn trong chọc vào người trước mặt. Thanh bình kiếm giống như một vầng minh nguyệt trước mặt Tô Bắc từ từ bay lên, không thấy kiếm khí, chỉ thấy được như là ánh trăng kiếm mang màu trắng. Kiếm 10, sóng lật đảo. Hoàn toàn bị kiếm mang bao vây lấy thanh bình kiếm trong nháy mắt rơi vào thiên cơ quyển phía trên, chói tay bén nhọn kim thạch thanh âm bên tai không dứt. Thiên cơ tử hừ lạnh một tiếng, tay giơ lên, một trưởng chính là xuyên qua tầng này tầng sóng trùng điệp, đánh tới hướng Tô Bắc Mi Tâm. Tô Bắc nghiêng người phun ra một búng máu, tránh thoát một trưởng này, thiên cơ tử nhìn chuẩn cơ hội này, thuận thế ngang khoát tay chặn lại cánh tay, liền đem tô bắc cả người quét bay ra ngoài. phanh một tiếng kinh khủng tiếng vang tô bắc nặng nề mà đụng vào trên mặt đất hắn lấy thanh bình kiếm chống mặt đất hai tay nắm thật chặt chui kiếm ngạnh sinh sinh ngừng lại mình nguyên bản đem không ngừng rút lui thân hình băng nguyên thạch tạo thành liền mà thành trên mặt đất lưu lại cả một đầu khoảng chừng mấy chục trượng trưởng thọc sâu khe rãnh không cho tô bắc cơ hội thở dốc thiên cơ tử lần nữa lấn đến gần tô bắc chết đi thiên cơ tử hét lớn một tiếng sau một khắc chỉ thấy đầy trời hỏa vân xuất hiện ở phía này trên trời cao. Tô Bắc cắn chặt hàm răng đường, đồng lỗ như kiếm lăng lệ, nhìn chăm chú thiên cơ tử. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện viên kia thế giới cùng cuối cùng con dấu, xâm nhiên mở miệng nói. Tiền bối nói để tô mỗ người sống thêm 120 năm. Tô Bắc ngửa mặt lên trời cười lớn, huyết thủy sen lẫn không biết tên bọt máu từ trong miệng của hắn phun ra ra, hắn đồng lỗ tĩnh mịch, không thấy ngọn nguồn, tiếp theo giận dữ hết. Tô mỗ nguyện lấy 120 năm thọ nguyên lấy tế điện độ kiếp trì lực một kiếm bắn ra giữa thiên địa chỉ nghe ầm vang một tiếng một đạo lăng lệ kim sắc kiếm khí nối liền đất trời tràn ngập cái này bị ngọn lửa che kín thương khung phiến thiên địa này trong một chớp mắt đều bị vô tận hoa sen vàng bao phủ bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh chỉ cần là có thể nhìn thấy địa phương liền có thể nhìn thấy kia lù lù trắng lệ một màn kim sắc biển mây ở giữa đúng là xuất hiện một đóa cao tới trăm trượng to lớn tầng mây vòng xoáy tầng mây vòng xoáy bên trong một thanh kiếm chậm rãi chuyển động hướng bốn phía khuếch tán ra vô tận kiếm ý, cuồng loạn kiếm khí phô thiên cái địa, che đậy mỗi một nơi hẻo lánh. Kiếm 11, không hối hận. Một thức này thanh thế to lớn, cả phiến thiên địa hoàn toàn chính là Tô Bắc sân nhà, bốn phía đều là hoa sen vàng. Tô Bắc song đồng bên trong, hoa sen màu máu không ngừng mà chán phóng, quanh thân tu vi lấy một cái tốc độ khủng khiếp không ngừng mà kéo lên. Một mực nhảy lên tới độ kiếp trung kỳ mới khó khăn lắm dừng lại. Lần này, thiên cơ tử thần sắc vô cùng chăm chú lên, lần thứ nhất dùng trong tay đầu quyển. Khẽ vươn tay, sau một khắc, trong tay thiên cơ quyển họa mở rộng ra đến, che khuất bầu trời đúng là đem phiến thiên địa này che. Phương viên chăm dặm toàn bộ bị bức tranh này bao phủ ở bên trong, thiên cơ quyển. Lũng đoạn chúng sinh. Thiên cơ tử bước về phía trước một bước, độ kiếp trung kỳ tu vi giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. Giữa thiên địa vang lên một tiếng ầm ầm tiếng vang, thiên cơ tử đạo bào bên trên nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng, lấy dưới chân hắn làm trung tâm, một vòng khí lãng khổng lồ hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Thiên cơ tử huy động trong tay phất trần, giờ phút này phương thiên địa đúng là sinh trưởng ra vô số dây leo. Tô Bác trong mắt tràn đầy chiến ý, trong con người tràn đầy vẻ điên cuồng nhìn xem trước mặt thiên cơ tử. Mãnh liệt chảm tiên kiếm khí lan tràn toàn bộ màn trời, đúng là muốn sinh sinh no bạo một phương này thiên cơ quyển. Thiên cơ quyển, không hổ là thế gian ít có pháp bảo. Tô Bác nắm chặt trong tay bèo tấm, ba ngàn ô tia tùy ý bay động, Áo trắng trên không trung phát ra hô hồ, hồ thanh âm, mở cho ta một tiếng giận hống. Tô Bắc mãnh địa hất lên tay áo một đạo dài tới mấy chục dặm kim sắc kiếm khí che khuất bầu trời, ngạnh sinh sinh địa xuyên qua tảng thiên cung, sạch qua vùng trời này. Chạm tiên kiếm khí hạo nhiên bàng bạc vô biên uy xem, thời khắc này Tô Bắc quanh thân hoa sen vàng vờn quanh như là cửu thiên đế hoàng nhìn xuống chúng sinh, thiên cơ quyển bên trong kiếm khí đầy trời, không lưu loát kiếm khí hạo đãng tiến lên đêm nay đã lung lay sắp đổ thiên cơ quyển trong nháy mắt nứt vỡ. Kiếm điển, kiếm 12, quy khư vắng lặng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù tứ tán. Thiên cơ tử đúng là bị cái này một cỗ kiếm khí đánh bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, mãnh địa phun ra một ngụm máu khí. Dùng không tràn đầy khiếp sợ nhìn qua hiện tại Tô Bắc, nhìn qua hắn khô như đồ trắng tóc trắng. Làm sao có thể? Tô Bắc thừa dịp cái này đầy trời bụi mù, nhẹ nhàng trà sát một chút khóe miệng chảy xuống máu tươi, một kiếm này đã thương mình nguyên bản liền không có tốt lưu loát thân thể lần này lại tái phát ra sau một khắc thiên cơ từ ngửa mặt lên trời cười lớn cao tuổi thân thể vậy mà từ từ bắt đầu trở nên tuổi trẻ nếp nhăn tiếu dung mái đầu bạc trắng trở nên đen như mực tốt một cái tô bắc tốt một cái kiếm điển lão phu rốt cục có thể không kiêng nể gì cả một hồi quanh người hắn cảnh giới đúng là tại thời khắc này nhanh chóng dâng lên đồng lỗ bên trong chán phóng hừng hực hỏa diễm lấy thiên cơ các bí thuật giờ khắc này cảnh giới của hắn y nguyên đạt tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong thiên cơ tử trong tay phất trần mang theo lên đầy trời hỏa vân cái này bụi bặm như một đầu phiên vân giao long đánh thẳng tô bắc hai tay lúc mở lúc đóng ở giữa từng đầu không biết nhiều ít trượng to lớn dây leo trống rỗng sinh ra dài vây quanh tô bắc đúng là tạo thành một cái lồng giam phô thiên cái địa dây leo điên cuồng địa lan tràn hung hăng hướng phía tô bắc ngực rơi đi ngực một trận tô bắc một kiếm trước cản mãnh địa phun ra một ngụm máu bay ngược ra ngoài sau một khắc thiên cơ tử bụi bặm đã tới cuốn lên vô cùng tận hỏa vân hỏa diễm chạm đến thiên cơ tử dây leo đúng là tức giận bốc cháy lên hỏa diễm từ hỏa hồng sắc đúng là chuyển đổi thành màu đen màu đen liệt diễm vô biên độ cao đúng là sinh sinh muốn đem đã bay rớt ra ngoài tô bắc nuốt hết mãnh liệt hắc viêm hóa thành một đầu hỏa long bào hiếu mang theo người thiên cơ tử kia điên cuồng địa vặn vẹo mặt quanh thân không gian bởi vì cái này hắc viêm nhiệt độ đúng là có chút vặn vẹo dây leo lên hỏa diễm nồng đậm hắc viêm sôi trào cả vùng không gian như là luyện ngục. Tô Bắc trước mắt chính là một đầu không ngừng phóng đại màu đen giao long, kia văng khắp nơi hỏa diễm thiêu đốt lấy phiến thiên địa này. Tô Bắc, chết đi. Thiên cơ tử thanh âm khàn khàn, giống giận, mang theo người to lớn hỏa long chạy về phía Tô Bắc. Tô Bắc bay rớt ra ngoài lúc, bốn kiếm đã sớm vườn quanh mang theo, đóa đóa hoa sen vàng tại đem Tô Bắc toàn bộ hộ lên. Kim sắc kiếm khí như là một đạo khí tường, đem Tô Bắc cùng kia bảo hiếu lấy hỏa long ngăn cách ra. Kiếm điển, kiếm sáu, không tố ly thương. Cho dù là có một kiếm này ngăn cản, Tô Bắc thân thể vẫn như cũ là không thể tránh khỏi hướng về sau đánh tới. Một ngụm máu khí phun ra, toàn bộ thân thể bị kia dây leo cùng hỏa diễm hội tụ thành hỏa long hung hăng đánh vào trên một ngọn núi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ sơn phong đúng là cõng kinh khủng va chạm oanh sập. Tô Bắc dương mắt, liền thấy một con vô cùng to lớn tinh bạo lôi cuốn lấy vô cùng tận kình phong, giống như là xé rách lần này không gian, mang theo hô hô thanh âm tại trước mắt của mình vô hạn phóng nại Thiên cơ tử đem xa xa một tòa núi lớn chặn ngang chặt đứt, đã hóa thành tinh bạo, hướng phía Tô Bắc nặng nề mà đập tới. Tô Bắc cầm trong tay ở giữa một chi địa, toàn bộ thân thể cuống quýt hướng bên cạnh trốn tránh, chỉ nghe một tiếng bắn nổ tiếng vang. Ngay tại Tô Bắc vừa mới tránh thoát địa phương, tinh bạo hung hăng đụng vào trên ngọn núi này, toàn bộ sơn phong ầm vang nổ tung, vô số đá vụn vẩy ra. Mãnh liệt hỏa long lôi cuốn lấy đầy trời đá vụn, đúng là hóa thành một đầu nhấp nhô nham tương, Lần nữa hướng Tô Bác đánh tới, khắp nơi trên đất hỏa diễm, cả vùng không gian nhiệt khí bốc lên. Tô Bác đúng là nở nụ cười, lên tiếng cười lớn, giờ khắc này trong mắt của hắn không có cái gì, chỉ có tử chiến. Kinh khủng chiến đấu càng có thể kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng, vô cùng vô tận kiếm ý lan tràn. Tô Bác một tay cầm kiếm, toàn vẹn liều mạng bên trên vết thương, bờ môi nhẹ nhàng liếm lấy một chút vết máu ở khóe miệng. Hắn ma toa một chút hắn cuối cùng thu hoạch được kia một thanh kiếm. Đoạn tham thận Lão hỏa kế, ngươi không có gì xét đi. Sau một khắc, Tô Bác hét lớn một tiếng, trên thân kiếm cuồn cuộn kiếm quang bỗng nhiên tiêu tán, tiếp theo phun ra vô số kim sắc kiếm khí hóa thành đóa đóa hoa sen, ngậm bao chờ nở. Cuồng loạn kiếm khí xông lên trời không, kiếm khí bắn ra, khí thế như cầu vồng, mang theo một đóa ngạo nghễ nở rộ hoa sen vàng. Phá cho ta. Giờ khắc này giữa thiên địa duy còn lại kia mãnh liệt mà đến hắc viêm cự long cùng kia một đóa thuần kim sắc, đầy trời nở rộ hoa sen. Hai hung hăng đánh vào nhau, kinh khủng địa linh khí tràn ngập lấy phương viên chăm dặm mỗi một nơi hẻo lánh. To lớn vù vù thanh âm, phảng phất muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta, tại lắng nghe, thiên địa im ắng. Đại địa vỡ ra, cuồn cuộn đá vụn cùng điên cuồng tuôn ra dây leo khoanh ở cùng một chỗ lẫn vào ngập trời biển lửa, tạo thành vô biên vô tận màu đỏ nham tương. Cả phiến thiên địa như luyện ngục, cái này kinh khủng linh khí, độ kiếp phía dưới, đến tức tử. Kiếm điển, kiếm 14. Khai thiên tàng thiên đại trên điện đã sớm bị xuyên thủng trên trời cao kinh khủng linh khí lan tràn cả phiến thiên địa đoá đoá hoa sen kiếm ảnh hội tụ tại một điểm sau đó ngưng kết thành một gốc hoa sen vàng nở rộ tại kia hắc viêm phía trên ầm ầm đếm không hết đầy trời đá vụn phô thiên cái địa cuốn tới toàn bộ đại điện bị băng nguyên thạch chỗ lát thành trên mặt đất hiện đầy vô biên biển lửa dấu trời ngoài điện dãy núi bị kia từng đóa từng đoá nở rộ hoa sen vàng lột một mảng lớn bừng bừng sóng nhiệt cuồn cuộn lấy băng tuyết lại hòa tan lại bị cái này cực độ rét lạnh chỗ đông kết, vòng đi vòng lại, trên trời cao ngưng kết ra vô biên vệt nước. Sương mù lượn lờ, mây mù phiêu miểu, không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Đủ để lật đổ một cái tông môn kinh khủng ba động tại bọn này núi ở giữa bộc phát. Phanh, bụi mù tán đi, hai thân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài, liên tiếp không ngừng mà đụng gãy mấy ngọn núi, mới khó khăn lắm dừng lại. Che phủ lên thiên địa minh mông hắc viêm trong khoảnh khắc nổ bể ra đến, ngọn lửa màu đen tư tán, giống như hỏa vũ tản mát tại cái này băng thiên nguyên phía trên thương khung mặt trời rực rỡ đã sớm rơi xuống mặt trăng lên đằng mà lên mang theo sơn lạnh ánh sáng giải đầy thiên địa khụ khụ tô bắc run rẩy muốn đi nắm chặt trong tay thanh bình kiếm chỉ là bạo ngược linh khí áp chế dưới hai tay đã không có chi giác nhìn kỹ phía dưới hai tay ở giữa duy còn lại mô hình hồ huyết nhục cùng chói mắt xâm nhiên bạch cốt huyết dịch từ tầm mắt thuận gương mặt của hắn chảy xuôi chặn mắt của hắn khô cạn tại trên thân giống như một cái huyết nhân. Từng ngụm từng ngụm đến máu tươi từ tô bác trong miệng oẹ ra, hắn duỗi ra kia đã gần đến hồ là trắng xương tay, lại lần nữa nắm chặt kiếm trong tay, nhìn qua đồng dạng nằm sấp dưới đất trên mặt thiên cơ tử. Trên trời cao thiên cơ quyển quang trạch từ từ ngầm đạm xuống dưới, thiên cơ tử run run rẩy dày, dày địa đứng dậy, huyết thủy như chú, ánh mắt mang theo một tia thưởng thức nhìn xem nam tử trước mặt. Bề ngoài của hắn không còn trẻ nữa, đen như mực phát cũng đã trở nên càng ngày càng hoa dâm. Đôi mắt từ từ mờ nhạt, hết thảy trước mặt đều là như vậy mô hình hồ, sợi dâu run nhẹ nhẹ, hai mắt như sao, gắt gao nhìn chầm chầm tô bắc, trầm trọng phun ra một ngụm sen lẫn bọt máu chọc khí. Đã không biết có bao nhiêu cái giáp, ngươi vẫn là thứ nhất có thể đem lão phu bức đến mức này người. Đông Hoàng cơ nam giác làm không được, trong thiên hạ, ngoại trừ thượng quan vấn đạo đồng đạo tử, ngươi bây giờ chính là người thứ ba. Chỉ là đáng tiếc, ngươi tiêu hao hết quá nhiều thọ nguyên, cái này cho ngươi đi vào độ kiếp tăng thêm quá nhiều sự không chắc chắn. Bất quá, ngươi cũng không gặp được những thứ này hôm nay cho dù là lão phu giết chết cái mạng này cũng muốn đưa ngươi thi cốt mai táng tại cái này tàng thiên cung hàn phong thổi tan sương mù theo thiên cơ tử lời nói vừa dứt vô tận mây đen cuồn cuộn lấy trên trời cao một cỗ bàng bạc vĩ ngạn chi lực hướng phía dưới đè ép thiên cơ đồ lần nữa bao phủ phiến thiên điện này vô tận biển lửa bào hiếu hướng phía tô bắc phương hướng đè ép đi qua gào thét bén nhọn thanh âm tựa như muốn phá vỡ cái này một mảnh xương chiều nặng nề băng nguyên lấy thiên cơ quyển vì tiểu thiên địa, đem mình công kích mạnh nhất đều bao phủ ở bên trong, tại nhỏ nhất không gian mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Đây cũng là giết chết Tô Bắc trực tiếp nhất biện pháp. Tô Bắc gắt gao cắn chặt hàm răng, ánh mắt lần nữa hướng phía kia truyền tống đại trận phương hướng nhìn lại. Thiên cơ tử nhất định phải ở lại chỗ này. Mình nhất định phải vì ngư hồng tụ kéo dài đủ đầy đủ thời gian. Cái này người giật dây là Nam Hoàng tin tức nhất định phải vì thực yên đưa đến. Nam Đô Vạn Tông không thể bị một mẻ hốt gọn cuối cùng một tia xa vời cơ hội liền gánh vác tại trên người mình. Trên người hắn lưng đeo một kiện lại một kiện đủ để sửa 21 châu tương lai lịch sử nặng nề. Hai con mắt của hắn từ bên trong chảy xuôi lấy huyết hồng sắc nước mắt, có lẽ đó cũng không phải huyết thủy, mà là trong suốt nước mắt dung nhập trên gương mặt vết thương. Thanh âm của hắn yếu ớt, tựa như lại nghẹn ngào, nhưng càng nhiều hơn là khó mà nói hết phức tạp, khàn khàn thì thào. Ta nguyên bản cũng chỉ muốn làm một đầu cá ướp muối hà. Tô Bắc không ngừng mà nghiền ép lấy thể nội linh khí, các loại tinh thuần khí không ngừng mà dung nhập tô bắc thể nội sắc khí bên trong chuyển đổi thành hỗn độn chi khí hắn đồng lỗ bởi vì cực độ chuyên chú mà càng phát ra địa huyết hồng khóe miệng của hắn đang cười càng phát đau đớn để thần kinh của hắn chấn động kịch liệt không tự chủ được liếm chống đỡ lấy tanh nồng máu môi nhưng ta từng là máu họa phía sau màn người bọn hắn đã từng gọi ta tên điên tô bắc hai tay chống kiếm run rẩy bào hiếu lấy đứng lên khóe miệng liệt ra xâm nhiên đường cong để cả người hắn nhìn duy còn lại một mảnh ngầm đạp tóc trắng đã sớm bị máu tươi chỗ thấm ướt dính liền tại hắn bản sự thon dài lông mi phía trên hắn nhìn qua thiên cơ tử mỗi chữ mỗi câu nói ra rất nhiều người đều cảm thấy ta phải chết thế nhưng là kết quả là ta vẫn sống phải hào hào mà những cái kia cảm thấy ta người đáng chết bọn hắn đều đã chết sau một khắc đầy trời kiếm khí không còn là kim sắc từ từ chuyển hóa làm một loại huyết hồng hay là nói thuần kim sắc kiếm khí dần dần bị màu đỏ thấm chỗ thẩm thấu. Huyết hồng sắc kiếm khí bên trong pha tạp lấy từng tia từng tia kim sắc, kia một đóa hoa sen vàng đúng là nở rộ tại một dòng sông máu phía trên. Tô Bắc ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bởi vì cực độ phấn khởi mà gần như khàn khàn, hắn bảo hiếu lấy nhìn qua trước mặt lão giả, thiên cơ tử. Thiên địa trong khoảnh khắc giống như vỡ nát, thương khung rơi vào, núi tuyết vỡ vụn, chôn sâu giấu tại hạ sôi sùng sục diễn thuyết nổ bắn ra ra, liền nóng hổi thương khung ngày hôm đó tế ở giữa thiên cơ đồ che đậy không ngừng cuối cùng có một thanh tuyệt thế thương khung huyết kiếm liền từ kia từng đóa từng đóa huyết sắc hoa sen bên trong nở rộ mà ra sơn hà hẳn là vỡ vụn đi thương khung hẳn là chặt đứt đi huyết hải hẳn là chôn giấu đi cho ta chết tô bác sắc mặt phía trên tràn đầy tia máu màu đỏ hắn giống giận trong tay đoạn tham thận kiếm mang đại thịnh tựa hồ lại phát tiết lấy bị chôn sâu tại băng thiên nguyên mấy cái giáp không cam lòng vô biên huyết khí cứ như vậy lan tràn ăn mòn tô bác thọ nguyên, phun ra nuốt vào lấy linh khí của thiên địa. Ở phía này gần như bị mai táng thiên đạo bên dưới, một đạo vết nứt màu đỏ ngòm cứ như vậy xuất hiện ở màn trời phía trên. Ngang qua phương viên trăm dặm chi địa, nhìn không thấy nơi cuối cùng là huyết hải vực sâu. Cái này trong khoảnh khắc giống như luyện ngục tàng thiên cung, giữ vững được vạn năm tuế nguyệt tàng thiên cung, tại một kiếm này trước mặt đúng là trực tiếp trở nên lung lay sắp đổ. Tô Bắc hai mắt càng phát ra địa dữ tợn, trong tầm mắt hết thảy mất nhan sắc, lọt vào trong tầm mắt đều là đen trắng. Thất khiếu bên trong bị cái này áp xúc hỗn độn chi khí chấn động đến không ngừng chảy ra máu tươi trên da lỗ chân lông dịn ra ân hoàng vết máu. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở cũng đã là nhiễm thấu hắn áo trắng thẩm thấu chỗ gánh chịu lấy hắn đại địa. Một tức này, tô bác đã dùng hết toàn thân trên dưới tất cả hỗn độn chi khí. Giữa thiên địa gần như không thể thừa nhận linh khí đã đạt tới hắn có khả năng tiếp nhận đỉnh phong. Một kiếm này là vì vương đạo trong kiếm mạnh nhất cũng vì vương đạo trong kiếm ý nghĩa thịnh nhất. Từng có người hành tẩu 10 vạn dặm đại hoang, một kiếm đoạn mất thương giang nước. Từng có người một kiếm hoành hành 21 châu, chỉ người cây kiếm chiếm cứ nửa cái kiếm tiên núi. Thương giang có thể đổi, tiên sơn có thể nghịch, đảo huyền thiên vì sao không thể. Vương đạo kiếm nhị, đoạn sơn hà. Tô Bắc tràn đầy máu tươi trên mặt, tinh hồng đồng lỗ nhìn chăm chú kia xám trắng thiên địa, không khí hóa thành huyết hải, tràn đầy vũng bùn cảm giác, một bước chính là tạo ra một cái biển máu, một bước chính là một đóa nở rộ huyết liên. Từ huyết sắc kiếm ảnh tạo thành hoa sen đúng là bày khắp toàn bộ thiên cơ quyển, Tô Bắc tại vô số hoa sen trung tâm như là tu la. Trường kiếm đẫm máu. Kia một cái chớp mắt, chính là máu nhuộm sơn hà, chuyện cũ năm xưa như phù quang lược ảnh ở trong mắt Tô Bắc không ngừng hiển hiện. Hắn nhớ tới Văn Nhân Bình Tâm ngã xuống vũng máu bên trong, nhớ tới Thượng Quan Vấn Đạo lấy độ kiếp trực diện đã nhập đại thừa nam hoàng. Nhớ tới đảo Huyền Thiên phía dưới, mai táng thành nữ hải cốt, thế giới nơi cuối cùng, là nho thánh phiêu đã hồn phách. 21 châu không tại cần cái này một loại kết thúc phương thức. Thiên cơ quyển bên trong, thiên cơ từ ép khô thể nội linh khí, gào thét cuốn vào vùng thế giới này, hưng hực xí diễm, điên cuồng tuôn ra dây leo. Đầy trời thương lôi, bọn hắn đan vào một chỗ, hội tụ thành một mảnh tinh thuần thiên địa chi lực, cấu trúc mà thành không thể tưởng tượng nổi đầy trời dị tượng. Tô Bắc hai mắt khép hờ, vô số tơ máu từ lỗ chân lông không ngừng mà chảy ra, máu me đầm đìa, nhưng hắn lại không hề hay biết, chỉ là giơ tay lên bên trong từng chuôi trường kiếm, mang theo một mảnh tinh hồng. Thanh bình kiếm, Tư Biệt Ly, Đoạn Tham Thận, cười gió xuân. Một phương này thương khung từ từ biến sắc, tinh hồng chi nguyệt ám chỉ thiên địa. Vương đạo kiếm khí à, kiếm thế giống như đại sơn băng, thiên địa này ở giữa, cũng vẻn vẹn chỉ có vương đạo kiếm khí có thể vẽ ra cái này một mảnh rộng lớn huyết sắc thiên địa. Kinh uống chưa nuốt máu, kiếm khí đã hoành thu. Một tức này, tên là Đoạn Sơn Hà. Giữa thiên địa đầu tiên là có hồng trung đại lữ thanh âm đột khởi tiếp theo chính là giữa thiên địa chấn động tàng thiên cung vỡ nát núi tuyết sụp đổ thiên địa thất sắc kiếm tông tiên liệt tô bắc một thức này đoạn sơn hà chưa từng nhục diệt thiên hạ kiếm tông tô bắc tự lẩm bẩm hai đạo kinh khủng linh khí ầm vang đánh vào nhau mãnh liệt cương phong trong nháy mắt xé nát y phục của hai người vương đạo ở giữa tên nếu như thức kiếm từ trước đến nay chỉ ở thẳng bên trong lấy không hướng khúc bên trong cầu ngươi như giết ta ta liền giết ngươi, thiên hạ kiếm tông là như thế, thiên hạ kiếm tông người càng là như vậy. Tô Bắc, ngươi chính là sau cùng thiên hạ kiếm tông người. Lão Phu tán thành ngươi. Thiên cơ tử trong con ngươi tràn đầy vẻ điên cuồng, cảm thụ được cái này chưa hề từng cho mình kia một loại kinh khủng áp bách. Trong chớp nhoáng này, trước mặt cái này đã gần như thấy không rõ dung nhan nam tử, để cho mình loáng thoáng địa gặp được hình dạng của hắn. Tựa hồ bên tai còn có thể quanh quẩn năm đó thanh âm của hắn. Bản công tử ta à, họ thượng quan, tên biệt ly chữ xa lánh ngươi đầy phá cho ta thiên cơ tử trong con ngươi lóe lên mấy hạt lệ ánh sáng giờ khắc này trong mắt của hắn phá lệ thanh minh không phải thiên cơ các tông chủ thiên cơ tử cũng không phải vì thiên đạo nhặt củi bổ thiên người trong mắt của hắn chỉ có giống như trên quan biệt ly chưa từng hoàn thành ước định tô bắc hàn giọng gầm lên hắn ra thịt từ từ bên ngoài vòng quanh trên thân thể đã có thể gặp đạt được rét lạnh xương trên tay chỉ còn lại mấy cây tàn gân còn tại ngẫu đứt tơ còn liền thiên cơ quyền tụ tập kinh khủng linh khí có thể nuốt vệ mảnh này trời dãy núi ẩm vang sụp đổ chính như tô bắc lời nói như vậy sơn hà nhưng đoạn đảo huyền thiên vì sao không thể đoạn một ngày này đảo huyền thiên phía trên xuất hiện một vết nứt đoạn thiên ngấn ngồi tại vương tọa bên trên hoang phi mặt không thay đổi nhìn qua trước mắt một màn này chỉ là tấm kia không có chút nào biểu lộ trên gương mặt có hai hàng thanh lệ lại là lặng yên chảy xuôi xuống tới nàng nhìn qua kia một đạo cầm kiếm thân ảnh nhẹ nhàng địa nghiêng đầu một chút, đưa tay thăm dò tính địa đi chạm đến bộ ngực của mình. Nơi đó vốn hẳn nên có một viên nóng rực hỏa hồng tâm, bây giờ lại là trống rỗng, chỉ là trống không một đạo cô tịch linh hồn. Vì cái gì cô sẽ rơi lệ đâu? Nàng không hiểu nhìn lấy tay mình, mình rõ ràng không có động tác, nàng lại bàng như cơ bắp ký ức chăm chú địa nắm ở cùng một chỗ. Thon dài móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay của nàng, chảy ra từng tia từng tia vết máu. Tô Bắc. Cái tên này quanh quẩn tại trong đầu của mình, nghe là quen thuộc như vậy, thế nhưng là mình lại không biết có quan hệ với cái tên này bất cứ chuyện gì. Hắn là không thể chết. Sâu trong linh hồn tựa hồ ẩn ẩn đang ám chỉ chính mình. Hoang Phi ngoẹo đầu, không hiểu, chỉ là thân thể của nàng lại là phảng phất không bị khống chế, cứ như vậy hướng phía kia đủ để chôn vùi linh khí của thiên địa ba động hạ đi tới. Sau lưng nàng, có đầy trời bỉ ngạn hoa nở rộ giữa thiên địa. Kia là từng đạo huyết sắc tường hoa, nàng túc khinh nhẹ địa di chuyển, vượt qua hư không, vung ống tay áo khắp múa, kia từng đó từng đó thịnh thế bỉ ngạn hoa tại nở rộ hoa sen màu máu hòa lẫn kia phiến nhìn không thấy giới hạn biển hoa làm cho người ghé mắt giữa thiên địa nổi lên huyết hồng sắc gợn sóng yêu ớt ung dung không thể diệt không thể hướng vì quân phun đây trời bỉ ngạn chỉ vì quân phun nàng nhẹ nghi ngờ nói ra chưa thức danh tự trên mặt khăn lụa sớm đã không thấy kia là một chương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tiên diễm môi đỏ giống như huyết sắc nồng đậm nóng bỏng đôi mắt đẹp của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trông rỗng nhìn thoáng qua chỉ còn lại có một hơi thiên cơ tử. Sau đó chậm rãi vươn hai tay nhẹ nhàng đem đã nhanh muốn ngất đi tô bác lũng vào trong ngực. Máu tươi thấm đầy kia vốn nên nên thánh khiết vạt áo. Bỉ ngạn hoa, hoa bỉ ngạn. Song vong xuyên, cũng vong xuyên. Nháy mắt sau đó, giữa thiên địa, có đầy trời biển hoa ẩm vang nổ bể ra đến, tư tán chậm rãi bay xuống. Phiêu tán bỉ ngạn hoa hương cùng nhẹ nhàng Phật sướng thế nhân đều biết cái này bị ngạn hoa sinh tử hai cách. Vì cái gì đây? Vì cái gì cô lồng ngực sẽ đau nhức đâu? Tô bác đã không có bất kỳ khí lực mở mắt ra, ý thức của hắn mê man, cảm thấy mình tựa hồ bị một người cứ như vậy nhẹ nhàng địa ôm. Mỗi một lần hô hấp, thống khổ đều sẽ rót vào mình cốt tủy, hắn toàn thân linh khí đã sớm khô kiệt, thống khổ liền giống như đau cùn cắt thịt. Ngũ giác tựa hồ chỉ có khứ giác còn tại, cho nên hắn ngửi thấy kia dừng lại ở trong trí nhớ rất quen thuộc hương khí cái này hương khí cho mình một loại rất bình tĩnh cảm giác, tựa hồ lại về tới bất kiếm phong, nằm ở mình kia một chương ghế đu phía trên, nhìn xem mình đồ nhi chăm chú huy kiếm. Tự mình tính chết sao? Chết cũng sẽ có ý thức sao? Tô bác trong đầu hiện lên đủ loại hình tượng, trong tấm hình, cuối cùng sẽ xuất hiện một cái khuynh thành nữ tử. Nàng thân mang cung trang, cứ như vậy hướng phía mình chậm rãi đi tới, thế nhưng là mình lại thấy không rõ lắm mặt của nàng. Thật rất muốn thấy được nàng gương mặt à, thật kỳ quái, lại là thấy được nàng cười. Kia cười một tiếng khuyên thành, không xinh đẹp, không nồng đậm. Muốn trở lại Kiếm Tông à? Kiếm Tông có cô tùng tuyết núi, nàng một bộ áo trắng rã rời. Nam Đô. Gió mang hơi lạnh, từ đầm nước thuận một chương sạch sẽ địa tố thủ nhào về phía cái kia tại bờ đầm tắm rửa nữ tử, đưa nàng một đầu phát triển lên. Cơ nam giác nhẹ nhàng địa lau sạch lấy thân thể, đột nhiên, tựa như tâm hữu sở động hướng phía trên trời cao nhìn lại. Phía chân trời xa xôi phía trên, xuất hiện một đạo vết đứt, đó cũng không phải tầng mây đứt gãy. Một đạo rõ ràng không thể xóa đi vết tích cứ như vậy khắc ấn tại giữa thiên địa, trên đó lóe ra hào quang màu đỏ thắm. Nàng đại mi cau lại, đem nước trên người lau sạch sẽ, đứng dậy, nghi hoặc địa mở miệng nói. Nơi đó là đây. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khoảng cách Nam Đô còn sót lại 8.000 dặm bên ngoài một khung khắc họa lấy kiếm tông tiêu chí phi thuyền trên. Nếu nhân thể xác tinh thần mỏi mệt ngẩng đầu, tấm kia vốn hẳn nên thành thục phong vận trên gương mặt viết đầy tiểu tụy nàng ngẩng đầu cùng dâng lên mặt trời mới mọc nhìn nhau nhìn qua kia một đạo bị nóng rực hồng quang chỗ nhuộm đỏ vết rách bất an trong lòng càng phát ra địa mãnh liệt hai tay của nàng chăm chú địa tre ngược chỗ nơi đó có một trái tim đang khẩn trương nhảy lên một ngày này một đạo kình thiên vết rách cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trên trời cao nương theo mà đến còn có một đạo bé không thể nghe sóng linh khí tiếng vang Tất cả mọi người đều là yên lặng nhìn qua đạo này vết rách, không có ai biết nơi đó đến tụt cùng phát cái gì cái gì. Vô luận là đại tông trưởng lão hay là nhỏ tông tông chủ, tương hỗ hỏi đến, kỳ vọng lấy từ những người khác trong miệng đạt được chút đôi câu vài lời. Mà hết thảy này ở chính là phí công. Vấn tiên sơn phía trên. Lớn tiếng khen hay cùng tiếng nghị luận trong lúc nhất thời đạt đến xưa nay chưa từng có độ cao, tiếng vỗ tay, nhảy cẫng tiếng hoan hồ. Những âm thanh này hội tụ vào một chỗ, xa xa khuếch tán ra đến, cho dù là ngoài trăm dặm, cũng là có thể rõ ràng có thể nghe. Đây là trục tiên môn cuối cùng hai ngày, mà cái này tại hai ngày, quyết định ai cuối cùng rồi sẽ vấn đỉnh tiềm long bảng đứng đầu bảng. Toàn bộ 21 châu, bất luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều đối với lần này coi trọng đạt đến chưa từng có độ cao. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, bình tĩnh, liền như là dĩ vãng, tất cả mọi người tụ tập tại nguyên chỗ, một mặt kích động nhìn qua cao đúc lôi đài. Bởi vì trục tiên môn các tông đệ tử số lượng quá khổng lồ, cho nên lớn nhỏ sân bãi hiện đầy cả tòa vấn tiên sơn. Nhưng chân chính hấp dẫn ánh mắt chỉ là tại vấn tiên sơn trung ương kia một tòa lôi đài. Tất cả có tư cách tham gia cuối cùng vấn đỉnh chi chiến các tông đệ tử đều sẽ ở chỗ này quyết chiến, tại đây nhân khí so với các nơi khác, dị thường nóng này. Nhìn, là kiếm tông tiêu tiên tử. Nguyên tông thánh tử cũng tới. Hai người xuất hiện thời khắc, các tông đệ tử bên trong lập tức phát ra một chút kinh hỉ thanh âm, từng đạo lửa nóng ánh mắt đều nhìn về phía trên thân hai người. Tại bây giờ vấn tiên sơn phía trên, tiêu nhược tình danh vọng nương theo lấy nàng chưa từng bại một lần chiến tích, không thể nghi ngờ là hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Mà mặc ly, lý tử quân bọn người, so với tiêu nhược tình mà nói, bởi vì cửa thứ nhất điểm tích lũy quá ít, 10 vị trí đầu còn có thể một hồi. Nhưng trước ba cuối cùng vô vọng, cho nên đoạt giải quán quân lôi cuốn hạt sống tuyển thủ, kiếm tông chỉ có tiêu nhược tình trên một người bảng. Lần này có hy vọng nhất đoạt giải quán quân đơn giản chỉ có 5 người. Đạo tông tiểu đạo tử, chúng ta nguyên tông thánh tử kiếm tông tiêu nhược tình còn có vô hoa khuyết trúc hải lưu thiên cơ tông công tôn mưu một nguyên tông đệ tử hai tay chấp sau lưng như có điều suy nghĩ phân tích nói ngươi nói chúng ta thánh tử cùng kia tiêu nhược tình so sánh ai phần thắng càng lớn nguyên tông đệ tử lắc đầu thở dài một hơi nói nói thật ra kia tiêu nhược tình tu vi tại cái này một chút đoạt giải quán quân lôi cuốn hạt sống tuyển thủ bên trong là thấp nhất nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại là phong phú đáng sợ mà đạo tử mặc dù đã sớm đi vào nguyên anh cảnh giới, nhưng thật đối mặt tiêu nhược tình, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác. Nhưng hẳn là chúng ta thánh tử phần thắng càng lớn đi, dù sao cao hơn kia tiêu nhược tình hai cái cảnh giới. Kiếm tông trụ sở chỗ. Đan Vô Lan nhìn xem trước mặt một đám kiếm tông đệ tử, tiêu nhược tình lần đầu tiên đổi lại một thân võ sĩ quần áo trắng. Hai mắt giống như hắc châu thấu ánh, đoan đoan chính chính ngồi quỳ chân, không sợ hãi không trệ. Đan Vô Lan ho nhẹ một tiếng, vươn tay vỗ vỗ tiêu nhược tình nơi bả vai, nghe không ra ngữ khí, gợn sóng mở miệng nói, "Nhược Tình, lần này tranh đấu hết sức liền tốt." Kiếm Tông đối với danh khí danh vọng nhìn cũng không phải là rất nặng, "Ngươi sư tôn đem các ngươi giao cho ta, tự nhiên muốn hộ các ngươi chu toàn. Nếu là cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, nhận thua liền có thể." Những lời này ngược lại là phát ra từ sâu trong nội tâm của nàng. Chỉ là đối với mình phu quân mấy cái này không chỉ chỉ là đồ đệ đồ đệ, nhưng trong lòng của nàng luôn có cùng một chỗ u cục không cách nào loại bỏ. Ngày phòng đêm phòng, đồ đệ khó phòng. Nhà ai đồ đệ cùng các nàng mấy cái, chừng lớn cái tạc lựu lựu con mắt, mỗi ngày nhìn mình chằm chằm nam nhân nhìn. Một cái còn chưa tính, mấu chốt là có một cái tính một cái, đều là một bộ đức hạnh. Cái này không chỉ có để đan vô lan lâm vào suy nghĩ, đến tột cùng là đồ đệ của hắn có vấn đề, hay là hắn người này có vấn đề. Tiêu nhược tình đứng dậy, hướng phía đan vô lan nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Đa tạ sư thúc đề điểm. Nhược tình sẽ hết sức nỗ lực. Đối với cái này cửu sư thúc, mặc dù nàng cùng sư tôn ở cùng một chỗ, mình có đủ kiểu không tình nguyện. Nhưng loại sự tình này trung quy không phải mình có thể ngăn cản, mà lại so với mình, nàng càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng lần này trục tiên môn, chính là mình sau cùng một lần cố gắng. Mạc ly cầm trong tay mình phối kiếm lao hoàn tất, đưa tới tiêu nhược tình trong tay, quay đầu lại gợn sóng mở miệng nói. Tiêu sư tỷ thanh kiếm này ngươi trước dùng đến đi. Tiêu nhược tình vuốt lên kịch liệt nhịp tim, nhưng đầu sang chỗ khác chính là ánh mắt kiên định hướng phía trên lôi đài đi đến nhìn xem nàng từ từ đi xa bóng lưng lý tử quân con ngươi đánh giá trên trời cao kia một đạo kình thiên vết rách cắn cắn môi mỏng do dự một chút đột nhiên ghé vào mặc ly bên tai bên cạnh sư tỷ ở kiếp trước thời điểm nhưng từng có đạo này vết rách xuất hiện sự tình đã càng ngày càng thoát ly chúng nữ nhận biết tựa hồ giống như trên một thế hướng đi đã hoàn toàn khác biệt vô luận là đột nhiên quyết định đi tìm thánh nữ sư tôn vẫn là như hôm nay bên trên vết rách thay đổi thời gian cuối cùng mang theo ký ức mà đến chúng nữ tựa hồ vẻn vẹn chỉ là có chút vỗ một chút cánh thời gian bỉ ngạn kết cục liền đã rất là khác biệt một thế này sẽ có hay không có biến động những cái kia sát người sẽ còn xuất hiện sao mặc ly vỗ vỗ tay của nàng ra hiệu nàng ngồi tại bên cạnh mình nhếch môi sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lý tử quân mở miệng nói những cái kia sát người có tới hay không cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn thực lực của chúng ta cũng không có đạt tới có thể cải biến kết cục tình trạng an tâm chờ đợi sư tôn trở về đi. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí dừng một chút, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nghiền ngẫm địa cười. Dù sao kết quả xấu nhất chính là chết thôi, cũng không phải không chết qua, dù sao cũng tốt hơn chết tại người một nhà trong tay. Đúng lúc này, đột nhiên, đạo tông trụ sở truyền đến một mảnh gãi động. Một đưa tin chấp sự như bay chạy vội tới, hướng phía đồng tu đi tới, sau đó sắc mặt trầm trọng ghé vào đồng tu bên tai thì thầm. Đồng tu con ngươi trong nháy mắt chính là trợn tròn lên, lập tức một gương mặt mo chính là trở nên vô cùng âm trầm xuống tiếp theo tràn đầy không thể tin nhìn qua hắn giận dữ hết ngươi nói cái gì cái này sao có thể tên kia chấp sự sắc mặt càng phát ra địa trắng bệch gần như tuyệt vọng khóc lên lẩm bẩm nói ta làm sao dám mở loại chuyện như vậy cho đùa à trong vòng một đêm ta đạo tông 86 phong đoạn mất 16 tòa bây giờ hộ tông đại trận đã mở ra tông chủ chưa bao giờ có tức giận như vậy ta đạo tông 32 trưởng lão có một nửa đều phản bội tông môn, bây giờ toàn bộ tông môn bị chia làm hai nửa, nếu là không có tông chủ đại trận, sợ là tất cả đệ tử đều đã khuyên diệt. Hắn hướng đồng trưởng lão hạ đạt tử mệnh lệnh, cho dù là liều mạng cũng muốn đem ta đạo tông những đệ tử này bảo vệ tốt. Không có mệnh lệnh của hắn, không cho phép về tông. Đồng tu hai tay run rẩy, tiếp theo đôi mắt của hắn quét về Nam Hoàng trước đây vị trí. Quả nhiên hết thảy an tĩnh quỷ dị, an tĩnh dọa người. Kia một chỗ địa điểm trống rỗng, không có nửa phần bóng người tồn tại hắn chăm chú địa nhắm mắt lại ép buộc mình hít sâu lồng ngực kịch liệt chập trùng một trận lúc này mới chậm rãi ngồi xuống thân thể nổi giận cảm xúc hơi chậm lại hắn biết việc này tuyệt đối không thể lộ ra nếu không tất nhiên sẽ gây nên đại loạn hắn một phát bắt được tên kia chấp sự cổ áo sau đó thật sâu nhìn xem hắn mở miệng nói từ giờ trở đi việc này ngươi biết ta biết tại không có người thứ ba hiểu chưa tên kia chấp sự vội vàng nhẹ gật đầu ngay tại đồng tu vẫn còn đang suy tư đối sách thời điểm, đao tông sở tại địa, tên kia dẫn đội trưởng lão mãnh địa rút tay ra bên trong đại đao, hung hăng tích hướng về phía trên mặt đất. Oanh! Tiếng nổ mạnh to lớn âm trong nháy mắt truyền khắp cả tòa vấn tiên sơn. Tất cả mọi người đều là một mặt kinh nghi hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại. Đao tông trước mặt trưởng lão cái bàn đã là biến thành đầy đất mảnh vỡ, sắc mặt của hắn âm hàn, trong mắt dũng động sát ý điên cuồng, giận dữ hết. Lưu nhị sẹo mụn, ngươi mẹ nó cũng dám phản bội đao tông già tông chủ đối ngươi không tệ à ngươi làm sao dám à đối diện tên kia chấp sự rụt lại đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng chỉ là khẩn trương cầm bên hông đao đắng chát mở miệng nói trưởng lão bây giờ ta đao tông sơn môn vỡ vụn già tông chủ sinh tử chưa biết tam trưởng lão tứ trưởng lão chẳng biết đi đâu ngoại trừ ra ngoài làm nhiệm vụ đến nay chưa về đao tông đệ tử gần tám thành đệ tử ngộ hại ta đao tông bị những cái kia đột nhiên chui ra ngoài người áo đen đánh một trở tay không kịp à đây hết thảy đều là nhị trưởng lão là lưu nhị sẹo mụn đem bọn hắn bỏ vào đến đại trưởng lão mang theo chỉ còn lại hai thành đệ tử trốn vào vạn thọ sơn bây giờ đã hoàn toàn liên lạc không được tên kia chấp sự thanh âm không có chút nào che lấp tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh nhìn qua chấn nộ đao tông trưởng lão một đêm trước đó đao tông tám thành đệ tử ngộ hại máu chảy thành sông thi hải khắp nơi đây chính là thiên hạ mạnh nhất 10 đại tông môn một trong à cứ như vậy trong vòng một đêm lật úp rồi Nguyên Tông dẫn đội trưởng lão từng hỗ liếc nhau một cái, vội vàng là móc ra trưởng lão lệnh bài, ý đồ cùng Nguyên Tông liên hệ. Kia một đầu từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ hết thảy đều yên lặng. Không thể nào. Hai người liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra sợ hãi. Đao Tông sự tình tuyệt đối không thể nào là ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là có chỗ dự mưu. Nhưng mà, còn chưa chờ đại não của mọi người từ đứng máy bên trong tỉnh táo lại, từng đạo tin dữ giống như sấm sét giữa trời quang cuốn tới nguyên tông chấp sự sợ hãi giống song đồng bên trong tràn ngập suy nghĩ nước mắt nghẹn ngào thanh âm gào thét khàn khàn nói tam trưởng lão công chủ vẫn lạc bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hùn vốn thiết kế lừa giết ta nguyên tông tại tông môn tổng cộng một vạn tám ngàn tên đệ tử không ai sống sót chỉ có lục trưởng lão chạy ra ngoài bây giờ tại tụ lại lấy ra ngoài bên ngoài làm nhiệm vụ nguyên tông đệ tử chúng ta đi nhanh đi vẫn còn so sánh cái gì à nguyên tông cũng bị mất oanh 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 mấy đạo kinh khủng tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ vấn tiên sơn tiếp theo chính là một cái tiếp theo một cái đưa tin chấp sự bay đồng dạng chạy đi qua ánh mắt bên trong đều không ngoại lệ tràn ngập lấy sợ hãi cùng vẻ chấn động vô số thanh âm truyền khắp cả ngọn núi đại trưởng lão ta đào hoa tông ba 800 tên đệ tử trong vòng một đêm toàn bộ ngộ hại trưởng lão đoàn toàn liên lạc không được tinh vẫn các sơn môn đóng chặt tất cả trưởng lão đệ tử toàn bộ mất liên lạc thủy vân cốc đệ tử vẫn lạc gần nửa tông chủ mang theo ba tên trưởng lão cùng hạ ba phong đệ tử trốn vào thủy vân bí cảnh bây giờ bị vây ở trong đó không cách nào ra sư hồ tông tông chủ chết trên tông môn hạ các đệ tử không một người còn sống chúng ta diệt tông thích kiếm môn đệ tử toàn diệt cây núi tông đệ tử toàn diệt liệt nham cốc đệ tử toàn diệt từng đạo kinh thiên tin tức lộn xộn tuôn ra mà đến vỡ tung tất cả mọi người ở đây não hải tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ cho dù là trên lôi đài ngay tại tỉ thí các tông đệ tử cũng là thất thần, tương hỗ nhìn qua đối diện. Tiếp theo chính là đinh tai nhức óc bạo động thanh âm, tất cả mọi người đều là gào thét, thanh âm hội tụ ở cùng nhau, xông thẳng tới chân trời. Vẫn còn so sánh mẹ hắn cái gì, tông môn cũng bị mất. Lão tử muốn vì tông chủ báo thủ. Đến tột cùng là ai à? Phía sau màn hắc thủ là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy phản đồ à? Người áo đen là cái thứ gì à? Kiếm tông trụ sở, tất cả mọi người đều là sợ mất mật nhìn qua trước mắt một màn này, nuốt nước bọt, thở mạnh cũng không dám hơi thở một tiếng. Lý Tử Quân ánh mắt kinh nghi mà nhìn xem Mạc Ly, hai người đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Một màn này, ở kiếp trước đều chưa hề từng có. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, Kiếm Tông đưa tin chấp sự như bay hướng phía Kiếm Tông trụ sở chạy mà tới. Đan Vô Lan cùng Đan Vô khuyết sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, loạn trà loạn trọng mà ngã xuống nguyên địa, khàn khàn cuống họng nhìn qua tên kia chấp sự ta kiếm tông tên kia chấp sự lắng lại một chút tim đập của mình sau đó thở hồng hộc mở miệng nói thượng quan lão tông chủ đến tin tức nói tối hôm qua có gần 10 tên hợp đạo tu sĩ còn có đếm không hết phản hư hóa thần dạ tập kiếm tông ừm bất quá đều để hắn diệt hắn để kiếm tông tại nam đô cẩn thận một chút đan vô lan chừng lớn con ngươi chậm rãi nhắm lại chậm rãi thở dài một hơi sau đó nhìn qua vẫn tại trên lôi đài cùng kia nguyên tông thánh tử do phong tiêu nhược tình mở miệng nói nhanh để nhược tình trở về sự tình có biến vấn tiên sơn phía trên 21 châu vạn tông đều là hội tụ ở chỗ này hoảng sợ bối rối thanh âm tại khắp núi quanh quẩn lão tử không ngốc muốn về tông môn đào hoa tông chúng đệ tử nghe lệnh theo lão phu về đào thành liệt nham cốc lít nha lít nhít dòng người giống như tiết miệng cống hồng thủy hướng phía vấn tiên sơn phía dưới dũng mãnh lao tới kiếm tông trụ sở tiêu nhược tình một mặt không hiểu nhìn qua trước mặt biến cố đột nhiên xuất hiện nàng không rõ vì cái gì đột nhiên toàn bộ vấn tiên sơn đều lộn xộn mặc ly đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trên trời cao vết nứt kia ngưng ra hàn ý nàng môi đỏ hơi nhếch cười lạnh mở miệng yếu ớt nói những cái kia sát tu muốn tới cơ nam giáp một cái tay lôi kéo lâm cẩn du hướng phía kiếm tông phương hướng đi tới nhìn qua trước mặt chúng nữ cùng vây tụ cùng một chỗ kiếm tông đệ tử bọn hắn là tô Bác trí thân mà giờ khác này chỉ có mình ở chỗ này cái khác tông môn có lẽ không có công phu đi bận tâm nhưng ít ra muốn bảo vệ tốt các nàng không khí càng ngày càng nóng rực nương theo lấy lấy một cỗ nóng rực một trận mưa to ẩm vang giáng lâm nồng vụ bao phủ lại toàn bộ nam đô cơ nam giác đem mọi người bảo hộ ở sau lưng mắt phượng xa xa nhìn qua trên trời cao tiên má lúng đồng tiền đột nhiên bản khởi sau đó nhẹ nhàng địa mở miệng nói hắn tới đan vô khuyết đem trường kiếm rút ra bảo hộ ở một đám kiếm tông đệ tử sau lưng, cây kia ngốc lông lẳng lặng địa thiếp thoa lên trên trán của nàng, dò hỏi, ai? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, vô số tiếng rít âm bỗng nhiên ở giữa ở giữa phiến thiên địa này vang vọng. Mưa như chút nước mưa to trong khoảnh khắc chuyển biến làm đầy trời tuyết rơi, đè lại cái này một cỗ nóng rực. Vấn tiên sơn bên trên tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, mãnh ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền lại tới phương hướng. Kia là các loại pháp bảo gào thét phá không thanh âm, mà lại tuyệt đối không chỉ chỉ có một cái, kia là mấy trăm, hơn ngàn cái. Quả nhiên ngay tại sau một khắc, vô biên hắc ám triệt để bao phủ phiến thiên địa này, phá vỡ mảnh này nồng vụ bao phủ đỉnh núi, che khuất bầu trời mà đến. Bóng đen tầng tầng lớp lớp hội tụ, kia là một đầu trúc long, cứ như vậy xoay quanh tại Nam Đô cả không. Mà liền tại kia một đầu trúc long đầu rồng phía trên, một nam tử cứ như vậy đứng ở trên đó. Trên người long bào bị gió chỗ lôi cuốn, bay phất phới, hắn nhẹ nhàng địa bóc trên mặt mặt nạ, bình đạm nhìn qua trên núi đám người các vị muốn làm gì đi vẫn là ngoan ngoãn địa ở lại chỗ này đi nam phong cổ quốc hoàng đế nam hoàng hôm nay hắn cũng không có như cùng đi thường đồng dạng thân mang một thân mộc mạc mà là đầy đầu phát xõa xuống chân đạp trúc long lấy một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách trở về cực kỳ giống chấp trưởng thiên mệnh người mà sau lưng nam hoàng lại có một người theo sát mà tới sương mù nặng nề thiên khoát mây đen không ngừng bao phủ trên trời cao lôi quang vang vọng phẳng phất muốn đánh nát cái này một mảnh yên lặng trời ép thành muốn phá vỡ người kia liền cách nam hoàng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước cầm trong tay bụi bặm vô hoa khuyết tông chủ cơ như thanh lũng hai người một trước một sau cứ như vậy hùng ngồi cả mảnh trời màn mà cái này còn không chỉ ngay tại thân ảnh của hai người đứng vững ở giữa tại vùng trời này phía trên trong nháy mắt sáng lên một vòng sáng ngời tại cái này đầy trời hắc vụ phía dưới phá lệ làm cho người ta chú mục giả dích tuyết rơi ngừng cái này một màn trời phía trên không ngừng mà tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Nháy mắt sau đó, từng người từng người người áo đen như cùng một chỗ khối thiên thạch rơi vào vấn tiên sơn phía trên, đại địa chấn chiến, quét sạch lên bụi mù vô số, kỳ thế như là núi rít gào tuyết lở. Đến mức những nơi đi qua, mấy trăm sắp lao xuống vấn tiên sơn tu sĩ, đều là bị cái này một lực lượng kinh khủng chỗ lôi cuốn lấy đằng không mà lên, chưa từng rơi xuống đất cũng đã tại chỗ chết hết. Mãi cho đến lúc này, kia bị nồng vụ bao phủ Nam Đô mới trở nên thanh minh cơ như thanh lũng cùng nam hoàng đạm cười nhìn qua hết thảy trước mặt tay áo cuốn lên đầy trời bụi mù thanh âm giống như rung động cơ như thanh lũng gặp qua các vị cơ nam giác ánh mắt phức tạp nhìn qua hết thảy trước mặt một ngày này trung quy vẫn là tới chỉ là để nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là cái kia trước đây truy sát mình tôn thượng lại thật là nam hoàng vấn tiên sơn bên trên một đám tu sĩ một mặt hoảng sợ nhìn qua một màn trước mắt đồng tu híp mắt tiến lên một bước trực diện nam hoàng tức giận mở miệng nói Nam Hoàng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đây hết thảy chủ sử sau màn người, đều là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bên trên 10 tông trưởng lão không có người tổ chức, tựa hồ tự phát tính, yên lặng hội tụ đến cùng một chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn qua trên trời cao trung niên nam nhân. Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, cùng toàn bộ 21 châu là địch. Nam Hoàng gợn sóng nhìn thoáng qua đồng tu, sau đó tùy ý cười cười, mở miệng nói, cùng toàn bộ 21 châu là địch đồng trưởng lão, ngươi không khỏi coi thường chấm. Ngươi sao không nhìn xem, đứng tại chấm sau lưng, đều là người nào đâu. Kia một đám đều nhịp người áo đen, yên lặng tháo xuống một mực đeo tại trước mặt mặt nạ, từng trương để đám người vì đó quen thuộc mặt cứ như vậy bạo lộ tại trên trời cao. Đào Tông, Tinh Nguyệt Tông, Nguyên Tông, Đạo Tông, Thiên Cơ Các, Phật Môn, Thương Tông, Đa Bảo Các. Kia là mười tông cho tới nay vì đó tín nhiệm các đại trưởng lão, chỉ là bây giờ đổi lại kia một thân áo bào đen, nhưng vô luận là khí chất vẫn là tu vi đều là không cách nào làm bộ cái gì vương chiêm ngươi làm sao lại ở chỗ này ngươi không phải đã chết rồi sao nói cho ta vì cái gì đồng tu từ trong đám người trong nháy mắt trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc trong mắt của hắn trợn tròn lên lớn tiếng chất vấn đạo tông thất trưởng lão vương chiêm chỉ là bình đạm nhìn hắn một chút bộ dạng phục tùng liễm tay cũng không từng lên tiếng một mực ngốc sau lưng đan vô lan lý tử quân nhẹ nhàng địa mở mắt ra nhìn qua kia từng đạo áo đen thân ảnh từ trong đó nàng nhìn thấy một cái căn bản cũng không khả năng thấy được người kia là từ khi mình đi xứ đông nước đến nay liền một mực tìm không được ngươi từ thúc thúc không chỉ chỉ là ngươi từ nàng còn chứng kiến ngươi hạ ngươi từng vì cái gì đây nàng lẩm bẩm hỏi đến chính mình phụ thân của mình đối đây hết thảy biết được sao một đạo rét lạnh băng tuyết còn quấn toàn bộ vấn tiên sơn cơ nam giác toàn thân áo trắng tay áo phiêu diêu có phong khoáng trạng thái khí cũng có vũ mị mềm mại, cả hai tụ hợp vào một người, không hiện nửa phần xung đột, cứ như vậy lên như diều gặp gió, đối mặt với Nam Hoàng. Phong tuyết mê loạn mắt người, một nháy mắt, trên mặt đất chính là xuất hiện vô số đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách. Giờ khắc này, cơ nam giác quanh thân linh khí bạo phát ra chưa hề từng có cường hoành, thẳng kéo lên đến độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, khí thế ẩm ẩm sóng dậy. Nàng bình tĩnh nhìn qua Nam Hoàng, mở miệng nói, Nam Hoàng, trẫm muốn biết nguyên nhân. Nam Hoàng vẫn như cũ là đứng ở trúc long đầu rồng chỗ, ở vào cái này một mảnh trong gió tuyết, gượng sóng mà nhìn xem cơ nam giác, trạng thái khí hùng hồn không thua cơ nam giác. Tuyết long ngỗng phô thiên cái địa rơi xuống, tại cái này ngày mùa thu. Tất cả tu sĩ nhìn qua trên trời cao hai người, đúng là ở thời điểm này có chút không đúng lúc ngơ ngác xuất thần. Đây chính là 21 châu đương thế hai hoàng, có thể được xưng là hoàng, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu bàn về cảnh giới, không nói thánh nữ, nhân gian dùng cái này hai người là nhất đông hoàng đối nam hoàng đông nước tôn trọng tu sĩ sùng thượng vũ lực trí thượng truyền thống mà nam quốc thì là thích nho học thích lấy lý phục người nhưng trước mắt một màn lại vừa vặn tương phản đông hoàng có lẽ một cái giáp trước kia người ta lại là thực lực tương đương chỉ là bây giờ người ta ở giữa trên lệch quá xa nam hoàng gợn sóng mà nhìn xem nàng quanh thân linh khí chợt vang lên tại phía dưới mặt đất không chịu nổi gánh nặng ầm vang đổ sụp vỡ vụn từ hắn đặt chân chỗ không ngừng mà hạ xuống, hướng ra phía ngoài tầng tầng lan tràn, như là một con cự bát. Chấm từ trước đến nay không đánh không có chút nào chuẩn bị cầm, tự nhiên đối với cực chuyện này, cũng là cực kỳ bài xích. Giờ khác này, thế nhân thấy tận mắt thực lực của hắn không ngừng mà tăng lên. Một mực đến độ kiếp đỉnh phong. Hay là nói, nửa bước đại thừa. Một mực cùng sau lưng nam hoàng cơ như thanh lũng tiến lên một bước, gợn sóng mở miệng nói. Đông hoàng giao cho bản tông liền tốt hắn xa xa nhìn thoáng qua cách đó không xa thương khung, tiếp tục nói, nho thánh lão ra hỏa kia, hẳn là muốn phá vỡ đại trận kia, hắn liền muốn tới. Vẫn là chừa chút thực lực đối phó hắn đi. Sau một khắc, cơ như thanh lũng một bước đạp thật mạnh ra, toàn thân khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Lại là một cái độ kiếp trung kỳ đỉnh phong. Ở sau lưng hắn, từng người từng người người áo đen đi tới, quanh thân khí thế không giữ lại chút nào bạo phát ra. Phản hư, hợp đạo. Gần trăm phản hư, mấy chục hợp đạo, cùng mắt thường đếm không hết hóa thần nguyên anh. Bay khắp toàn bộ Nam Đô ngoài thành cấm thạch tại thời khắc này mãnh nhưng sáng lên, từng đạo hào quang màu đỏ thắm đem toàn bộ Nam Đô phong tỏa ngăn cản. Chí Dương tỏa tiên trận. Bởi vậy vừa đến, toàn bộ Nam Đô liền trở thành một tòa cô lập hòn đảo, lại không bất luận kẻ nào xuất nhập. Chúng tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hết thảy trước mặt. Đây là Nam Hoàng Mưu Đồ đã lâu kế hoạch, hắn mục đích chính là muốn mai táng cái này xuất hiện tại nam đô tất cả tu sĩ cơ nam giác biểu hiện trên mặt bỗng nhiên âm trầm vô cùng nhìn chăm chú trước mặt cơ như thanh lũng lạnh giọng mở miệng nói cơ như thanh lũng ngươi đây là tại chợ trụ vi ngược cơ như thanh lũng bình đạm nhìn hắn một cái tùy ý địa mở miệng nói đông hoàng so với ngươi bản tông rõ ràng hơn mình đang làm những gì chẳng lẽ ngươi liền định đời này vây ở độ kiếp cảnh giới vĩnh viễn không bước ra một bước kia sao ngươi là một người thông minh làm gì đi quan tâm những người kia chết sống. Đến chúng ta cảnh giới này, không nên cũng sớm đã đem thế sự nhìn đạm sao. Hắn rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng địa lau sạch lấy mi tâm của mình, một điểm chu sa đỏ tươi ướt át, khuyên quốc khuyên thành. Cơ nam giác, đây là chiều hướng phát triển à. Ngươi đứng tại bọn hắn phía bên kia, làm sao lại có bất kỳ đảo ngược. Một bộ cẩm tú áo trắng cơ nam giác nhẹ phẩy tay áo, như là áo xanh run nước, sau một khắc từng đạo tảng băng trong nháy mắt từ phía sau của nàng nở rộ mà ra giữa thiên địa đột khởi đạo gợn sóng hướng về bốn phía tầng tầng khuếch tán ra đến đảo ngược ta tin tưởng hắn cơ nam giác con ngươi không có chút do dự nào chi sắc sau một khắc cũng đã xuất hiện ở cơ như thanh lũng trước mặt một đạo băng kiếm chính là hung hăng đâm về phía hắn một kiếm này nàng không có chút nào giữ lại cho dù là vừa đi vào độ kiếp tu sĩ sợ cũng sẽ bị một kiếm này xuyên thủng nhưng nam tử trước mặt không giống hắn là cơ như thanh lũng vô hoa khuyết tông chủ thiên cơ quyển phía trên người thứ ba gió lớn ảo ạt hắn mái đầu bạc trắng loạn vũ sau một khắc trong tay hắn bụi bặm chính là mãnh địa vung ra chặn cơ nam giác đạo này công kích như đụng chuông lớn ầm vang rung động cơ nam giác cái này hốt hoảng địa một kích đem cơ như thanh lũng đánh lui hơn 10 trượng xa nhưng chính cơ nam giác cũng không chịu nổi máu tươi trong nháy mắt chính là khóe miệng bừng lên tại trên gương mặt của nàng một mực lan tràn đến cái cổ ở giữa kéo ra một đạo chói mắt đỏ tươi theo hai người giao chiến, bàng nếu là tại bình tĩnh nước hồ phía trên vung xuống một viên gợn sóng. Oanh, một đám người áo đen không có người tổ chức, liền giống như phá vỡ lồng giam mãnh thú, điên cuồng hướng lấy trên núi đánh tới. Bốn phía đều tại kịch chiến, cuồng loạn linh khí điên cuồng địa lan tràn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng lần này đến Nam Đô Các Tông, hợp đạo tu sĩ lác đác không có mấy, cho dù là toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, cũng không đến 10 người. Trời A giáng lâm càng đừng đề cập còn có sớm đã có đã đầu nhập vào Nam Hoàng Thiên Cơ tông cùng vô hoa khuyết. Đạo này yếu kém phòng tuyến trong nháy mắt chính là bị phá tan, từng đạo người áo đen ảnh điên cuồng địa tàn sát, một đường bôn tập. Thế như phá trúc, 21 châu tu sĩ như là bị cắt cỏ giết, trên đường đi phơi thay khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Gió thu thổi qua, một mảnh gió tanh mưa máu. Nam Đô, Bách Chiến chi Địa Nơi này là chưa hề đều không kiên kỵ tại người chết địa phương, đếm không hết tu sĩ mai táng tại vấn tiên sơn phía trên, mỗi một tấc đất đều từng nhuộm dần máu tươi. 21 châu bình tĩnh quá lâu, rốt cục bạo phát. Ngư hồng tụ một quyền đánh nát ngăn tại trước mặt mình đá vụn. Từ truyền tống trận đi ra nàng, bay vượt qua hướng lấy thánh địa phương hướng một đường bôn tập. Đi vào nam rời, bốn phía đều là người đến người đi, tiếng giao hàng, tiếng bỏ hống, tiểu hài tử cười huyên náo âm thanh, từng tiếng bên tai không dứt. Ngư hồng tụ thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, nắm thật chặt trong tay trưởng lão lệnh bài đi ngang qua một chỗ trà bày nàng nhẹ nhàng ngồi xuống dưới muốn một bát nước trà đột nhiên nàng nhìn thấy mấy tên thở hồng hộc hướng phía trà bày đi tới mấy tên tu sĩ từ bọn hắn mặc cùng thể nội linh khí vận chuyển đến xem tựa hồ là nguyên tông tu sĩ lông mày của nàng nhẹ trao lại một chút lấy mình đối cái này tông môn hiểu rõ bọn hắn sẽ rất ít như vậy phong trần mệt mỏi bộ dáng nàng bất động thanh sắc bưng lên trước mặt bát trà cẩn thận nghe giữa bọn hắn đối thoại Đậu đen rau muống, tân thiệt thòi chúng ta ra làm nhiệm vụ. Mẹ nó, chúng ta Nguyên Tông làm sao lại trong vòng một đêm bị tàn sát hơn vạn đệ tử à? Không chỉ là Nguyên Tông, Đạo Tông, Tinh Nguyệt Tông, đao Tông. Ngư hồng tụ đồng lỗ trong nháy mắt co lại một cái, tiếp theo mãnh địa quay đầu, nhìn xem cái này mấy tên tu sĩ, lo lắng dò hỏi. Tinh Nguyệt Tông, Tinh Nguyệt Tông thế nào? Hốt hoảng phía dưới, quanh thân linh khí không có chút nào che lấp, trong nháy mắt bao phủ lại mấy tên tu sĩ kia mấy tên tu sĩ chỗ nào hỏng bét qua khủng bố như vậy áp bách run rẩy mở miệng nói tinh nguyệt tông tựa hồ phong tông phong tông ngư hồng tụ nhíu mày một hồi nhìn qua trước mắt mấy tên nguyên tông đệ tử xem bọn hắn thần thái tựa hồ không giống như là dáng vẻ nói láo mấy tên tu sĩ nhìn xem nữ nhân trước mặt bộ dáng vội vàng là cúi đầu khẳng định trả lời đúng 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 tiền bối có thể tùy ý đi hỏi thăm một chút hiện nay toàn bộ 21 châu tông môn không phải phong tông chính là bị tiêu diệt chúng ta nào dám nói dối lừa gạt tiền bối à? Ngư Hồng Tụ hít một hơi thật sâu, tùy ý địa phất phất tay, mấy tên tu sĩ trong nháy mắt như lâm đại địch, như bay hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhìn qua mấy người bóng lưng biến mất, nàng hai tay chụp tại cùng một chỗ, không ngừng mà vuốt vuốt cái này càng phát ra hỗn loạn suy nghĩ. Sau đó nàng lắc đầu, đem trong đầu phân loạn ý nghĩ bài trừ, việc cấp bách là phải nhanh một chút đem 21 châu sự tình thông chi đến thánh địa, mời thánh nữ xuất quan, mới có cơ hội lắng lại trận này hạo kiếp mẫu đơn chúng hẳn là sẽ không phản bội cũng may lúc ấy để các nàng điều tra đảo huyền thiên sự tình lúc cũng đã đều rút lui tông môn nếu là thật sự như mấy cái này đệ tử lời nói kia mười đại tông môn xuất hiện nhiễu loạn sợ là không chỉ một nam hoàng bố trí nhiều năm như vậy trong bóng tối hạ như thế một đạo lớn cờ sợ là liền muốn đem toàn bộ 21 châu một mẻ hốt gọn dùng để cấu trúc kia cái gì thiên đạo nhất định phải thông chi mẫu đơn muốn đem những tông môn này tất cả vẫn còn tồn tại lực lượng trình hợp cùng một chỗ cái này một con phía sau màn hắc thủ rất cao minh bệnh ngoại trừ một cái lưới lớn, đem toàn bộ 21 châu chỗ ném vào. Biết rõ phía sau màn chắc chắn còn có tiến một bước kinh khủng động tác, nhưng chỉ dựa vào bản thân hiện tại hiểu biết manh mối, hoàn toàn sờ không tới bước kế tiếp đầu mối. Rất nhanh, Ngư Hồng Tụ cũng đã đem mình muốn làm mọi chuyện trong đầu chỉnh lý tốt, đem trong chén trà nước trà uống cạn, thân ảnh chính là trong nháy mắt biến mất tại giữa thiên địa. Thánh địa, ô thành. Thủy tạ viện lạc bên trong, một nữ tử buông thõng đầu đầy nhỏ nhắn mềm mại đen đặc mái tóc, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại viện lạc trung tâm. Bờ eo của nàng tinh tế, áo khoác lấy một kiện đã sớm hiện đầy bụi bặm váy xa. Trong trải viện lạc bên trong ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ có một viên rất là tươi tốt lão hoài thụ, mặc dù thời tiết đã nhập thu, nhưng vẫn cũ lưu lại không ít lá cây, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, chiếu xuống trên mặt đất, tạo thành từng khối mà nhỏ vụn kim sắc pha tạp dưới người cô gái kia cùng một chỗ rất bóng loáng đá xanh bởi vì ngồi thời gian quá lâu nhan sắc hơi có chút phát sầu thực yên đóng chặt con ngươi có chút run run nàng viên kia tâm không ngừng mà nhảy lên ẩn ẩn có chút bất an thánh địa bởi vì nàng bế quan đột phá đã đóng lại thật lâu nhưng khoảng cách kia bước cuối cùng nàng ẩn ẩn có thể đụng chạm đến một góc nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào vượt qua cảnh giới bây giờ tựa hồ tại một loại rất huyền diệu tình trạng chưa lâm đại thừa nhưng lại vượt qua nửa bước đại thừa tùng tùng đông, ở ngoài viện truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Thực yên mí mắt chậm rãi mở ra một nửa, dương mắt hướng phía cổng nhìn lại, đợi thấy rõ đi vào cửa nữ tử về sau, mới mở miệng nói. Điệp y, ngươi tới làm cái gì? Mấy ngày nay, nàng tựa hồ cũng tại mình ở ngoài viện bồi về không chừng, mặc dù mình cũng không có cố ý đi quan sát nàng. Nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được nàng nhanh chóng nhảy lên nhịp tim, tựa hồ cùng mình, trong lòng đồng dạng bất an. Luôn cảm giác ngươi có tâm sự gì, Điệp Y thu tay về, nhẹ nhàng địa cắn môi sừng. Gió thu nhấc lên mặt nàng bàng phía trên mịch ly lụa trắng, mặc dù vẻn vẹn chỉ là lộ ra một góc, nhưng vẫn như cũ là có thể thấy được nàng như thu thủy liễm diễm đồng cùng kia môi đỏ môi son. Điệp Y tâm thần có chút không tập trung nhìn qua Thực Yên, nàng đang do dự. Nàng không biết thế giới này có thể hay không bởi vì chính mình luân hồi mà dẫn đến thời gian tuyến biến thiên. Nhưng ngay tại ở kiếp trước lúc này, 21 châu trục tiên môn tại Nam Đô tổ chức mặc dù một đời kia mình cũng không có đi nhưng vẫn như cũ rõ ràng ở nơi đó đến tột cùng là bạo phát một trận như thế nào kinh khủng bạo loạn ở kiếp trước là nam nhân kia tự mình đến nhà mời thánh nữ xuất quan mới lắng lại rơi mất kia một trận cũng không biết đến phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai hoác loạn cũng không biết một thế này đây hết thảy đến tột cùng có thể hay không phát sinh nhưng đó cũng không phải nàng chỗ do dự nguyên nhân nàng sở dĩ do dự không tiến là bởi vì trong lòng một mực hiện lên một thanh âm thôi động nam đô hạo kiếp phía sau màn hát thủ là hắn sao hắn sẽ còn làm như vậy sao lần này thánh nữ có thể ngăn cản hắn sao nếu là thật sự lần nữa phát sinh trận này hạo kiếp còn sẽ có tiếp xuống máu họa trì loạn sao hắn sẽ còn lần nữa giết chết mình sao rốt cục điệp y lắng lại kịch liệt nhịp tim sau đó cứ như vậy nhìn xem thánh nữ chậm rãi mở miệng nói sư cô cô điệp y gần nhất tâm thần luôn có chút bất an luôn cảm thấy cái này 21 châu như có đại sự phát sinh. Có rào sạc gió thu lên, có một chút lá khô từ trên cành rơi xuống. Tự yên từ khối kia trên tảng đá chậm rãi đứng lên, trong mắt của nàng ngưng trọng nhìn qua trên trời cao kia một vết nứt. Khoảng cách thánh địa rất xa xôi, phương hướng tựa như tại đảo Huyền Thiên. Cho dù là nàng ở chỗ này, vẫn như cũ là có thể cảm thụ được hiện trường kia một đạo linh khí phong bạo đến tột cùng sẽ có cỡ nào đáng sợ, kia đã đạt đến tới gần đại thừa ba động. Đúng vậy, trực giác của ngươi là chuẩn, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới cửa. Thực yên thần sắc lạnh lùng, thần trí của nàng trong nháy mắt bao phủ trong tay trên mặt nhẫn, cảm thụ được trên đó các loại linh lực ba động. Nam đô linh khí lưu động không bình thường, ta đã điều tra không đến linh khí trong đó. Nơi đó, sợ có biến số. Ngay tại hai người tương hỗ đối mặt thời điểm, đột nhiên, một thánh địa đệ tử thần sắc vội vàng hướng lấy thủy tạ viện lạc chạy tới. cúi đầu, hai tay hiện lên lấy một chương trưởng lão lệnh bài, thần sắc cung kính mở miệng nói. Thanh nữ, Tinh Nguyệt Tông tông chủ Ngư Hồng tụ cầm trong tay thứ 10 cửu trưởng lão lệnh bài, thỉnh cầu gặp mặt thánh nữ. Nàng nói có cấp tốc sự tình, muốn cùng thánh nữ bẩm báo. Tự Yên đôi mắt bình tĩnh như đầm nước, đưa tay nhận lấy tấm kia lệnh bài, sau đó trả lời, nhanh chóng để cho nàng đi vào. Đồng thời, chuẩn bị mở ra thánh địa, hướng về thiên hạ tuyên bố. Thực Yên sửa sang lại một chút vạt áo, vươn tay tiếp nhận một mảnh thu diệp. Cô, xuất quan. Nam đô, ngàn đế phần đây là một tòa u ám cung điện dưới đất thật sâu chôn giấu lấy nam đô lịch đại hoàng đế mặc dù đặt tên là ngàn đế mà kỳ thực táng ở trong đó từ xa xưa nhất bắt đầu đếm lên cũng bất quá khó khăn lắm tám vị một to con trung niên nam nhân cứ như vậy nhìn qua ngăn tại trước mặt mình màn sáng cảm thụ được trên đó không ngừng lưu động linh khí vết tích khẽ thở một hơi nói nam hoàng à kia trung quy là lão phu các đệ tử lần này ngươi làm có hơi quá hắn cúi đầu xuống nhìn qua ghé vào sau lưng mình tiểu cô nương sau đó đưa tay vỗ vỗ nàng sừng rồng, thế giới này rất chân thực, những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả nói mình không muốn nhân gian vinh hoa phú quý, kỳ thật cái này rất buồn cười. Bởi vì bọn hắn vốn là đã cao hơn thế tục vinh hoa phú quý phía trên, nếu là đem bọn hắn một thân tu vi hủy đi, để bọn hắn từ đám mây đánh rớt bùn đất, hóa thành bụi bặm, ngươi xem bọn hắn còn muốn hay không. Trên thế giới này không có người có thể thoải mái đến không có bất kỳ cái gì truy cầu, đạo lý rất tục, cũng rất thật hoàng đế hưởng tới gần thế gian vinh hoa phú quý, lại muốn trường sinh, bản này chính là một kiện làm trái thiên đạo sự tình. Ngao Nguyệt trường lớn kim sắc đồng lỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, không hiểu hắn tại sao muốn sờ lấy mình sừng, đối với mình nói liên miên lải nhải. Mình rất không thích người khác đụng vào mình sừng rồng, nhưng trước mặt người trung niên này nam nhân là ra ra nhiều và dao, lại thêm mình cũng đánh không lại hắn, cho nên chỉ là rất ngoan ngoãn nhìn xem hắn. Lão đầu nhi, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nho Thánh tùy ý cười cười, chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng mở miệng nói. Nam Hoàng đem Lão Phu hẹn đến nơi này là muốn dùng Nam Quốc lịch đại long khí để ước thúc Lão Phu. Hắn liệu định Lão Phu sẽ không tùy ý địa đối Nam Quốc quốc phúc xuất thủ nếu là đem tòa này ngàn đế phần hủy đi. Lão Phu trên thân liền sẽ gánh vác lấy đạo này tội nghiệt cùng Nam Quốc ở giữa, kết xuống một đoạn không thể bù đắp nặng nề nhân quả, đời này phi thăng vô vọng. Đạo ánh sáng này màn rất yếu đuối, yếu ớt đến chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái toàn bộ ngàn đế phần liền sẽ tùy theo sụp đổ, nhưng cái này đại giới cũng rất nặng. Tựa như lão phu trước đây cùng ngươi nói, thế gian này không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ, người đều có chỗ theo đuổi đồ vật, cho dù là lão phu, trong lòng đối với cái kia trường sinh vẫn như cũ là lòng có chấp niệm. Lần này Ngao Nguyệt nghe rõ, nàng đem đầu hướng về sau duỗi một chút, tránh khỏi hắn tay, mở miệng nói, "Lão đầu nhi, vậy ngươi đến cùng muốn hay không ra ngoài đâu?" Vẫn là chờ bên ngoài đánh xong, để Nam Hoàng thả ngươi ra ngoài. Nho Thánh vươn tay sờ lấy màn ánh sáng kia, màn sáng từng chút từng chút vỡ vụn, cả tòa ngàn đế phần cũng tại thời khắc này đung đưa kịch liệt lên, bùn đất cùng bụi bặm giống như thác nước trút xuống, đại địa trần chiến. Ra ngoài à, lão phu những cái kia lạc đường đệ tử còn ở bên ngoài đâu? Ngạo Nguyệt dò hỏi. Vậy ngươi không muốn trường sinh sao? Nho Thánh nghe trong đôi mắt từ từ nổi lên một tia sáng, hắn nhìn thật sâu một chút thương khung, mở miệng nói: Có do phi thăng thứ quan trọng hơn, chỉ ít giờ phút này lão phu mới thật phối được tôn sưng một tiếng nho thánh đi. Ngươi theo lão phu đi ra về sau, cũng không cần quay đầu, rời đi Nam Đô đi, trở lại Bắc Hải Long Trì. Oanh! Ngàn đế phần ẩm vang sụp đổ. Nương theo mà đến, còn có không cũng biết khí vận nhân quả đặt ở nho thánh phía trên, giữa thiên địa tựa như là một lần bàn cờ lạc tử. Một phương bàn cờ hình thức ban đầu tại Nam Đô trên không dần dần hiển hiện, một cỗ hạo nhiên chính khí sông lên trời không, mưa to gió lớn vào không được. Ở xung quanh hắn, dây đặc địa mây đen rất nhanh địa cuốn tới một đầu màu bạc long thân phá mây mà ra bay lượn tại cuồng phong lôi minh bên trong rất nhanh địa biến mất tại chân trời mà trung niên nam nhân bàn cờ lại là càng ngày càng khổng lồ gần như sắp muốn chiếm lấy toàn bộ bầu trời từng viên lạc tử phá không mà đi quân cờ quang mang trói lọi hạo nhiên chi khí hùng hồn đến mức đầy trời dày đặc hắc vụ trong khoảnh khắc phá tản ra đến như tiên nhân từ đó hai điểm biển mây cuồn cuộn biển mây một nửa phía bên trái thối lui một nửa phía bên phải thối lui lưu lại ở giữa chiều rộng trăm trượng một đạo trống không khe rãnh nho thành chắp tay đứng ở trên bàn cờ ánh mắt nhìn về phía vấn tiên sơn xa xa nhìn qua tại cách đó không xa chờ đã lâu nam hoàng lão hỏa kế chờ đã lâu giờ này khác này đôi mắt của hắn bên trong đã gần như không thấy được đồng lỗ chỉ còn lại có vô tận hạo nhiên trong đó có đầy trời thư quyển khí tức lấp lóe hắn có chút nhếch môi sừng tay trái vung lên tay phải rộng lớn ống tay áo tay phải hướng về phía trước một điểm Mỉm cười nói. Lạc tử. Lấm ta lấm tấm như bàn cờ. Chi chi khắp nơi. Từng viên giống như sao trời quân cờ cứ như vậy xuất hiện ở giữa thiên địa. Nhìn như không có chút nào quy tắc có thể nói. Kỳ thực chỗ đến, ngay cả âm thanh cũng bắt đầu từ từ tịch diệt. Ba ngàn sáu trăm quân cờ. Giờ khác này, toàn bộ Nam Đô người đều là ngẩng đầu. Bất khả tư nghị nhìn qua trên trời cao một màn kia. Cùng cơ như thanh lũng giao chiến cơ Nam Giác tại Phát Giác được cái này một cỗ khí tức về sau không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay, mãnh ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại. Cơ nam giác tự lẩm bẩm là nho thánh. Đạo tông, nguyên tông, kiếm tông, tất cả tông môn trưởng lão đệ tử ngước nhìn thương khung, nhìn qua kia một cỗ phóng lên tận trời hạo nhiên chi khí, trong con người chớp động lên nhảy cẫng quang trạch. Hắn tới, lấy thương khung làm bàn cờ, sao trời vì lạc tử, bao gồm toàn bộ màn trời. Lúc này thiên địa không thấy mưa gió, ngửa đâu có thể thấy được ngôi sao đầy trời mặt trời chiều ngã về tây đang lúc hoàng hôn một vị quần áo không tầm thường quý công tử đầy đầu tóc trắng tuyết trắng tuyết trắng địa bên cạnh thân đặt vào một cái to lớn hộp kiếm tử cứ như vậy nằm tại một đôi bắp đùi thon dài phía trên khống vệ ở đây nam nhân bên cạnh có một viên cây tùng dưới tán cây ngồi một mặt không thay đổi nữ tử khoác trên người trường sam trên đầu mang theo mạng tre mặt tre lại tấm kia khuyên thành dung nhan chỉ là nàng cặp kia đồng lỗ lại là đầy mang theo vẻ nghi hoặc cứ như vậy nhìn chăm chú lên nằm ngửa tại mình hai đầu gối bên trên nam nhân. Nàng không rõ vì sao mình thời khắc mấu chốt sẽ động, cũng không rõ vì sao bộ ngực của mình chỗ sẽ thiếu khuyết một viên cực nóng trái tim. Khụ khụ, tô bác chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy bờ môi khô nứt, ít hầu chỗ thật giống như bị đau cắt thịt, truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức. Thiên cơ tử, hoang phi bình đạm nhìn hắn một chút, hai chân vô ý thức gục cũng, sau đó nhìn xem hắn gợn sóng mở miệng nói, cô tên hoang phi. Rất nhanh, Tô Bác cảm giác được đầu của mình lâm vào một mảnh mềm mại bên trong, chóp mũi còn quanh quẩn lấy quen thuộc hương khí. Đầu của hắn trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, nhìn qua hoang phi tấm kia quen thuộc gương mặt, ngược lại ngẩng đầu nhìn đầu đội trời tế kia một mảnh dáng đỏ. Đập vào mắt là chói lọi đỏ vàng nhị sắc liên đới lấy một mảnh che kín dáng đỏ dãy núi. Tô Bác đưa tay gõ gõ đau nhức đại não, phun ra một ngụm chọc khí, mở miệng nói, "Ta biết, ta nói là, thiên cơ tử ở đâu?" Hoàng phi nhìn Tô Bác một chút, chính mình cũng phải chết, còn quản người khác. Tô bác một tay chống mặt đất, dãy ruộng lấy đứng dậy. Lồng ngực chỗ đứt gãy không biết mấy chiếc xương sườn, tựa hồ thể nội linh khí hoàn toàn khô cạn, cũng không cảm giác được hai chân chi giác. Thở hồng hộc làm xong đây hết thảy về sau, tô bác ngẩng đầu lên, trực diện hoang phi, rốt cục dò hỏi, ý của ta là, ngươi bổ đau sao? Trời chiều phương say, miễn cưỡng rơi đầy đất kim đồng. Sườn đồi như cũ, có gió gào thét. Hoang phi lông mày gầy nhẹ, mang theo lấy nghi hoặc mà nhìn xem nằm tại mình hai đầu gối bên trên cái này tóc trắng phơ nam tử, cẩn thận đánh giá thân thể của hắn. Bổ đao. Lập tức giống như từ mặt chữ trên ý nghĩa hiểu được cái từ ngữ này ý tứ, sẽ bị tô bác gối lên dưới đầu đùi ngọc thu hồi lại. Đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo trên người, gợn sóng địa mở miệng nói. Còn có thể nói chuyện, xem ra sẽ không có chuyện gì. Tô bác vịn sau lưng hộp kiếm, thở hồn hển nhìn qua đứng trước mặt, đã quay lưng đi nữ tử đôi trong mắt kia có chút biến đổi một trận, do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói. Ngươi còn nhớ ta không? Mình lờ mờ còn nhớ rõ đem hôn mê thời điểm, kia một trận tại mình trong ý thức nở rộ bỉ ngạn hoa biển. Hoang Phi quay đầu lại nhìn hắn một cái, cũng không trả lời hắn, quay người hướng phía cách đó không xa đi đến. Kỳ thật nàng cũng không biết, vì sao mình nhìn thấy mặt trước nam tử, kia vắng vẻ lồng ngược chỗ, kiểu gì cũng sẽ dâng lên một tia nóng bỏng. Gió lớn vẫn như cũ gào thét lên, đem kia một bộ duyên dáng váy sam thổi phiêu đãng nhìn xem dần dần đi xa hoang phi tô bắc cắn môi một cái mở miệng dò hỏi uy ngươi đi đâu đi làm cái gì thanh âm truyền rất xa nữ nhân dừng lại một chút tìm thuốc hoang phi trả lời rất thẳng thắn sợ ngươi chết rồi trời chiều đem rơi sắc trời có chút lờ mờ tô bắc nhìn qua trước mặt đảo thuốc nữ nhân nàng giống như trên một thế mình mới gặp nàng lúc tính cách không có chút nào biến hóa vẫn như cũ là lạnh như vậy đạm, một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Hoàng hốt ở giữa, tựa như lại trở lại lần đầu nhìn thấy nàng đêm ấy. Tô Bắc tự nhận là mình cũng không phải là hơn một cái sầu thiện cảm người, chỉ là giờ khác này. Hắn lại cảm giác được cái mũi của mình có chút chua sót, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua đã lặn về tây mặt trời, nhẹ giọng lẩm bẩm Quả nhiên, con sống thật là tốt. Chính vào một trận gió phất qua, đem hắn lời nói vò nát, không biết nói cùng ai nghe trời chiều rốt cục hoàn toàn chìm vào trong đất, sắc trời ảm đạm, chỉ còn lại đường chân trời chỗ một vòng ngầm đạm sáng ngời. đem cái này ăn hết, còn tại ngay người thời khắc nàng đã đem tảng đá trong chén kia cùng một chỗ bùn trạng hồ hồ đưa tới, ngữ khí không dừng lại chút nào, quả quyết địa mở miệng nói. tô bác vẻ mặt đau khổ, đem đoàn kia mà hồ hồ ngậm tại trong miệng, lạ thường dự kiến chính là cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy đáng chát, ngược lại có một loại chua xót thanh điểm hương. đã ngươi đã nhìn qua con dấu kia chắc hẳn cũng đã rõ ràng như thế nào thủ thiên nhất tộc. Người đem cô tỉnh lại, vậy dĩ nhiên muốn gánh chịu lấy bù đắp thiên đạo cái này nhất trọng đảm nhiệm. Cô nhiệm vụ là gom góp cái này sáu cái con dấu, mà trừ bỏ đảo huyền thiên bên ngoài, tại tam địa đồng dạng còn có một viên, Bắc Hải, Tây Hoang, Nam Man. Mà cách nơi này gần nhất địa phương chính là Nam Man, chúng ta cần phải đi. Hoang Phi cúi đầu, liếc qua Tô Bắc, nhìn xem hắn một bộ không quan tâm nhìn chằm chằm bộ dáng của mình, lông mày có chút nhíu lên cô đang nói chuyện với ngươi. Ngươi có đang nghe sao? Ừm, nghe. Yeah. Tô bác trà sát một chút miệng, phản ứng lại, đem ánh mắt thu hồi. Hoang Phi dừng tay lại bên trong động tác, mặt không biểu tình, tay dơ lên chính là đối tô bác đầu đánh một cái. Đây là một kiện rất nghiêm túc sự tình, thân thể của ngươi cảm giác thế nào? Tô bác vô ý thức hoạt động một chút hai chân của mình, đau đớn một hồi truyền đến, trong mắt của hắn sáng lên, chỉ ít có thể cảm giác được đau nhức đã nói lên khoảng cách khỏi hẳn rất gần hắn hít một hơi thật sâu trong miệng còn dừng lại lấy một tia cây mờ hương vị còn tốt hoang phi nơi này là nơi nào ta muốn đi thánh địa tìm thánh nữ nam đâu có nguy cơ sợ là đã đánh lên hoang phi gợn sóng địa phủi hắn một chút sau đó mở miệng nói nơi này là nam rời như lời ngươi nói thánh địa bên cạnh ngươi nữ nhân kia cũng đã đi qua ngươi đi có làm được cái gì ngươi này một ít tu vi đi qua cũng không được cái gì tính thực chất địa hiệu quả hảo hảo chỉnh đốn mấy ngày Cô dẫn ngươi đi Nam Man Vu Cổ lấy con dấu. Tô Bắc ngơ ngác một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Hoang Phi, sau đó cười lắc đầu, cố chấp nói, "Ta phải đi, các nàng đều còn tại chỗ ấy." Nam Man Vu Cổ chuyện này tại về sau đi cũng không muộn. Hoang Phi tiếp tục xem hắn, bốn phía cỏ dại trong gió phật loạn, trong bầu trời đêm không ngừng mà truyền đến quạ đen kêu to. Cô nếu là khăng khăng mang đi ngươi đây. Tô Bắc nhìn chằm chằm nàng đã có chút nheo lại thu thủy dài mắt, thản nhiên cùng nàng nhìn nhau. Bình Đạm mở miệng nói, "Ta không muốn lại một lần nữa đã mất đi, bao quát người. Mưa thu thưa thớt rơi xuống, tựa hồ bị mấy vạn dặm xa bạo loạn linh khí ảnh hưởng, có chút lạnh lùng. Nữ nhân nhìn chằm chằm hắn, hắn cứ như vậy cùng nàng nhìn nhau, ba búi tóc đen mềm mại rủ xuống, càng thêm nổi bật lên mặt nàng như sương tuyết tuyết, mắt sáng như sao. Sau một lát, thu hồi ánh mắt của nàng Bình Đạm địa mở miệng, "Tùy ngươi." Dừng một chút, lại là mở miệng nói, "Cô sẽ ở Ba Vu tội nghiệt chi địa chờ ngươi." Tô Bắc lại một lần nữa hoạt động một chút hai chân, đã có thể đứng lên, hắn rung động rung động ung dung địa cầm lên sau lưng cõng hộp kiếm, chúng ta lên đường đi. Ách. Chỉ là vừa trải qua một trận sinh tử an cướp, thân thể suy yếu thành đô vượt xa tưởng tượng của hắn. Thân thể trong nháy mắt chính là ngã trồng vó xuống, rất nhanh chính là lâm vào một mảnh mềm mại cùng hương thơm bên trong. Tô Bắc ngẩng đầu, kia một đôi lạnh lùng đồng lỗ cứ như vậy nhìn lấy mình, bất quá thân thể của nàng cũng không có tránh đi. Bây giờ đứng ở trong mưa, trên người nàng quần áo cũng không hề hoàn toàn ướt đẫm, sợi tóc dính liền trên gương mặt, nhưng không có chút nào chật vật, ngược lại có một loại kinh tâm động phách khuynh thành vẻ đẹp, không hề tầm thường thánh khiết. Ngươi dự định dựa vào bao lâu? Hoàng phi ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng này có chút hướng phía dưới khóe miệng để tô bác phía sau lưng có chút phát lạnh. Nữ nhân này tựa hồ tức giận. Thế nhưng là ta thật đi không được à? Nắm ở cô eo, làm sao ôm. Tô bác đem thân thể trọng lượng đặt ở trên người nàng, hai người bao lớn bao nhỏ khập khiễng hướng lấy nơi xa đèn đuốc sáng trưng thành trì đi đến lại nói ngươi liền không thể nhanh chóng điểm sao không thể vậy ngươi có cái gì nhanh lên phương pháp để chúng ta mau chóng đến thánh địa không có kia muốn cái gì thời điểm mới có thể đến thánh địa cứ như vậy chậm rãi bay bay cái trên dưới trăm năm ngươi có phải hay không đơn thuần không muốn để cho ta đi thánh địa không phải ngươi vì cái gì nói ít như vậy hoang phi đầu quay lại con ngươi nhìn chằm chằm tô bắc nàng vốn cũng không dễ chịu lại nơi nào sẽ cùng một cái nam nhân từng có như vậy tiếp xúc nhất là một đôi cánh tay chăm chú địa lộ ra bờ eo của mình lại càng không biết tại làm gì cảm thụ tại sao mình lại bị dạng này một cái nam nhân chỗ tỉnh lại thiên đạo dựa vào hắn cứu vớt thật đáng tin cậy sao ngươi không muốn đi cũng có thể đi chết nhưng nói như vậy lại là đem hắn dần dần có chút trượt xuống tay chăm chú địa giữ chặt hướng lên nhấc nhấc ta còn là muốn biết ngươi vì cái gì không bổ đau à? Tô bác cố nén điều trị nàng sắp liệt đến khóe mắt Tiếu Dung, cứ như vậy nhìn chầm chầm mặt của nàng. Hoang Phi trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn là mở miệng nói, cô không thể giết người, cũng giết không được người. Thân là thủ thiên nhất tộc, lúc mới sinh ra cũng đã bị hạ nguyên rủa nếu là thủ thiên nhất tộc tự thân động tà niệm rồi. Thiên đạo sợ đem không còn tồn chi, tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, đại giới chính là cả đời trói buộc. Tô bác há to miệng, sau đó thở dài một hơi. Mình trong lúc nhất thời sơ sẩy, đúng là quên cái này, cao quý thủ thiên nhất tộc có lẽ đổi một cái xưng hô càng thêm phù hợp. Cá chậu chim lồng. Hai người cứ như vậy ở trên bầu trời bay thấp xuống, hành tẩu ở sơn dã ở giữa, đưa tới một nhóm người chú ý. Điểm đóng lửa chỗ tối, một đám tu sĩ thân mang các loại tông môn trang phục, tự phát tính địa tụ tập tại cùng một chỗ, con ngươi nhìn chằm chằm bay thấp xuống, giống như gần đất xa trời lão giả hai người. Từ khi 21 châu các đại tông môn nhận lấy một lần đả kích nặng nề về sau, thiên hạ tu sĩ đếm không hết, trong vòng một đêm biến thành tán tu. Cho dù có không ít đi theo trong tông môn trưởng lão trốn đến bí cảnh bên trong, hoặc là sơn giã lão lâm bên trong, trung quy vẫn là có tương đương một bộ phận tu sĩ chưa kịp theo kịp đại bộ đội, từ đó trôi giặt khắp nơi. Mà ở trong đó, tu sĩ từng cái người độc thân bên ngoài, cho dù là chết đều không ai cho nhặt xác. Có không ít tu sĩ vì an toàn, chính là tụ tại cùng một chỗ, để cầu có một cái tương hỗ chiếu ứng. Dưới mắt 21 châu loạn như vậy, thánh địa lại bế quan, cho dù là trên đường chết cái tu sĩ, cũng không thể nào khảo chứng, bây giờ tình thế như thế nghiêm trọng, tài nguyên cùng đan dược chính là trở thành quan trọng nhất. Một gã đại hán xoa xoa lòng bàn tay, nhìn qua xa xa hai người, phun một bãi nước miếng, lớn nham tông, bằng nhãn lực của ngươi, hai người kia thân phận gì, cái gì tông môn. Bay thấp như vậy, nhìn thấy tựa hồ còn thụ thương, tu vi cũng không cao đi bởi vì đang dược thiếu hắn nhất thời hưng khởi trong lòng lên một kiếp cướp suy nghĩ một cái khóe miệng giữ lại sợi dâu nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng nhìn qua xa xa hai người lại nhìn một chút tô bắc sau lưng cõng hộp kiếm tử có chút không quá xác định mở miệng nói giống như là kiếm tông nhưng trên thân lại không có kiếm tông tông phục bất quá cái kia tóc trắng nhìn ngược lại là rất nhìn quen mắt giống như ở đâu nhìn thấy qua nguyên tông tiền bối ngươi cảm thấy thế nào nói ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía trên nhất quả nhiên tên kia nam tử trung niên một phương diện người này tu vi cao nhất có hóa thần sơ kỳ tu vi còn mặt kia người này đồng thời còn là nguyên tông một chấp sự vô luận là thân phận địa vị tu vi tại cái này một lâm thời tụ tập lại tiểu đoàn thể bên trong không thể nghi ngờ là cao nhất hắn có chút mở mắt ra hứng hờ hướng lấy trong miệng đổ một ngụm rượu tuy y hướng lấy nơi xa đánh giá một chút nhưng mà chính là cái nhìn này để hắn kém chút sặc chết khụ 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 trong miệng rượu phun đến ngồi ở phía trước dâu quay nón một mặt. Tiếp theo con người trợn tròn lên, phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, mở miệng nói, các ngươi điên rồi. Đây chính là. Nhưng mà tiếng nói còn chưa rơi xuống, một thanh âm bình đạm chính là tại mọi người sau lưng chuyển tới. Đây chính là cái gì? Lòng của mọi người bẩn trong nháy mắt ngừng một sát, từng cái đều là quay đầu lại, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình tóc trắng tuấn nhã nam tử. Tô bác dừng bước, khóe miệng ôm lấy một vòng mỉm cười, hộp kiếm tử đặt ở hoang phi trên thân cứ như vậy phối hợp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất tiện tay từ kia nguyên tông chấp sự trong tay giành lấy rượu bình mãnh ực một hớp rượu này hương vị có chút gây mũi à lão lục cái kia rượu được tử chắc chắn sẽ không uống vừa rồi cùng hoang phi hướng phía nam rời phương hướng đi tới mặc dù mình thụ thương nhưng thần thức thính giác nhưng không có thụ thương rất nhanh chính là đã nhận ra cái này một đám không sai biệt lắm hơn 100 người đối với mình không có hảo ý tiểu đoàn thể trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút nhưng đánh giá cẩn thận về sau từ những người này khí tức trong người đều có thể nhìn ra từng cái đều xuất thân từ chính tông tuyệt không phải những tán tu kia có khả năng so sánh nhưng không biết vì sao liền quần áo rách nát tụ tập tại cùng một chỗ chẳng lẽ là mình tại đảo huyền thiên đoạn thời gian này đến nay ngoại giới xảy ra chuyện gì mình không biết đại sự một đám tu sĩ cũng không ngốc có thể đường hoàng ngồi khắp nơi chỗ này người này tất nhiên không phải mình có khả năng nghĩ đơn giản như vậy từng cái vội vàng là chất lên nụ cười khó coi, mở miệng nói. Xin ra mắt tiền bối, không có gì không có gì, không biết tiền bối muốn đi đâu đây. Kia nguyên tông trưởng lão lại là ba chân bốn cẳng trong nháy mắt đi tới tô bác trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, khóc ròng ròng nói. Tại hạ nguyên tông 37 chấp sự lưu mãnh, cầu tô trưởng lão mau cứu ta tông đi. Lưu mãnh lời nói vừa dứt mặt của mọi người sắc trong nháy mắt sừng sốt một chút, tiếp theo đại não nhanh chóng vận chuyển, lần nữa nhìn về phía cái kia tiêu chí hộp kiếm tử, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại tô trưởng lão trong thiên hạ tóc trắng áo trắng tay cầm hộp kiếm từ tô trưởng lão còn có thể tìm ra người thứ hai sao là kiếm tông tô trưởng lão t tô bác biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem quỳ gối trước mặt mình người chân mày hơi nhíu lại nguyên tông liền ngay cả nguyên tông cũng rơi vào kết cục này sao vấn đề này sợ là đã vượt ra khỏi mình nhận biết phạm vi tựa hồ bị lưu mãnh một câu nói kia sở kinh tỉnh trong nháy mắt tất cả mọi người đều là mặt hướng lấy tô bắc phương hướng quỳ xuống từng cái mở miệng khẩn cầu tại hạ đào hoa tông yến ba cầu tô trưởng lão mau cứu ta tông đệ tử đi lớn nham tông nghiêm cười quy cầu tô trưởng lão đe nhịt một mảnh tràn ngập đủ loại thanh âm tô bắc thở dài một hơi mở miệng nói tìm đại biểu ra cho bản trưởng lão hảo hảo giảng một chút mấy ngày nay 21 châu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một đám tông môn tu sĩ tương hỗ liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh nghi. Tô trưởng lão vậy mà không biết 21 châu sự tình. Rốt cục lưu mãnh ngẩng đầu, phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở miệng nói. Tô trưởng lão, ngay tại hôm qua giờ tí, toàn bộ 21 châu tông môn, Mười không còn một, đột nhiên không biết ở nơi nào xuất hiện đông đảo người áo đen cấu kết các tông trưởng lão. Hiện nay, còn bình yên vô sự tông môn, sợ là không có bao nhiêu. Phần lớn tu sĩ đều chết tại trong lúc ngủ mơ. Tô bác đồng lỗ trong nháy mắt co rút lại, trong óc suy nghĩ hỗn loạn. Máu họa. Cái này sao có thể? Ở kiếp trước máu họa không phải mình tạo thành sao? Nam Đô. Thiên đế phần trên không, có hai tên trung niên nam nhân đứng tại cùng một mảnh núi phía trên. Núi cũng không tính dốc đứng, chỉ là đầy trời linh khí ngưng nhét giống như tuyết rơi, để cho người ta đi ở phía trên khó tránh khỏi sinh lòng chiến căng. Tiên sinh, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng tại chẫm mặt đối lập, nam hoàng nhìn qua cách xa mấy chục dặm chỗ nam nhân ánh mắt yếu ớt nhẹ nhàng địa cảm khái nói tên kia thân mang nho phục cường trắng nam nhân im lặng nhìn qua trên trời cao đông hoàng cùng cơ như thanh lũng đưa tới thiên địa dị tượng nhìn qua kia đã chém giết thành huyết hải khe rãnh vấn tiên sơn tự nhủ cho dù là hôm qua đệ tử của ta đều đang khuyên ta nói lão sư thiên đạo không còn tiên lộ sắp hết ứng hảo làm cân nhắc cho dù không thể tiếp nhận cũng muốn bảo trì trung lập chậm đợi kết quả tinh tế tính ra từ đại hoang chi kiếp sau chúng ta liền bắt đầu cộng sự, cho đến ngày nay đã có gần như 10 cái giáp thời gian, thật là không tính ngắn. Theo lời của hắn rơi xuống, từng khỏa quân cờ từ từ vờn quanh tại hắn bên cạnh. Hắn vươn tay ra sờ lấy viên kia khỏa hắc tử, khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Cái này 10 cái con giáp, chúng ta còn chưa hề từng giao thủ qua, thái độ của ta rất rõ ràng, cho dù là không thể thay đổi kết quả sau cùng, nhưng lại vẫn là phải ngăn cản thử một lần. Nam Hoàng bờ môi có chút run rẩy một chút, nhìn qua nho thánh hỏi lần nữa tiên sinh bây giờ đại thế đã mất sự kiên trì của ngươi thì có ích lợi gì đứng tại chấm một phương này thiên đạo tỉnh lại ngày ngươi theo đuổi hết thảy chấm đều có thể cho ngươi nho thánh khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ giống như lấy mấy phần mỉa mai bình đạm địa mở miệng nói người hiểu ta vị tâm ta lo người không biết vị ta cầu gì hơn ta muốn cái phi thăng đại đạo ngươi cho sao nam hoàng trầm mặc một lát nhìn qua ngôi sao đầy trời phiêu diêu bàn cờ trong miệng thở ra một ngụm sương mù, đạm cười đáp. Tiên sinh hôm nay đã sớm không phải chấm đối thủ, chấm thực sự không hiểu, kiên trì như vậy, đến tột cùng có ý nghĩa gì. Chấm vì hôm nay, mưu đồ không biết bao nhiêu năm, cũng được, đã tiên sinh kiên trì. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ chân trời. Đây mới thực là đường hoàng tiếng sấm, nương theo lấy một tiếng này tiếng sấm vang rền, nam hoàng quanh thân khí càng phát ra điện nồng đậm. Thâm tàng ở dưới đất viên kia thiên đạo chi thạch quang mang đại thịnh trong nháy mắt vô số đạo linh khí dòng lũ điên cuồng hướng lấy trên người hắn dâng lên tại cái này tiếng sấm phía dưới bằng nếu là thiên kiếp đây là một đạo hoành lôi mang theo bẫy nghĩa chi thế cứ như vậy hướng phía nho thánh lưu lại tấm kia thiên địa trên bàn cờ ẩm vang đập tới đây cũng là như hôm nay đạo chi thạch chỗ trả lại mang cho nam hoàng chân chính lực lượng ngoài mấy trăm dặm thương khung huyền thiên vỡ nát để thế gian tất cả mọi người vì đó tâm quý ba động hạo đãng mà đến thiên đế phần trong chốc lát vỡ nát chôn vùi hóa thành một vùng phế tích không có gì sánh kịp uy áp làm cho cả nam đô vì đó run rẩy cùng cơ như thanh lũng giao thủ cơ nam giác khóe miệng lộ ra một tia đắng chát cùng ý tuyệt vọng nàng biết nam hoàng thành công tại lúc này hắn chính là đại thừa nam hoàng quanh thân long bảo phun trào cứ như vậy đứng ở trúc long phía trên không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng chống lại hắn cười lớn ngửa mặt lên trời thét dài hết thảy dãy dụa bất quá là phí công thôi tại đại thừa phía dưới tiên sinh nhưng có một phần phần thắng đây cũng là đại thừa chi lực tại sụp đổ đại địa phía trên băng liệt vấn tiên sơn phía trên tất cả tu sĩ sắc mặt trắng bệch nhìn qua đạo này thiên lôi vẻn vẹn chỉ là dư ba liền đem toàn bộ vấn tiên sơn xé rách thành hai nửa cũng là tại thời khắc này tất cả tu sĩ trong lòng đều tại quý động giống như tận thế tiến đến chúng sinh run rẩy đây cũng là đại thừa chi uy cứ việc chỉ có khó khăn lắm một tia đại thừa chi lực đây là 21 châu tu sĩ hạo kiếp sao cứu ta ta không muốn chết à Đến từ linh hồn sợ hãi để tất cả tu sĩ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chậm đợi lấy tận thế đến. Không biết bao nhiêu năm chưa từng tự mình xuất thủ nho thánh bước về phía trước một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trước mắt huy hoàng thiên lôi, vươn tay chấp tử, thiên địa bàn cờ trong nháy mắt đảo ngược, tiếp theo chuyển đổi thành hỗn độn, một đen một trắng hai con cá lớn không ngừng mà xoay tròn lấy. Như có như không, hình thái phiêu miểu. Kia hai đuôi âm dương cá lớn vườn quanh tại nho thánh nơi lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn lấy trong nháy mắt cấu trúc mà thành một mặt đại thuẫn. Hoàng sợ thiên lôi ầm vang đâm vào đại thuẫn bên trên. Im áng khí tức giữa phiến thiên địa này lan tràn, giống như mở áp hồng thủy, trong nháy mắt hướng phía toàn bộ nam đô quét sạch. Giữa thiên địa đều là mênh mông, trừ bỏ hợp đạo tu sĩ bên ngoài, những người khác trong nháy mắt thất thần, trước mắt chỉ còn sót lại một đạo bạch quang. Bụi mù tán đi, nho thánh sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, hắn chật vật hai tay áo một trận, ở xung quanh hắn hết thảy bàng như biến thành một bức tranh kia là một bức thiên địa bức tranh, mà trên tấm hình lưu lại một đạo khắc sâu vết tích. Phốc xích, một ngụm máu tươi từ khóe miệng của hắn chỗ chảy xuôi ra, hắn phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng nghiêm, hai con ngươi ngưng trọng nhìn qua trên trời cao Nam Hoàng. Nam Hoàng tùy ý một kích, mình không giữ lại chút nào cũng mới khó khăn lắm ngăn lại. Tiên sinh già nha. Nam Hoàng đi lên trước, hắn phá lệ địa cắn nặng già nha ba chữ. Nho thánh mặt không biểu tình, hai tay vung lên, Môi sao đầy trời quân cờ lần nữa đặt trước người, bàn tay của hắn nhẹ nhàng một vòng, tựa như một kiếm xẹt qua, lộ ra hắc bạch lưỡng khí lưu hoa. Thể cốt còn chiêu ở, mà ngươi cũng không phải thật đại thừa. Nam hoàng cười lớn, trên da thịt xuất hiện vô số nếp nhăn, cả người bàng nếu là trong nháy mắt già nua mấy lần, toàn thân chảy xuôi mắt trần có thể thấy huyền diệu khí tức. Tiên sinh, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Oanh, bốn phía đều là máu tươi, bốn phía đều tại chiến đấu từng người từng người người áo đen đều nhịp liều lĩnh xông về phía trước trong mắt của bọn họ bên trong tràn đầy màu nhiệt huyết quanh thân bạo ngược linh khí dũng động hét lớn chư vị còn chưa động thủ tôn thượng đã vị lâm đại thừa thiên đạo tự sắp trở về đây là chúng ta bổ thiên người sau cùng vinh quang bổ thiên một người áo đen giống giận cầm trong tay trong tay đại đao chính là liều lĩnh hướng phía chúng tu sĩ vọt tới bổ thiên giống tiếng giống giận dữ xen lẫn đầy trời đỏ tươi từng đạo hợp đạo phản hư chi khí liều lĩnh quán xuyên vùng thế giới này vỡ vụn trước mặt hết thảy sinh vật xoẹt to lớn đao mang trong khoảnh khắc liền đem ngăn tại trước mặt mình vị kia tu sĩ chặn ngang chặt đứt lồng ngực bị sỏ xuyên một cái đẫm máu lỗ lớn cứ như vậy trong suốt nương theo lấy tên này phản hư tu sĩ đầy mắt vẻ không cam lòng sóng máu như chú địa phun trào ra giết nhưng mà sau một khắc tên này người áo đen đầu lâu cùng cổ chính là trong nháy mắt tách rời lục cục địa lăn xuống tại trên mặt đất Đan Vô Lan thần sắc hờ hững đẩy ra cái này một cỗ thi thể mặc cho phun ra máu tươi rơi vào gương mặt của mình phía trên, nhuộm đầy nàng một bộ tóc trắng, nhìn qua nhiều hơn mấy phần lãnh khốc cùng huyết tinh. Đan Vô khuyết đưa lưng về phía nàng, hai người một trước một sau, cứ như vậy thủ hộ lấy kiếm tông gần trăm đệ tử. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là bạo phát. Liên quan đến lấy 21 châu tương lai sinh tử, thân là lực lượng trung kiên vạn tông trưởng lão làm sao có thể không hiện ra có khả năng. Cho dù là Phật môn trong mắt mọi người, cũng đầy ngậm lấy sát cơ. Chư vị, tông môn đã diệt, chúng ta còn có gì lưu luyến. Nam Hoàng chặt đứt chúng ta tu sĩ con đường trường sinh, cũng đoạn mất tu sĩ chúng ta đương thời vinh hoa. Cái gì đại nghiệp, người chết cuối cùng thành không. Đạo tông đồng tu cầm trong tay bụi bặm, mặt nhiễm máu tươi, hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm hết thảy trước mặt. Phía sau hắn đứng đầy vạn tông trưởng lão chấp sự, hắn đồng lỗ bởi vì giận dữ mà chăm chú địa co lại thành một đoàn, gần từng chữ mở miệng nói, không vệ ở đây vì tông môn báo thủ. Thân có thể diệt, tâm vĩnh tồn, vấn tiên sơn phía trên, đem chôn giấu lấy 21 châu nhất cứng chắc lương. Tại thời khắc này, vạn tông hết thảy các trưởng lão không có người so có tư tâm, đem trên người tất cả lực lượng tại thời khắc này toàn bộ tiệm lộ ra. Mây đen dày đặc, xét cuồn cuộn. Mây đen bên ngoài, chính là kia một đầu uốn lượn quay quanh trúc long, nó đang gào thét, miệng rồng bên trong thổ lộ lấy ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt lấy cái này một mảnh giống như luyện ngục thiên địa. A à, một tiếng tuyệt vọng sợ hãi giống thanh âm truyền đến trên trời cao một cái dữ tợn thủ trượng như thế rắn rắn chắc chắc thiêu đốt tại nguyên tông tên kia hợp đạo tu sĩ trên lưng máu tươi trong nháy mắt vẩy ra xương trong khoảnh khắc băng liệt ngươi cũng cho lão tử chết đi nguyên tông một trưởng lão điên cuồng địa cười lớn trong tay bụi bặm nhấc lên bảy sắc trường hồng vạn trượng quang mang chiếu sáng lấy cắt thành hai nửa vấn tiên sơn hài cốt mặc cho cái kia thanh trường mâu quán xuyên mình ổ bụng sau một khắc trong tay bụi bặm chính là trong nháy mắt rơi xuống chặt đứt người trước mặt cánh tay, đập bể hắn hài cốt. Nguyên Tông cũng bị mất, Lâm mẫu còn sống còn có cái gì ý tứ. Chết đi cho ta. Phản đồ. Giờ khắc này, hắn không có cảm giác đau, trong lòng không có chút nào sợ hãi. Tựa hồ lần nữa về tới đại hoang hạo kiếp về sau thời đại kia, chỗ đó là chém giết, khắp nơi là cướp đoạt. Khi đó tu sĩ mỗi ngày trải qua trên mũi đao liếm máu thời gian, sống được nặng nề lại kiềm chế. Hắn đem trước mặt người áo đen đốt cháy hầu như không còn, linh khí hao hết, mất máu quá nhiều hắn nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, không có ai đi đỡ dậy hắn. Bốn phía đều tại kịch chiến, giờ khắc này, nam đô tu sĩ chỉ có thể cảm giác được kia một đám khó mà nói nên lời kiềm chế. Bàng như thương khung sơn loan đều rơi vào trong lòng của bọn hắn, nặng nề vô cùng. Hắn nhắm lại con ngươi, lầm bầm mở miệng nói, rất muốn tại uống một chén trứng hoa cháo à. Oanh, một người áo đen từ trời rơi xuống, kéo theo cùng một chỗ gần như mấy trăm trượng sao trời, ầm vang nện xuống một nháy mắt mai táng hắn thi cốt máu tươi phóng lên tận trời nhuộm đỏ một phương này sớm đã không thấy nhan sắc bầu trời giết ánh nắng nhưng lại dối trí thất sắc bị đầy trời tinh hồng chi sắc chỗ che đậy Nam đô thành nội bách tính toàn bộ quỳ xuống trước trên mặt đất nội tâm sợ hãi tới cực điểm tiên nhân nổi giận sao là nam đô đang run sợ tô bác lăng lăng nhìn qua trước mặt đám người hắn có chút mộng hắn biết sẽ có một ngày này Thế nhưng là cái này máu họa vì sao lại sớm lâu như vậy? Lưu Mãnh nhìn ra Tô Bắc chấn kinh, hắng giọng một cái, đem những gì mình biết một năm một người nói ra. Tô Bắc không nói một lời, siết thật chặt lòng bàn tay, cắn môi. Rốt cục, hắn hít vào một hơi thật dài, nhìn xem người trước mặt, mở miệng nói. Tuyết Châu kiếm tông đâu? Đám người lắc đầu, nói thật bọn hắn cũng không rõ ràng bây giờ đến tụt cùng nào tông môn đã toàn bộ bị diệt, bây giờ tản mát bên ngoài ngoại trừ ra ngoài làm nhiệm vụ chính là từ trong tông môn trốn tới, hiện tại tụ tập đến cùng một chỗ, cũng bất quá là thoáng có thể thở một cái. Tô Bác trái tim có chút bối rối, cực lực để cho mình nội tâm bình tĩnh lại. Nam Đô, kiếm tông nguy hiểm. Ánh mắt của hắn biến đổi một chút, đột nhiên mở miệng nói, "Trong các ngươi ai là Tinh Nguyệt Tông?" Một nữ tử vội vàng đứng lên, hướng phía Tô Bác phương hướng đi tới, mở miệng nói, "Tô trưởng lão, tiểu nữ tử là Tinh Nguyệt Tông." Tô Bác nhẹ gật đầu, sau đó dò hỏi, Nam Ly Thành có hay không Hồng Các. Hắn cần tìm tới Hồng Các, nếu là có thể tìm đến Ngư Hồng tụ dưới tay kia một chi mẫu đơn thì tốt hơn. Mặc dù chỉ là đạt được đôi câu vài lời, nhưng là từ trong miệng của bọn hắn không khó đạt được một chút tin tức hữu dụng. Những cái kia dạ tập các tông người áo đen, sợ là còn muốn ngóc đầu trở lại, nói không chính xác đang theo lấy Nam Đô phương hướng hội tụ. Nếu là tùy ý bọn hắn tụ tập đến Nam Đô, cho dù là thánh nữ xuất quan, sợ là hết thảy cũng đã chậm. Nữ tử kia vội vàng là gật đầu ứng với, sau đó mở miệng nói, có. Nam Ly Thành Hồng các địa vị tại tinh Nguyệt Tông vẫn còn tương đối cao, tiểu nữ tử đang chuẩn bị đi chỗ đó đâu. Tô Bắc hít vào một hơi thật dài, hắn hiện tại nhất định phải tìm tới ngư hồng tụ, sau đó để nàng mệnh lệnh thủ hạ mẫu đơn chúng. Cạn kiệt có khả năng sắp tán rơi vào 21 châu các nơi tu sĩ hội tụ vào một chỗ, tiến về Nam Đô cứu cấp. Nhất là những cái kia mang theo tương đương một bộ phận tông môn người trốn vào bí cảnh đại tông, Bọn hắn chỗ bảo tồn lại thực lực rất khả quan. Những hắc y nhân kia cũng bất quá là dạ tập mới đắc thủ, nếu là đối kháng chính diện cũng không thấy liền thật có thể chiến qua các tông. Mang Tô Mỗ đi Hồng cá. Các. Các ngươi Hồng Các nhất định có biện pháp liên hệ Ngư Hồng tụ đi. Kia tinh người tông nữ tử vội vàng là nhẹ gật đầu. Sau đó Tô Bác chống hoang phi bả vai, chậm rãi đứng lên, nhìn xem một đám tu sĩ, mở miệng nói, Tô Mỗ nguyện ý cứu vớt các vị tông môn. Kia chư vị nhưng nguyện trợ Tô Mỗ một chút sức lực. Đám người tương hỗ liếc nhau một cái, mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, riêng phần mình đứng xuôi tay. Tô Bác trên mặt, thân sắc vô hỉ vô bi, bờ môi có chút rung động. Qua hồi lâu sau, Tô Bác một lần nữa khép lại lên bàn tay, hung hăng dùng sức nắm tay, đến mức đầu ngón tay chỗ có chút trắng bệch. Từ giờ trở đi, chư vị trên đường gặp bất kỳ tu sĩ nào, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, nhưng tin tức đều làm ơn tất đưa đến. Nam đô hãy còn có lưu ta 21 châu vạn tông sau cùng tân hỏa truyền thừa. Tông môn tử thủ, nam đô nhưng báo. Một đám tu sĩ mãnh ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra danh danh hào quang. Này thiên đạo, thiếu 21 châu một cái đạo lý. Tô bác liếc qua hồng các nữ tử kia, xoay người sang chỗ khác mặc cho hoang phi đỡ lấy, nhẹ nhàng nói, dẫn đường. Đến Nam Ly Thành. Màn đêm phía dưới Nam Ly Thành đèn đuốc sáng trưng cũng không từng bởi vì 21 châu các tông biến cố mà ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường đát 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 tiếng bước chân quanh quẩn tại trên đường cái tô bắc chậm rãi đến gần hồng cát nam ly thành hồng cát tô bắc dương mắt nhìn lấy nhà này tràn đầy hoa cỏ thủy tạ lầu cát thân thể không ngừng mà hấp thu linh khí hai chân đã không còn như vậy cứng ngắc miễn cưỡng có thể hành động chúng ta đi vào đi bên cạnh nữ nhân lại là đem một mực nắm ở bên hông mình đại thủ vuốt ve hai con ngươi bình đạm nhìn thoáng qua tô bắc mở miệng nói người ngươi muốn tìm tựa hồ ngay ở chỗ này cô muốn đi nhớ kỹ ước định giữa chúng ta. Tô bác lông mày nhẹ nhàng địa nhíu một chút, thần thức hướng trong đó điều tra, quả nhiên ngư hồng tụ liền tại bên trong, đồng thời còn có một đạo rất tinh tưởng khí tức. Nữ tử trước mắt không có chút nào do dự, tô bác nhuyễn động một chút môi, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cái gì giữ lại nàng. Vô ý thức đưa tay ra, muốn sờ một chút gương mặt của nàng, hoang phi không có tránh đi, không hiểu nhìn xem tô bác nói, ngươi đang làm cái gì? A, à, nhìn xem trên mặt của ngươi có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Trước đây, không phải đang bay, chính là đang bay trên đường, còn chưa từng xem thật kỹ một chút mặt của nàng. Hai người dựa vào là rất gần, cũng chính bởi vì loại này khoảng cách, Tô Bắc mới phát hiện trên người nàng mấy chỗ máu ứ động dấu tay. Cái kia hẳn là mình tại hôn mê thời điểm, giống như một cái rơi xuống nước người bắt được cây cỏ cứu mạng, dưới hai tay ý thức tại thân thể của nàng phía trên dấu vết lưu lại. Cái cổ ở giữa máu ứ động giống như tuyết lớn rơi xuống đất tuyết, bị dẫm đạp mà ra một chuỗi vết tích. Tô Bắc ít hầu giật giật, ánh mắt như có thực chất tại trên người nàng lướt qua, tựa hồ có thể xuyên thủng tầng kia thật mỏng váy sam, nhỏ giọng nói ra, "Cảm ơn ngươi." Hoang Phi trên mặt cũng không lộ vẻ gì, cũng không có trách cứ hắn tay bám vào tại gương mặt của mình hai bên. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ rừng dưng, vắng vẻ địa trong lồng ngực, cũng không có viên kia tâm. Chỉ là không biết kia đã từng bị triệt để móc ra nóng rực, phải chăng in giấu xuống một người cái bóng. Ừ Hoang Phi xoay người sang chỗ khác, hướng phía nơi xa đi đến. Tô Bác nhìn qua nàng đi xa thân ảnh, thở dài một cái thật dài, đang chuẩn bị quay người đầy cửa. Bên tai chỗ chính là cảm thấy nóng rực khí tức, nương theo mà đến còn có tản ra không đi mùi hoa quế, cùng nữ nhân thì thảo, không đuổi theo nàng sao. Tô Bác phía sau lưng trong nháy mắt mát lạnh, quay đầu, đối diện lên một đôi nhìn chăm chú lấy con mắt của mình. Ánh trăng khoan thai vẩy xuống, quần áo của nàng cùng tóc dài theo gió đêm phất động, cong cong đôi mắt, ôn nhu như nước, giống như trong mây tiên tử lâm nhân gian. Thánh, thực yên ngươi xuất quan tô bác trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nhìn qua cái này hồi lâu chưa từng nhìn thấy nữ tử chắc hẹn dáng người vẫn mang theo một chút chưa từng tiêu tán kiều diễm chi khí nàng trên trán phong tình càng tăng lên cặp kia ẩn tình mắt yên lặng nhìn lấy mình hơi say rượu sắc mặt đã là khó mà che lấp say lòng người bảy phần ngươi còn nhớ rõ ta ngược lại tựa hồ lại nghĩ tới cái gì mang theo một chút chờ đợi nhìn qua nàng hôm đó từ ô thành ly biệt thời điểm cuối cùng cũng chưa từng nhìn thấy nàng, nàng chỉ là tự ra mình ở trong phòng, cũng không biết mình vì nàng làm kia kem ly nàng có hay không ăn. Lần nữa gặp mặt, trong lòng đột nhiên sinh ra không biết bao nhiêu phức tạp tình cảm, trong lúc nhất thời khó mà thuyết minh ra. Ngươi là ai, không nhớ rõ. Tự yên đột nhiên lui về phía sau một bước, một bộ nghi hoặc bộ dáng nhìn xem hắn, một ngón tay rời khỏi môi dưới ở giữa, bày ra một nỗi nghi hoặc biểu tình. Chẳng lẽ là cái nào không muốn mặt sơn tặc? Có ai không? Vừa nói, quay người chính là hướng phía giữa hành lang một đường bước nhanh tới. Tô Bác nhìn qua nàng vụng về diễn kỹ, trong lúc nhất thời cười khổ không thôi, đại tỷ, ngươi là thành nữ, chí ít trước mặt ta muốn thành thục điểm đi, biểu hiện như vậy cùng những cái kia đôi tám cô nương có cái gì hai loại. Nhưng nhìn xem bộ dáng của nàng, nhưng cũng là bất đắc dĩ phối hợp nói, đúng, không sai, lão tử chính là sơn tặc. Hôm nay ngươi chính là gọi rách cổ họng đều không có người cứu ngươi. Ngoan ngoãn địa đi theo ta đi. Phốc xích, Thực Yên rốt cục bật cười, sắc mặt phía trên dâng lên một vòng đỏ ửng, giữa hành lang đặt vào một mặt to lớn gương đồng, nàng quay qua đầu, tố thủ che môi, nhìn qua trong gương chính mình. Cùng Ngư Hồng tụ tại Hồng Các bên trong thương lượng kế hoạch lúc, chính là cảm thấy hắn độc nhất vô nhị khí tức, so với tại thánh địa thời điểm, hắn mạnh lên không chỉ là một chút điểm. Cái này một loại kinh khủng tốc độ tu luyện, đơn giản liền không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Bế quan không biết bao lâu buồn tẻ tựa hồ tại gặp được trước mặt cái này nam nhân triệt để tan rã, lập tức đi tới, nên đòn hắn. Chỉ là nụ cười của nàng phía dưới, khó nén vẫn như cũ là một màn kia không rơi, nhưng nàng che giấu rất tốt, đường đường thánh nữ diễn kỹ làm sao lại như thế vụng về. Thực yên đột nhiên dừng lại đi về phía trước bước chân, quay người đối mặt với tô bắc, nàng vóc dáng chỉ có thể đến tô bắc chóp mũi, có chút ngẩng đầu lên, vươn nhu để chống đỡ hắn ngực. Tô bắc, người vô lễ. Hai người cách xa nhau bất quá tồn dư, cách gần đó, tô bắc có thể rõ ràng trông thấy nàng chóp mũi lông tơ, nàng nóng bỏng thổ tức chiếu vào tô bác gương mặt phía trên, quanh quẩn lấy mùi hoa quế. Tô bác sừng sốt một chút, há to miệng, Mồm mép vừa mới mở ra cũng là bị nàng ngón trỏ nhẹ nhàng ngăn chặn. Thực yên đưa tay ra nắm ở tô bác vòng eo, đem gương mặt dán tại bộ ngực của hắn ở giữa, lẩm bẩm nói, không cần nói. Liền một hồi, có lẽ là bởi vì Nam Hoàng nguyên nhân, một phương này thiên đạo tựa như càng phát ra địa hoàn thiện, cảnh giới của nàng so sánh với trước đây buông lỏng đếm không hết tại ô thành bế quan không biết bao lâu thế nhưng là tâm ma của nàng lại thật lâu không thể khám phá có lẽ là nguồn gốc từ nàng đáy lòng nàng không muốn dứt bỏ rơi một đoạn này tình cảm chỉ là mình là thánh nữ mình muốn vì thiên hạ thương sinh mình không có lý do đi nhận chức tính nàng đối với mình trong lòng không ngừng mà kể rõ cùng hắn hảo hảo cáo biệt đi ngay tại đêm nay mình chính là muốn chém đứt đây hết thảy triệt để bước ra một bước kia tô bác tựa hồ đã nhận ra tâm sự của nàng gặp nàng không nói chỉ là ôm mình nhíu mày một cái hỏi ngươi thế nào thực yên buông lỏng ra ôm tay của hắn lui về phía sau như không có việc gì nhìn xem hắn sau đó khóe miệng toát ra một tia mập mờ mở miệng nói đi thôi ngươi tiểu ngư tông chủ còn đang chờ ngươi là cũng chỉ là hảo hảo cáo biệt nữ nhân bên cạnh hắn nhiều như vậy mình cũng bất quá là lưu tại bên cạnh hắn khách qua đường mà thôi giữa hai người ký ức chôn sâu với hắn trong óc là đủ rồi chí ít hắn đã từng nhớ kỹ trong lúc nói chuyện cũng đã đến chính sảnh ngư hồng tụ trước mặt vây quanh một đám nữ tu giờ phút này nàng chính thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trên mặt bàn bản vẽ nhíu mày không nói che giấu mi tâm vuốt cái chán trên mặt hiện ra một tia thống khổ nhiều ngày đến nay mỏi mệt để vành mắt nàng có chút hiện ra bầm đen tại nhìn thấy tô bác đi tới lúc đôi mắt rõ ràng địa tách ra một tia sáng bôn ba mỏi mệt tựa hồ tại thời khắc này triệt để tan rã hẹp dài trong mắt sơn thủy dập dờn bất kỳ cái gì nam tử cùng này đôi đôi mắt đều sẽ cảm giác đến đôi mắt này chủ nhân đối với mình có khác tình ý. Tiểu tô, thân thể của ngươi không có chuyện gì sao. Nàng đưa tay qua qua, bên cạnh nữ tử liền để cho ra một vị trí, bên nàng lấy thân thể ngồi tại tô bắc bên cạnh. Hoang, phi đâu. Nàng ngẩng đầu cũng không nhìn thấy cái kia tại thương thiên cung bên trong quan tài băng nữ nhân, thân thể có chút nghiêng về phía trước. Mang theo nghi hoặc nhìn qua tô bắc, cái tư thế này để nàng càng lộ ra thẳng tắp, đùi ngọc eo nhỏ nhắn, không che giấu chút nào địa bạo lộ tại Tô Bắc trước mặt. Ta không sao, nàng đi. Cái kia, thánh nữ còn ở lại chỗ này. Tô Bắc có chút xấu hổ, dư quang nhìn qua thực yên kia cười như không cười thần sắc. Ngư hồng tụ cười khanh khách, không có chút nào tị húy đem một đôi chân đặt ở Tô Bắc trong ngực. Ông ánh giống như hạt gạo ngón chân trâu tròn ngọc sáng, hạt hạt rõ ràng, nhìn qua hắn tương đối rõ ràng phản ứng, cùng cong cong cùng thân thể. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cùng thánh nữ còn có một chân? sợ thành nữ ăn dấm sao? Không có chuyện gì, tỷ tỷ không thèm để ý. Một câu nói kia ngược lại là nửa đùa nửa thật nói, Tô Bắc cùng thực yên tại giữa hành lang một màn nàng cũng không nhìn thấy. Tô Bắc có chút xấu hổ, câu nói này nàng nói rất đúng cùng không đối mình cũng không rõ ràng. Đồng thời trong lòng cũng của hắn có một tia nghi vấn, mình cùng thực yên giữa hai người quan hệ đến tột cùng là ở vào một cái gì vị trí bên trên đâu. Hôn cũng hôn qua, sờ cũng sờ qua, nhìn cũng nhìn qua. Là siêu thoát tại hữu nghị phía trên mập mờ vậy coi như không tính bên trên có một chân đâu. Tô Bắc do dự để ngư hồng tụ đồng lỗ trong nháy mắt co rút lại một chút, thân thể khẽ run, suy nghĩ có chút phức tạp. Trách không được thánh nữ ra vội vàng như thế. Có lẽ sự tình cấp bách có nhất định nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân sợ là bởi vì hắn đi. Mình cũng chỉ là đề đầy miệng Tô Bắc vì chính mình tranh thủ thời gian, bây giờ chẳng biết đi đâu. Một bên thực yên nhìn ra ngư hồng tụ tinh tế phức tạp tâm tư, trong lòng có chút thở dài. Cái này nam nhân chính là như vậy, Tại bên cạnh hắn trong lúc vô hình liền sẽ có một loại ma lực, đó cũng không phải là tận lực mà vì đó. Từ nơi sâu xa chính là ảnh hưởng tới tâm cảnh của ngươi, cho dù là Tinh Nguyệt Tông bực này không vì tình mà thay đổi tông môn, cũng sẽ luân hãm trong đó sao? Ngư tông chủ, đã Tô Bác đã không việc gì, chúng ta vẫn là tiếp tục đàm luận Nam Đô bố trí đi. Nàng lối ra đánh gãy cái này có chút vi diệu xấu hổ. Tô Bác cũng là liên tục nhẹ gật đầu, tiếp theo biểu lộ trang nghiêm mà nhìn xem cả đám, mở miệng nói, dọc theo con đường này Ta được đến tin tức, toàn bộ 21 châu nhiều hơn phân nửa tông môn tựa hồ cũng bị trọng thương. Thậm chí còn có không ít tông môn toàn bộ bị tàn sát, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Những này sát tu nhận Nam Hoàng chỉ huy, không có khả năng như vậy mai danh ẩn tích. Bây giờ Nam Hoàng tình thế một mảnh tốt đẹp, hắn có thể làm ra chuyện như thế. Sợ là đã bước ra một bước kia, hắn liền muốn mượn cơ hội hiến tế toàn bộ 21 châu tu sĩ, lấy đúc thành hắn phi thăng con đường. Chúng ta nhất định phải tại lúc trước hắn, Trình hợp thiên hạ tông môn tất cả tu sĩ, không thể để cho hắn lần này tiêu diệt từng bộ phận. Mười đại tông môn nội tình cũng tuyệt đối không thể nào là dễ dàng như thế bị phá vỡ, sợ là những tông môn này cũng trong bóng tối chuẩn bị. Ngư Hồng Tụ lấy ra trong tay một chương tờ đơn, nhìn xem tô bác mở miệng nói. Đây là mẫu đơn sưu tập đến tình báo, bây giờ thiên cơ tông cùng vô hoa khuyết đã cử tông chi lực tiến về Nam Đô. Đạo tông vẫn như cũ phong tông không biết trong đó động tĩnh, Phật môn đã chấn trụ phản loạn mà ở trong đó thảm thiết nhất sợ là nguyên tông nghe nói tông chủ bị trọng thương mà trọng thương hắn nguyên tông đại trưởng lão lý thuần nhị trưởng lão đỗ khuyết không biết nguyên nhân gì trong vòng một đêm bước vào độ kiếp bây giờ chính hướng phía nam đô phương hướng chạy đến tô bắc biểu lộ một mặt ngương trọng như thế tính ra nam hoàng phương diện đã biết độ kiếp liền đã không hạ bốn người không chừng còn có chưa từng hiển núi gì nước giấu tại âm thầm nam hoàng có thể làm hai người này đi vào độ kiếp cảnh giới đây chính là bọn họ phản bội nguyên tông vốn liếng ta hiện tại sợ chính là cái khác tông môn cũng là dạng này, bọn hắn cùng chẳng phải không biết. Thông qua đại lượng giết chóc chỗ ngưng tụ thành sắc khí tạo thành đột phá căn bản cũng không phải là bình thường cảnh giới đột phá. Không có thôn thiên chuyển hóa, đời này vô vọng tiến thêm một bước. Dừng một chút, hắn nhìn về phía ngư hồng tụ mở miệng nói. Tiểu ngư, ngươi để mẫu đơn chúng đi liên hệ tất cả có thể liên hệ đến tông môn, để bọn hắn có thể chạy tới Nam Đô tận lực chạy tới Nam Đô. Nam Đô có đông hoàng nho thánh tại, Nam Hoàng muốn cả một cái nút mất bọn hắn cũng không dễ dàng. Song Phương khẳng định sẽ rằng co một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này chính là chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Hiện tại còn không biết Nam Hoàng ngoại trừ muốn tế điện 21 châu tu sĩ về sau động tác kế tiếp, tuyệt đối không thể nào để cho hắn hành động. Ngư Hồng Tụ che lấy huyệt Thái Dương, sau đó nhìn qua Tô Bắc nói, nếu là những tông môn kia rút khỏi thời khắc, sát tu lần nữa ngóc đầu trở lại. Bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ sợ phần lớn tông môn thời khắc này ý nghĩ đều là bo bo giữ mình đi. Muốn cho bọn hắn như những cái kia sát tu, rút lui tông môn của mình tiến đến một cái sinh tử chưa biết chi địa. Đây quả thực là không thể nào sự tình. Tô Bắc thở dài một hơi, đây hết thảy tuyệt không có khả năng sẽ có mình suy nghĩ dễ dàng như vậy. Một mực nhìn qua trước mắt bản vẽ địa thực yên mở miệng nói, thánh địa đệ tử có thể phối hợp mẫu đơn chúng. Chỉ là hết thảy xác thực cùng tô trưởng lão lời nói như vậy, thánh địa cũng không có quyền lợi mệnh lệnh thiên hạ tông môn, đây hết thảy tất cả đều là không biết, nhưng trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Nhưng bây giờ thời gian cũng không phải do mình đi suy tư, hắn đứng người lên, nhìn xem ngư hồng tụ nói. Tận lực thông chi đến đi, chúng ta bây giờ lập tức lên đường tiến về Nam Đô. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ Nam Đô. Một khung phi thuyền phi tốc hướng phía Nam Đô phương hướng hành xử, dọc theo thương giang mà xuống, hao phí không biết bao nhiêu canh giờ, rốt cục đi nhanh đến tận đây, gặp được Nam Đô. Văn Nhân Bình Tâm nhìn qua bị bốn đạo ánh sáng nóng bỏng mang bao phủ Nam Đô, ánh mắt sâu thẳm. Đại sư tỷ, kia là trí dương tỏa tiên trận. Nam Đô ngoài thành bốn phía đều là cấm thạch. Chúng ta sợ là vào không được. Tịch Thanh Y đi tiến lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi xa. Nơi đó một mảnh mô hình hồ, bên tai chỉ có không ngừng truyền đến gào thét tiếng nổ vang, không ngừng mà quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Chúng ta vẫn là tới chậm, vẫn chưa tới trung thu. Đúng lúc này, bên tai của nàng hờ hững vang lên một tiếng long âm ngân thân phá vỡ âm trầm thương khung giống như một đạo luyện không trong nháy mắt rơi xuống tiếp theo chính là hung hăng đụng vào kia xích hồng sắc màn ánh sáng phía trên oanh màn hình không nhúc nhích tí nào kia to lớn sừng rồng không ngừng mà đứt gãy hải đường thấp thoáng điêu trên lầu ngư hồng tụ lẳng lặng địa địa ghé vào trước lan can kia một đầu mái tóc xõa vốn mặt hướng lên trời chưa thi son phấn trên dung nhan một đôi hẹp dài con ngươi nhìn qua mưa rơi tiểu ngư nhất định phải bảo trọng. Tô bác nhìn qua trong mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng nói. Gian phòng bên trong, thực yên thức thời rời đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bình minh xuống tới, mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, ẩn trong khói hiểu ánh sáng mặt trời lấy nối đuôi nhau mà khắp thân ảnh. Đám người chính là muốn tại Nam Ly Thành triệt để phân biệt. Từ ngư hồng tụ mang theo thánh nữ lệnh bài cùng mẫu đan chúng cùng thánh địa tu sĩ cùng nhau đi tới 21 châu các nơi. Du thuyết một đám tông môn tu sĩ, đem hết khả năng tiến về nam đô mà mình cùng thánh nữ thì là lập tức lên đường tiến về nam đô đây là một cái hành động bất đắc dĩ nhưng cũng là trước mắt tối ưu giải quang mang cũng không có sơ nhật cái chủng loại kia tinh thần phấn chấn bàng như hoàng hôn bốn phía mưa thu bay lả tả tiêu điều vắng vẻ mà rơi hồng các trồng thực hoa mộc ở trong mưa gió lung lay thu diệp tàn rơi đầy đất tàn đỏ gió thu chậm rãi phất động thổi nàng đỏ chót nghe thường váy sam tại mông lung bên trong có chút phiêu đãng như họa nàng chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn qua khí tức đã dần dần bình ổn xuống tới tô bắc không có cùng dĩ vãng như vậy lộ ra một cái vũ mị thần sắc mà là bình tĩnh nhìn xem tô bắc tô bắc còn chưa hề từng gặp nàng bộ dáng như vậy ngư hồng tụ duỗi ra tố thủ tỉ mỉ địa sửa sang lấy tô bắc cổ áo giải rác địa quang nhuộm chu cát bắn ra trên thân nàng đưa nàng thân ảnh thẩm thấu nghiêng chiếu vào cả vườn hải đường phía trên nàng chỉ cảm thấy trong tim mình phảng phất có thứ gì sắp tràn ra tới tay từ cổ áo của hắn rời đi ngược lại vuốt lên hắn gương mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngươi cũng bảo trọng, còn sống trở về. Tô Bắc duỗi ra đại thủ, đưa nàng tay nhỏ trùm lên gương mặt của mình phía trên, hai người thân thể cứ như vậy chăm chú địa dính vào cùng nhau. Tô Bắc có thể nghiêng đến tim đập của nàng, cảm nhận được nàng nóng rực hơi thở. Nàng kia một đôi hồ ly con ngươi trời sinh chính là mang theo câu người hương vị, nàng không có đi tận lực đi dụ hoặc như là kia một loại vũ mị đã khắc ở nàng trong xương cốt. Ta đi. Tô Bắc lắng lại ở trong lòng kiều diễm, Ôn nhu nhìn qua nàng bám vào bên tai của nàng nhẹ nhàng mở miệng. Chưa hề nghĩ đến có một ngày, mình lại có cùng nữ nhân này nói chuyện tình cảm một ngày, thế sự khó liệu. Ngư hồng tụ từ từ nhắm hai mắt mắt mặc cho bàn tay của hắn bao trùm tại mu bàn tay của mình chỗ, cảm thụ được trên người hắn nóng rực khí tức. Không biết bao nhiêu cái giáp, mình cho tới nay chưa từng tận lực tìm kiếm, nhưng cuối cùng hồng các nữ nhân cuối cùng không có trốn được cái này thế tục dục vọng. Tinh Nguyệt Tông yêu nữ cũng sẽ có yêu một cái nam nhân một ngày sau. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng mình sẽ không để ý hắn, hôm đó tại Đảo Huyền Thiên lúc, cũng tự hào kiêu ngạo nói, mình khinh thường tại trở thành nữ nhân của hắn. Lời đã nói ra, liền như là tát nước ra ngoài, tại nàng phát giác liền ngay cả thánh nữ cùng hắn ở giữa cũng có tình cảm lúc, nàng không thể không thừa nhận. Ngay ở một khắc đó, nàng tựa như hối hận. "Tiểu Tô." "Ừm." Tô Bác đưa nàng để tay tại lòng bàn tay của mình chỗ, ngắm nhìn của nàng sóng mắt nơi đó lưu động nói không ra động lòng người ngàn vạn lời nói cuối cùng chỉ là ngưng tụ thành ngắn ngủi một câu bình đạm không thể lại bình đạm lời nói nhất định phải còn sống trở về dừng một chút gương mặt của nàng bỗng nhiên đỏ lên chỉ là tại cái này sương mù mưa mông lung mặt trời mới mọc phía dưới lộ ra cũng không phải là rõ ràng như vậy ta tiểu nam nhân dứt lời một cái tay đẩy hắn ra sau đó xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía không nhìn tới hắn ngươi đi đi nàng không muốn hắn cái gọi là danh phận cái này cái gọi là danh phận thiên hạ khắp nơi đều có, duy chỉ có viên kia tâm, nàng chỉ nhận cái này một cái. Sự xuất hiện của hắn làm rối loạn nàng dự tính ban đầu, nhưng nàng không hối hận yêu hắn, không hối hận yêu cái này đa tình nam nhân, cũng không hối hận lựa chọn của mình. Cái kia kiêu ngạo, xem nam nhân thiên hạ tại không có gì ngư hồng tụ, có lẽ dưới đáy lòng ở giữa, vẫn là lựa chọn bảo lưu lại nàng kia một phần ngạo nghĩa đi. Chỉ là đáng tiếc, phụ bạc nàng khi đó nhận lấy già tông chủ gánh lúc nói tới câu nói kia mà nói hương không thêm thế tục, tay áo không nhiễm hồng trần. Tô bác cõng lên hộp kiếm, từ hồng các chậm rãi đi xuống. Tự yên cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ lấy hắn, một cái tay che chắn tại trên đầu của mình, tựa như tại lấy tay che mưa. Tóc xanh cao cuộn lại, kia một bộ lụa mỏng màu trắng hàng theo quảng đông váy rũ xuống trên mặt đất. Cũng không có dính vào nửa điểm vũng bùn, nàng nghe được tô bác tiếng bước chân, quay đầu nhìn xem hắn mở miệng nói. Cùng ngư tiểu ngư tông chủ cáo biệt qua. Tô bác ừ một tiếng, lại phát hiện nàng chỉ là một mực tại nơi đó nhìn xem hắn, cũng không hề động thân. Thánh nữ, thế nào? Thực yên ánh mắt ngắm nhìn xa xa thiên địa, tiếp theo xoay người, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua tô bác mở miệng nói. Ta đã nhận ra đại thừa khí tức. Đại thừa. Tô bác sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Nếu là Nam Hoàng thật đạt đến cảnh giới này, trên đời này chỉ có xuất hiện cái thứ hai đại thừa mới có tư cách ngăn lại hắn. Mà rất rõ ràng, thánh nữ giờ phút này cũng chỉ là đến gần vô hạn tại đại thừa kia lâm môn một cước trung quy là không thể bước ra nước mưa rơi vào hồng các mái hiên bên trên rơi vào lầu các bên ngoài hoa chỉ trong nước phát ra tích tích đáp đáp tiếng vang ta sẽ đem ngươi đưa đến nam đô sau đó thực yên đôi mắt không ngừng mà biến đổi cứ như vậy nhìn chằm chằm tô bác gương mặt muốn đem hắn mặt thật sâu lạc ấn tại trong thức hải của nàng tiếp theo nàng hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng nói ta cần tám canh giờ đột phá đại thừa Tô Bắc Ít Hầu giật giật há to miệng môi, muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng cũng không nói ra miệng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, vì sao trước đây Thực Yên sẽ lẳng lặng địa ôm mình. Nguyên lai cũng không phải là nàng bước ra một bước kia, mà là nàng chậm chạp chưa nghĩ tới phóng ra một bước kia. Tựa hồ là vì trong lòng suy đoán, bàn tay của hắn nắm chặt lại, mở miệng nói. Cái kia kem ly, ăn ngon không? Đây là chỉ có các nàng hai người mới hiểu một câu nói. Thực Yên khóe miệng ngậm lấy cười, cứ như vậy nhìn xem tô bác nói, rất ngọt. Sao mứt hoa quả càng ngọt? Tô bác ra vẻ thoải mái mà hướng về phía nàng nháy nháy mắt, sau đó mở miệng nói, kia chờ ngươi đột phá đại thừa về sau, ta cho ngươi thêm làm. Ngươi đều phải ăn xong. Thực yên hoạt bát nở nụ cười, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đối tô bác vươn lòng bàn tay. Cặp kia vốn nên thanh tịnh như tinh không đạm ly sắc nhãn mắt, lộ ra mấy điểm thu thủy, phong nhã mỹ lệ, nàng khoác buông thõng ướt sũng tóc xanh, mở miệng nói, vỗ tay vì thể tốt. Tô bác đồng dạng đưa bàn tay ra, hai tay kể nhau. Sau một khắc, nàng tố thủ nhẹ nhàng huy động, hai người chính là lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại trên trời cao hướng phía Nam đô phương hướng đi vào. Nam đô thành nội, tất cả bách tính nhìn qua trên trời cao kia tê rít gào ngân long, từng cái co quắp tại trên mặt đất, nhìn qua kia máu chảy ồ ạt long thân, thất kinh, thần sắc sợ hãi nỉ non. Kia là Long Vương gia à? Long Vương gia đều như vậy. Là yêu ma khôi phục sao? Vẫn là lão thiên gia tức giận. Vấn tiên sơn phía trên, mảng lớn mảng lớn cây gỗ khô bị thiêu đốt hầu như không còn, đầy trời tiếng sấm phía dưới, là vô tận hỏa diễm hồng liên. Đại địa rung động nứt, trên trời cao hiện đầy mực đậm hồng vân. Cái đó là... Văn nhân bình tâm nhận ra con rồng kia, bất quá lúc này ánh mắt của nàng càng nhiều đặt ở cái kia đạo màu đỏ màn ánh sáng phía trên. Hai tay không ngừng run rẩy, gần như khó mà cầm kiếm trong tay chui. Đạo ánh sáng này bình phong, chính là nam đô thành ỉ vào ngao ngân long trên thân rất nhiều lân phiến vỡ ra huyết nhục mô hình hồ tràn đầy vết máu chừng mắt kia một đôi kim sắc rồng đồng cuột cường một lần lại một lần hướng phía bằng vào phía trên đụng chạm lấy cuốn ngược đám mây trong khoảnh khắc hóa thành thiên ti vạn lũ không ngừng mà quay quanh tại nó quanh thân nó muốn về bắc hải đi đây là trí dương tỏa tiên trận không có ích lợi gì ra không được hết thảy đã trễ rồi tịch thanh y nhìn qua trước mắt tuyệt vọng một màn thân sắc ở giữa tràn đầy vẻ cô đơn, tự lẩm bẩm. Kiếm Tông phi thuyền trên, tất cả trưởng lão đều là đi ra, nhìn qua kia có thể đụng tay đến màn sáng. Đen nhánh mực che đậy lấy trong đó ánh mắt, không cách nào thấy rõ trong đó đến tột cùng kinh lịch như thế nào hạo kiếp. Mặc dù không biết Nam Đô bên trong đến tột cùng có như thế nào náo động, nhưng mọi người trong lòng thật sâu quấn quanh lấy bất an càng ngày càng thịnh, cho dù là như vậy không có ngày đêm hướng phía Nam Đô hành xử mà đến, vẫn như trước là tới chậm sao văn nhân bình tâm giống như mất hồn phách thân thể cũng nhịn không được nữa địa ngã trên mặt đất ngắn ngủi hai ngày 21 châu phát sinh sự tình hết thảy liền bàng như ác mộng không ngừng mà tại trong đầu của nàng quanh quẩn tô bác không tin tức thiên hạ tông môn phá diệt âm vang nam đô thành nội vang vọng đầy trời kim thạch va chạm thanh âm văn nhân bình tâm nhịp tim tại thời khắc này kịch liệt bắt đầu nhảy lên loạn trà loạn trọng mà đứng lên thân thể nàng liền đẩy ra đỡ lấy nàng mặc hành giản trong miệng không chỗ ở lẩm bẩm nói bắc bắc kiếm tông đệ tử còn chưa chết. Các nàng nhất định cũng còn còn sống. Các nàng không có chết. Không có chết. Nàng nghe rất rõ ràng, đó chính là tiếng kiếm gieo. Kia nguyên bản tan giã đồng lỗ từ từ ngưng tụ, xem kia trước mắt xích hồng vì không có gì, không ở hết thảy hướng lấy nam đô kia cao ngất trên tường thành phóng đi. Ta là các nàng đại sư tỷ Ta đã đáp ứng bắc bắc, ta muốn đem các nàng mang về. Muốn dẫn trở về. Tường thành trong mắt của nàng càng thả càng lớn, càng thả càng lớn, Đồng lỗ bên trong đã có thể thấy được kia từng khối mà xếp lên lưu ly gạch ngói. Văn nhân bình tâm cắn chặt hàm răng, trường kiếm trong tay chỉ phía xa lấy một phương này xích hồng màn ánh sáng, từng đạo linh khí quấn quanh ở nàng trên trường kiếm. Oanh, nàng đồng lỗ bên trong hiện đầy tơ máu, thần kinh của nàng đã sớm yếu ớt đến một cái mức độ không còn gì hơn. Đối mặt với một lần nữa trầm trọng đả kích, nàng viên kia tâm trung quy là rốt cuộc không chịu nổi loại này dày vò chờ đợi. Trường kiếm cuốn lên đầy trời kiếm khí, hung hăng tích chém vào kia một đạo xích hồng phía trên một kích này lực lượng đã gần như đạt đến hợp đạo tu sĩ có khả năng đạt tới đỉnh phong cho ta nát à dãy núi run rẩy nàng ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng tê kiệt lực bảo hiếu chỉ là đây hết thảy ở chính là phí công kia đủ để chôn vùi một ngọn núi lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc dung nhập kia lấp kín màu đỏ màn sáng sau một khắc kịch liệt linh khí phản phệ chính là trong nháy mắt đánh trả đến văn nhân bình tâm trên thân đưa nàng hổ khẩu chấn động đến máu tươi như chú cái chán vỡ vụn, máu tươi dâng trào. Nàng không có đi quản thân thể tình trạng, tay giơ lên, chính là lại một lần nữa nặng nề mà hướng về phía trước vung đi. Ngươi ngược lại là phá hà. Một đám kiếm tông trưởng lão một tay lấy văn nhân bình tâm gắt gao ngăn lại, tịch thanh y đôi mắt xích hồng, cứ như vậy thần sắc phức tạp nhìn qua nàng, phẫn nộ quát. Đại sư tỷ, ngươi cho chúng ta không nóng nảy sao được. Các sư muội đều ở bên trong, chúng ta giống như ngươi đau nhức à. Nhưng kiếm tông không thể cứ như vậy nằm tại chỗ này, kiếm tông truyền thừa không thể bàn giao ở chỗ này. Chúng ta muốn về kiếm tông, giữ vững kiếm tông truyền thừa à? Văn nhân bình tâm vung tay lên, một cỗ gió mạnh trong nháy mắt chính là quét sạch mà đi, hợp đạo chi khí trong khoảnh khắc liền đem tịch thanh y cả người đánh bay ra ngoài. Thân thể của nàng khẽ run, nhắm lại hai con ngươi, trong mắt chứa lấy thanh lệ, tiếng nói khàn khàn nói. Ta đã đáp ứng bác bác, muốn đem đệ tử của kiếm tông một cái không rơi mang về kiếm tông. Muốn đem các nàng mang về bất kiếm phong, muốn dẫn các nàng trở về các ngươi đi về trước đi. Nàng cúi đầu xuống, tiếp theo trong tay nắm thật chặt thanh trường kiếm kia, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, để sư tỷ tùy hứng một lần. Dứt lời, lần nữa hóa thành lưu quang. Tường thành không thể leo tới, kiếm minh không ngừng mà quanh quẩn bên tay bờ, ngay tại lúc nàng lại một lần nữa huy động lên trường kiếm trong tay lúc. Sau một khắc, một bộ áo đen nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở nam đô thành bên ngoài. Hắn huy động trong tay bụi bặm, cứ như vậy đứng ở đó xích hồng sắc màn sáng trước đó, hướng phía văn nhân bình tâm phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Không thấy khi thế bàng bạc, cũng không có đầy trời ý tưởng, nhưng chính là như thế một cái áo xanh đạo sĩ lại là để một đám kiếm tông trưởng lão trong nháy mắt như lâm đại địch. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở đằng kia, toàn bộ giữa thiên địa liền phảng phất tập trung với hắn một thân một người, vượt trên cái này đầy trời oanh minh. Phốc xích, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ văn nhân bình tâm trong miệng phun ra, sắc mặt nàng tái nhợt, cả người hóa thành một đạo xích hồng sắc huyết tuyến, giống như như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Tịch Thanh Y đưa tay đem Văn Nhân Bình Tâm ngăn ở sau lưng, nhìn chăm chập tên đạo sĩ kia ở phía sau hắn, không ngừng mà có dòng người ô ép một chút hướng lấy Nam Đô phương hướng tụ đến. Mặc Hành giản vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tên nam tử kia, run rẩy mở miệng nói: "Là Lý Thuần." Hắn làm sao lại bước ra một bước này? Lý Thuần thần sắc bình tĩnh nhìn qua kiếm tông đám người, gợn sóng địa mở miệng nói: "Văn Nhân đại trưởng lão sao? đã lâu không gặp. Bất quá, đây cũng là một lần cuối. Phụng tôn thượng chi mệnh, hôm nay đưa người chờ táng tại cái này nam đô. Văn nhân bình tâm duỗi ra tố thủ lau sạch lấy huyết hồng sắc môi son, cứ như vậy nhìn chồng chọc vào hắn, tức giận nói. Lý thuần, ngươi vậy mà đã bước vào độ kiếp. Đến tột cùng là dạng gì kỳ ngộ, có thể để cho một cái hợp đạo hậu kỳ đột nhiên chính là đặt chân độ kiếp. Lý thuần nhất tập phổ thông đạo bào màu xanh, hoa dâm tóc trải thành đạo kế, vô cùng đơn giản lấy một cây ngọc châm buộc lên nếu không phải là lúc này nơi đây, ngược lại càng giống là một keo kiệt vân du bốn phương đạo nhân. Hắn bình đạm địa mở miệng nói, chư vị trưởng lão, mời chịu chết. Dưới bầu trời, Nam Hoàng đứng ở thiên đế phần phía trên, quan sát đám người giống như cùng trên bờ thả câu người quan sát trong nước chi cá. Tùy y cá bơi dãy ruộng, cũng vô pháp tránh thoát một phương này lồng giam. Nguy nga to lớn thiên đế phần tại bạo ngược linh khí bên trong phiêu diêu không chừng, trong khoảnh khắc chính là bị ép cái vỡ nát vô số kiến trúc nhận dư ba trong nháy mắt sụp đổ đại địa phía trên xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn nửa cái nam đô gần như hóa thành một vùng phế tích trên mặt đất xác chết trôi khắp nơi huyết thủy chảy cuồn cuộn chảy vào độ cửa nước nhuộm đỏ lạnh lẽo thiên địa huyết vụ không ngừng mà phiêu động mùi tanh gây mũi làm cho người muốn ói tại cái này một mảnh thấm đầy máu tươi trên trời cao một đạo lưu quang tại trong huyết vụ nhanh chóng xuyên qua cơ nam giác quanh thân phất động lấy ngàn vạn tảng băng vượt qua ngăn tại trước mặt mình cơ như thanh lũng ánh mắt nhìn thẳng Nam Hoàng, lớn tiếng nói. Nam Hoàng, ngươi làm đây hết thảy, chẳng lẽ liền vẻn vẹn chỉ là vì phi thăng? Ngươi tạo thành sát nghiệt còn chưa đủ nhiều không? Chẳng lẽ đây hết thảy chính là ngươi muốn xem đến sao? Tu sĩ Trung Yên. Cơ như thanh lũng lần nữa về tới Nam Hoàng sau lưng, hạ tiếng gào thét không ngừng mà quanh quẩn kia là người áo đen cùng vạn tông sau cùng chém giết, hắn bình đạm mà nhìn xem Đông Hoàng chậm rãi nói. Đông Hoàng, ta biết ngươi tại kiên trì cái gì, từ bỏ đi, ngươi chỗ mong đợi tô trưởng lão không thể lại trở về. Cho dù là hắn may mắn từ giáp nhất trong tay sống sót, cho dù là hắn thật từ đảo huyền thiên đi ra, cho dù là hắn thật tìm được thánh nữ, cho dù là thánh nữ đồng dạng là đột phá đại thừa, có cái này trí dương tỏa tiên trận, thánh nữ cũng vô pháp bước vào cái này nam đô nửa bước. Trí dương tỏa tiên trận ngoại trừ trí âm chi vật, không gì có thể phá, đông hoàng, ngươi là người thông minh. Cơ nam giác con ngươi biến đổi, cắn chặt màu son môi, trong cơ thể của nàng viên kia tâm không ngừng mà nhảy lên, lông mi hiện đầy xương hàn, trên trời cao không ngừng mà phiêu linh rơi vào tuyết. Trên mặt đất, phủ kín thi thể, từng đạo khí tức từ đám bọn hắn thân thể mà ra, chậm rãi tụ tập tại chôn sâu ở dưới đất thiên đạo chi thạch. Nam Hoàng sắc mặt càng phát ra bình tĩnh, chắp tay nhìn qua Đông Hoàng, gợn sóng địa mở miệng nói, chậm gây nên chính là thiên hạ tu sĩ. Tu sĩ quá thừa, linh khí càng phát ra địa mỏng manh, thiên đạo yếu kém, chúng sinh chưa từng từ đó được lợi, sẽ chỉ không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy một phương này càng phát ra tàn yếu thiên địa. Chậm bất quá là để 21 châu từ trở lại viễn cổ thời đại, có cái gì sai lầm sao? Nam Hoàng dơ cánh tay lên, ngón trỏ tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng một chỉ, gợn sóng nói. Trăm ngàn năm qua đi qua, các ngươi đã sớm quên đi tu sĩ bản chất. Tiếp theo, hắn mãnh ngẩng đầu, trong hai mắt tràn đầy nóng rực chi sắc, duỗi ra hai cánh tay, lấy một cái ôm thương khung tư thế, ngửa mặt lên trời cười lớn giữa các tu sĩ ngu xuẩn nhất chính là ước thúc nhu nhược vô năng người ước thúc tự tin cường đại người sao mà bất công sao mà bất bình chúng sinh ý chí lại có thể nào chỉ dựa vào một cái cái gọi là thánh địa chỗ ước thúc nho thánh chậm rãi nện bước bộ pháp đi tới trước mặt hắn thiên địa bàn cờ không ngừng mà còn quấn trên đó từng khỏa quân cờ không ngừng mà vỡ nát chúng sinh không có bất kỳ người nào có tư cách thẩm phán nghe được nho thánh lời nói nam hoàng cười lớn Bằng nếu là nghe được giữa thiên địa buồn cười nhất trò cười sau đó tiếu dung đột nhiên ngừng lại trên gương mặt tràn đầy lạnh lẽo chi sắc trẫm chính là thiên đạo trẫm đem cùng tồn tại với chúng sinh trẫm đem ban cho 21 châu tân sinh thiên hạ này quá nhỏ quá nhỏ bất quá hai nước 21 châu chi địa này làm sao đủ bắc có bắc hải nam có nam man tây có tây hoang tăng thêm bọn chúng đây mới là một cái hoàn chỉnh thiên hạ trẫm muốn thẩm phán chúng sinh Khóe miệng của hắn cơ bắp có chút co quắp, sau một khắc, chính là quát lạnh một tiếng. Đi! Oanh! Dưới bầu trời ép, đại địa chấn động. Như thế nào đại thừa lại làm sao linh khí hạo nhiên cường thịnh? Giờ khắc này, Nam Hoàng cấp ra mình đáp án. Giữa thiên địa, đại thừa phía dưới, đều sâu kiến. Cho dù là từ trước đến nay lấy hạo nhiên bằng bạc lấy xưng nho thánh, tại lúc này Nam Hoàng trước mặt cũng bất quá là một cái tập tĩnh học theo hải đồng cảm thụ được trên thân truyền đến giả dích không dứt hạo đãng linh khí nhìn qua trước mắt bị mình gắt gao áp chế ở một góc nho thánh hắn cảm khái lẩm bẩm chậm chờ đợi ngày này đã chừng mấy cái giáp thiên địa vì đó biến sắc đây là độc thuộc về hắn thiên thời ngày hôm nay chính là hắn vì mình phi thăng lát thành một đầu thông thiên lộ bắt đầu toàn bộ linh khí của thiên địa tựa như vô cùng vô tận nho thánh cứ như vậy đứng ở linh khí thủy chiều bên trong thiên địa bàn cờ trong khoảnh khắc biến sắc vô cùng tận hắc kỳ tử mưa rơi không ngừng từ trên trời cao rơi xuống. Thân ảnh của hắn không ngừng mà lui về phía sau, tại hắn chỗ lui thẳng tắp bên trên, nương theo lấy to lớn tiếng ầm ầm vang, bụi bặm nổi lên bốn phía. Đếm không hết loạn thạch, thương mộc đều là bị nho thánh phía sau lưng chỗ trực tiếp đụng nát. Lấy nhân lực đối cứng thiên thời, hai đạo cực kỳ khủng bố linh khí không ngừng mà trên bầu trời thiên đế phần đan sen, thương khung tựa như sụp đổ, vang lên chuông lớn vù vù thanh âm. Thiên địa xiêm la, một mảnh chấn động thanh âm. Oanh, tất cả đang đánh đấu tu sĩ vô ý thức ngẩng đầu ngay sau đó chính là thấy được để hắn rung động khó tả một màn nho thánh thân ảnh giống như thiên thạch vũ trụ va vào vấn tiên sơn toàn bộ dãy núi đung đưa từng đợt cuồng phong gào thét mà qua trong nháy mắt liền đem mấy vạn tu sĩ cào đến thân hình bất ổn một cái lảo đảo vừa ngã xuống mặt đất phía trên lớn như vậy một ngọn núi ầm vang đổ sụp đá rơi như mưa phô thiên cái địa cuốn tới phụ thân nơi xa nhìn qua một màn này lý tử quân hô to một tiếng Thần sắc lo lắng hướng về phía trước phóng ra một bước. Sau một khắc chính là bị đan vô khuyết một tay lấy ôm ở trong ngực, hai tay bưng kín tròng mắt của nàng. Trên bầu trời bỗng nhiên vang vọng từng chuỗi tiếng sấm tiếng vang, gần như chấn vỡ màng nhĩ của người ta, bụi mù nương theo lấy bùn đất ẩm ẩm lan xuống. Nho thánh run rẩy chống lên thiên địa bàn cờ, khóe miệng chảy máu, ngực như là tràn ra một đóa hoa sen màu máu, đón gió nộ phóng. Thiên địa trên bàn cờ nâng lên chính là cái này nam đô mấy vạn tu sĩ cơ nam giáp một kích đẩy ra cơ như thanh lũng bụi bặm trong nháy mắt đi tới nho thánh trước mặt vì hắn thể nội không ngừng mà độ nhập lấy linh khí nam hoàng nhìn qua một màn này lắc đầu thật dài thở dài một hơi tiên sinh à cần gì phải đâu đứng tại bầy kiến cỏ này trước mặt lại có thể đạt được thứ gì cộng sự 10 cái giáp chấm chỉ là muốn để ngươi một lần cuối cùng đứng tại chấm phía sau là khó khăn như thế sao có cái này trí dương tỏa tiên trận tại liền xem như tiên sinh hôm nay chết ở đây điện những người này cuối cùng vẫn là sẽ hóa thành thiên đạo một bộ phận, làm gì lại dãy ruộng. Nho Thánh khóe miệng liệt ra một tia bình đạm ý cười, đối cơ nam giác khoát tay áo. Sau đó chậm rãi đứng lên, hơi có chút cầu lũ lấy thân thể, hắn lau lau rồi một chút khóe miệng máu tươi, nhìn qua trên trời cao nhìn xuống mình hai người, bình đạm địa mở miệng nói, trở thành Nho Thánh về sau à, luôn có người nói, tiên sinh từ tiểu tiện là lòng ôm trí lớn, có triển vọng thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Nhưng kỳ thật chỉ có chính ta biết, ai cũng không phải sinh ra chính là trí tại thiên hạ, gánh cũng không phải lập tức có thể nâng lên tới, bất quá là bị buộc đến nhất định tình trạng thôi. Ta bất quá là một đường cuối đầu đi đường, chưa phát giác ở giữa, lần nữa lúc ngẩng đầu, mới phát hiện, đỉnh núi đã lờ mờ có thể thấy được. Người A một khi đạt tới đỉnh núi à, tự nhiên chính là muốn đi đỉnh núi kia người sự tình. Bốn phía màu đỏ màn ánh sáng không ngừng mà đung đưa, trên đó không ngừng mà truyền đến trận trận ba động. Trên trời cao tầng tầng mây đen giống như cuồn cuộn chiều cường, không ngừng mà ở phía này thiên địa trên bàn cờ trào lên mà đến. Tiếp theo lại như thủy chiều xuống, hướng bốn phương tám hướng thối lui, lộ ra phía sau một phương xanh thẳm màn trời cùng một vòng từ từ mặt trời đỏ. Nho Thánh ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt bát vân kiến nhật hết thảy. Sau một khắc, Nho Thánh mãnh địa phun ra một ngụm tinh huyết, cả người giống như một đạo lưu quang, hướng phía kia chôn sâu ở dưới mặt đất thiên đạo thạch vò tới. Nam Hoàng đồng lỗ trong nháy mắt chính là mãnh địa co rút lại, hắn là muốn hủy mình căn cơ. Dừng tay, oanh đại địa kịch liệt rung động nam hoàng trong con ngươi tràn ngập lấy lửa giận giờ khắc này hắn triệt để bạo nộ rồi bào hiếu lên tiếng cuồn cuộn sóng âm tràn đầy tức giận làm cho cả nam đô vì đó rung động cho trẫm đi chết oanh dãy núi thanh âm run rẩy cho dù là cách nam đô thành mấy ngàn dặm xa vẫn như cũ là có thể cảm thụ được trong đó rung động tô bắc liều lĩnh đại giới điên cuồng địa thúc dục thể nội linh khí hướng phía nam đô phương hướng chạy đi trong miệng tự lẩm bẩm các đồ nhi chờ lấy vi sư. Vi sư liền muốn trở về. Mùi huyết tinh truyền thực sự quá xa, mặc dù là như thế xa xôi vẫn như cũ có thể ngửi rất rõ ràng. Hắn không có chút nào sợ hãi, cho dù là sắp đối mặt tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là độ kiếp. Có lẽ hồi lâu trước đó, cái kia nằm tại bất kiếm phong ghế đu phía trên tô bắc vĩnh viễn cũng không nghĩ ra mình còn sẽ có một ngày như vậy. Vô địch từ hiến tế tổ sư ra bắt đầu, thanh nữ một lần nữa nhập định, mà lần này, nàng cân dòng dã tám canh giờ đến đột phá đại thừa. Nam đô ngoài thành, kịch liệt tiếng nổ không ngừng mà tại tô bắc bên tai truyền đến, bão phát ra một đám xanh đỏ vẩy ra hoa lửa. Cuồn cuộn khói đặc lan tràn khắp nơi, tại cái này một vùng phế tích phía trên liên tiếp lấy thương khung, tiếng sấm không ngừng, trông vùi lấy mỗi một tấc thổ địa. Nhưng mà, đột nhiên, tô bắc cảm thấy thân thể của mình bị một bộ thân thể trong nháy mắt đánh trúng. Loang thoáng có thể ngửi được kia khí tức quen thuộc. Tại trong ấn tượng của hắn, đã sớm đi nam man hoang phi từ trên trời giáng xuống ấn lấy lồng ngực của hắn cấp tốc rơi xuống dưới âm vang ở giữa đụng vào trên mặt đất lưu lại một cái thiên thạch hố sâu sau đó đầu gối của nàng cứ như vậy đè vào tô bắc trên ngực con ngươi từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng bình tĩnh mở miệng nói dừng lại đi phốc xích tô bác chỉ cảm thấy lồng ngực của mình chỗ đột nhiên đã tuôn ra một cỗ tanh nồng hương vị chợt nhận lấy dạng này tập kích cho dù hắn đã là hợp đạo hậu kỳ vẫn như cũ là chưa thể kháng được loại này lực trùng kích vốn là chưa khỏi hẳn thân thể chết lặng không chịu nổi trực tiếp điện nằm trên mặt đất phía trên cứ như vậy nhìn chằm chằm ngước nhìn hoang phi hoang phi ánh mắt không có chút nào tị húy y nguyên bình tĩnh quá khứ chịu chết sao ngươi thật coi là chỉ dựa vào ngươi hợp đạo tu vi có thể lên đến nửa phần tác dụng sao nơi đó ta có khả năng cảm nhận được độ kiếp tu sĩ cũng đã không dưới năm người ngươi đi qua cho không sao cùng cô cùng nhau đi Nam man đi ngươi bây giờ quá yếu yếu đến không có bất kỳ cái gì tư cách tham dự cuộc động loạn này Tô Bác muốn đem ép trên người mình nữ nhân đẩy ra, nhưng chỉ là vùng vẫy một hồi, lại phát hiện nàng vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, tại lần nữa nằm ở trên mặt đất. Ta tình cảm chân thành, ta tông môn, ta hết thảy đều ở nơi đó. Đó là của ta dễ. Ngươi tình cảm chân thành, vậy thì có cái gì dùng? Theo thời gian trôi qua, hết thảy ký ức trung quy là có thể quên, con đường của ngươi còn rất dài. Ngươi là tỉnh lại cô người, là một phương này thiên đạo người ứng cử. Tô bác mãnh ngẩng đầu, trừng lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng, sẽ không quên. Làm sao lại quên? Đã mất đi một thế, ngươi để cho ta làm sao quên? Ta sẽ không giống ngươi nói ra nói đến đây đồng dạng vô tình, ta hữu tâm, người tâm. Nhưng mà thoại âm rơi xuống, tô bác chính là đột nhiên phản ứng lại, há to miệng, ngừng lời nói. Quả nhiên, hoang phi con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo lên, tiếp theo đầu gối trong nháy mắt dùng sức. Bản độc nhất liền không có tâm. Bản độc nhất liền vô tình bản độc nhất chính là người như vậy. Phốc xích, huyết thủy lại một lần nữa địa từ tô bác trong miệng phun ra ngoài, nhuộm đầy gương mặt của nàng, thuận cái cổ chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ nàng quần áo. Nhìn qua dưới thân nam nhân dáng vẻ chật vật, thân thể của nàng không khỏi run lên, đó cũng không phải là đầu óc của mình khống chế, mà là thân thể vô ý thức phản ứng. Nàng chậm rãi thu hồi khống chế lại lực lượng của hắn, cũng không có phẫn nộ trách cứ, lần nữa về tới bình đạm ánh mắt. Nếu là cô nhất định phải cản ngươi đây, vô cùng vô tận điện quang từ trời cao xa suốt dưới như ngân hà tả địa bị mực đậm mây đen che đậy mờ tối thiên địa sáng như ban ngày đại địa phía trên lóe ra hồ quang điện hoang phi từ trên người hắn chậm rãi bò lên giờ khắc này nàng có thể cảm thụ được nàng kia cùng một chỗ vắng vẻ lồng ngực tựa như đang chảy máu lưu lại bồi cô đi tô bác nhìn qua kia một chương gần tại trễ thức địa dung nhan tuyệt mỹ kiên định lắc đầu ở lại đây đi tô bác sẽ dụ lấy mở ra hộp kiếm một thanh kiếm trong nháy mắt bay đến trong tay của hắn hắn lấy kiếm lưỡi đao chống đỡ tại hoang phi cái cổ ở giữa hoạch xuất ra một đạo vết máu hoang phi không có tránh né đôi mắt nhìn qua kia xâm nhiên lưỡi kiếm đồng dạng nhìn qua hắn quyết nhiên đồng lỗ cùng cô đi nam man bé nhọn thanh bình kiếm trong nháy mắt xẹt qua gương mặt của nàng kia một đầu rủ xuống tóc đen đoạn mất từng tia từng sợi lưu lại một đạo nhạt nhạt vết thương máu tươi chảy xuôi mà xuống tô bác đại thủ hung hăng cầm nàng tinh tế trắng nõn cái cổ sau đó đứng lên, cứ như vậy một tay đưa nàng nhấc lên. Hoang Phi không có phản kháng, gió lay động lấy mái tóc dài của nàng, phất động lấy kia một bộ trường sam, kia một đôi như lưu ly đồng cứ như vậy nhìn chăm chú lên Tô Bắc. Gò má nàng bên trên huyết dịch chảy xuôi tại Tô Bắc trên tay, tựa hồ cùng nàng viên kia bị đông cứng trái tim, không có nhiệt độ, là băng lãnh. Tô Bắc nhẹ nhàng địa buông lỏng tay ra, đưa nàng buông xuống, xoay người sang chỗ khác. Thất lễ. Ta nhất định phải đi. Các nàng rất trọng yếu. Hoang Phi nhìn qua Tô bác đi xa thân ảnh, gợn sóng mà hỏi. Lồng ngực của nàng vết rách tựa hồ sâu hơn, nơi đó đứt gãy mạch máu chỗ, tựa như từng có một đôi tay, không chút do so dự đem nó chặt đứt, là chỉnh tề như vậy. Rất trọng yếu. Tô bác cầm trong tay thanh bình kiếm, cũng không quay đầu lại, xương sườn của hắn lại một lần nữa đứt gãy nhưng thể nội hỗn độn chi khí nhanh chóng tu bổ. Vòng đi vòng lại, cứ như vậy thất tha thất thểu đi về phía trước. Trọng yếu bao nhiêu? Hoang phi cái cổ ở giữa kia một đạo vết tích có thể thấy rõ ràng. Cước bộ của hắn dừng lại một chút, nhìn qua xa xa mực đậm khói lửa, nhẹ nhàng mở miệng nói. So thiên đạo còn trọng yếu hơn. Tiếng sấm oanh minh phía dưới, vô số hơi lạnh không ngừng mà tại trên trời cao ngưng kết, nam đô rơi ra tuyết, giống như bay đầy trời hoa. Hoang phi tháo xuống một mực đeo tại tay trái ở giữa chiếc nhẫn kia, đưa nó ném đến nam nhân trong tay. Nó có thể tạm thời phong bế thiên đạo chi thạch. Trận này náo động nên kết thúc cô tại ba vu chi địa chờ ngươi. Sau đó quay người chính là biến mất tại chân trời ở giữa. Tô bác con ngươi phức tạp nhìn qua trong tay chiếc nhẫn này, dưới ánh mặt trời lóe ra sáng bóng trong suốt. Nam đô ngoài thành một chỗ thành hoàng miếu hoang. Một lão khất cái mang theo tiểu ăn mày vây quanh ở trong đống lửa, yên lặng ngẩn người. Bên tai không ngừng mà quanh quần kinh khủng tiếng nổ vang, tuyết rơi từ kia phá một cái hố trên xà nhà rơi xuống, tiểu ăn mày mặt đông đỏ bừng, hắn đã ngủ rồi lão khất cái đem trên người áo choàng vì hắn đắp lên, yên lặng đi ra thành hoàng miếu, nhìn về phía đỉnh đầu chỗ phía kia chật hẹp bầu trời. Nam hoàng cuối cùng vẫn là lộ ra hắn nanh vuốt. Thánh địa chỗ duy trì gần ngàn năm thiên hạ, rốt cục vẫn là loạn điệu. Đều nói thời buổi rối loạn thời buổi rối loạn, thiên hạ này lại không biết nhiều ít người sống bất quá cái này mùa thu. Đây là một cái loạn thế, mà hoa ra chính là ở trên cái loạn thế diệt vong. Khi đó loạn thế lờ mờ còn tại trước mắt của hắn hiển hiện, đại hoang chi kiếp, Tây hoang nhập đông thổ. Ân tình vật này à, là phải trả. Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua dựa vào đống lửa ngủ say tiểu an mày, bước ra một bước, biến mất tại chân trời ở giữa. Giữa thiên địa, giống như thiêu đốt lấy hừng hực liệt hỏa đồng lô. Văn nhân bình tâm quanh thân linh khí ngưng tụ mà thành nhiều loại kiếm khí, nhược hàn tinh trường hồng, như mưa kiếm sương mù gió, khóe miệng của nàng ngậm lấy máu tươi, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Lý Thuần. Hồng chân kiếm, đây là nàng phối kiếm mặc dù phẩm chất so ra kém bèo tấm nhất lưu nhưng cũng là lịch đại hồng trần phong kiếm chủ truyền lại hạ trí bảo nàng một tay cầm kiếm nhìn qua trước mặt đã dơ cao lên thương khung lý thuần thiên địa pháp tướng đối sau lưng một đám kiếm tông trưởng lão hét lớn một tiếng các ngươi đi đều đi nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở không trung giống như một tôn điêu giống kiếm trong tay của nàng mang tựa như kia gột rửa hoàn vũ khói lửa lóe ra hào quang màu đỏ thắm nàng cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua kiếm tông đám người tựa như muốn đem khuôn mặt của bọn hắn vững vàng in vào trong đầu, sau đó, nàng quay đầu đi. Cắn nát đầu lưỡi tinh huyết, thể nội linh khí không ngừng mà dũng động, chưa hề từng có như vậy rồi rào qua, tu vi của nàng liên tục tăng lên, một mực kéo lên đến hợp đạo đỉnh phong. Đi tìm lão đầu tử. Những sư đệ này bên trong, chỉ có tịch thanh y vừa mới đặt chân hợp đạo, những người còn lại thậm chí ngay cả tham dự trận này náo động tư cách đều không có. Kiếm tông mấy người yên lặng nhìn qua văn nhân bình tâm, cắn chặt hàm răng, Giang chống đỡ lấy đã dùng hết lực lượng cuối cùng, hướng phía chân trời ở giữa chạy như bay. Đây là 21 châu cao cấp nhất cấp độ giao phong, hợp đạo cũng bất quá là khó khăn lắm có thể đặt chân cái này liên quan đến tại 21 châu tương lai đi hướng vòng tròn. Muốn đi thì đi. Đem lý mỗ cho rằng cái gì? Lý thuần hừ lạnh một tiếng, một cước bước ra, thiên địa pháp tướng trong nháy mắt ngưng kết mà thành. Linh khí trong thiên địa điên cuồng địa hội tụ, tầng mây hội tụ thành vòng xoáy không ngừng mà nhô lên, tại trong đó thiểm điện nhảy nhót, trở thành giữa thiên địa duy nhất ánh sáng mà tại kia một tầng mây phía dưới lý thuần rộng mở hai tay lơ lửng tài liệu thi gian nan vất vả cùng phong tại dưới thân thể của hắn không ngừng mà tứ ngược sau một khắc một mực che trời chi thủ từ trên trời giáng xuống hướng phía hướng đi xa chạy như bay kiếm tông đám người ép xuống tu vi thấp nhất ngọc tà trong nháy mắt phun ra một ngụm máu khí cả người rơi xuống tại trên mặt đất không tiếng thở nữa tịch thanh y một thanh bảo vệ hắn không ngừng mà hướng nơi xa chạy thục mạng lý thuần ngươi làm càn văn nhân bình tâm một kiếm nghiêng về phía trước tức giận một tiếng thân ảnh trong nháy mắt ngăn ở lý thuần trước mặt kiếm trong tay mang càng ngày càng thịnh mỗi tiến lên một phần liền lớn hơn gấp đôi trong nháy mắt cũng đã là cao tới gần trăm trượng một kiếm ép xuống giữa thiên địa tựa như cuốn lên ngàn tầng sóng gió cuồng phong kia bạo tuyết ở giữa đã hoàn toàn không thấy được thân ảnh của nàng chỉ có cái này phù diêu thiên địa một kiếm trong ánh mắt nàng tràn đầy kiên quyết chi sắc nàng biết đối mặt độ kiếp chặn giết nàng không có nửa điểm sống sót khả năng. Nhưng ít ra, ít nhất cũng phải vì sư đệ nhóm tranh thủ cho dù là vẻn vẹn một tuyến sinh cơ. Bắc bắc, sư tỷ cũng nhanh muốn tới giúp ngươi. Nàng che ngực, một sợi tinh huyết từ khóe miệng của nàng chảy xuôi ra, tiếp theo kia mái tóc đen nhánh dần dần trở nên tái nhợt, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn. Sư tỷ già đi nữa nha. Nàng kinh ngạc nhìn cười cười, nước mắt rơi như mưa, tiếp theo ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt trăm trượng thiên địa pháp tướng, nổi giận gầm lên một tiếng, sóng lật đảo vô số kiếm khí như trường hồng như nghe hiệu lệnh chen trúc mà động hướng phía ngăn tại thiên địa pháp tướng trước mặt to lớn pháp tướng bên trên bị đánh ra trận trận gợn sóng vô số lưu huỳnh bay ra sau một khắc phốc xích một ngụ nghịch huyết phun ra văn nhân bình tâm thân ảnh giống như một đạo lưu quang nặng nề mà đập vào giữa núi rừng xa xa mặc hành giản cứ như vậy nhìn qua kia một đạo tựa như như diều đứt dây từ thương khung rơi xuống nữ nhân khóc không thành tiếng cặp kia mắt đã biến thành mù màu đỏ thấm ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi lũ khốn kiếp này. Tịch Thanh Y một thanh kéo lại đã đánh mất lý trí quân vô tà tay, phẫn nộ quát, đi mau. Ngươi muốn cho đại sư tỷ bạch hy sinh sao? Chỉ cần lão đầu tử tới, bọn hắn đều phải chết. Quân vô tà đến trước mắt một mảnh mô hình hồ, bên tai ông ông rung động, khàn khàn thì thào. Ngũ sư huynh cũng đi, đại sư tỷ cũng đi. Ta chính là cái phế vật, cái tác dụng gì đều không có. Văn nhân bình tâm trên thân không có nửa phần hoàn hảo chỗ, máu tươi hiện đầy tấm kia khuyên thành mặt ngạnh kháng một kích độ kiếp một kích toàn lực ngũ tạng lục phủ đã sớm nhận được trọng thương thân hình hãy còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh đã là vạn hạnh bộ ngực của nàng phập phồng hai tay run rẩy gần như cầm không được trong tay hồng trần kiếm cứ như vậy nhìn qua cách mình càng ngày càng gần đạo sĩ oanh khắp nơi trên đất là nóng rực hắc viêm nàng có thể quên đến gặp đếm không hết tu sĩ áo đen không ngừng mà hướng phía nam đô phương hướng vọt tới đem cái này thiên địa vây chật như nêm cối xích hồng sắc màn sáng phía dưới kia vô tận hắc chiều là vô số phun trào thân ảnh tuyết từ trên cao bay xuống rơi xuống lòng bàn tay của nàng hòa tan sau đó nàng tuyệt vọng nhìn qua kia yên lặng hướng phía mình đi tới một đạo khác tu sĩ thân ảnh nàng há to miệng đã không cách nào nói chuyện cuống họng nỉ non một tiếng đỗ khuyết trong tay của hắn dẫn theo một cỗ thi thể trên mặt dính lấy đã biến thành đen nhánh nhan sắc vết máu sắc mặt trắng bệch trong mắt không nhìn thấy một tia thần thái nhưng lờ mờ còn có thể thấy rõ ràng người kia bộ dáng. Phật môn sáu chùa, kim sơn tự tự chủ, hợp đạo hậu kỳ, pháp nguyên. Không ngừng mà có nàng quen thuộc bóng người bị chém xuống, kia là tinh nguyệt tông một đám trưởng lão, là nguyên tông, đạo tông một đám trưởng lão. Máu tươi không ngừng mà tóe lên, kịch liệt đau nhức đánh tới, văn nhân bình tâm tay thật chặt nắm chặt hồng trần kiếm, không có chút nào huyết sắc trên chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chậm rãi trượt xuống. Nam đô thành nội, xếp lấy núi thay, nam đô ngoài thành, Dũng động huyết hải Nam Đô, tu sĩ mộ địa Văn nhân trưởng lão, lên đường bình an Lý thuần mặt không thay đổi nhìn qua Chỉ còn lại nữa sức lực nữ nhân Gợn sóng địa mở miệng, không có chút nào do dự Trong tay bụi bạm chính là mãnh nâng lên Sát ý giáng lâm Keng, một trận tiếng đàn đột nhiên Tại cái này trên trời cao bỗng nhiên vang lên Tiếng đàn lôi cuốn lấy linh khí Bỗng nhiên ngăn ở văn nhân bình tâm trước mặt Một thân ảnh lấp lóe mà đến Cứ như vậy xếp bằng ở hư không bên trong trong tay bưng lấy một chương cổ cầm sau so sạc tiếng đàn quanh quẩn giữa thiên địa tựa như tấu vang lên vô tận bi ca là ai lý thuần cùng đỗ khuyết đồng thời quay đầu nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện người đó là một thân mang rách dưới quần áo tóc trắng phơ bi thương lão giả hắn ngón trỏ còn dính lấy than đen tựa như vừa mới gảy qua lô hỏa hắn đứng ở văn nhân bình tâm trước người bình đạm địa mở miệng nói lão phu thiếu kiếm tông một cái nhân tình đỗ khuyết con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ tiếp theo trong tay bụi bặm mãnh hướng trước huy động âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Dịch Hàn, ngươi lại còn không chết. Nơi này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi thật muốn trôi chuyến này vũng nước đục. Hoa Dịch Hàn ngẩng đầu, trong tay dài đàn cất đặt tại trên hai đầu gối, bình tĩnh mở miệng nói, Kiếm Tông, Lão Phu hôm nay bảo vệ. Nam Đô Thành nội, Nho Thánh Tế ra toàn bộ thiên địa bàn cờ. Cơ nam giác cùng cơ như thanh lũng đinh cuồng địa đụng chạm, tại cơ nam giác trong tầm mắt, một điểm quang mang sáng lên, giống như ngày mùa hè trong bầu trời đêm một hạt nhỏ bé đom đóm cũng chính là tại trong chớp mắt ấy ánh sáng đom đóm mang bỗng nhiên sáng lên giống như một vòng trăng non giữa thiên địa từ từ bay lên cơ như thanh lũng gần như là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đông hoàng âm thanh kịch liệt như hồng trung đại lữ chiến minh thanh âm bỗng nhiên khuếch tán ra đến thậm chí để cơ nam giác có chỉ chốc lát mất thông kia một đạo hồng quang phía trên có vô số ánh sáng hoa bỗng nhiên ở giữa nở rộ tràn đầy nho thánh nhìn phía sau nam hoàng nổi giận linh khí đỏ tươi máu từ hắn đến trong miệng phun ra ngũ tạng đã sớm lệch vị trí nhưng hắn vẫn như cũ là thiêu đốt lên tinh huyết hướng phía kia dưới mặt đất đến thiên đạo chi thạch phóng đi đã bao nhiêu năm mình một đường cắn răng đi tới lại thế nào có thể ở thời điểm này ngã xuống trận này hạo kiếp đã có phát giác lại không động tác ai chi tội ư nổi danh hạ đệ tử dấn thân vào tại nam hoàng lại không động tác ai chi tội ư nói cho cùng nội tâm của mình không phải cũng là vào thời khắc ấy do dự trường sinh phi thăng cái này cỡ nào mê người ta chi tội nhưng ít ra nếu không phụ thế nhân tôn xưng ta nho thánh hôm nay hắn đi ra thiên đế phần một khác này chính là cất hẳn phải chết ý chí hắn cúi đầu đi qua cả đời này đi được quá mau gấp đến hắn thậm chí không kịp quay đầu xem thật kỹ hạ mình đi qua đường hiện tại hắn rốt cục có thể ổn định lại tâm thần hảo hảo nhìn một chút hắn đã từng đi qua đường vô số lần tự hỏi chúng sinh ý nghĩa vô số lần ca đêm hù dọa cái gì nên buông xuống đâu, cái gì lại nên cầm lấy đâu? là vì thiên hạ. cơn nam giác nhìn ra nho thánh đắc ý đồ, nàng đã biết được nho thánh là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi, hủy đi toàn bộ thiên đạo chi thạch. độ kiếp đỉnh phong, cảnh giới này nếu là liều mạng muốn đi làm một sự kiện, thiên hạ không người có thể cản. cho dù là đã bước vào đại thừa nam hoàng. nàng hít một hơi thật sâu, tiếp theo quanh thân hàn mang đại thịnh, một cỗ băng xương khí tức kịch liệt phóng thích ra sinh sinh trọi cứng hạ cơ như thanh lũng một kích tiếp theo đem hết toàn lực hướng phía nam hoàng phương hướng phóng đi cơ như thanh lũng ngay tại cơ nam giác dừng lại trong nháy mắt đó trong tay bụi bặm huy động cuốn lên một mảnh tinh mang hung hăng rơi vào nàng trên lưng phốc xích một búng máu phun ra nàng vốn là mặt tái nhợt trên má không có nửa phần huyết sắc nàng có thể làm không nhiều chỉ có thay nho thánh tranh đoạt một tuyến thời cơ dù là vẻn vẹn chỉ là một hơi vẻn vẹn chỉ là một sắt nà na. nam giác Lâm Cẩn Du liều lĩnh chạy ra, khóc không thành tiếng hét lớn một tiếng. Một đạo hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên từ sau lưng của nàng nở rộ mà ra, kia là một đôi cánh chim, nàng chưa hề từng triển lộ tại thế người cánh chim. Kia là Phượng Vũ. Như cũ không ngừng sông chứa xích hồng sắc màn hình ngao nguyệt trong chốc lát thất thần, bắt nguồn từ thể nội bản năng, để nó mãnh địa thay đổi long đầu, nhìn qua xa xa kia một đạo sông thẳng tới chân trời thân ảnh. Phun máu tanh long tức, trừng lớn cái kia kim sắc rồng đồng, bảo hiếu lấy, Phượng Hoàng mái vòm phía trên từng mảnh từng mảnh nham thạch chốc ra cấp tốc trong khi rơi cùng không khí ma sát dấy lên nóng rực liệt hỏa vỡ thành đầy trời hỏa vũ vẩy xuống thiên địa kia là từng khỏa thiên thạch xuyên thấu tầng mây không ngừng rơi đập dấy lên khắp nơi đại hỏa toàn bộ nam đô đã sớm biến thành một mảnh hỏa hồng nhan sắc oanh minh bên trong không ngừng mà có tu sĩ cùng sát tu thi thể bị xé nứt thương khung phá thiên địa bàn cờ một lần nữa chống lên thiên địa mặt đất rách ra cực nóng nham tương chạm mặt tới rót vào nam đô. Tất cả tu sĩ đều tại thời khắc này ngơ ngác nhìn trời địa chi ở giữa cuốn lên lấy tầng mây. Tại Nam Hoàng Bảo Hiếu âm thanh bên trong, nơi đó có một đạo vĩ ngạn thân ảnh dơ cao lên thương khung, nghiền nát một phương này đại địa, tay nắm lấy thiên đạo chi thạch. Ánh mắt của nam nhân còn quấn chúng sinh, ánh mắt của hắn quét về trong góc một đám người áo đen. Mặt nạ của bọn họ đã sớm lấy xuống, hai con người bên trong ngậm lấy nước mắt, sắc mặt xấu hổ nhìn qua nam nhân kia, tự lẩm bẩm, lão sư nho thánh há to miệng bình đạm địa mở miệng nói lão sư không trách các ngươi nho thánh đôi mắt quét về kiếm tông phương hướng nơi đó có hắn lo lắng hắn cuối cùng nhìn thoáng qua lý tử quân hướng về phía nàng ấm áp cười cười thiên hạ như kỳ chúng sinh như hí sân khấu kịch cao dựng mỗi người đều là linh người hắn tại cái này trên sân khấu đã đứng trung ương đi qua nơi hẻo lánh phong quang đắc ý qua ta là lý khâu trên bầu trời tách ra vô số loá mắt tuyết trắng sáng ngời tiếng sấm trải rộng mỗi một tấc thiên địa bạo ngược tuyết lớn xen lẫn liệt hỏa một mảnh hỗn độn trên trời cao tô bác che lấy đứt gãy xương sườn không ngừng mà hướng phía phía trước chạy vội ánh mắt cứ như vậy nhìn chăm chú nơi xa kia đã có thể gặp đến một góc nam Đô. hắn cảm thụ được trong cơ thể mình viên kia tại cái này đầy trời máu tươi bên trong ngo ngoe muốn động trái tim kia là bắt nguồn từ thôn thiên dục vọng tô bác ép buộc mình không đi nhìn chăm chú đống kia đầy thi hài đại địa cứ như vậy liều lĩnh hướng phía nam đô chạy vội trong tay của hắn nắm chặt hoang phi ném cho mình chiếc nhẫn. Chỉ cần có thể đem chiếc nhẫn đặt ở thiên đạo chi thạch phía trên, liền có thể tạm thời kết thúc trận này hảo kiếp. Là, chỉ cần tạm thời phong bế thiên đạo chi thạch, mình cũng vẻn vẹn chỉ cần thời gian một giáp liền nhất định có thể đạt tới đại thừa. Ngay tại Tô bác suy nghĩ thời khắc, một đạo kiếm phong từ bên tai của hắn trà sát quá khứ. Âm vang phía trước chuyển đến kiếm minh thanh âm, Tô bác còn người mãnh như ngưng chú, mãnh địa dừng bước lại. Sau một khắc, trong tầm mắt, chính là trùng trùng điệp điệp giống như giang hà kiếm khí từ trên trời chảy xiết mà đến mây đen như mực ép thành muốn phá vỡ kia là quen thuộc không thể tại quen thuộc kiếm thức sóng lật đảo tô bắc khóe miệng khẽ nhúc nhích tự lẩm bẩm nhịp tim bỗng nhiên gia tốc kinh ngạc nhìn nhìn qua hết thảy trước mắt kia là một đạo quanh thân không ngừng chán phóng lưu quang nữ tử thân ảnh một đầu tóc đen phiêu tán tại trên trời cao từng đạo vết máu treo ở nàng khóe miệng cặp kia vốn nên tràn ngập lười biếng con người phía trên tràn đầy kiên quyết chỉ ý. Nàng cứ như vậy hiện lên ở trước mắt của mình. Đại sư tỷ. Ngay sau đó, trên trời cao chính là xuất hiện một đạo trăm trượng thiên địa pháp tướng, văn nhân bình tâm liền giống như như diều đứt dây. Tại màn trời phía trên xẹt qua một vòng khó nén thê lương, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Nàng sẽ chết. Tô bác con người mãnh nhưng chừng lớn đồng lỗ ở giữa hiện đầy tơ máu, trong đầu của hắn không ngừng mà hiện lên đảo huyền thiên phía trên kiếm trùng, nàng nhắm mắt lại an tường nằm tại trong ngực của mình. Không, rất nhiều chuyện cũ năm xưa giống như phù quang lược ảnh đồng dạng tại trước mắt của hắn hiển hiện hắn thấy được thượng quan vấn đạo đem mình giao cho văn nhân bình tâm xa mặc vạn dặm đến tuyết châu nhớ kỹ nàng ôn nhu con ngươi khi đó tay nàng nắm lấy kiếm đứng tại hồng trần phong phía trên cứ như vậy nhìn xem mình cười bắc bác, về sau ngươi chính là sư tỷ ngũ sư đệ nữa nha bắc bác, một mình ngươi từ nam cương cứ như vậy đi tới cái này một vòng không được thất thần hoảng hốt để tinh thần của hắn tại một sát na kia buông ra cặp kia môi khẽ run. Sau đó vô tận sát khí liền giống như tiết hồng thủy miệng cống, điên cuồng hướng lấy thân thể của hắn không ngừng mà tràn vào. Trong tay hắn chiếc nhẫn tựa như nhận lấy cảm ứng, không ngừng mà chớp động lên quang mang. Thiên địa tịch liêu. Một lát bình tĩnh về sau, chính là một nhóm lớn vượt trên tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy bầu trời vỡ tan, một đạo đen nhánh vết rách xuất hiện tại màn trời bên trên, nối ngang đông tây. Tô Bắc vác tại sau lưng hộp kiếm trong nháy mắt mở rộng, bốn thanh phi kiếm bay lên không, trường kiếm khai thiên cướp trường hồng sát khí không ngừng mà tràn ngập hắn quanh thân da thịt bao khỏa không ở cái này một cỗ cường đại lực lượng chậm rãi vỡ vụn dì ra máu tươi lại là rất nhanh hóa thành huyết khí tiêu tán tại giữa phiến thiên địa này kinh khủng đau đớn từ toàn thân của hắn trên dưới mỗi một cái bước chân cuốn tới nhưng mà đau nhất là tâm hắn há to miệng lộ ra sâm bạch răng nhìn qua nam đô phương hướng khàn cả giọng bảo hiếu lấy nam hoàng âm vang thanh phong bất quá ba thước Kiếm khí dài không thể lượng giữa thiên địa có hồng trung đại lữ thanh âm đột khởi chấn động thiên địa kia là tô bác trường kiếm trong tay từng đạo kiếm khí ngạnh sinh sinh xé mở một phương này màn trời thiên khung vỡ vụn vết dạn mọc lan tràn kiếm khí mọc lan tràn uốn lượn to lớn tràn trề cứ như vậy hướng phía lý thuần kia một đạo thiên địa pháp tướng đánh tới đang cùng với hoa dịch hàn dây dưa lý thuần cùng đỗ khuyết mãnh cảm thụ đến một cỗ kinh khủng kiếm khí hướng phía phương hướng của mình cuốn tới tương hỗ liếc nhau một cái đợi thấy rõ người tới về sau, sắc mặt lập tức cứng đờ, trong nháy mắt lui về phía sau. Hoa dịch hàng con ngươi cũng là ngưng tụ, tiếp theo xoay đầu lại, nhìn qua kia một đạo điên cuồng hướng lấy cái phương hướng này chạy như bay đến Tô Bắc. Tô Bắc, kia đã hiện đầy vết máu thân thể cứ như vậy nằm tại trái đen trên mặt đất, Tô Bắc chậm rãi đem văn nhân bình tâm ôm vào trong ngực. Hai trong mắt của nàng bên trong tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Tô Bắc, mỏi mệt mở to hai mắt, khẽ run vươn tay tìm kiếm lấy Tô Bắc gương mặt phương hướng. Bắc Bắc, Sư tỷ coi là rốt cuộc không nhìn thấy ngươi nữa nha. Sư tỷ thất ước nữa nha, không có đem đệ tử của Kiếm Tông mang về Bất Kiếm Phong. Tô Bắc Mãnh Địa lắc đầu, nắm thật chặt tay của nàng, có chút run run dán tại mình tràn đầy vết máu trên gương mặt, hướng về phía nàng cười. Sư tỷ ngươi đang nói gì đấy? Sư đệ đã tìm được thánh nữ. Chờ sư đệ đi phong ấn này Thiên Đạo chi thạch, chúng ta cùng một chỗ về Kiếm Tông. Thật? Sư đệ lúc nào lừa qua ngươi? còn muốn cùng sư tỷ cùng một chỗ qua trung thu đâu. Tô bác nhìn qua trong mắt của nàng, liền như là nàng mới gặp mình lúc như vậy ôn nhu. Văn nhân bình tâm một đầu tóc đen mắt trần có thể thấy biến thành hoa dâm, khóe mắt xuất hiện tế văn, thọ nguyên không ngừng mà trôi qua, kia là ngạnh kháng độ kiếp một kích chỗ trả ra đại giới. Sau đó nàng dãy dụa lấy đứng dậy, chỉ vào xa xa kia một đạo xích hồng sắc màn ánh sáng, kiếm tông, ở nơi đó. Thanh âm từ từ yếu đi xuống dưới, nhắm mắt lại. Tô bác một mực mỉm cười khuôn mặt rốt cục bóp méo, cố gắng không chế cánh tay rung động, rốt cục nhịn không được, cố gắng áp chế tức giận phun ra ngoài trong con người hiện đầy tơ máu. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mở rộng lồng ngực, không có chút nào bận tâm hấp thu khắp nơi trên đất thi hải phía trên sát khí. Nam đô thành nội, hết thảy tựa hồ cũng muốn thành công, chỉ cần nho thánh tay bấm đoạn cái này tội nghiệt căn nguyên, nho thánh điều động toàn bộ thiên địa bàn cờ đều nói làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Hắn vẫn luôn cảm thấy lão thiên kỳ thật rất hậu đãi mình, bởi vì cái gọi là khổ tâm người trời không phụ, chỉ cần hắn lấy hết nhân sự, thiên mệnh chưa hề phụ hắn. Như vậy lần này, nghĩ đến lão thiên đồng dạng sẽ không phụ hắn. Nhưng mà sau một khắc, nho thánh sắc mặt đại biến, trong tay thiên đạo chi thạch không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu hiệu mặc cho mình hướng trong đó không ngừng mà quán thâu kinh khủng linh khí. Trên tầng mây đạo thiểm điện giao thoa, chiếu sáng vùng thế giới này, chiếu sáng nam hoàng giữ tợn khuôn mặt. Nam hoàng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười lớn, ha 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 ha. Nho Thánh, Thiên đạo chi thạch chính là thiên đạo à, thiên đạo làm sao lại nát? Thiên địa giống như như thú bị nhốt bất lực địa run rẩy, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn mãnh như ngưng tụ, Thiên đạo chi thạch dần dần ban ngày sáng quang mang đột nhiên ngừng lại, như có người cùng nó tranh đoạt vùng thế giới này ở giữa sát khí. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hướng phía Nam đô thành bên ngoài nhìn lại. Trên trời cao mây lưu đang lăn lộn, chậm rãi che đậy kia một vòng xích dương bị bóng tối vô tận nuốt mất mà tại kia hắc ám cuối cùng chỗ một cái vòng xoáy đen kịt điên cuồng mà phun trào nơi đó nửa quỳ một bóng người hắn có chút co do không chỗ ở run rẩy kinh khủng linh khí chống đỡ nát y phục của hắn lộ ra trần trụi thân trên cơ bắp phía trên mắt trần có thể thấy gân xanh không ngừng mà bạo khởi điên cuồng địa cùng thiên đạo chi thạch tranh đoạt sát khí hội tụ lên sát khí kích thích dòng xoáy nam hoàng mí mắt kịch liệt nhảy lên tiếp theo kinh sợ nhìn qua đỗ khuyết cùng lý thuần cùng không ngừng mà hướng phía nam đô tụ đến vô số người áo đen hét lớn là tô bắc hắn làm sao ra các ngươi mau giết hắn tuyệt đối không thể để cho hắn cướp đoạt này thiên đạo chi thạch hỗn độn chi khí vô số người áo đen giống như thủy triều điên cuồng hướng lấy tô bắc vị trí lao qua nhưng mà chưa đến gần tô bắc chính là bị quanh mình kia kinh khủng sắc khí xé nát biến thành hỗn độn chi khí không ngừng mà tràn vào tô bắc thể nội Nam Đô thành nội tất cả tu sĩ sững sờ nhìn qua Nam Đô ngoài thành kinh thiên động địa một màn, rốt cục có tu sĩ phản ứng lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động hét lớn một tiếng, "Là Tô trưởng lão! Thánh nữ nhất định phải tới. Chúng ta được cứu rồi." "Giết!" Kiếm Tông chúng nữ tâm mãnh địa nhấc lên, Tiêu Nhược Tình chăm chú địa cắn môi mỏng, con ngươi phức tạp nhìn trời địa chi ở giữa kia một đạo vòng xoáy đen kịt. "Sư tôn." Nàng vô ý thức dùng mình một cái, nàng biết, kia kinh khủng đen nhánh vòng xoáy đại biểu cho cái gì? Tiêu Nhược Tình ánh mắt nhìn về phía Mạc Ly, nhìn về phía Lý Tử Quân, ánh mắt của các nàng cùng mình tuyệt vọng, tiếp theo từ khóe miệng đắng chát địa phun ra mấy chữ: "Máu họa". Đây hết thảy, vẫn là bắt đầu sao? Máu me tung tóe, đột nhiên xuất hiện tô bác tựa như một tề thuốc an thần, tất cả tu sĩ giống như rơi xuống nước người bắt lấy sau cùng một cây rơm dạ, liều lĩnh hướng phía phía trước chiến đi. Một cỗ sóng máu sông lên mười mấy thước không trung, tiện đại địa một mảnh huyết hồng. Nam Hoàng con ngươi lạnh lùng nhìn qua hết thảy trước mắt, hét lớn một tiếng đại thừa chi lực rốt cục tại thời khắc này triệt để bao phủ tại cả phiến thiên địa phía trên thanh nữ tới lại như thế nào trí dương tỏa tiên trận phía dưới không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ được nho thánh cho chẫm chết đi giờ khắc này hắn không tại lưu thủ trong mắt nhìn qua cái này cùng mình cộng sự 10 cái giáp nam nhân không chút do dự hạ sát thủ dừng tay đầy trời phong tuyết từ trên trời cao điên cuồng mà tuôn ra khóe miệng ngậm máu cơ nam giác lau lau rồi một chút vết máu ở khóe miệng cứ như vậy nhìn qua Nam Hoàng. Ánh mắt của nàng rất nhu hòa, như lại dị thường kiên định, sau đó quay người nhìn qua Nam Đô bên ngoài nam nhân kia thân ảnh. Khóe miệng để lộ ra một cái tiếu dung, nụ cười kia đủ để điên đảo chúng sinh, tựa như dốc hết thế gian phồn hoa. Nàng nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lâm Cẩn Du tay, cho nàng một lời xin lỗi ý ánh mắt. Lâm Cẩn Du mãnh ngẩng đầu, đột nhiên tựa như minh bạch cái gì, cứ như vậy nhìn qua nàng. Nam giác, không muốn. Cơ nam giác đẩy ra tay của nàng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt cứ như vậy nhìn qua kia xích hồng sắc thương khung nhìn qua kia một đạo ngăn cách thiên địa xích hồng sắc màn sáng nàng từng bước từng bước hướng phía nam hoàng đi tới lôi cuốn lấy vô tận thê thảm hàn phong màn trời xích hồng từ từ biến thành tuyết sắc lạnh lẽo hàn phong tứ ngược lấy phía thiên địa này ta tiểu nam nhân rốt cuộc đã đến đâu nam hoàng đồng lỗ mãnh địa co rút lại tựa như đột nhiên minh bạch cái gì thiên địa càng phát ra địa rét lạnh cái này một mảnh cháy đen hài cốt phía trên giữa thiên địa đã nổi lên luồng thứ nhất bông tuyết. Bông tuyết vòng quanh băng tinh trên không trung điểm điểm bay xuống, càng ngày càng đậm hơn, tất cả tu sĩ đều là cảm thấy đến từ thần hồn ở giữa rét lạnh, đó là một loại không thể che nóng lạnh. Sương tuyết giả dích mà xuống, bao trùm tại tất cả tu sĩ trên thân, tất cả mọi người đôi mắt. Cứ như vậy nhìn chầm chằm đi hướng thương khung Đông Hoàng, kia thánh khiết, xinh đẹp, khuynh thành, giống như nữ tử nam nhân. Đông Hoàng thân ảnh từ từ hư ảo, sau đó một thân trường sam huyễn hóa, từ từ hóa thành dây lụa, gấp thắt nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, tóc dài biến thành màu băng lam. Như xương rủ xuống, duy thừa kia lạnh lẽo như đỉnh băng xuyên vân, đột nhiên mở miệng, thanh âm êm dịu đạm mạc, tựa như nàng kia trong gió Phật múa tuyết trắng váy xa. Cơ nam giác nguyện lấy thân hóa trí âm, có thể phá vỡ trí dương, từ trước chỉ có trí âm. Thân ở tại sát khí vòng xoáy bên trong Tô Bắc, cứ như vậy một mặt bất khả tư nghị nhìn qua cơ nam giác, trong óc duy còn lại trống rỗng. Lâm Cẩn Du chăm chú địa che lấy môi son, hai mắt chứa nước mắt nhìn qua trên trời cao nữ tử. Giờ khắc này, nàng biết đây hết thảy ý vị như thế nào. Đông nước muốn loạn. Giờ khắc này, Nam Hoàng triệt để hoảng loạn rồi, hắn giận dữ hết. Đông Hoàng, ngươi dám. Nhìn tính vạn tính, vậy mà chưa hề từng tính tới qua, Đông Hoàng chính là một mực đi theo tô bắc bên người cái kia gọi nam cơ nữ nhân. Là, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái độ kiếp cường giả à? đột nhiên xuất hiện trí âm chi thể đánh gãy hắn tất cả bố cục hắn vừa xài bước ra kia nguyên bản hướng phía nho thánh ép xuống kình thiên chi thủ mãnh hướng lấy cơ nam giác phương hướng vỗ tới dưới bầu trời hãm cơ nam giác không có bất kỳ cái gì tránh đi động tác vẫn như cũ điên cuồng hướng lấy màu đỏ màn hình chuyển vận lấy trí âm chi khí trực tiếp bị một trưởng kia đánh trúng trực tiếp đánh vào trên mặt đất oanh cơ nam giác khóe miệng mãnh địa phun ra sen lẫn nội tạng máu tươi co quắp tại chỗ ấy nhưng nàng vẫn như cũ là không chỗ ở hướng ra phía ngoài phóng thích ra trí âm chi khí, thân thể càng ngày càng hư ảo. Nam Hoàng một kích sau đánh tới thời điểm, Nho Thánh dơ lên thiên địa bàn cờ chật vật chống được Nam Hoàng điên cuồng một kích. Cả người trong nháy mắt bị đặt ở dưới mặt đất, từng ngụm từng ngụm địa thổ lộ lấy máu tươi. Đám người từng cái khiếp sợ nhìn qua một màn trước mắt, nhìn qua kia quyền khuyên thiên hạ Đông Hoàng, cảm thụ được quanh thân không ngừng truyền đến trí hàn chi khí. Đông Hoàng là nữ nhân. Đông Hoàng lại là nữ nhân cái này sao có thể? hắn không phải có hoàng hậu sao? nàng chính là cái kia trí âm chi thể. tất cả mọi người ngơ ngác nhìn. cơn nam giác ánh mắt nhu hòa nhìn qua tô bắc, nhìn qua hắn đồng dạng khiếp sợ đồng lỗ. nàng giang hai cánh tay, nhắm lại hai con ngươi mặc cho huyết thủy chảy xuôi. giờ khắc này, toàn bộ trí dương tỏa tiên trận lung lay sắp đổ. vô tận trí âm khí tức quét sạch mà đi, hướng phía kia một đạo xích dương màn sáng điên cuồng mà phun trào. không muốn. Tô Bắc trên đỉnh đầu vòng xoáy lôi cuốn lấy vô tận lôi minh thiểm điện, toàn bộ Nam Đô đều tại cái này kinh khủng lôi minh bên trong run rẩy. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm cơ nam giác. Hắn nửa quỳ thân thể run rẩy, mờ mịt nhìn qua cái kia không trung càng ngày càng hư ảo nữ nhân. Nam cơ, Đông Hoàng, Nam cơ. Đông Hoàng chính là Nam cơ. Giờ khắc này, Đông Hoàng cùng Nam cơ thân ảnh trong mắt hắn triệt để trùng điệp. Đúng vậy à, mình làm sao lại ngốc như vậy? Trên thế giới này tại sao có thể có như thế tương tự hai người? Vì cái gì Đông Hoàng xuất hiện thời điểm, liền không có nam cơ. Vì cái gì mình nhìn về phía hắn thời điểm, nét mặt của hắn luôn luôn kỳ quái như vậy. Hết thảy tất cả, bất quá đều là nhìn qua như thế tự nhiên, đến mức mình không có chút nào hoài nghi tới. Tô Bắc ngơ ngác quỳ, khóe mắt ẩm ướt, trong lòng giống như đao cắt địa đau nhức. Nam cơ, không muốn, dừng lại, không muốn như vậy, không muốn. Cơ nam giác hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn, trong mắt của nàng bên trong cất giấu tựa như tinh hà ngàn vạn. Ngươi điên rồi sao? Thần hồn của ngươi sẽ tiêu tán. Ngươi hiểu không? Thánh nữ liền muốn tới, trí dương tỏa tiên trận nhất định có biện pháp có thể giải khai. Ngươi còn nhớ rõ ta đáp ứng ngươi cái gì sao? Ta muốn cho ngươi một trận người khắp thiên hạ cũng vì đó chúc phúc hôn lễ à, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Ngươi biết không? Tại đảo huyền thiên ta gần như chết hai lần, cái kia gọi thiên cơ tử giáp nhất muốn giết ta. Ta sống xuống tới à? Bao nhiêu huyết chiến, ta chính là vì bảo hộ bên cạnh ta hết thảy à? Chúng ta tại Nam Quốc có nhiều như vậy hồi ức, ta không cho phép ngươi quên mất, ta không cho phép. Ngươi có tư cách gì bỏ xuống ta à? Đi mẹ nhà hắn chí dương tỏa tiên trận, có thể phá mất, có thể. Tô Bắc Hàn cả giọng bào hiếu, kinh khủng sát khí điên cuồng hướng lấy trong cơ thể của hắn phun trào, giống như suối phun phun ra, thiên đạo chi thạch việt phát địa ngầm đạp. Nam đô bên ngoài tất cả mọi người đều là hoảng sợ lui lại nhìn qua cái kia vòng xoáy trung tâm nam nhân đan vô lan che lấy môi ngương ngác nhìn qua hết thảy trước mắt khóe miệng đắng chát mà cười cười giờ khác này cái kia vẫn luôn là lười nhác ôn nhu nam nhân giống như một đứa bé con gào khóc khàn cả giọng ngươi đừng như vậy ta van ngươi ngươi đừng bỏ xuống ta nam cơ ngươi chẳng lẽ không tin ta sao cơ nam giác hơi há ra môi nàng đồng lỗ đã từ từ mô hình hồ lấy độ kiếp chi lực dâng ra toàn bộ trí âm chi khí chỉ có một kết quả thân hồn nhục thân mất hết Tại đào thành nàng cùng tô bác uống hoa dịch hàn cầm một bình sinh mệnh hàn lộ, có lẽ nhục thân có thể bảo vệ đến, nhưng thần hồn nhất định tan rã. Nàng mở ra cặp kia màu băng lam đồng, ôn nhu nhìn qua tô bác nói khẽ, ta tin tưởng ngươi, ta cái gì đều tin tưởng ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi có thể chiến qua bọn hắn à, thế nhưng là như thế ngươi muốn bảo hộ kiếm tông liền sẽ diệt vong đi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tại tự trách bên trong vượt qua cả đời. Tô bác nhìn qua nàng hét lớn, cơ nam giác, Ngươi dựa vào cái gì tự tiện đối ta làm quyết định? Dựa vào cái gì à? Cơ nam giác ngơ ngác chảy nước mắt hai tay che lấy môi, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tô Bác, ngươi biết không, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt à, là tại Bất Hối Nhai hạ đâu, khi đó ta chính là đi tìm tiên duyên thảo. Ta rất thích nghe ngươi cho ta kể chuyện xưa à, muốn ăn ngươi nướng đồ vật, muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo thật nhiều thật là nhiều địa phương." Cơ nam giác tại không có gặp phải Tô Bác trước đó, chính là một cái cô độc không có bất kỳ cái gì sống tiếp ý nghĩa, giống như không có linh hồn thể xác, ta chưa từng hối hận gặp ngươi. Nếu như còn có một lần, ta nhất định nhất định nhất định phải sớm hơn một chút nhận biết ngươi. Dạng này ngươi chính là độc thuộc về ta Tô Bắc à, chỉ thuộc về cơ nam giác một người Tô Bắc, như thế sẽ thật hạnh phúc đi. Cơ nam giác không có ở đây thời gian, nhất định phải hảo hảo thương các nàng à, tính cả lấy cơ nam giác cái này một phần. Gặp Tô Bắc, cơ nam giác kết thúc kia một phần cô độc. Kia là thần hồn phía trên giao hòa, yêu tô bắc chưa hề cũng không phải là nam cơ, chỉ có cơ nam giác. Nho thánh cuối cùng một tia máu phun ra ngoài, nam hoàng thương khung chi thủ nặng nề mà đè lên. Mà cơ nam giác trước mắt cũng cuối cùng không có bất kỳ hình tượng, hoàn toàn mông lung, nàng co do thân thể, tựa như một cái tân sinh hài nhi, đình chỉ nỉ non. Màu xích dương màn ánh sáng biến mất. Cơ nam giác hiện đầy xương tuyết khóe miệng hơi gấp, kia là đối một người mỉm cười. Ta, yêu ngươi. Từ nàng nỉ non khóe miệng, tô bác đọc lên sau cùng mấy chữ trong đầu của hắn trống rỗng. Sau đó, kinh khủng tiếng cười vang lên, vang vọng tại toàn bộ Nam Đô trên không. Ha 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 ha. Tô bác chăm chú địa cắn răng, nhìn qua ngã trên mặt đất văn nhân bình tâm, nhìn qua nơi xa co do cơ nam giác. Toàn cảnh là dữ tợn, khóe mắt chảy nước mắt, tê tâm liệt phế cười lớn, cả người vặn vẹo đứng lên. Ha ha ha, tốt. Làm được thật tốt à. Nam Hoàng, ngươi làm thật xinh đẹp. Ha 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 đầy trời sắc khí vẫn như cũ liên tục không ngừng mà tràn vào tô bác thể nội. Nhìn qua tô bác dáng vẻ, tiêu nhược tình đã lệ rơi đầy mặt, nàng quỳ gối trên mặt đất. Sư tôn, sư tôn. Tô bác mãnh địa đứng dậy, nhìn xem bên cạnh hoa dịch hàn, nhẹ giọng mở miệng nói. Hoa huynh, bác có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Ngươi nói, hoa dịch hàn cau mày, nhìn xem nam nhân trước mặt, từ trên người hắn mình có thể cảm thụ được cùng nam hoàng bản nguyên sát khí. Đem tô bác tông môn đệ tử hộ tống ra ngoài đi, Hoa dịch hàn nhẹ gật đầu, tay vừa nhấc, văn nhân bình tâm chính là quấn vào một cái pháp bảo bên trong. Tiếp theo Tô Bắc tiếp tục mở miệng nói, còn có đan vô lan, đan vô khuyết. Đã từ Nam Đô ngoài thành trốn tới đan vô lan che chở một đám kiếm tông đệ tử, cứ như vậy kinh ngạc nhìn nhìn qua Tô Bắc, sau đó che ngực chậm rãi nói, ta không đi. Tô Bắc mãnh địa quay đầu lại, nhìn xem nàng, trong con người tràn đầy tơ máu, bắt lại tay của nàng, sau đó đem hai người ném vào hoa dịch hàn pháp bảo bên trong. Tô Bắc, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đi. Tô bác quay đầu, nhẹ nhàng địa mở miệng nói. Ta à, thiếu nam cơ một trận hôn lễ đâu, này thiên đạo chi thạch cũng muốn phong ấn lại. Ngươi thiếu nàng một trận hôn lễ. Đan vô lan cười, nước mắt chảy trôi tại trên gương mặt nàng, một mực trượt chân cái cổ ở giữa, nàng gần như cuồng loạn quát. Vậy ngươi liền không nợ ta sao? Ngươi vì ta cũng muốn còn sống. Một đám kiếm tông đệ tử cứ như vậy nhìn chằm chằm tô bác. Tô bác không có nhìn nàng, cõng qua thân đi, nhắm lại con người. Thật xin lỗi. Sau một khắc, tô bác trên thân từ từ dâng lên một tầng đen như mực, đen như mực đem hắn mái đầu bạc trắng triệt để nhuộm đen. Đó là một loại thâm thúy hắc, bằng như thôn phệ hết thế gian hết thảy hắc ám, tiếp theo trên người hắn linh khí điên cuồng mà tăng lên. Cả người giống như một đạo màu mực lưu quang điên cuồng hướng lấy nam đô thành nội phóng đi. Đan vô la nhắm lại hai mắt, tự nhủ. Thật xin lỗi. Chỉ có một câu có lỗi với à. Nam hoàng con ngươi xích hồng, thủ hộ lấy thiên đạo chi thạch nhìn qua hướng phía thiên đạo chi thạch phương hướng mà đến tô bắc chính là hướng phía phương hướng của hắn chạy bắn trẫm muốn giết người nho thánh từ trên mặt đất chui ra thiên địa bàn cờ lần nữa chuyển động liều lĩnh ngăn lại nam hoàng thân ảnh tuy ý kia nổi giận nắm đấm không ngừng mà đập nện tại thân thể của mình phía trên nam hoàng xoay người sang chỗ khác không thể không cùng nho thánh gắt gao dây dưa sau đó đối bên người tất cả tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng ngăn lại hắn tất cả mọi người nhất định phải ngăn lại hắn đừng cho hắn tới gần thiên đạo chi thạch. Giống như dòng lũ sát tu điên cuồng hướng lấy tô bắc phương hướng cuốn tới, mà ở bọn hắn trông thấy tô bắc hai con ngươi một khắc này, nguồn gốc từ tại thần hồn sợ hãi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mây đen bao phủ trên trời cao, còn giữ năm cơ biến thành đầy trời băng tuyết. Tô bắc cởi trần, gợn sóng nhìn qua trên trời cao đỗ khuyết, là như vậy băng lãnh. Cùng phong đột khởi, lấy tô bắc làm trung tâm, gợi lên lấy hắn bực phát, là như vậy đe nhánh, như vậy băng hàn. Tầng mây không ngừng mà hội tụ mà thành vòng xoáy ở giữa chớp động lên thiểm điện trở thành giữa thiên địa duy nhất ánh sáng. Tô Bác cảm thụ được vô tận hỗn độn chi khí tại trong kinh mạch của mình chảy xuôi, bành trướng, hạo đẳng, bạo khởi gân xanh, chống đỡ nát ra thịt của hắn. Tại cường đại khép lại năng lực phía dưới lại một lần nữa phục hồi như cũ, vỡ vụn phục hồi như cũ. Cái này chưa luyện hóa sát khí lôi cuốn lấy không thể nghịch lệ khí nhiễu loạn lấy Tô Bác tâm trí, đôi mắt của hắn bên trong hiện đầy tơ máu cứ như vậy siết chặt trường kiếm trong tay. Vù vù, ha 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 ha, chết hết đi. Đi chết à. Ta muốn, để các ngươi, tất cả đều sống không bằng chết. Thanh âm kia đục ngầu giống như đến từ vực sâu trong địa ngục, rét lạnh nhập cổ phần để cho người ta không phân rõ được sở phương hướng. Giữa thiên địa bàng nếu có đồ sứ vỡ vụn thanh âm, bỗng nhiên vang vọng. Thanh bình kiếm, đoạn tham thận, tư biệt ly, cười gió xuân. Cuồn cuộn khói đặc sông phá tầng mây rơi xuống, ánh lửa kia nhuộm đỏ nửa bầu trời. Mỗi một bước bước ra, liền có người chết tại dưới kiếm, trường kiếm không ngừng mà phát họa mà ra kinh khủng đường cong. Hàng quang phía dưới, giải đầy máu tươi, tại hắn tiến lên đường hai bên, chôn giấu lấy đếm không hết thì hài. Nhiều người như vậy, bắt không được một cái tô bắc sao. Một hợp đạo đỉnh phong cường giả nhìn qua không ngừng mà hướng phía thiên đạo chi thạch phương hướng vọt tới tô bắc, hét lớn một tiếng. Nhưng mà sau một khắc, một đạo lôi cuốn lấy vô tận kiếm ý một kiếm cứ như vậy tại trong mắt của hắn bên trong từ từ phóng đại một kiếm kia gần như cắt đứt nửa cái dãy núi oanh mấy tên né tránh không kịp tu sĩ trong nháy mắt bị chặn ngang chém thành hai đoạn phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh tanh hôi huyết hải phía trên khắp nơi trên đất hải cốt Cuồng cuộn khói đặc tại biển máu này chi địa chậm rãi bốc lên dãy núi phía dưới là khắp nơi trên đất toái thi hải cốt tại kia chính giữa tô bác cầm trong tay trường kiếm làm can địa cười lớn máu tươi hồ đầy gương mặt của hắn hắn tùy ý như chú địa máu tươi chảy khắp toàn thân ngẩng đầu lên nhìn qua lời mới vừa nói hợp đạo đỉnh phong tu sĩ giữ tợn địa cười lớn chết đi chết hết đi phanh tiếp theo một cái chớp mắt cỗ thân thể kia chính là nổ bắn ra nghìn vạn đạo máu chảy vỡ thành khối vẩy vào trên mặt đất hợp đạo đỉnh phong vẫn điên rồi hắn điên rồi một người áo đen hốt hoảng địa mở miệng nói nhưng mà sau một khắc Tô Bắc Trường Kiếm cũng đã là đi tới trước mắt của hắn, chém xuống một kiếm hắn đầu lâu. Kia một bộ thi hài vô lực ngã xuống trong biển máu, không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Tô Bắc mặt không thay đổi đi tới, trường kiếm trong tay mỗi một lần vung chặt đều sẽ mang đi một đầu sát tu tính mệnh, đen nhánh mực phát nhuộm đỏ tươi. Trước mặt hắn, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh địa người áo đen dòng lũ, hắn kia một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu máu. Toàn bộ Nam Đô đã bị Tô Bắc xem như các to lớn đống đá đùa bỡn, mà cắt đá bên trong tài liệu thi đều là máu tươi cùng thân thể tàn phế lôi quang bên trong tấm kia trên gương mặt dữ tợn thời khắc mang theo vặn vẹo ý cười điên cuồng hướng lấy thiên đạo chi thạch phương hướng vọt tới mỗi một kiếm đều kích thích liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết hắn đã không nhớ rõ mình muốn làm gì chỉ là khắc vào trong khung bản năng tại nói với mình phải vi sư tỷ báo thù muốn vì nam cơ báo thù muốn đến thiên đạo chi thạch nơi đó muốn tới nơi đó Ông cơ nam giác thân thể lâm cẩn du con người phức tạp nhìn qua trước mắt cái này nam nhân nhìn qua trong tay hắn thấm đầy máu đen trường kiếm đắng chát lẩm bẩm 171, 172 vong hồn dưới kiếm của hắn đã sớm qua trăm người mỗi một cái ít nhất đều là hóa thần cảnh giới ở phía xa đã đạt tới an toàn địa phương tiêu nhược tình mặc ly bọn người cứ như vậy nhìn xem tô bắc tàn sát dáng vẻ thân thể run rẩy nức nở nói sư tôn máu họa sư tôn nhanh tỉnh lại giết một tiếng gầm thét thanh âm từ tô bắc trong miệng thốt ra cường đại kiếm khí tứ ngược theo tô bắc kiếm điên cuồng địa huy động hai tên vô hoa khuyết hợp đạo trưởng lão chính đối tô bắc một kiếm kia toàn bộ thân thể lại bị sinh sinh mặc một cái xuyên tim trước khi chết ở giữa con mắt chừng đến to lớn tay thật chặt nắm lấy tô bắc chuôi kiếm này đỗ khuyết mãnh xuất hiện tại trên trời cao trong tay giống như trường thương quyền trượng chỉ vào tô bắc hét lớn một tiếng tô bắc nhận lấy cái chết độ kiếp chi lực đây mới thực là độ kiếp khí tức. Cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Tại bên người của hắn, là đồng dạng chạy đến Lý Thuần, trong tay bụi bặm sớm đã là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hai người nơi ở làm trung tâm, phương viên gần như trong vòng trăm dặm, giống như địa long xoay người, rung động không ngớt. Trên mặt đất lộ ra từng đạo khe rãnh. Kia một đạo quang mang đỉnh giống như ban ngày lóa mắt, Tô Bác ngẩng đầu, nhìn qua chiến tại trên trời cao hai người. Trong mắt của hắn là như vậy băng lãnh, trong đó lôi cuốn lấy không che giấu chút nào sát ý. Cút xuống cho ta." Tô Bắc hét lớn một tiếng, bốn kiếm tề xuất, tại trước người hắn theo thứ tự lơ lửng. Sau đó, cứ như vậy thẳng tắp chạm tại kia một đạo ban ngày phía trên. Kiếm thập tam, không hối hận. Giữa thiên địa trong nháy mắt vắng lặng im ắng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Lý Thuần cùng đỗ huyết dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ vụn, vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, những nơi đi qua đều hóa thành bột mịn tạo thành một cái cự đại hố sâu. Phốc xích, hai thân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài, thân hình xuyên qua cả tòa núi loan, trên mặt đất ngạnh sinh sinh cày một đầu dài đến gần ngàn trượng khe rãnh, cuối cùng đánh tới Nam Đô Tường Thành. Tòa kia tượng trưng cho Nam Quốc Quốc Phúc Tường Thành ầm vang đổ sụp. Một tiếng vang lanh lành, đỗ khuyết trong tay pháp trượng trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, sau đó thân thể của hắn bị trong nháy mắt ép vào đến dưới mặt đất. Mắt Trần có thể thấy linh khí gợn sóng hóa thành to lớn gió bão tứ ngược, quanh mình hết thảy đều là tại cái này kinh khủng trong cùng phong phiêu diêu không chừng đại thụ bị nhổ tận gốc lý thuần chỉ cảm thấy thân thể nội tạng quấy thành một đoàn một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào trên người mình một ngụm máu phun ra ngoài cả người bị nện ngã xuống kia vỡ vụn dãy núi phía trên phía sau lưng của hắn sớm đã là một mảnh hỗn độn bị ngọn lửa đốt cháy khét nhục thể hỗn tạp đã trở thành cho bụi lại là dính liền tại trên nhục thể quần áo than cốc dây đặc địa khói bụi hun lấy thương khung tại tiếng sấm bên trong rốt cục rơi ra mưa to tứ ngược dòng lũ không chỗ ở chảy xuôi lý thuần cố gắng ngẩng đầu khó khăn mở to mắt mưa to xen lẫn huyết thủy chặn tầm mắt của mình trước mắt một mảnh mô hình hồ duỗi ra kia tràn đầy vết thương cánh tay tay không ngừng mà nắm lấy đá vụn làm sao làm sao có thể trong mắt của hắn bên trong tràn đầy không thể tin nhìn qua trước mắt tô bắc nhưng mà nhìn thấy chỉ có tĩnh mịch đồng lỗ cùng kia tuét ra khóe miệng sau một khắc âm vang một kiếm xuyên thấu lòng bàn tay của hắn tô bắc một bà nhấc lên hắn cổ Hung hăng một quyền đánh tới, máu tươi trong nháy mắt bắn ra mà ra. Trên ngực của hắn có một đạo màu xanh đậm ứ dấu vết, khóe miệng không ngừng mà hướng ra phía ngoài chảy xuôi màu đỏ sậm máu. Tô Bác nhìn qua người trước mắt, điên cuồng địa giống giận, một kiếm chém dụng hắn một cái cánh tay, ngươi thiên địa pháp tướng đâu? A, à, ngươi thiên địa pháp tướng đâu? Tại cái này mưa to bên trong, đồng lỗ bên trong tràn ngập xích hồng sắc, màn trời bên trong truyền đến ầm ầm tiếng sấm, một đạo thiểm điện xẹt qua chiếu ra tô bác kia huyết sắc đồng lỗ, cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch mặt. Phốc, huyết thủy phun ra, giống như ác mộng cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện ở đông đảo người tu hành trước mắt, tất cả mọi người đều là quá sợ hãi nhìn qua trước mắt một màn này. Lý thuần con ngươi trợn tròn lên tràn đầy khủng hoảng chi sắc, từ bước vào độ kiếp cảnh giới đến nay cho tới bây giờ chưa từng từng có loại này cảm giác sợ hãi. Hắn điên cuồng địa lui về phía sau, Tô Bác xuất kiếm không ngừng, như trọng nỏ kích xạ, thế như tiếng sấm, để Lý Thuần điên cuồng địa hướng về sau chạy thục mạng. Rốt cục, Tô bác kiếm cách hắn trái tim vẻn vẹn chỉ là một thước khoảng cách. Không, cứu ta. Ngay tại Tô Bắc trường kiếm trong tay sắp xuyên thấu tên này độ kiếp lồng ngược thời điểm, một người trung niên nam từ đột nhiên xuất hiện ở Tô Bắc sau lưng, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng hậu tâm của hắn. Ngón tay hiện ra lấy một đám nhìn thấy mà giật mình tuyết trắng, không có nửa phần huyết sắc, chỗ đầu ngón tay móng tay giống như mực đậm đe nhánh. Sát chỉ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tô bắc mãnh địa trở lại thanh bình kiếm hoành thân trước người cây kia ngón tay cứ như vậy rơi vào trên thân kiếm phát ra một tiếng nặng nề mà kêu run cái này va chạm giống như sơn hải đụng trời chuông ầm ầm nổ vang lý thuần con ngươi bên trong trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ một ngụm nghịch huyết từ ổ bụng bên trong phun ra ra kích động hét lớn một tiếng cơ như thanh lũng nương theo lấy hắn mà đến sau lưng còn có lít nha lít nhít mấy ngàn sát tu giữa thiên địa hội tụ mà thành màu đen nghiệt long hướng phía tô bắc phương hướng cuồn cuộn mà đi cơ như thanh lũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đồng lỗ một mảnh tinh hồng chi sắc tô bắc mở miệng nói trên người người này có tôn thượng cần thiết con dấu cần phải chảm chết một cỗ khí độc không ngừng mà hướng phía tô bắc trên cổ tay lan tràn tại hắn vết thương máu chảy rầm rề chỗ lưu lại đen nhánh lạc ấn tiếp theo trên mu bàn tay làn da bắt đầu bày biện ra đến màu tím đen dưới da gân xanh mạch lạc giống như từng đầu con rết nhô lên không ngừng mà nhảy lên một tiếng âm thanh gào thét bỗng nhiên vang vọng chân trời, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bác đã xuất hiện ở cơ Như Thanh Lũng trước người không đến 3 trượng khoảng cách. Trong tay thanh bình kiếm trong khoảnh khắc, bạo phát ra một đạo tử mang, nương theo lấy hắn gầm thét, trả mẹ ngươi. Chết đi." Cơ Như Thanh Lũng cả người trong nháy mắt bị một kiếm này đụng bay ra ngoài liên đới lấy phần eo của hắn phía dưới thân thể nặng nề mà rơi đập tại trên mặt đất, Ngạnh sinh sinh trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến mấy trăm trượng khe rãnh. Nhưng trong chớp nhoáng này, nhưng cũng đầy đủ lý thuần đào thoát hắn mãnh địa đứng dậy hướng phía nơi xa bay đi vô số sát tu đã chạy tới tô bắc vị trí liệt ra từng cái đại trận tại phiến thiên địa này ở giữa tô bắc độc thân đứng ở nam đô tường thành bên ngoài trước mặt chính là mấy ngàn sát tu màn trời bên trong xuất hiện mấy đạo hỏa hồng sắc ánh sáng toàn bộ thương khung bị phen này hỏa diễm nhuộm xích hồng tiếp lấy lần lượt từng thân ảnh xuất hiện một đạo hỏa quang mãnh hướng tô bắc đánh tới chỉ là cái này chạm mặt tới thương khung liệt hỏa còn chưa tới tô bắc trước mặt lúc cũng đã biến mất hầu như không còn ngay sau đó chính là bị bốn đạo thuần kim sắc kiếm khí ngăn lại trên đỉnh đầu là mênh mông địa hỏa biển giữa thiên địa bỗng nhiên dừng lại ngay sau đó bị tô bắc một kiếm đẩy ngược trở về cả mảnh trời màn xích viêm nặng nề đầy trời hỏa vân lăn lộn không ngớt cuồng loạn kiếm khí không ngừng mà cuồn cuộn lấy một làn sóng tiếp theo một làn sóng tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận phong phú rực rỡ đếm không hết sát tu tại thời khắc này giống như hạt đậu bị cái này một cỗ kiếm khí rơi vãi hướng về phía thương khung. Kia là tu vi thấp nhất cũng có hóa thần cảnh giới tu sĩ, nhưng ở hút vào vô tận tận sát khí tô bắc trước mặt, lại giống như giấy hồ, vẻn vẹn chỉ là vừa mới thò đầu ra, cũng đã là tán loạn. Nam Hoàng Lăn Kia là một kiếm phô thiên cái địa, đầy trời tử kim sắc, đầy trời hoa sen. Một vòng trời chiều lại tựa như hoàn toàn chìm vào trên mặt đất. Một kiếm khai thiên, trong khoảnh khắc, cái này một mảnh bị xích hồng sắc chỗ thấm đầy màn trời giống như là cùng một chỗ bị cắt nát vải, bị xé rách đến nhỏ vụn. Đạo khe hở không ngừng mà hiện lên ở trên trời cao, tiếp theo kia một cái khe càng lúc càng lớn, từng sợi kiếm mang màu tử kim nương theo lấy xích hồng trời chiều từ trên trời giáng xuống, bốn rơi nam đô. Đoạn Sơn Hà Tô Bắc liền đứng tại nam đô thành trước mặt, ngước nhìn vỡ vụn màn trời, đầu đầy cùng phát tùy ý, toàn thân bị đen nhánh máu tươi bao phủ, tựa như kiếm ma cười lớn. Ha ha ha, Mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể nghe thấy kia tăng thương tiếng cười, nương theo lấy khắp nơi trên đất kêu thảm, từng đạo đen nhánh linh hồn tiêu tán ở chân trời bên trong, toàn bộ nam đô đều tại rung động. Nam hoàng sắc mặt run run nhìn qua kia không ngừng mà hướng phía phương hướng của mình chạy tới Tô Bắc, trong tay nắm thật chặt này thiên đạo chi thạch. Nơi xa quan sát lấy đây hết thảy đám người, che đôi môi, cương lấy thân thể nhìn qua kia một thân ảnh. Đó đã không phải là Tô Bắc, kia là ma nếu là bỏ mặc hắn như thế không chút kiên kỵ hấp thu những sắc khí này hắn kết quả chỉ có hai cái hoặc là bạo thể mà chết hoặc là thần hồn đem lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh địa mê man mãi cho đến trong cơ thể hắn lệ khí tiêu tán vì đó hoa dịch hàn thở dài một hơi vịn trong tay đàn tiền bối ngươi có thể hay không mau cứu sư tôn mau cứu sư tôn tiêu nhược tình kéo hắn một cái vạt áo hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn mở miệng nói hoa dịch hàn mặt lâu đắng chát lắc đầu hiện tại tô bắc sợ là thể nội linh khí bành trướng đã tiếp cận đại thừa đi mỗi một góc đều là có thể nghe thấy kinh khủng tiếng cười nương theo lấy liên tiếp không ngừng mà tiếng kêu thảm thiết rốt cục tô bắc giết tới nam đô thành nội lý thuần điên cuồng địa chạy thục mạng nhìn qua tô bắc kia giữ tợn con ngươi hét lớn hắn điên rồi hắn điên thật rồi hắn chẳng lẽ không biết hấp thu nhiều như vậy sắc khí hẳn phải chết không nghi ngờ sao điên cuồng địa giết chóc có làm được cái gì cũng bởi vì đông hoàng nữ nhân kia chết rồi lão tử liền không nên tới Nam Đô, lúc trước liền không nên tới. Lời còn chưa dứt, đã sớm đã mất đi thần trí Tô Bắc dừng tay lại bên trong trường kiếm. Hắn cúi người xuống, đi tới kia co quắp tại băng thiên tuyết địa bên trong nữ tử bên người, Lâm Cẩn Du cắn chặt hàm răng, ở một bên nhìn xem hắn, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Rốt cục, Tô Bắc bình tĩnh lại. Chỉ là kia một chương trừng lớn hai mắt con người bên trong hiện đầy tơ máu, thỉnh thoảng địa co quắp tứ ngực sắc khí vẫn như cũ hóa thành vòng xoáy càng không ngừng lưu chuyển tiến vào trong cơ thể của hắn hắn toàn thân cơ bắp đã căng cứng đến cực hạn hắn run rẩy vươn tay đưa nàng ôm ở trong ngực một đám sát cạo mặt sắc hoảng sợ nhìn qua tô bắc nhưng vẫn như cũ là hóa thành một vòng tròn không ngừng mà hướng phía hắn bao vây lấy càng ngày càng gần càng ngày càng gần hắn chỉ có một người giết hắn đoạt con dấu tô bắc nhẹ nhàng địa sờ lên nàng chăm chú nhắm con ngươi hơi thở của nàng ở giữa còn có khí hơi thở ngay sau đó hắn nhìn qua đầy trời liệt hỏa, trong nháy mắt vô tận kiếm ý lan tràn ra, phương thiên địa này ngoại trừ hỏa diễm lại khắp nơi là kiếm ảnh, từng đạo kim sắc hoa sen nở rộ ra. Tiếp theo ngẩng đầu, nhìn qua hoa dịch hàn vị trí, nhìn qua kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Đồ nhi, vi sư hôm nay lại cho các ngươi bên trên bài học cuối cùng." Ngàn năm kiếm tông là một kiếm nửa cái thiên hạ kiếm tông. Thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Kia là trảm tiên kiếm khí lôi cuốn lấy vương đạo kiếm khí bằng bạc thật lớn, bao hàm lấy tiên đạo kiếm khí nở rộ phồn hoa. Trung trung điệp điệp kiếm khí phóng lên tận trời, giống như một đầu kiếm khí trường hà, đầu này kiếm khí trường hà phía trên, nở rộ đầy hoa sen, giống như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Tô Bắc đầy đầu mực phát hướng về sau tan ra bốn phía, chân trụi trên thân thể, dính liền lấy huyết sắc vải rách tùy ý phiêu khởi, khuôn mặt của hắn là bình tĩnh như vậy. Là, Thiên Hạ Kiếm Tông. Một kiếm này, thiên địa biến sắc gió nổi mây phun, tầng tầng xinh sen. Thậm chí về sau cũng không thấy nữa thân kiếm, cũng không gặp được thi triển một kiếm này tô bắc. Toàn bộ nam đô duy còn lại áp đảo kiếm khí mọc lan tràn bốn phía, to lớn mà tràn trề. Một kiếm này, chém vỡ nửa cái nam đô. Một lát im ắng. Một đầu máu nhuộm lộ ra hiện tại tô bắc trước mặt, con đường này bên trên là như vậy tĩnh mịch, một mực thông hướng trên trời cao nam hoàng. Thiên địa khóc thảm. Toàn bộ nam quốc đều cảm nhận được trận này rung động trên sơn đạo vô số lưu thoán tông môn đệ tử thần sắc kinh hoàng hướng phía nam đô phương hướng nhìn lại nơi đó màn trời tựa như đã nứt ra một cái lỗ thủng ngọn lửa rừng rực ở trên trời thiêu đốt như là dáng chiều đem toàn bộ thế giới đều chiếu thành màu đỏ một đang bôn ba bên trong tông môn trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói nơi đó đến tục cùng xảy ra chuyện gì mặt trời nát là ai còn tại chiến đấu có mới từ nam đô phương hướng trốn nhảy lên ra đệ tử ánh mắt phức tạp địa mở miệng nói là kiếm tông tô trưởng lão thoại âm vừa dứt về sau tất cả mọi người đều là lâm vào yên lặng không ai lên tiếng hoàn toàn tĩnh mịch không biết qua bao lâu một người tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu dò hỏi còn có ai lưu tại chỗ ấy một người tu sĩ há to miệng rốt cục mở miệng nói ra nho thánh còn có đây này tô trưởng lão còn có đây này người kia không có tiếp tục nói chuyện chỉ là lắc đầu đột nhiên một người mặc kiếm áo tu sĩ một bả nhấc lên người kia cổ con ngươi trợn tròn lên, hét lớn, ngươi nói ai ở nơi đó. Tên tu sĩ kia một mặt mộng mà nhìn trước mắt mấy người, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, nho thánh cùng tô trưởng lão. Cái nào tô trưởng lão? Kiếm tông tô trưởng lão. Mặc hành giản đẩy ra người trước mặt, cả người thất hồn lạc phách nhìn qua xa xa kia một đạo thương khung, khuôn mặt ngốc trệ, mắt như trung đồng, sư đệ không có chết. Đứng ở phía sau quân vô tà thần sắc đã hoảng hốt, hắn chuyển qua rơi quá mức liền muốn hướng phía nam đô phương hướng đi đến dừng lại lão lục ngươi đi đâu tịch thanh y nổi giận gầm lên một tiếng mở miệng nói nhị sư huynh ngũ sư huynh không có chết đại sư tỷ cũng ở nơi đó cho nên ngươi muốn đi qua chịu chết ngươi chút thực lực ấy quá khứ có thể làm cái gì quân vô tà ngơ ngác nháy mắt hồi lâu sau thấp giọng mở miệng nói chí ít lòng ta sẽ không như vậy áy náy đi bọn hắn cũng cần người nhặt xác đi sư huynh nói cho lão đầu tử đệ tử bất hiếu dứt lời đôi kiếm tông phương hướng dập đầu ba cái, quay người liền đi. Tất cả mọi người giật mình, ngay sau đó trọng thương ngọc ta cũng là nắm chặt nắm đấm, quy gối trên mặt đất nhìn qua tuyết châu phương hướng, mím môi. Độ kiếp phía trên chiến đấu sư đệ tu vi còn thấp, bất lực, nhưng ít ra có thể ngăn cản nguyên anh hóa thần sát tu một hai. Dứt lời, quay người mà đi. Tịch thanh y khí hai tay phát run, rất nhanh, đi theo bên cạnh hắn tất cả kiếm tông trưởng lão đều là mang theo môn hạ đệ tử đã đi xa. Đi giản, vi huynh cho là người chững chạc nhất làm sao cũng có thể khí phách làm việc mặc hành giản chậm rãi đứng dậy đối tịch thanh y mở miệng nói nhị sư huynh ta kiếm tông truyền thừa không thể diệt ta kiếm tông tương lai liền giao cho ngươi dứt lời đầu hắn cũng không trở về rời đi nguyên địa chỉ còn lại có tịch thanh y một người ngương ngác nhìn qua đã đi xa mấy người lăng lăng nhìn qua xa xa kia phá lỗ thủng thương khung một chút chạy trốn tu sĩ nhìn qua kia một đạo xích hồng thương khung vết rách rốt cục tựa như hạ quyết tâm phun một bãi nước miếng. Tóm lại đều phải chết, công môn đều đã không có, lão tử sống một mình còn có cái gì ý tứ. Ta nhổ vào. Từng người từng người tu sĩ, biến mất ngay tại chỗ. Hướng phía nam đô phương hướng chạy đi. Đạo tông. Mờ nhạt chỉ riêng giải đầy đại địa phía trên. Một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng trên đại điện, ngư hồng tụ lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn lấy mình trước mặt lão giả. Bên người của nàng ngồi đầy đạo tông vẫn còn tồn tại trưởng lão, Tất cả mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tên lão già kia. Trong đó một tên trưởng lão bên Hông Ngọc bội không ngừng mà chớp động lên quang mang, hắn vội vàng là cầm lên ngọc bội. Nghe được trong đó tin tức truyền đến sau một khắc, cả người hắn chính là ngây dại. Xảy ra chuyện gì? Có đạo tông trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hắn. Đồng tu trưởng lão gửi thư nói, có mấy vạn sát tu đi Nam Đô. Nam Đô còn lại nhiều ít người. Hai cái. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh hoảng sợ chừng lớn con ngươi, đều là nhìn xem thượng tọa tên lão già kia. Ngư hồng tụ cắn môi son, hít một hơi thật sâu, tiếp theo biểu lộ ngưng trọng nhìn xem lão giả, mở miệng nói. Tiền bối, thánh nữ đã xuất động, chúng ta còn có cơ hội cuối cùng. Nếu là lần này chưa thể ngăn cản Nam Hoàng mặc cho hắn kích hoạt này thiên đạo chi thạch, 21 châu tu sĩ đem không còn bất cứ cơ hội nào. Thánh nữ cần trợ giúp, chỉ ít cần ngăn lại không ngừng hướng phía Nam Đô phương hướng tiếp viện kia mấy vạn sát tu tay của lão giả đụng lật người bên cạnh kia một chén trà nước hắn lẳng lặng xem tọa hạ một đám trưởng lão không có lên tiếng trầm tư hồi lâu hắn mãnh ngẩng đầu